Trần Húc nói không sai, chúng ta có tư cách gì cùng hắn đọ sức. Không sợ đối thủ cường đại, nhưng chỉ sợ đối thủ cường đại liền bóng dáng đều nhìn không tới. Cái loại này trên thực lực, tài lực bên trên tranh lệch, lại để cho mỗi người đều tâm như chết cho. Ký sinh du hà sinh lượng trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng nhưng vấn đề là. Bọn hắn có thể so ra mà vượt chu du sao? Các ngươi có thể cùng lý bác sĩ học tập thì như thế nào? Cái này Trần Húc, hắn thành tựu tương lai có thể so với lý bác sĩ tranh lệch sao? một đám người ủ rũ đích bỏ đi, chỉ để lại Jimmy hoàng sông bọn người. Ngây người, người sau nửa ngày, một nữ hài tử rốt cuộc nhịn không được khóc, cố gắng lâu như vậy, tự cho là mình đã rất mạnh. Nhưng nào biết đâu rằng cùng đối phương tranh lệch có lớn như vậy, lớn đến cả đời này đều khó có khả năng đuổi theo. Nguyện vọng thất bại, nữ hài tử tự nhiên là người thứ nhất không chịu nổi đả kích đấy. Đừng khóc, Jimmy mạnh mà một đập cái bàn, trên mặt không còn có dĩ vãng chấn tĩnh cùng bầy mưu nghĩ kế, hắn hai mắt huyết hồng, kích động kêu lên, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, một người năng lực không có khả năng có mạnh như vậy. Hắn nhất định cùng chúng ta đồng dạng, uống thuốc rồi, Jimmy hung hăng bắt lấy hoàng sông địa y lĩnh qua lại run run, người nói có đúng hay không? Có phải hay không, hắn nhất định uống thuốc rồi, hơn nữa sao chúng ta giờ còn muốn tiên tiến, nhìn xem mặt xám như cho hoàng sông, Jimmy tê tâm liệt phế kêu to, ta không phục. Hoàng sông phản ứng phản mà không có như vậy kịch liệt, mà là vẻ mặt cho tàn sắc, cho dù hắn cũng uống thuốc, chúng ta cũng thua, dược vật của hắn so chúng ta cũng muốn tiên tiến. SMMS, quả nhiên là thần, hắn giao thiệp với địa từng cái phương diện, đều là thần tích. Không có khả năng, Jimmy hét lớn, không được, ta nhất định phải đem thằng này cho chảo, nghiêm hình bức cung. Ta nhất định phải đạt được phương thuốc kia, ta không cho phép trên thế giới này có bất kỳ áp đảo sự hiện hữu của ta xuất hiện. Hoàng sông bọn người trên mặt đều lộ ra khinh bỉ thần sắc. Cái này Jimmy không rõ lai lịch, nhưng địa vị rất cao. Bởi vì hắn tuy nhiên trên danh nghĩa là lý bác sĩ địa trợ thủ, nhưng là cho dù lý bác sĩ nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính. Mà người này, ngày bình thường một bộ cao cao tại thượng bầy mưu nghĩ kế bộ dạng, cái kia phó cố làm ra vẻ. Tốt như chính mình cái gì cũng biết bộ dáng vốn cũng rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là một khi gặp được đại não phản ứng không kịp địa tình huống lúc, hắn sẽ là cái này bộ hình dáng, tháo xuống hắn toàn bộ địa ngụy trang, biến thành một cái tiểu nhân. Hoàng sông giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, người này, rất đáng thương, ta cảm thấy được hay là muốn trước thông chi lý bác sĩ. Một người sợ hãi nói ra ý nghĩ trong lòng, lý bác sĩ tính toán cái gì, Jimmy một cái tắt đem hắn phiến đã bay đi ra ngoài, khóe miệng đổ máu. Hoàng sông bọn người kinh hãi vội vàng đỡ lấy hắn, nguyên một đám nhìn hầm hầm lấy Jimmy. Nhưng xem cặp mắt của hắn huyết hồng, phảng phất giống như điên cuồng, lại không một người dám lên tiếng. Jimmy cười lạnh nói, không được đem chuyện này nói cho Lý bác sĩ. Sự tình nơi này, ta định đoạt, nhớ kỹ, các ngươi cũng chỉ là vật thí nghiệm, đáng thương vật thí nghiệm, các ngươi không có quyền đối với ta khoa tay múa chân. Tất nhiên, phải báo cho Lý bác sĩ, hắn cái này nước thuốc còn bất hoàn mỹ, hắn nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra sao Trần Húc dùng càng hoàn mỹ dược nghiệp. Mấy người các ngươi, nếu như không muốn chết, tự cho ta thành thành thật thật đấy. Buổi tối hôm nay, cùng ta cùng một chỗ đem Trần Húc chộp tới, ta nhất định phải đạt được phương thuốc của hắn. Nhìn xem mấy người kia trên mặt đều lộ ra mâu thuẫn cảm xúc, Jimmy không phải người ngu, hòa hoãn thoáng một phát ngữ khi nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn thoát ly cái kia nước thuốc không chế sao? Ta tin tưởng hoàn mỹ nước thuốc là không cần như chúng ta bây giờ phục dụng loại này nước thuốc như vậy hội làm cho nghiệt, nếu như các ngươi cái nào không nghe lời, về sau tựu không khả năng dựa dẫm vào ta đạt được nước thuốc. Chính các ngươi ngẫm lại hậu quả, hoàng sông bọn người biến sắc, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu, bọn hắn đối với cái này thông minh dược tính ỉ lại đã rất mạnh, tự cùng hút pin đồng dạng, nếu như không chiếm được nước thuốc bổ sung, biết được điên cuồng đấy. Mà nước thuốc, tắc thì đều nắm giữ ở Jimmy trong tay. Cho dù lý bác sĩ, hắn cũng chỉ là phụ trách nghiên cứu, trong tay hắn cũng không có nước thuốc. Trần Húc à Trần Húc, Jimmy cười lạnh nói, người thật đúng là cho ta một kinh hỉ à. Jimmy nhìn về phía hắn một người trong lớn lên coi như cũng được nữ sinh, tiểu diệp, hôm nay dẫn xuất Trần Húc nhiệm vụ tự giao cho ngươi rồi. Ngươi minh bạch ý của ta, ngươi, tiểu diệp sắc mặt trắng xanh, nhưng là sợ hãi Jimmy, cúi đầu nói, bên cạnh hắn có ba mỹ nữ, nơi nào sẽ vừa ý ta. Mỹ nữ thì như thế nào? Jimmy cười lạnh, cái kia ba nữ tử hai chân thẳng tắp đóng chặt, làn da không có nước nhuận chi khí, hay vẫn là mười phần xử nữ, Trần Húc hiện tại đúng là huyết khí phương cương tuổi thọ, làm sao có thể kháng cự được hấp dẫn. Ngươi, tiểu diệp nước mắt đều muốn ra rồi, ta mới không làm như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Hoàng sông ngăn ở tiểu diệp trước người, cũng nhìn hầm hầm lấy Jimmy, người sao có thể làm cho nàng làm như vậy. Jimmy giữ tận cười, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, chứng kiến tiểu diệp cùng hoàng sông bộ dáng, Jimmy biết rõ cũng không thể chết được bức nàng, bằng không thì trần húc như vậy khôn khéo người, nghe được nàng nói chuyện khẩu khí không đúng tuyệt đối sẽ không mắc câu. Vì vậy hắn chỉ hoãn chỉ hoãn ngữ khí, thật cũng không nhất định phải người bán đứng nhan sắc, đem Trần Húc kêu đi ra đến chỉ định địa phương đây là rất sự tình đơn giản, như vậy đi. Người gọi điện thoại cho Trần Húc, nói có chuyện trọng yếu nói cho hắn biết, ước hắn đến thí nghiệm sau lầu mặt địa trong rừng cây gặp mặt, chúng ta lại thừa cơ chế ngự, đồng phục hắn, như vậy được đi à nha. Hắn câu nói sau cùng cũng căn vốn cũng không phải là hỏi Hoàng Sông bọn người ý kiến, mà là mình quyết định. Jimmy vỗ quần áo, quyết định như vậy đi, các người hiện tại nên để làm chi đi thôi, ta đi ổn định lý bác sĩ, hừ, hy vọng không cần có một ít nói nhảm đem vấn đề này rơi vào tay lý bác sĩ trong lỗ tai rồi. Nhìn xem Jimmy đi ra môn, tiểu diệp oa một tiếng nhào vào hoàng sông trong ngực khóc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy rồi, cái gì IQ cao địa siêu nhân, ta cũng không muốn trở thành. Vài người khác cũng liền bên trên lộ ra một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ thần sắc, đi theo cái này Jimmy, bọn hắn thật sự có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi chúng ta đi tìm lý bác sĩ vạch trần hắn. Hoàng sông lắc đầu, điều đó không có khả năng. Đầu tiên chúng ta như thế nào lại để cho lý bác sĩ tin tưởng, hắn đắc ý nhất sản phẩm dĩ nhiên là một cái thuốc phiện. Tiếp theo, lý bác sĩ cũng không có khả năng đấu qua được Jimmy đấy. Mạng của chúng ta đều trong tay hắn, ta không muốn còn như vậy. Một đệ tử ôm đau đầu khổ hô to, ta chứ có thể không có tham gia cái này thí nghiệm. Mà cho dù chúng ta tham gia cái này thí nghiệm lại có thể thế nào? chúng ta so về smms đồ đệ kém nhiều lắm chúng ta không có khả năng so qua hắn địa smms đồ đệ hoàng sông con mắt sáng ngời đúng vậy chuyện cho tới bây giờ có thể đối kháng jimmy cứu chúng ta chỉ có trần húc chúng ta đi tìm trần húc chúng ta đầu hàng chỉ muốn hay không lại lại để cho chúng ta vượt qua loại cuộc sống này chúng ta tự đầu hàng đầu hàng trần húc hội tiếp nhận chúng ta sao chúng ta cho tới nay đối với hắn như vậy hoàng sông nghĩ nghĩ khẳng định gật đầu hắn hội địa bởi vì, vì chúng ta không là địch nhân, buổi tối, 11 giờ, tánh mạng khoa học nghiên cứu lâu đằng sau là một mảnh tiểu thụ tùng, nơi này chính là đại học nam nữ sinh buổi tối thích nhất đến hẹn hò địa phương, chỉ là hôm nay 11 điểm rồi. Rất nhanh muốn tắt đèn rồi, cho nên tại đây cũng cũng chưa có bình thường địa nhiệt náo. Đêm đen, phong cao, tiểu diệp đã đi tới, vẻ mặt địa chân tĩnh, ta đã gọi điện thoại cho Trần Húc rồi, hắn nói hắn lập tức tới. Jimmy trên mặt lộ ra mỉm cười nhưng trong bóng tối thấy không rõ lắm rất tốt tiểu diệp ngươi đến chính giữa chờ những người khác dựa theo trước khi địa an bài hai người các ngươi tới cửa chắn lấy đừng cho trần húc đào tẩu hoàng sông trần húc đến một lần ngươi lập tức lao ra cuốn lấy hắn mà ta jimmy liếm liếm bờ môi vuốt vuốt trong tay mini gậy điện ta sẽ nhượng cho hắn thoải mái mà hoàng sông nhíu mày thứ này sẽ không đả thương đến người sao jimmy quay đầu nhìn xem hắn hừ lạnh một tiếng yên tâm ta sẽ không tại ngươi cùng hắn dây dưa thời điểm dùng cái này đấy, thương cũng không đến phiên ngươi, ngươi sợ cái gì. Sau đó hắn nhìn nhìn trong tay gậy điện, ba vạn vôn cao áp, một hồi ta lại để cho các ngươi kiến thức kiến thức, cái gì gọi là vùng vẫy dẫy chết. Đem Trần Húc bắt được về sau, nếu là hắn chịu ngoan ngoãn nói ra SMMS cùng nước thuốc hạ lạc, hạ xuống, ta cũng không phải là khó hắn, hắn nếu không nói. Hừ hừ, đến lúc đó đem hắn hai tay phao ngâm đến trong nước, sẽ đem cái này đèn pin. Hắc hắc, có hắn thụ đấy, thật ác độc ra hỏa, người chung quanh trong nội tâm đều nghĩ như vậy, lúc này thời điểm phía trước tiểu diệp đột nhiên hô, có người đến. Đám người lập tức an tĩnh lại, tại trong bụi cỏ nằm sấp lấy vẫn không nhúc nhích, tự chứng kiến phía trước ngọn đèn hôn ám xuống, một bóng người chậm gì gì đi tới, thấy không rõ thân hình cùng bộ dáng, nhưng hẳn là Trần Húc đúng vậy. Jimmy liếm liếm mở môi, thấp giọng nói, mọi người chuẩn bị. À, đúng lúc này, Jimmy cánh tay đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, đột nhiên đau đớn lại để cho hắn nhịn không được đã xảy ra hết thảm một tiếng, hắn cảm giác được tay phải của mình hoàn toàn đã không có chi giác. Hắn biết rõ đây là rất cả ra, nhưng hắn thật không ngờ chính là công kích người của hắn, dĩ nhiên là bên cạnh hắn Hoàng Sông. Tự chứng kiến Hoàng Sông vẻ mặt cười lạnh, răng rác thoáng một phát, dùng vô cùng gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp lại tháo bỏ xuống hắn mặt khác một chi cánh tay, sau đó một cái trọng quyền đánh vào Jimmy hậu tâm lên, đem hắn đánh nằm sấp trên mặt đất, sau đó thò tay răng rác răng rác rất dứt khoát tháo xuống hắn hai chân các đốt ngón tay cuối cùng thoáng một phát bắt được cái cầm của hắn xuống kéo một phát jimmy cái cầm cũng rất cả ra không có khả năng hoàng sông tuyệt đối không có thân thủ như vậy jimmy nhìn xem hoàng sông cái cầm bị cởi hắn chỉ có thể dùng mơ hồ không rõ thanh âm cố gắng mà hỏi ngươi ngươi là ai thật thông minh ngươi nọ cười cười biết rõ ta không phải hoàng sông ngươi không phải muốn bắt ta sao cái kia nhìn xem là ai đã rơi vào trong tay ai ngươi là trần húc jimmy những lời này chỉ là vô ý thức kêu đi ra nhưng là hắn như thế nào đều không thể tưởng được bên cạnh người này dĩ nhiên là trần húc cái kia rõ ràng tựu là hoàng sông lên a tuy nhiên bầu trời tối đen nhưng này tướng mạo jimmy làm sao có thể hội nhận lầm chẳng lẽ là dịch dung thuật nhưng jimmy rất nhanh tựu kịp phản ứng làm sao có thể thực đem làm dịch dung thuật là như trong phim ảnh khoa trương như vậy Cường thịnh trở lại dịch dung thuật cũng không có khả năng đem một người biến thành một người khác giống như đúc tướng mạo. Thế nhưng mà, Jimmy đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện rồi, hắn người trước mắt tướng mạo. Trần húc, mà ngay cả quần áo đều thay đổi. Làm sao có thể, làm sao có thể. Jimmy bị cởi rơi xuống cái cằm, hắn không thể tin mơ hồ không rõ quát, giống như dã thú bị thương như vậy. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, như thế nào một trong nháy mắt, hoàng sông tự biến thành Trần húc. Lúc này thời điểm Trần Húc cầm lấy điện thoại nói hạ, có thể rồi, đến đây đi. Rất nhanh thì có bốn cái tráng hán chạy tiến đến, một bà dựng lên trên mặt đất xi mi, một đại hán thò tay không chút khách khí ở trong miệng hắn ngắt một trận, cười nói, không có độc dược, thằng này quá không chuyên nghiệp rồi, mà một cái khác thì tại trên người hắn rất nhanh rất chuyên nghiệp siêu một lần, lấy ra một cái hộp thuốc lá, thổi cái huyết sáo, nhìn xem vị này tiểu bằng hữu trên người dẫn theo cái gì. Anh quốc đặc công chuyên dụng trang bị, hộp thuốc lá một phát viên đạn súng ngắn, Loại này thương là có thể mang lên phi cơ, bởi vì toàn bộ đều là dùng đặc thù tài liệu chế tác, kim loại kiểm tra đo lường nghi không cách nào kiểm tra đo lường địa đến. Hắn nhìn xem té trên mặt đất Jimmy, cười nói, xem ra, chúng ta vị này tiểu bằng hữu địa vị cũng không nhỏ à. Jimmy lúc này thời điểm nhận ra rồi, bốn người kia đúng là trường học bốn cái cổng bảo vệ. Bọn hắn thật là cổng bảo vệ sao? Trần Húc cười nói, tốt rồi, đối với chúng ta khách nhân tôn quý cẩn thận một chút đừng giết chết, hắn còn có rất lớn tác dụng. Mấy vị, các người có lẽ có thẩm vấn địa phương A. Đem hắn dơ lên đi qua. À, đúng rồi, còn đã quên một việc. Chúng ta có lẽ đem lý bác sĩ cùng một chỗ hô qua đến. Cái lúc này Hoàng Sông theo bóng mở ở bên trong đi ra, ôm lấy có chút chấn kinh tiểu diệp, nói, muốn cho lý bác sĩ ra cao ốc chỉ có thể lại để cho Jimmy mà nói, chúng ta đều không có dùng. Lý bác sĩ từ khi cái kia nước thuốc sau khi hoàn thành, tự mỗi ngày ăn ở cơ hồ đều tại trong đại lâu, đi ra ngoài địa thời điểm bên người tất nhiên sẽ cùng theo Jimmy. Tự liền chúng ta đều không thể một mình cùng Lý bác sĩ cùng một chỗ. Như vậy à, Trần Húc cười cười, xoay người xuất ra Jimmy điện thoại, ý bảo một gã chiến sĩ chắn, lấp, bịt Jimmy miệng về sau, bấm Lý bác sĩ điện thoại. Lúc này thời điểm Jimmy đã nghe được một cái không thể tin thanh âm. Cái kia là hắn thanh âm của mình. Trần Húc dĩ nhiên cũng làm vô dụng thôi bất luận cái gì biến âm thanh kỳ tài, cứ như vậy đối với điện thoại, dùng thanh âm của mình nói ra, Lý bác sĩ phải không? Ngươi bây giờ xuống lầu thoáng một phát, ta dưới lầu cửa ra vào chờ ngươi. Có chuyện khẩn cấp, Jimmy giống như kỳ lạ đồng dạng nhìn xem Trần Húc, hắn, hắn lại có thể không sử dụng bất luận cái gì thiết bị. Biến hóa ra bản thân thanh âm, điều này sao có thể? Kỳ thật Trần Húc là sử dụng biến âm thanh khí, cái kia biến âm thanh khí tự là tiểu mẫn, chỉ có điều. Tiểu mẫn tác dụng trực tiếp bám vào Trần Húc trên người có thể cho Trần Húc khẩu âm phát ra trực tiếp biến thành bất cứ người nào thanh âm. Mà trước khi Trần Húc biến thân làm hoàng sông, cũng là bởi vì tiểu mẫn. Tiểu mẫn tại Trần Húc chung quanh tạo thành một loại cố ý sóng điện từ. Cái kia sóng điện tử có thể ảnh hưởng đến mọi người địa thị giác, có thể cho mọi người chứng kiến sóng điện từ mô phỏng đi ra địa nhân vật hình tượng. Cái này hình tượng tuy nhiên khoảng cách chân nhân khả năng còn có một chút tranh lệch. Nhưng là tại đây trong đêm, bốn phía một mảnh đen kịt, ai có thể nhìn ra cái này là đệ nhị trọng quyền hạn, tiểu mẫn giao phó địa toàn bộ kỹ năng mới. Màu sắc tự vệ, tương lai công nghệ cao trong chiến tranh trọng yếu phi thường che giấu thủ đoạn. Mà cái kia vài tên bộ đội đặc trùng, chứng kiến Trần Húc vậy mà có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ tự phát ra Jimmy thanh âm cũng thật bất ngờ. Bọn hắn không có chứng kiến Trần Húc trước khi biến thành Hoàng Sông bộ dạng, mà Hoàng Sông bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết nói lung tung. Cái kia thiếu đi một lỗ tai, danh hiệu Vi Lang Nha địa bộ đội đặc trùng ngạc nhiên nói, Wow, người có thể mô phỏng ra người khác thanh âm. Trần Húc cười cười, tự xem như chấp nhận, cũng không giải thích, nói: Tốt rồi. Hiện tại thỉnh hai vị trước mang theo những này đồng học đi chỗ của các ngươi a. À. Đôi mắt ưng, gấu bạo lưỡng vị đại thúc, cùng ta cùng đi tiếp lý bác sĩ. Chúng ta đến địa phương gặp lại. Hiện tại đừng nóng vội lấy giết chết hắn, cũng đừng làm cho hắn tự sát. Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Cái này bốn gã bộ đội đặc trùng danh hiệu phân biệt là Lang Nha, Hổ Cánh, Đôi mắt ưng, gấu bảo phi thường tươi sáng rõ nét danh hiệu, cũng là phi thường tươi sáng rõ nét đặc thù. Lang nha cùng hổ cánh gật gật đầu, một bà nâng lên Jimmy dẫn đầu đi rồi, mà Trần Húc đi tới cửa, tổ chứng kiến lý bác sĩ đã tại dưới một thân cây hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Trần Húc đi tới, cười nói, lý bác sĩ, đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Nhìn thấy là Trần Húc, lý bác sĩ không hề đề phòng nở nụ cười, tiểu Trần à, người cũng không ngủ đâu rồi, đều muốn tắt đèn rồi. Ta còn có chút việc, đang đợi cá nhân, Ngươi trước đi về nghỉ ngươi đi." Trần Húc nở nụ cười, lúc này thời điểm Lý bác sĩ đột nhiên cảm giác được sau lưng có một người, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, một bà thương tự chỉa vào cái hông của hắn, Trần Húc trên mặt vui vẻ không giảm, "Lý bác sĩ, hay vẫn là cùng ta một đứng lên đi, bằng không thì người đời này đều không thấy được Jimmy rồi." "Tiểu Trần, ngươi, Lý bác sĩ phi thường kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được một đệ tử có thể cùng thương đáp bên trên quan hệ." Trần Húc thở dài, "Lý bác sĩ Hết thảy tòng quyền ta đã đã biết sự tình toàn bộ, không, đại bộ phận, tối thiểu so ngươi bây giờ biết đến còn nhiều. Ngài hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ a? À, xin tin tưởng ta đối với ngài tôn kính hiền lành ý. Trong chốc lát, ngài tựu sẽ biết sự tình toàn bộ rồi. Nghe được Trần Húc nói như vậy, Lý Bác sĩ tuy nhiên vẫn không rõ ý của hắn, nhưng là hay vẫn là ngoan ngoãn đi theo Trần Húc còn có cái kia hai cái bộ đội đặc trùng đi nha. Bọn hắn đi địa phương là cách cách trường học không xa một chỗ phá bỏ và rời đi nơi khác lâu nhà này lâu đã rất lâu rồi, xem kiểu dáng trên cơ bản thuộc về trước thế kỷ thời năm 1970 thậm chí sớm hơn phòng ở. Mà cái này đầu thích suối lộ địa phòng ở đều là như thế. Nghe có kinh nghiệm học trưởng nói, trong lúc này thật giống như địa đạo chiến đồng dạng, phố nhỏ ngõ cửu chuyển 18 ngoặt khom có phòng ở còn có động đất, nghe nói có thể là năm đó chiến tranh lạnh thời kỳ đào hầm trú ẩn. Tại đây vốn là hòa hài city lớn nhất làng chơi một trong, cũng là không, nhất cao đẳng lần, gái đứng đường, tú bà đầy đường đều là, nhìn thấy nam nhân tựu đi lên hỏi, tiên sinh, muốn hay không tiểu thư à? Hoặc là tiên sinh, muốn hay không phục vụ à? Chỉ bất quá bây giờ thành thị kế hoạch tu kiến, cái này phiến lão thành khu kiến trúc, trên cơ bản đều muốn đẩy ngã, hiện tại tuy nhiên còn không có đẩy, nhưng cũng không quá đáng tựu là mấy tháng này sự tình. Nguyên tới nơi này hộ gia đình trên cơ bản đều dọn đi rồi, những ngày lâu cũng tự không xuống dưới. Hai gã bộ đội đặc trùng cửu chuyển 18 ngoặt khom địa đi tới một cái âm u lầu nhỏ cửa phòng, nhẹ nhàng trên cửa gõ ba tiếng tiếng nổ, tứ thanh trọng, sau đó lang nha sẽ đem môn cho mở ra. Trần hút bọn người đi vào theo, Lý bác sĩ muốn nói chuyện cuối cùng hay vẫn là chưa nói, lang nha dẫn bọn hắn đến xuống đất thất, tự chứng kiến cái phòng dưới đất này thu thập coi như sạch sẽ, không giống cửa ra vào. Khắp nơi đều là mùi tanh tưởi vị đái, gian phòng cũng rất khô giáo, gian phòng một góc thả một dương đã hủy đi phong mì ăn liền, còn có nước khoáng. Mà Jimmy, tất bị treo ở phòng chính giữa tứ chi bị khóa sắt kéo trở thành một chữ to lý bác sĩ chứng kiến hoàng sông bọn người lại thấy được jimmy nhịn không được kêu lên các người như thế nào đều ở đây ở bên trong jimmy jimmy hắn đây là làm sao vậy ta mà nói a à, hoàng sông đứng dậy đối với lý bác sĩ một cái cúi đầu sau đó nói lý bác sĩ thực xin lỗi chúng ta lừa ngài lý bác sĩ nhìn xem hắn vẻ mặt không thể tin hoàng sông các người đây là đang làm cái gì hoàng sông nói Lý bác sĩ, ngài cái chủng loại kia thông minh dược, kỳ thật không riêng gì dược hiệu thời gian chỉ có thể duy trì một tuần lễ tả hữu cái kia một loại tai hại, còn có một rất lớn, hơn nữa chí mạng tai hại phải. Loại này dược vật sẽ sử dụng biết dùng người thể đối với nó sinh ra cực kỳ cường đại địa ỷ lại, mà một khi dược hiệu đi qua về sau, chúng ta chỉ số thông minh hội từng bước giảm xuống. Phanh, Lý bác sĩ thân thể nghiêng một cái, đụng ngã một cái ngăn tủ. Hoàng sông cười khổ nói, chúng ta trước khi không có nói cho ngài, thì ra là vì vậy Jimmy. Hắn không lại để cho chúng ta đem dược vật này chân thật kết quả nói cho ngài. Bởi vì vì chúng ta cũng đã đối với dược vật sinh ra ỉ lại, mà nước thuốc đều nắm giữ ở trong tay của hắn, cho nên hắn chúng ta không dám không nghe. Nhưng là tự chúng ta cũng biết, nếu như như vậy phát triển xuống dưới, chúng ta đem tại nơi này vũng bùn chính giữa càng lún càng sâu, cuối cùng nhất không cách nào tự kiềm chế. Tiến sĩ, thật xin lỗi, chúng ta lừa gạt ngài. Không có khả năng, không có khả năng. Lý bác sĩ kích động địa một phát bắt được Hoàng Sông địa y lính, hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Sông mới vừa nói những cái kia đại biểu cái gì ý nghĩa, vậy thì đại biểu, cái này nước thuốc đối với nhân thể địa hại xa xa lớn hơn chỗ tốt. Cái này khoản nước thuốc chính là một cái tuyệt đối gân gà sản phẩm, một cái thất bại phẩm. Cái này lại để cho vốn cho rằng nước thuốc địa nghiên cứu đã thành công, tranh lệch chỉ kém tại nước thuốc thời gian tiếp tục tính bên trên địa lý bác sĩ làm sao có thể đủ tiếp thụ. Người gà ta có phải hay không? các ngươi thông đồng tốt rồi lừa gạt ta có phải hay không? Hoàng sông đắng chát lắc đầu, nhưng không nói chuyện, hắn biết rõ lý bác sĩ trong lòng cảm thụ, đổi lại là chính bản thân hắn, hắn cũng không cách nào tiếp nhận. Trần Húc thở dài, nói, lý bác sĩ, tại người xem tới đây khoản nước thuốc sinh ra như thế tác dụng phụ, vậy nó cũng chỉ là một cái gân gà, nhưng là tại những người khác xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Tiến sĩ à, ngài mở ra chính là một cái Pandora cái hộp, đó là nhất định không có kết quả tốt đấy không có khả năng, Lý bác sĩ nhìn về phía Trần Húc, nổi giận đùng đùng, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi động cái gì tay chân có phải hay không. Trần Húc chậm rãi lắc đầu, kỳ thật có cái sự tình ta phải muốn cùng ngài nói một chút, loại này đề cao nhân thể trí lực dược vật, thầy của ta, SMMS đã bắt tay vào làm nghiên cứu đã qua, tại mấy năm trước, bọn hắn cũng đã lấy ra thành phẩm. Cái gì, tại lão sư ta trong mắt, ngài loại này dược vật cũng không kỳ lạ quý hiếm, là bọn hắn đã nghiên cứu qua cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho tác phẩm, nếu như ngươi không tin, ta có thể theo lão sư chỗ đó lấy ra toàn bộ nghiên cứu tư liệu, dù sao những tài liệu này đều là rác rưởi, ngoại trừ hại người, không có có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi nói cái gì? Tiến sĩ, ngài sai rồi, thật sự sai rồi, ngài phạm phải chính là thời đại này nhất hoang đường, không thể nhất tha thứ sai lầm, bởi vì ngăn được lấy các ngươi là quy tắc. Thầy của ta từng từng nói qua, hiện tại khoa học phát triển đã tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, tuy nhiên tại chúng ta xem tới nhân loại khoa học kỹ thuật một mực tại tiến bộ, nhưng là cái loại này tiến bộ gần kề chỉ là mặt ngoài, là nghiền ép hiện giai đoạn tri thức dự trữ một loại tiến bộ phương thức. Nói cách khác, nhân loại phát triển kỳ thật đã tiến nhập một cái vững vàng kỳ, rất khó như mấy lần cách mạng công nghiệp như vậy đã có đột nhiên tăng mạnh đột phá tính phát triển. Mà lúc này đây, rất nhiều các khoa học gia cũng đã đem mục tiêu nhắm ngay như thế nào đi đột phá. Lão sư ta SMMS làm ra lời tiên đoán, nhân loại hiện giai đoạn đột phá phương thức không ai qua được hai chủng, một loại hướng ra phía ngoài, một loại trong chiều. Hướng ra phía ngoài phát triển, tự là nhân loại ánh mắt đem không cực hạn tại trên địa cầu, mà là đi tìm kiếm mới đích tinh cầu, mới đích nguồn năng lượng, bắt đầu đối với vũ trụ tiến hành thám hiểm, tìm những thứ khác văn minh cùng với nhân loại có thể lợi dụng, như di dân, khoáng sản các loại tinh cầu, tiến vào khoa học tưởng tượng chính giữa vũ trụ thời đại. Nhưng là loại này phát triển rõ ràng là không thể nào, tối thiểu hiện giai đoạn là không thể nào đấy. Bởi vì vì nhân loại bản thân có rất hơn vấn đề không có giải quyết, cái gọi là bài trừ bên ngoài tất trước an nội, nhân loại nếu như không đem bên trong sự tình xử lý xong, không có khả năng tập trung tinh lực tiến vào đối với vũ trụ truy cầu. Hơn nữa, cơ ở hiện tại rất nhiều nguyên nhân, có rất nhiều khổng lồ thế lực vì ích lợi của mình, đã hạn chế nhân loại bước chân. Hướng ra phía ngoài không khả năng, như vậy chỉ có trong chiều phát triển Nhân loại bản thân bí mật chính là một cái phi thường đại nỗi băn khoăn, nhân loại ngay cả mình loại này tánh mạng kết cấu vẫn chỉ là kiến thức nửa vời, đối với tại tinh cầu của mình càng là hiểu rõ chỉ có điểm chút da lông, cho nên loại này thời khắc đối với mình thân nghiên cứu cũng là phi thường có tiềm lực cùng với đột phá tính đấy. Hơn nữa, tại hướng ra phía ngoài phát triển nhận lấy trùng trùng điệp điệp chế ước cùng thật lớn độ khó lúc, trong chiều phát triển hiển nhiên tương đối dễ dàng, nhân loại là một cái lòng tham hơn nữa đáng sợ tánh mạng chủng tộc nhân loại không cam lòng tựu giống như bây giờ tầm thường vô vi địa còn sống. Cho nên, hướng vào phía trong phát triển cũng đã trở thành một loại tất nhiên. Một phòng địa người nhìn xem Trần Húc chậm rãi mà nói, mà ngay cả dán tại khóa sắt bên trên Jimmy cũng nhịn không được nữa ngẩng đầu lên, đình chỉ dãy dụa. Không thể phủ nhận chính là, Trần Húc phân tích, hoặc là nói là SMMS địa phân tích, phi thường có kiến giải. Hơn nữa nói chúng tim đen, ngược lại là bốn vị bộ đội đặc trùng người, bọn hắn đối với những vật này hiểu rõ rất thiểu, so sánh chất phát ngay thẳng gấu bạo gái gái bản đầu đinh phát đầu, kêu lên, tiểu chân à, ngươi vừa rồi nói cái gì ý tứ. Ta như thế nào một câu đều không có nghe hiểu, tầm thường vô vi còn sống, cái gì ý tứ à, trần hút cười cười, nói, nhân loại địa tánh mạng rất ngắn tạp, vài thập niên thời gian. Mà cái này vài thập niên chính giữa, chúng ta lại nhất định phải lãng phí mất rất nhiều địa thời gian, Nói thí dụ như, chúng ta vừa sinh ra thời điểm không có cái gì mang đến, chúng ta nhất định phải hoa hơn 10-20 năm thời gian tới đón thụ giáo dục cơ sở, mà đối với nhân loại cao đoan tri thức, chúng ta rất nhiều người bình thường căn bản là tiếp xúc không đến, mà cho dù có thể tiếp xúc đến, cũng đã tối thiểu là 30 tuổi thậm chí càng muộn sự tình từ nay về sau rồi. Nhưng là chúng ta loại này học tập, kỳ thật xem là phi thường không có ý nghĩa, bởi vì vì chúng ta bỏ ra tiểu nửa đời người, thậm chí là nửa đời người, hơn nửa đời người thời gian, học tập đồ vật cũng đã đều là thành hình địa phương. Truy đuổi địa đều là tiền nhân bộ pháp, mà đến phiên tự chúng ta đi nghiên cứu địa thời điểm. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Mà lúc kia, tuổi của chúng ta cũng đã lớn rồi, kinh nghiệm cố nhiên là đã có, có thể suy nghĩ tính toán năng lực lại không kịp tráng nghiên rồi. Nếu như, nhân loại có thể vừa ra đời tựu đã lấy được chúng ta đã nghiên cứu qua tri thức, lại hoặc là, nhân loại tuổi thọ có thể trên phạm vi lớn kéo dài, như vậy tin tưởng người khác loại đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu có thể đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp kéo lên. Mà nếu như lại giống như bây giờ, ra lại vài thập niên, hoặc là trên trăm năm, biết được thức tích lũy trình độ lại đạt tới nhất định được độ cao về sau, chỉ sợ nhân loại cả đời này cũng chỉ có thể chỉ là học tập, mà căn bản cũng không có biện pháp làm chuyện rồi khác. Trần Húc nhìn về phía Lý bác sĩ, mỉm cười nói, cho nên, Lý bác sĩ, ngài nghiên cứu ước nguyện ban đầu tựu là cái này, không phải sao? Lý bác sĩ chậm rãi gật đầu điểm này lên, Trần Húc nói một chút cũng đúng vậy. Nhân loại, tại học tập đã có tri thức hệ thống lên, quả thực lãng phí quá nhiều quá nhiều thời gian. Lý bác sĩ, ngài thông minh dược, được rồi, ta không nhớ rõ như vậy quấn khẩu đánh số danh tự, tự tục một điểm, xưng là thông minh dược A. Ngài khai phát nghiên cứu loại này dược vật ước nguyện ban đầu, có phải là vì có thể làm cho nhân loại phát hiện một loại đường tắt, có thể nhanh hơn hấp thu hiện hữu tri thức, như vậy là có thể tiết kiệm xuống đại lượng thời gian. N. Hoàng sông bọn hắn nói với ta, ta làm một cái đơn giản tính toán đoán chừng, cái kia chính là, nếu như một đứa bé theo lúc 3 tuổi tựu phục dụng hiện giai đoạn loại này dược vật, nếu như không có bất kỳ tác dụng phụ, như vậy, hắn tại 18 tuổi thời điểm là có thể học tập hết hiện tại chỉ số thông minh tương đối cao người 40 tuổi có thể học tập tri thức. Lý bác sĩ, ngài cái này phát minh, nếu quả thật thành công rồi, như vậy đối với xã hội loài người tiến bộ, chính là một cái cự đại thôi động. Nghe Trần Húc nói như vậy, Lý bác sĩ khô quát trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, nhưng Trần Húc kế tiếp một câu lại làm cho hắn sắc mặt lại bản. Trần Húc lắc đầu nói, nhưng là, ngài loại này nghiên cứu vi phạm với tự nhiên quy tắc, là tuyệt đối không có khả năng thành công đấy. Nói bậy, ta đã thành công rồi. Lý bác sĩ phẫn nộ vùng vẩy lấy nắm đấm, cho dù có khuyết điểm nhỏ nhặt, ta đây tính nhắm vào sửa chữa có thể, làm sao có thể không có khả năng thành công. Cái gì chó má tự nhiên quy tắc, Bây giờ không phải là một mực đều có những cái kia gia tăng tế bào não, tăng cường trí nhớ bảo vệ sức khỏe phẩm sao. Bọn hắn không có việc gì, nghiên cứu của ta làm sao có thể có lớn như vậy tác dụng phụ. Trần Húc thở dài, bởi vì dược hiệu, người phụ tải năng lực là có hạn, tại nhất định được trình độ chính giữa, khai phát não vực thật là khoa học phương pháp hơn nữa cũng rất hữu hiệu quả, ví dụ như nghe một chút âm nhạc đến buông lỏng, số lượng vừa phải vận động, tính nhắm vào chơi đùa chờ chờ. Nhưng là, đây chẳng qua là đem người thể tiềm năng tiến hành khai phát, hơn nữa, là cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Nhưng là ngài loại này dược vật, nhưng thật giống như là nuông chiều cho hư, xem, ngược lại là lập tức có thể làm cho người đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là đối với gốc cũng đã đã tạo thành không thể nghịch phá hư. Ta không phải nói chuyện giật gân, hoàng sông bọn hắn tác dụng phụ cũng đã nói cho ngài, mà loại này dược vật, thầy của ta tại mấy năm trước cũng đã bắt tay vào làm đã tiến hành nghiên cứu dùng lão sư ta vượt lên đầu thế giới 30 năm đã ngoài khoa học kỹ thuật trình độ, còn nghiên cứu đã thất bại, ngài lại làm sao có thể sẽ thành công. Lý bác sĩ bĩu môi khinh thường, hắn thất bại không có nghĩa là ta sẽ thất bại. Hắn SMMS lại có thể thế nào? Trần Húc cười khổ lắc đầu, nhưng là, lão sư ta đã xác nhận, đây là một đầu tử lộ. Ngài nghiên cứu phương hướng từ vừa mới bắt đầu tự sai rồi, hay vẫn là câu nói kia, nếu như ngài không tin, ta có thể đem lão sư sở hữu tất cả nghiên cứu tư liệu cho ngài, dù sao, đây là một cái sai lầm nghiên cứu phương hướng. Dùng ngài bác học, nên biết lợi tha lâm cùng không ai đắp phi, đạt phỉ như cái này hai chủng dược vật A. Lý bác sĩ khinh thường cười cười, cái kia hai chủng dược, cũng có thể cho ta so sánh với. Là không thể so sánh với, Trần Húc nghiêm mặt nói, nhất là tại tính nguy hại lên. Lợi tha lâm là một loại trị liệu tiểu nhi nhiều động chứng dược vật, từ lúc trước thế kỷ 50 năm đời thay cũng đã được xuất bản, đây là một loại đầu mối hưng phấn dược có thể trị liệu không thích đáng không chuyên tâm, nhiều động cùng xúc động. Những này biểu hiện thường xuyên sẽ xuất hiện tại hài tử trên người, mà lợi tha lâm tác dụng tựu là ức chế hài tử loại này xúc động, lại để cho bọn hắn chuyên tâm học tập, cho nên bị rất nhiều các gia trưởng coi là thông minh dược. Nhưng là lợi tha lâm nhưng lại nước Mỹ FDA thực phẩm dược vật cục quản lý chỗ chọn dùng nghiêm khắc nhất hắc khung dấu hiệu liệt ra dược vật một trong, bởi vì thuốc này vật khả năng tạo thành các loại phong hiểm, kể cả cùng lý bác sĩ cái loại này thông minh dược tương tự chính là thành nhiệt tính, thậm chí là làm cho đột tử. Tại tiểu mẫn ghi chép chính giữa, lợi tha lâm là với tư cách thông minh dược sớm nhất kỳ hình thức ban đầu xuất hiện, bởi vì nó phát ra nổi tác dụng, cùng với mang đến hậu quả nghiêm trọng, cùng đời sau so sánh kiện toàn hoàn thiện thông minh dược không có sai biệt. Nhân loại lòng tham khiến cho bọn hắn quên cái thế giới này cơ bản nhất đạo lý, bầu trời không có uổng phí mất rơi xuống, muốn được cái gì nhất định phải phải có tương ứng trả giá. Trần Húc nhìn về phía Lý bác sĩ, "Lý bác sĩ, kỳ thật dùng ngài hiện tại tạo nghệ nên có thể cảm giác được quy tắc tồn tại, nhưng là đáng tiếc, ngài bị ngài giấc mộng trong lòng che lại con mắt. Quy tắc, Lý Bác Sĩ lâm vào trầm tư, Trần Húc cười cười, thuyết phục Lý Bác Sĩ kỳ thật cũng không tính khó, bởi vì đối với bọn hắn như vậy phi thường tự ngạo cùng bản thân khoa học kỹ thuật trí thức các khoa học gia mà nói, phương pháp tốt nhất tự là xuất ra lại để cho bọn hắn không cách nào kháng cự khoa học chứng cớ, điểm này Trần Húc rất có lòng tin. Mà hắn hiện tại muốn, nhất chú ý, thì là hạ một vấn đề. Trần Húc nhìn về phía bị sâu lên Jimmy, đi đến đi giúp cái cằm của hắn cho cài đặt, khóe miệng gõ nổi lên một tia cười lạnh, Jimmy đồng học, người quả nhiên rất tốt à. Không nghĩ tới ta còn không có nghĩ đến đối với người ra tay, người tự dám trực tiếp đối với ta hạ thủ. Jimmy tuy nhiên bị sâu tại đâu đó, nhưng là trong mắt của hắn một điểm e ngại thần sắc đều không có, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Trần Húc, chuyển hướng hoàng sông, sau đó là tiểu diệp, sau đó là mấy cái cùng một chỗ tại lý bác sĩ trong phòng thí nghiệm người ánh mắt của hắn giống như sói, phàm là bị hắn chứng kiến người cũng nhịn không được nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, chỉ có Trần Húc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem hắn, khí thế bên trên không chút nào suy yếu. Bọn này ánh mắt thiền cận phản đồ, Jimmy oán hận nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Trần Húc, là người thắng, giết ta đi, tổ chức nhất định sẽ báo thù cho đấy. Trần Húc mỉm cười, rơi trong tay ta, muốn chết nào có đơn giản như vậy, những lời này nói tuy nhiên nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là ở đây mỗi người cũng có thể cảm giác được hắn lạnh như băng hàn ý, vài tên đệ tử tính cả lý bác sĩ ở bên trong cũng không khỏi được dùng mình một cái, ngược lại là bốn vị bộ đội đặc trùng, nhè răng trợn mắt, rất hài lòng gật đầu, không hỗ là chúng ta phương đông thần kiếm đi ra người à. Trần Húc nhìn về phía lý bác sĩ, ta biết rõ người này thân phận bất phàm, thậm chí còn tại ngài phía trên, tiến sĩ, có thể nói nói người này là thân phận gì sao. Còn có, hắn, cùng với ngài sau lưng cái tổ chức kia, Lý bác sĩ sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia do dự, cái lúc này Jimmy hét lớn, Lý Lượng Nham. Ngươi nếu là dám tiết lộ tổ chức cơ mật, ngươi biết hậu quả. Ngươi biết tổ chức đối đãi phản đồ kết cục, Lý bác sĩ toàn thân run lên, Trần Húc đi đến đi, phung tay lên ba thoáng một phát cho hắn một bà tai, Trần Húc hôm nay tay có đa trọng. Một tát này trực tiếp đánh chính là Jimmy miệng đầy phún huyết, hàm răng cũng mất mấy khỏa. Chỉ là thằng này cũng quả thực biêu hãn, cho dù ngoài miệng kịch liệt đau nhức, nhưng lại cười lạnh nhìn xem Trần Húc, kêu lên, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Tổ chức cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không giết ngươi, tổ chức của ngươi tựu sẽ bỏ qua ta sao? Trần Húc hào không thèm để ý, muốn giết người của hắn nhiều hơn, có bản lĩnh sẽ tới à? WHO sợ WHO à, Trần Húc nắm bắt cái cằm của hắn, người tốt nhất một năm một mười đem ngươi cái tổ chức kia tư liệu nói ra, nói thực ra, ta thà rằng ngươi không chỉ nói. Bởi vì ta có chính là phương pháp đến sửa trị ngươi, Người nếu như vậy thống khoái đã nói, người nói, xế chiều hôm nay ngươi chọc ta một bụng khí triều đình của ta ai vung đây. Trần Húc lời này còn thật sự không phải hù dọa hắn, hắn hiện tại đích thật là đã đã có được trực tiếp tìm kiếm Jimmy trong đại não tư duy năng lực. Nhưng là Trần Húc có thể không làm loạn dùng, phải biết rằng, hiện tại tiểu mẫn cùng hắn đã là nhất thể rồi, vạn nhất tại đọc đến thằng này tư duy thời điểm lại để cho hắn đã trở thành thứ hai mễ ngoá đức, vậy cũng cũng không phải là cho mình lại chế tạo một cái đáng sợ địch nhân chuyện đơn giản như vậy tình rồi, nói không chừng thằng này còn có thể cắn trả Trần Húc thân thể. Cho nên hiện tại Trần Húc có thể không dùng loại này đọc đến tư duy phương pháp, tự kiên quyết không cần hơn nữa, tra tấn bước cung à, loại chuyện này không hảo hảo chơi đùa như thế nào đúng đấy khởi chính mình. Nhìn xem Trần Húc ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười cùng có chút tính trẻ con, người chung quanh không biết là nên cười hay là nên dùng mình một cái. Jimmy khinh thường nhìn xem Trần Húc, có thủ đoạn gì tự cho dù lên cho ta lên, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Xung con người rắn giỏi, lang nha lúc này thời điểm đi tới. Một trường cắt tại Jimmy địa trên cổ, Jimmy một tiếng không hừ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Húc kinh ngạc nhìn xem lang nha, lang nha đại thúc, người đem hắn đánh ngất xỉu ta như thế nào ra hình tra tấn. Tạm thời trước không muốn lên hình, ngươi xem, lang nha xé mở Jimmy áo, chỉ vào lồng ngực của hắn nói, ngươi chứng kiến cái này dấu hiệu sao. Trần Húc nhìn lại, Nơi đó là một đóa cây hoa cúc địa hình xăm, không lớn, nhưng là rất tinh xảo. Đây là cái gì? Trần Húc sừng sốt một chút, hỏi, "Lang nha đại thúc ngài nhận thức loại dấu hiệu này?" "Đúng vậy, ta đã thấy, nhưng ta cũng không biết cái này dấu hiệu đến cùng đại biểu cái gì ý nghĩa." Lang nha nói, "20 năm trước chúng ta tại phía Tây một lần nhiệm vụ chính giữa bắt được xong vài tên có cái này hình xăm địa gián điệp. Bất quá cái này hình xăm vị trí bất định, có tại ngực, có tại trên mông đít, còn có tại bàn chân bên trên đấy." Trần Húc cười cười, có phải hay không chân trái thanh minh chân phải nhiều lần, bọn hắn còn phản thanh hồi phục thị lực địa thiên địa hội à? Lang Nha nhếch miệng nở nụ cười, không có khoa trương như vậy, bất quá rất nhiều tổ chức đều là là tự nhiên mình biểu thị đấy, như vậy mới dễ dàng tìm được đồng bạn, hơn nữa lại để cho đồng bạn tín nhiệm chính mình. Cái này đóa cây hoa cúc, ta cũng 20 năm chưa từng gặp qua rồi. Chỉ có điều ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không sẽ đối người này bên trên đại hình. Vì cái gì, 20 năm trước, lang nha hồi suy nghĩ một chút, giải thích nói, 20 năm trước chúng ta tại hành động chính giữa bắt được vài tên có cái này ký hiệu gián điệp. Nhưng là cuối cùng thẩm vấn kết quả, bọn hắn đều chết hết, Trần Húc con mắt híp mắt, hắn tự nhiên biết rõ lang nha nói như vậy. Nhất định có dụng ý của hắn, chúng ta đám người kia, tuy nhiên chủ lưu truyền thông báo cáo quân đội đều là chính diện, bất quá, hắc, loại này tra tấn thủ đoạn chúng ta thế nhưng mà đùa suốt thần nhập hóa, bằng không thì chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta bắt được nước khác gián điệp, dùng cái gì đạo đức đại nghĩa đi cảm hóa hắn, lại để cho hắn tự động nói ra bí mật sao. Gặp Trần Húc cũng cười, làng nhà miệng liệt lia, khi đó phụ trách hành hình còn là chúng ta đại đội trưởng, cái kia tay công phu, chật chật. Hừ, đơn giản nói, rơi xuống trong tay hắn địa gián điệp, cũng nhịn không được cầu một thống khoái, đó mới nghiêm túc chính muốn sống không được, muốn chết không xong đây này. Tuy nhiên Lang Nha không có nói tỉ mỉ, nhưng là trong phòng mấy cái người bình thường cũng nhịn không được nổi lên cả người nổi da gà, ngược lại là Trần Húc, mặt không đổi sắc, cười nói, N, cái này ta tự nhiên tin tưởng, ha ha, các người đối với nhân thể địa cấu tạo nghiên cứu nhất định là rất sâu, địa phương nào có thể làm cho hắn thống khổ, nhưng lại cũng sẽ không chí mạng, điểm ấy nhất định là có nghiên cứu đấy. Lang nha vỗ đùi, chính là như vậy, nhìn xem bên cạnh chút thức ăn điều nhóm, đám bọn họ trên mặt vẻ mặt sợ hãi, lang nha cười lạnh một tiếng, đối đãi địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn, các ngươi cùng chúng ta sinh hoạt vòng tròn luẩn quẩn không giống với, đừng đem chúng ta muốn đều là cái loại này cao lớn toàn bộ loại ngu xuẩn, cái loại này anh hùng chỉ có thể tại giọng chính điện ảnh kịch truyền hình chính giữa xuất hiện, tuyên truyền tạo thế mà thôi. Hừ, quốc gia nào đối ngoại ngành tình báo, đặc trùng quân nhân, không đều là đầy tay huyết tinh hay sao? Liền cái này ít đồ đều không tiếp thụ được, như thế nào trở thành một gã chiến sĩ? Trần Húc cười cười, nói, cái kia về sau đâu này? mấy tên kia như thế nào sẽ chết hay sao? Cái này tựu là chúng ta về sau tìm nhà khoa học nghiên cứu thật lâu mới biết được, người biết hôn mê sao? Ví dụ như người tại đã bị đại hình thời điểm, tại đau đớn cực độ phía dưới hội hôn mê. Đây thật ra là người đại não đối với thân thể một loại mình bảo hộ, đem làm kịch liệt đau nhức đạt tới trình độ nhất định thời điểm, người tựu sẽ thông qua hôn mê ngăn cách thống khổ, cho nên hiện tại thì có các khoa học gia nghiên cứu ra một ít nước thuốc, tiêm vào nhập nhân thể về sau hội ức chế cái loại này thúc đẩy hôn mê vật chất sinh ra, làm cho không người nào có thể tiến vào mình bảo hộ chính giữa. Trần Húc gật đầu, đạo lý này hắn tự nhiên là minh bạch, bất quá đầu óc của hắn chuyển cũng là cực nhanh, lập tức tự đập chân nói, chẳng lẽ nói, các ngươi thẩm vấn mấy cái gián điệp, tự là tại kịch liệt đau nhức chính giữa tự động não tử vong hay sao? Không hỗ là SMMS đồ đệ, cái này đầu tự là so chúng ta thông minh. Lang nha hiển nhiên là so sánh ngạc nhiên Trần Húc phản ứng, nhưng là hắn không biết, trong khoảng thời gian này, Trần Húc vẫn ở nghiên cứu tương quan đồ vật, cho nên rất dễ dàng có thể nghĩ đến. Lang Nha nói, đúng vậy, về sau chúng ta nhà khoa học trải qua khám nghiệm tử thi phát hiện, những cái thứ này đều bị tiêm vào một loại hóc môn kích thích, loại này hóc môn kích thích tác dụng cùng đại não khống chế nhân thể hôn mê là giống nhau. Một khi đem làm kịch liệt đau nhức đạt đến một loại không thể chịu đựng được điểm tới hạn lúc, cái kia đã nói lên hắn là bị bắt thụ hình rồi. Lúc kia loại này hóc môn kích thích bắt đầu bài tiết, lập tức là có thể lại để cho người này tiến vào não tử vong địa trạng thái do đó cam đoan gián điệp sẽ không tiết lộ ra bọn hắn tổ chức cơ mật. Trần Húc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, quả nhiên là như vậy. Cái này cái tổ chức còn thật rất độc ác à, cho nên, ta không đề nghị ngươi đối với hắn dùng hình, bởi vì nếu như ta đoán không lầm. Bọn họ đều là thuộc về cùng một tổ chức đấy, dùng hình quá độ, hắn nói không chừng liền trực tiếp đi đời nhà ma rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi xem hắn khó chịu, bị đánh một trận hắn mấy đốn cũng không thành vấn đề về phần cái kia ghế hùm nước tiêu nóng nảy ra móng tay địa sự tình hay vẫn là đừng làm vậy đối với người cái tuổi này đệ tử mà nói hay vẫn là quá tàn nhẫn nghe xong lời này trần húc xoa xoa cái mũi cười khổ hắn tối đa cũng tự là muốn đánh người này dừng lại một trầu ghế hùm nước tiêu nóng các loại địa hay vẫn là được rồi yên tâm ta sẽ không đối với hắn quá thế nào bất quá lang nha đại thúc cái tổ chức kia tư liệu không biết phương đông thần kiếm đại đội trưởng chỗ đó có bao nhiêu ta muốn ngươi muốn mượn đến xem lang nha cười cười nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói cái này chỉ sợ ta bất lực dù sao bộ đội là chú ý kỷ luật đấy bất quá nếu như ngươi vị kia lão sư mở miệng nghe nói như thế trần húc cũng cười dùng smms hôm nay cùng quân đội còn có cùng phương đông thần kiếm đại đội trưởng quan hệ trong đó nếu như vậy một phần tư liệu đến cộng hưởng đích xác không phải việc khó gì được rồi trần húc nhìn ngất đi jimmy liếc nói cái kia tạm thời tử tiện nghi người này Ta trước hết để cho lão sư đi theo phương đông thần kiếm đại đội trưởng chào hỏi, N, còn có mấy ngày nay ta cũng muốn lại để cho lý bác sĩ đối với ta tâm phục khẩu phục mới được. Đã có những tài liệu này về sau, lại tới thu thập hắn. Cũng không cần, lang nha cười nói, chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, người đi bề bổn của người A, người này tự giao cho ta, yên tâm, chúng ta bây giờ đã có kinh nghiệm. Chờ ngươi lúc trở lại, ta có biện pháp lại để cho người này mở miệng. Trần Húc lòng hiếu kỳ đi lên, biện pháp gì? nhưng lang nha chỉ là cười cười, lại không chịu nói, cố ý bán lấy cái nút chỗ hấp dẫn Trần Húc cũng cầm hắn không có biện pháp. Bất quá đã hắn có nắm chắc, cái kia Trần Húc cũng tự không cần nhiều lời cái gì, đi đến Lý Bác Sĩ bên người, còn chưa nói lời nói, Lý Bác Sĩ tự nói, Tiểu Trần, ta có thể đem ta biết đến sự tình nói cho ngươi biết, nhưng là đầu tiên, ngươi nhất định phải nắm quyền chứng minh thực tế minh ta nghiên cứu CWS 138 số là sai lầm, ta muốn SMMS sở hữu tất cả nghiên cứu ghi chép. Trần Húc cười cười, không có vấn đề. Hoàng sông bọn người cũng đi tới, có chút do so dự, nhưng Hoàng sông khẽ cắn môi, hay vẫn là nói, Trần Húc, người cũng đã nói người cái vị kia lão sư có thể cứu chúng ta đấy. Tính toán thời gian, hậu thiên cũng tự là chúng ta lần này dược hiệu đến kỳ, muốn bổ sung tân dược lúc sau. Nhìn xem mấy người sắc mặt trắng bệch, Trần Húc thở dài, nói, đúng rồi, mấy người các ngươi đối với cái kia dược vật đã thành nghiện rồi. Nhưng ta cũng cùng các ngươi đã từng nói qua, đối đãi loại này dược vật tính ỉ lại, cũng không có gì quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể nhìn chính các người điện lực ý chí rồi. Mấy người trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu tình, hiển nhiên là đối với cái kia dược vật thành nghiện hơn nữa không có cái mới dược bổ sung lúc cái loại cảm giác này sợ hãi cực kỳ. Trần Húc giận dữ nói, bất quá ta nói phải cứu các ngươi, tự nhiên cũng không phải chỉ nói mà không làm. Các ngươi mấy ngày nay trước hết đừng hồi trường học, ta tìm một chỗ cho các ngươi ở lại trước, đến lúc đó ta tự nhiên có một ít biện pháp có thể băng giúp các ngươi giảm bớt thống khổ. Nhưng chủ yếu hay là muốn dựa vào chính các ngươi, Lý bác sĩ nhìn xem cái này mấy người bộ dáng, muốn nói chuyện cuối cùng nhất nếu khẽ cắn môi buông tha cho. Bởi vì Lý bác sĩ trên cơ bản cũng biết, Hoàng sông mấy người bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, bọn hắn đều nói như vậy, vậy thì đại biểu loại này dược vật nhất định là hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt, nhưng là hắn không phục chính là, cho dù có chỗ thiếu hụt, chẳng lẽ không thể sửa đổi sao, Trần Húc một mực chắc chắn liền sửa chữa khả năng đều không có, điểm ấy đương nhiên lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá nhìn mình cái này mấy một học sinh, nếu như không là vì hắn thí nghiệm, bọn hắn cũng sẽ không biết làm cho dược vật nghiện, làm mình hại những hài tử này. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đệ tử, Trần Húc nhận thức hắn gọi là Lữ Tường, gầy teo cao cao một cái nam sinh, đột nhiên ôm đầu kêu thảm một tiếng, trên mặt đất thống khổ lăn mình, quay cuồng. Trần Húc bọn người sắc mặt đều là biến đổi, Hoàng Sông cả kinh nói, nguy rồi, hắn dược hiệu đi qua. Như thế nào lại nhanh như vậy? Độc nghiện phát tác thời điểm là một loại gì dạng tình huống? Lo nghĩ, thống khổ, hư không, lúc này thời điểm muốn cho hắn, nàng, một điểm thuốc phiện, cái kia lại để cho hắn, nàng, làm bất cứ chuyện gì đều nguyện ý. Cho nên trên thế giới này, có hai chủng thứ đồ vật là ngàn vạn dính không được, loại thứ nhất là đánh bạc, tục ngữ nói mười đánh bạc chín lửa gạt, muốn trở thành một đời đổ thần đó là so trên tivi còn muốn khó hơn nhiều sự tình, thứ hai, thì ra là tuyệt đối không thể dính, tự là độc. Vật này một khi dính đến, đời này thì xong rồi. Như hoàng sông cao như vậy tài môn sinh, tự nhiên đều là minh bạch thuốc phiện đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới mình ở vô tình ý tầm đó vậy mà dính vào loại này đáng sợ đồ vật. Không giống với bình thường thuốc phiện, loại này thông minh dược đối với nhân thể tính nguy hại cùng bình thường thuốc phiện bất đồng, nó chủ yếu tác dụng chính là người đại não, dựa theo phân chia có lẽ chia làm tinh thần loại thuốc phiện. nhìn xem lữ tường ôm đầu trên mặt đất lăn mình quay cuồng hai gã bộ đội đặc trùng lập tức bắt hắn cho đè lại bọn hắn kinh nghiệm nhiệm vụ rất nhiều trong đó có đến vân quý biên cảnh cái kia một khối tập độc đối với kẻ nghiện nhìn thấy thật sự là nhiều lắm cho nên chứng kiến lữ tường bộ dạng mấy người cũng nhịn không được thở dài nhưng là hai gã bộ đội đặc trùng tuy nhiên đè lại hắn tuy nhiên lại không thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn hổ cánh dùng khăn mặt đem miệng của hắn nhét ở không cho hắn kêu thảm thiết, đồng thời cũng không cho hắn bởi vì kịch liệt dẫy ruộng mà cắn thương đầu lưỡi của mình cùng bờ môi. Lang Nha nói, muốn tranh thủ thời gian tiến đưa bệnh viện, cai nghiện chỗ. Trước không vội, Trần Húc cũng là lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, thở dài nói, hiện tại không thể tiến đưa bệnh viện. Hỏng bét, ta không nghĩ tới như thế nào lại nhanh như vậy, các người trước ở chỗ này coi được hắn, ta đi mua một ít thứ đồ vật. Hiện tại còn mua cái gì đó, Trần Húc cái này lúc sau đã chạy ra khỏi môn, có thể làm cho hắn an tĩnh lại đồ vật này nọ. Thốt ra lời này, không có người phản bác, Trần Húc chạy ra môn, trực tiếp kêu một chiếc xe taxi. Đi đến một nhà khá lớn tiệm thuốc, đến một bộ 28 số kim châm cứu, nhanh lên, phiền toái trước trừ độc. Kim châm cứu là châm cứu chính giữa nhất thường dùng một loại, Trần Húc mua châm mục đích. Là vì châm cứu, lại nói Trần Húc cho tới bây giờ sẽ không chính thức học qua y thuật, Hiện tại làm sao lại dám cho người châm cứu nữa nha. Đây là tiểu mẫn bám vào tại thân thể của hắn bên trên chỗ ban cho năng lực. 21 thế kỷ Trung Kỳ, theo một đám kinh tài tuyệt diếm địa trung y sư xuất hiện, còn có khoa học quan niệm mới là hóa đổi mới. Nhân loại đối với mình thân rất hiểu rõ tăng cường cùng đối với trong truyền thuyết đệ tứ duy không gian rất hiểu rõ. Trung y gần đây bị người chỗ khinh thị địa trung y. Suốt cuộc tỏa sáng nó sáng giỏi. Đây là nguyên ở trên địa cầu thế hệ này văn minh chính giữa xưa nhất địa y thuật, mấy ngàn năm nay chữa bệnh cứu tế. Sống vô số người, nhưng là theo khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, nhân loại đem ánh mắt tập trung vào bọn hắn có thể chứng kiến nội tạng, huyết dịch bên trên lúc, bọn hắn khinh thường cổ nhân trí tuệ, bọn hắn cho rằng cái gọi là huyệt vị, kinh mạch đều là lời nói vô căn cứ, nhưng đem làm đệ tứ duy không gian phát hiện lúc, những này dơ khoa học đại kỳ người, bọn hắn địa kiêu ngạo bị trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất quá phận mê tín khoa học, tự là mê tín, thời đại này khoa học kỹ thuật, cũng dám tự xưng hiểu được nhân loại sở hữu tất cả huyền bí sao. Một đám đáng thương ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên, Tây Y chỗ tốt cũng là không để cho gạt bỏ đấy. Chỉ có điều, tương lai không hề chỉ chỉ là Tây Y đích thiên hạ rồi. 21 thế kỷ trung hậu giữa kỳ y phát triển tốc độ xa xa không phải bây giờ có thể đủ tưởng tượng đấy, tiểu mẫn địa cơ sở dữ liệu chính giữa tự ghi lại đại lượng y học tri thức. Trước khi Trần Húc đám người xem bệnh, đã lấy được trần bán tiền địa danh xưng còn không đều là vì như thế hôm nay tiểu mẫn cùng trần húc hợp làm một thể trần húc có thể trực tiếp chứng kiến nhân thể bên trên huyệt vị kinh mạch cấu thành đây là một loại phi thường trực quan phương thức chỉ cần hắn hạ châm thời điểm tay không run cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn dựa theo tiểu mẫn phân phó đến như vậy trần húc châm cứu tốt xấu có thể phát ra nổi nhất định được hiệu quả trần húc mua được châm về sau hào không ngừng lại giết trở về có thể trở lại cái kia phòng nhỏ tầng hầm ngầm lúc lại chứng kiến hoàng sông bọn người quỳ ở nơi đó, lang nhà mấy người bọn hắn bộ đội đặc trùng trên mặt đều là bất đắc dĩ. Đây là làm sao vậy? Chứng kiến Trần Húc, hoàng sông bọn người như chứng kiến cứu tinh đồng dạng, sông lên ôm Trần Húc chân, khóc dòng nói, van cầu ngươi cứu cứu lữ tường A, loại thuốc này ngươi xuất ra điểm cho hắn A, hắn đều nhanh chịu không được rồi. Chúng ta biết rõ chúng ta trước kia đắc tội ngài, ta cho ngài dập đầu, cầu ngài cứu cứu hắn A. Nói xong, một người 20 tuổi đại hán tự muốn đem đầu hướng trên mặt đất đánh tới. Trần Húc tay mắt lanh lẹ, một bà kéo hắn, cau mày nói, như thế nào như vậy? Ta chưa nói ta không cứu hắn, các ngươi đây là đang làm gì đó. Lang Nha cười khổ nói, bọn hắn nói trước khi đắc tội ngươi, cho nên ngươi cố ý cho bọn hắn trừng phạt, lại để cho bọn hắn chịu tội. Trần Húc liếc mắt, tức giận nhìn Hoàng Sông liếc, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Đối với Trần Húc mà nói, đắc tội người của hắn nhiều hơn, nếu như bởi vì một chút tiểu ma sát sẽ đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng quá keo kiệt rồi. Có chút sai lầm là có thể tha thứ, có chút sai lầm là tuyệt đối không thể tha thứ, những người này chẳng qua là rất nhỏ đắc tội chính mình một ít, cùng địch nhân cái từ này kém cách xa vạn dặm, tục ngữ nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, nếu liền điểm ấy dung người chi lượng đều không có, vậy làm sao thành tựu đại sự. Nhìn xem mấy cái gia hỏa còn không tin, Trần Húc một bả đẩy ra Hoàng sông, chớ cản đường, ta đến trước hết để cho hắn an yên tĩnh một chút. Các ngươi còn muốn cho hắn phục dụng nước thuốc sao? Bất luận cái gì có thể tạo thành thân thể hoặc là tinh thần tính ỷ lại thuốc phiện loại dược vật, cũng phải cần cường đại nghị lực mới có thể chậm rãi trị hết đấy. Một khi lần nữa phục dụng dược vật, cái kia độc nghiện thì càng nặng một tầng, càng về sau tự tuyệt đối không có khả năng lại từ bỏ rồi, cuộc đời của các ngươi cũng đều hủy, Trần Húc lạnh mắt thấy cái này mấy cái ra hỏa, hiện tại thụ chút đau khổ, tổng so tương lai các ngươi biến thành ngu mốc tốt. Mấy người đều im lặng không nói, lý bác sĩ lúc này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi tiểu trần ngài cái vị kia lão sư hắn cũng không có cách nào trị liệu độc nghiện sao trần húc thở dài hết cách rồi dùng lão sư ta mà nói độc nghiện còn có hai vết cái này hai dạng đồ vật là quy tắc đối với nhân loại trừng phạt chỉ cần hắn còn cực hạn tại quy tắc này ở trong vậy hắn tự không cách nào đối với cái này hai dạng đồ vật có cái gì tốt đích phương pháp xử lý may mà cái này hai dạng đồ vật người bình thường là không gặp được đụng phải phần lớn là gieo gió gạt bão. Lý bác sĩ sắc mặt trắng nhợt, Trần Húc biết rõ chính mình vừa rồi lời kia có chút chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc ý tứ, vội vàng nói, ngài cũng đừng nghĩ lung tung, ta cũng không phải nói ngài, loại này nước thuốc sinh ra đời xem như lịch sử một loại tất nhiên, là nhân loại nhất định phải trả giá huyết một cái giá lớn, không có biện pháp sự tình. Ngài tốt nhất biết rõ, có một số việc, nhất định phải trả giá huyết một cái giá lớn mới có thể lại để cho người minh bạch chuyện không thể làm đấy. Trần Húc nói thâm ảo, coi như là lý bác sĩ cũng không thể nghe hiểu, hắn chỉ là cảm thấy, chính mình người học sinh này, mấy tháng không thấy, càng phát ra cao thâm mạt chắc rồi. Trần Húc cúi đầu xuống, từ trong lòng móc ra ngân châm hộp, đối với Lan Nha nói, đem hắn cố định tốt, ngàn vạn đừng dẫy dụa. Nói thực ra, Trần Húc hiện tại không khẩn trương đó là không có khả năng. Hắn là lần đầu tiên cho người đi châm, trước khi liền muốn đều không có nghĩ qua, mà ở tiểu mẫn dưới sự trợ giúp, Trần Húc đã chứng kiến trước mặt Lữ Tường trên người tràn đầy điểm đỏ, vậy thì đại biểu trên người hắn quanh thân đại huyệt, tiểu mẫn thanh âm vang lên, bình đau đầu duy huyệt không. Bốn thốn, lực đạo ba phần, Trần Húc cảm giác mình tay có chút phát run, hắn đã chứng kiến đầu duy huyệt vị trí, cái chỗ này trưởng phòng vị kinh khí huyết, chủ trị đau đầu, hoa mắt. Trần Húc hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, huấn luyện hiệu quả thể hiện rồi đi ra, Trần Húc tay vững vàng niết châm đâm về Lữ Tường đầu duy huyệt, ngân châm tại trên tay hắn chậm rãi toàn chui vào lấy, giúp hắn sinh động khí huyết. Độc nhiên coi như là tương lai thế giới đều không có bất kỳ dược vật cùng phương pháp có thể rất nhanh hữu hiệu trực tiếp đi trừ, cùng bệnh ết đồng dạng, cái này hai loại người loại đại địch bị vô số nhà khoa học nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được giải quyết phương pháp nhưng cuối cùng nhất đều đã thất bại. Mà các khoa học gia cuối cùng cho rằng, đây là một loại khiển trách, là quy tắc đối với nhân loại khiển trách. Nhưng là giảm bớt bệnh trạng, vẫn có rất nhiều phương pháp đấy độc nghiện cũng không phải là không thể giới, nhưng cũng không thể ỷ lại có một loại dược vật có thể triệt để chỉ tận gốc độc nghiện, đó là báo ứng, dù sao tuyệt đại bộ phận người sinh ra độc nghiện đều là gieo gió gặt bảo, không đáng thương cảm. Bất quá thông qua châm cứu lấy máu, khai thông nhân thể khí thức, vẫn có thể đủ tạm thời phát ra nổi giảm bớt tác dụng, có thể tóm lại tựu một câu, muốn chính thức từ bỏ độc nghiện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần hút mấy châm xuống dưới, cảm giác tốt hơn nhiều rồi, mà lữ tường sắc mặt cũng không thống khổ như vậy, thời gian dần trôi qua trở nên an bình rồi, cuối cùng vậy mà nặng nề thiếp đi. Trần Húc lau mồ hôi, rốt cục ok rồi. Nhìn xem mấy người cảm kích thần sắc, Trần Húc thở dài, ta phương pháp này cũng chỉ có thể giảm bớt nổi thống khổ của các ngươi, bất kể như thế nào, cuối cùng hay là muốn dựa vào chính các ngươi nghị lực. Ta nghĩ biện pháp, lại để cho các ngươi không thống khổ như vậy a, à, chính các ngươi cũng không thể buông tha cho. Tốt rồi, đem người này trước tìm một chỗ an trí thoáng một phát, trong khoảng thời gian này trường học các ngươi là đừng đi rồi, lý bác sĩ, ngài cũng đồng dạng. Lý bác sĩ gật gật đầu nói, ta biết rõ ý của ngươi, bọn hắn liên lạc không được Jimmy, chắc chắn sẽ không buông tha của ta. Ta tự cùng trường học xin phép nghỉ nói ta mang mấy người bọn hắn xuất ngoại đi à nha, nhưng hiện tại, chúng ta cũng không có cái gì có thể an thân địa phương à. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói vấn đề này ta đến giải quyết à, buổi tối hôm nay tự ủy khuất mấy vị thoáng một phát. Ngày mai ta đi cấp các vị tìm một tòa phòng ở dù sao hiện tại trần húc có tiền cùng lắm thì mua một tòa phòng ở là được hơn nữa hòa hải city hình dạng mặt đất tựu là đồi núi khu vực phía đông có rất hơn sườn núi nhỏ bên kia khai phát một ít biệt thự hay vẫn là không tệ hoàn cảnh lại ẩn nấp lui tới người cũng rất ít phi thường thích hợp che giấu bất quá buổi tối hôm nay trần húc liền mở ra một cái khách sạn lại để cho mấy người ở ở bên trong đương nhiên không kể cả bốn vị bộ đội đặc trùng bọn họ là muốn xem lấy cái này jimmy đã không thể để cho người tìm được hắn, cũng không thể khiến hắn đã chết. Bề bộn đã xong cái này hết thảy đều đã nhanh dạng sáng một trọn, trường học cũng đóng cửa, vì vậy Trần Húc đi ra ra ngoài trường bọn hắn thuê phòng ở nơi nào đây ngủ. Ngẫm lại cái lúc này, Bích Hiên có lẽ đã ngủ a à. Cho nên Trần Húc tự nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, nhưng là cửa vừa mở ra, Trần Húc lại sửng sốt. Bởi vì phòng khách chính giữa một phiến hắc ám, mà hắn lại có thể tin tưởng cảm giác được, phòng khách chính giữa có người. Trần Húc hiện tại mẫn cảm lực khác hẳn với thường nhân, hắn đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện trong môn đen nhánh một mảnh, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, tự ở phòng khách trên ghế salon, có một người. Trần Húc tóc gáy lập tức giống như bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng thẳng lập, quát khẽ nói, ai, lòng hắn muốn ngàn vạn không muốn là địch nhân, nếu không, quản dịch các nàng hôm nay chưa có tới ngủ cũng là mà thôi, nhưng bích hiên thế nhưng mà một mực ở chỗ này ở, nàng nếu là có cái không hay xảy ra, lão đại không cùng chính mình dốc sức liều mạng trần húc không dám bật đèn vì vậy thời điểm ngàn vạn không thể bật đèn một bật đèn tự lập tức bại lộ vị trí của mình mà trần húc thân hình tại phát hiện khi có người cũng đã tránh ra rồi không có chỉ ngây ngốc đứng tại cửa ra vào bởi vì địch nhân ở trong tối nếu như hắn thật sự không có hảo ý đây tuyệt đối là đang ngắm chuẩn môn chính mình đứng ở nơi đó tự là muốn chết chớ khẩn trương là ta một cái nhu nhu thanh âm quen thuộc tiếng nổ trần húc lập tức tự sửng sốt hắn đã hiểu là cao hiểu tiết thanh âm Ngươi như thế nào tại đây, còn không bật đèn làm ta giật cả mình." Trần Húc thở ra một hơi, thò tay xoa bóp chốt mở, trong phòng lập tức tỏ sáng, "Đèn không có xấu à?" Cao Hiểu Tiết ngồi ở trên ghế salon, mặc một bộ rất đáng yêu váy ngủ, nhưng là con mắt có chút hồng, trên mặt ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Chứng kiến Trần Húc, nàng nhịn không được cúi đầu. Trần Húc rất kỳ quái, bởi vì Cao Hiểu Tiết cái dạng này nhìn về phía trên cũng không thế nào bình thường, vì vậy hắn kỳ quái hỏi, "Liên tiếp, ngươi làm sao vậy?" Cao Hiểu Tiết sắc mặt có chút hơi hồng hồng, hình như là rơi xuống rất lớn quyết tâm đồng dạng, mới nói, "Cái kia, Trần Húc, ta muốn cùng ngươi đàm nói chuyện." Ách, Trần Húc cũng cảm giác được hôm nay Cao Hiểu Tiết giống như có chút không bình thường, nhưng nói không nên lời đến cùng ở đâu không bình thường, nghe nàng nói như vậy, Trần Húc chỉ có thể à thoáng một phát. Ngồi ở trên ghế salon, hai người đều đã trầm mặc, Trần Húc rõ ràng cảm thấy hào khí khác thường cùng mập mờ, cúi đầu, vụng trộm xem nàng trong suốt như ngọc một đôi chân nhỏ. Tuy nhiên Trần Húc không phải luyến đủ thích, nhưng cũng hiểu được nàng cặp kia chân nhỏ lớn lên thật sự rất đẹp, tuyết trắng làn da, hết sức nhỏ địa bắp chân, lại để cho người nhìn không được có một loại dịu dàng nắm chặt xúc động. Cao Hiểu Tiết cũng chú ý tới Trần Húc ánh mắt, oai a a, a à, a. À. Một tiếng oán trách nói, người nhìn cái gì đấy? Chưa, không có gì. Trần Húc xoa xoa cái mũi, cười vô cùng ngốc rất ngây thơ chuyển di ánh mắt. Kỳ thật Trần Húc có ngốc lúc này thời điểm cũng nên nhìn ra không đúng bởi vì cao hiểu tiết nhà đầu kia rất rõ ràng hôm nay có chút kỳ quái. Nếu như là bình thường, chính mình muốn là như thế này xem nàng nàng khẳng định không chút khách khí một cước đá đến, đương nhiên dùng khí lực sẽ không rất nặng là được, nhưng là hôm nay nàng vậy mà hội thẹn thùng. Cao hiểu tiết sắc mặt có chút hơi hồng hồng, bắp chân không tự giác cuối cùng một chỗ, này một tiếng. Trần hút cái này một đầu rất dứt khoát trả lời một cá à, lại để cho cao hiểu tiết chán nản. Hôm nay, trận đấu địa thời điểm, Cao Hiểu Tiết giống như rất cẩn thận ở châm trước từ ngữ, cái kia con lai like ra hỏa nói, ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Nói cái gì, Cao Hiểu Tiết trong bụng mắng một câu ngu ngốc, trường thở phào nhẹ nhỏm nói, đúng đấy, hắn muốn đánh với người đánh bạc địa thời điểm nói. Nói nếu như ngươi thua, Trần Húc sướng sờ, sau đó lúc này mới kịp phản ứng. Dựa vào, nguyên lai like là vì những lời này, lúc ấy Jimmy nói, nếu như Trần Húc thua như vậy tự lại để cho hắn lựa chọn cùng ba mỹ nữ tầm đó địa một cái chính giữa kích thoáng một phát. Những lời này khả năng người khác còn có thể hâm mộ, nhưng là Trần Húc nhưng trong lòng đem người kia cho mắng chết rồi. Cũng là bởi vì những lời này, Trần Húc mới xé toang ra mặt tức giận, hắn lại làm sao có thể không nhớ rõ. Cao hiểu tiết hai chi kiều nộn bàn tay nhỏ bé giao nhau, nhưng có thể nhìn ra nàng hiện tại trong lòng khẳng định đã là khẩn trương chết rồi. Bởi vì nàng hai tay uốn lên, phiết đốt ngón tay đều trắng bệch. Nếu như, N, nếu như lúc ấy ngươi thua, như vậy, ngươi sẽ chọn ai, rốt cuộc muốn mặt đối với vấn đề này sao? Trần Húc trong nội tâm cười khổ một tiếng, quả nhiên à, có một số việc muốn mặt đối với, luôn còn muốn đối mặt địa phương. Mà là cái nam nhân, tự không thể trốn tránh. Kỳ thật từ lần trước nghế ngóa đức hành thích sự kiện về sau, Trần Húc cùng quản dịch cùng cao hiểu tiết tầm đó địa quan hệ cũng đã không hề đơn thuần rồi, nhưng là cùng chạm tinh bởi vì chạm tinh cô bé này trước sau như một lạnh nhạt còn có trần húc có chút sợ hãi tâm tư cùng nàng tầm đó ngược lại là hơi chút đơn thuần một ít nhưng ở người khác xem ra trần húc chính thống cùng khoa máy tính tam đại mỹ nữ cùng một chỗ cái này quan hệ thật có thể đơn thuần sao trần húc mình cũng rất nhiều lần nghĩ tới vấn đề này nhưng là mỗi lần đều là muốn hơi có chút về sau lập tức tự không dám suy nghĩ rồi là hắn thật sự không dám trần húc muốn nhất chính là đã mình cũng như vậy có tiền rồi Hiện tại rất nhiều có tiền nam nhân không đều là trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bồng bềnh. Nhưng là một ít nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu, hắn liền không nhịn được giúp chính mình một cái và miệng. Cái này có tính không là nam nhân có tiền tựu đổi bại. Nhưng là nếu như chỉ làm cho hắn chọn chọn một, Trần Húc quả thực không biết nên tuyển ai. Cho nên, hôm nay Jimmy sở dĩ lại để cho Trần Húc lúc ấy động chân hỏa, thì ra là vì vậy ra hỏa cũng dám lại để cho Trần Húc đi đối mặt trong lòng của hắn hiện tại sợ nhất sự tình hắn cái này không phải mình tại tìm chết sao, cao hiểu tiết sâu kín thở dài, nam nhân luôn được voi đòi tiên đấy sao. Hay vẫn là nói, đối với ngươi mà nói, ta tại trong lòng ngươi một điểm vị trí đều không có. Không, Trần Húc giống như một chỉ bị súng bắn con thỏ đồng dạng nhảy, kêu lên, có, có. Những lời này một khi hô lên, hai người nhìn về phía đối phương, đều nhìn ra đối phương trong mắt phức tạp cảm xúc. À, rốt cục vẫn là đem tầng này cửa sổ cho xuyên phá nữa à. Cao hiểu tiết có chút vô lực tựa vào trên ghế salon, hai tay niết cùng một chỗ, niết đốt ngón tay trắng bệch, ta biết rõ, ta không sánh bằng quản dịch, còn có tinh tinh, nhưng là, nếu như ta một điểm cơ hội đều không có, như vậy thỉnh rời xa ta được không? Ta mặc dù chỉ là cái bần người nhà nghèo nữ hài, nhưng là, ta cũng có tự tôn, ta không phải ngươi vung chi tức đến, hô chi tức đi đồ chơi. Đừng nói nữa, Trần Húc Thô Bảo đã cắt đứt nàng, nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, người theo ta nhận thức đã hơn một năm, tại trong lòng người ta chính là người như vậy. Không phải, Cao Hiểu Tiết thấy hắn sinh khí, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tăng thêm trong nội tâm vốn tự ủy khuất, vành mắt nhi đỏ lên, nhịn không được tự rơi lệ, ta, ta không biết cụ thể nên nói như thế nào. Ta biết rõ chính mình tính tình không tốt, tính cách cũng không nên, cũng không thể lực, cũng không có ra thế. Ta cái gì cũng không sánh bằng quản dịch cùng tinh tinh, ta. Ngươi dứt khoát để cho ta đi đi à nha. Dứt lời nàng đứng tự muốn đi ngoài cửa sông, Trần Húc nơi nào sẽ phóng nàng ly khai. Đứng một phát bắt được nàng, Cao Hiểu Tiết sốc sức liều mạng dãy dụa. Kêu lên, ngươi làm đau ta. Trần Húc cả kinh, lập tức buông tay. Lúc này thời điểm, hắn chứng kiến Cao Hiểu Tiết trên mặt vệt nước mắt xẹt qua non mềm giống như táo đỏ đồng dạng địa khuôn mặt. Cao Hiểu Tiết mặt vốn thì có điểm hài nhi mập, quai hàm có chút cổ, rất đáng yêu. Phủ lên cái này hai đạo vệt nước mắt về sau càng là làm cho người ta rủ xuống thương. Trần Húc biết rõ tay của mình kính lớn đến bao nhiêu mới vừa rồi không có chú ý, lần này dùng sức. Tuyệt đối không phải nàng có thể chịu được đấy, nhưng Trần Húc thân thể còn ngăn ở cửa ra vào, người không thể đi. Ta vì cái gì không thể đi, cho ta cái lý do. Trần Húc sừng sốt một chút, nghẹn à nghẹn, nhẫn nhịn cả buổi, rốt cục nghẹn ra một câu, hiện tại cũng đã chế thế như vậy, người một nữ hải tử đi ra bên ngoài không an toàn. Cao Hiểu Tiết nhìn xem hắn túng quẫn dạng, không khỏi trong nội tâm một hồi buồn cười, nhưng dốc sức liều mạng nghiêm mặt, chỉ là trên mặt hay vẫn là nhịn không được nở một nụ cười. Trần Húc mắt nhiều tặc à, đã gặp nàng cười, càng là không kiêng nể gì cả. Dứt khoát dựa vào trên cửa, dù sao ngươi không thể đi. Ách, Bích Hiên đã ngủ chưa? Ngủ, nàng ngủ vô cùng sớm. Hai người lại trầm mặc lại, thật lâu, Trần Húc mới nói, thực xin lỗi, ta hỗn đản. Cao Hiểu Tiết biết rõ hắn địa ý tứ, đúng vậy, ngươi thật sự là tên khốn kiếp. Trần Húc thân thể mềm nhũn ra, ngồi ở cạnh cửa lên, dựa vào môn cầm lấy tóc thật lâu rốt cục nói một câu thực xin lỗi liên tiếp ta không thể cho ngươi một cái trả lời thuyết phục tối thiểu hiện tại không thể nhưng ta cũng không thể thả ngươi đi cao hiểu tiết thở dài được voi đòi tiên nam nhân đều là thế này phải không trần húc cảm thấy lại tiếp tục như vậy chính mình tự muốn trở thành nam nhân chính giữa bại hoại rồi nhưng có bao nhiêu nam nhân là có thể đối với nữ nhân theo một mà cuối cùng tối thiểu theo trên mặt cảm tình mà nói một người nam nhân cả đời tổng hội đối với rất nhiều nữ nhân có nghĩ cách a à. ta trần húc đã trầm mặc thoáng một phát rốt cuộc miễn cưỡng mở miệng nói ra theo đại nhất vừa lúc mới bắt đầu đối với ngươi quản dịch còn có còn có tinh tinh đúng không ta biết ngay ngươi liền nàng cũng không buông tha trần húc cười khổ một tiếng không nói trước chạm tinh a à. lúc đầu các ngươi cho ta ấn tượng cũng rất sâu nhưng lúc kia gần kề chỉ là bởi vì tướng mạo dù sao theo tướng mạo đi lên nói các ngươi hấp dẫn ánh mắt cũng là một kiện phi thường bình thường địa sự tình. Nhưng là tướng mạo cũng không thể đại biểu hết thảy, cha ta rất sớm trước kia tụ đã nói với ta, nam nhân chỉ cần có tiền, có lẽ mua không được tình yêu, nhưng là nhất định có thể mua được đủ loại nữ nhân. Lúc kia ta tuy nhiên không giống như bây giờ, nhưng nói thật, ta lên cấp 3 về sau sẽ không thiếu trả tiền. Nếu như là bình thường, nữ quyền chủ nghĩa người cao hiểu tiết khẳng định phải khinh bỉ Trần Húc phụ thân, đây là cái gì cha à? như thế nào giáo nhi tử hay sao nhưng là hiện tại nàng chỉ hơi hơi gật gật đầu nếu như nói lại để cho một người nam nhân hoàn toàn không quan tâm bên ngoài dù sao theo ta mà nói là không thể nào giống như nữ nhân địa yêu cầu bất kể là bạch mã vương tử hắc mã vương tử hay vẫn là ếch xanh vương tử tối thiểu rất đúng cái vương tử nam nhân rất nhiều yêu cầu cũng là muốn vào khỏi phòng hạ được phòng bếp nhưng là quan tướng mạo cũng không phải toàn bộ về sau với ngươi cùng quản dịch tiếp xúc đều bị ta cảm thấy được các người người rất tốt, rất thích hợp làm bằng hiếu. Nhưng là gần kề chỉ là bằng hiếu, không biết lúc nào, cái kia phần rất đơn thuần cảm tình quan hệ, cũng có chút biến hóa. Đích thật là không biết lúc nào, cùng cao hiểu tiết, đại khái, là lần kia Kim Dung bày hiệp chuyện sớm nhất phiên bản thất bại về sau, lần kia cao hiểu tiết đứng tại mái nhà lên, vừa lúc bị Trần Húc chứng kiến, tiếp theo dẫn xuất SMMS cung cấp này khoản kinh thế trò chơi chế tác nguyễn kiện. Cao hiểu tiết cũng nghĩ đến điểm này, khẽ cắn hàm răng nói, lần kia ta làm trò chơi thất bại, ngươi cho rằng ta muốn nhảy lầu. Ta nhớ được trước khi chúng ta quan hệ cũng không thế nào tốt, nhiều nhất chỉ có thể nói là, tự là về sau cùng một chỗ làm trò chơi, mới lẫn nhau đổi mới A. À. đúng rồi, không nói chuyện này ta còn đã quên, ngươi đêm hôm đó vừa đã nói với ta, để cho ta bảo trì tin tưởng, 5 phút đồng hồ về sau SMMS tự cho ta gọi điện thoại. Chẳng lẽ nói, SMMS giúp ta không là vì ca ca ta trèo cao, mà là vì ngươi. Ngươi lúc kia cũng đã nhận thức SMMS rồi hả? Trần Húc sừng sốt một chút, tuy nhiên hắn phi thường không muốn nói dối, nhưng là nhưng lại không thể không nói dối. Tại này kiện sự tình lên, tối thiểu là hiện tại, hắn vẫn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Kể cả, hắn thích nhất người, N, ta còn không có có lên đại học thời điểm. Ngay tại tốt nghiệp cấp 3 nghỉ hè, một lần vô tình ý cơ hội nhận thức lão sư, người chuyện kia. Đích thật là ta mép với lão sư địa phương, Trần Húc biết rõ nói nhiều tất nói hớ, cho nên đối với chuyện này hắn tự không có bất kỳ địa nói tỉ mỉ. Cao hiểu tiết ngược lại là như có điều suy nghĩ địa à một tiếng. Nghĩ thầm khó trách, về phần SMMS tại sao phải biết rõ nàng chết đi ca ca tên chữ, dùng cái kia không gì làm không được thần thông. Nghĩ đến biết chuyện này còn không phải dễ dàng, nhưng là hiện tại, trong nội tâm nàng chẳng những không có bị lừa gạt lường gạt nổi giận, ngược lại tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Nguyên lai, like, lúc kia hắn tự ở sau lưng yên lặng giúp ta rồi. Cao Hiểu Tiết nhìn xem ngồi dưới đất Trần Húc, vươn tay nói, đừng ngồi nơi đó. Mát, yên tâm, ta sẽ không đi đấy. Trần Húc sừng sốt một chút, nhận lấy tay của nàng, nhưng là mình trên mặt đất khẽ trống, căn bản cũng không có mượn nhờ lực lượng của nàng đứng, nhưng là chi kia tay nhưng lại một mực cầm lấy. Cao Hiểu Tiết oán trách địa nhìn hắn một cái, cũng không có giấy ruộng buông ra, tùy ý hắn nắm, đi đến bên cạnh tủ rượu. Cầm một lọ hắc phương whisky một loại, quay đầu lại nhìn về phía Trần Húc nói, có cần phải tới điểm trong nhà tại sao có thể có thứ này, Trần Húc đời này sẽ không uống qua rượu tây, cái gì nhãn hiệu hắn cũng không biết, Cao Hiểu Tiết nở nụ cười thoáng một phát, đây là quản dịch mua, ta mượn trước dùng thoáng một phát. Cao Hiểu Tiết nói quản dịch địa thời điểm cũng không có bất kỳ do dự dừng lại hoặc là xấu hổ. Ngược lại Trần Húc trong nội tâm suy nghĩ, khó trách nữ nhân kia, tổng là ưa thích mua một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ vật này nọ trở lại. Kỳ thật Trần Húc hiện tại thật sự muốn uống chút rượu tục ngữ nói rượu cường tráng kinh sợ người gan nha, Trần Húc cảm giác mình hiện tại rất kinh sợ đấy. Bất quá rượu Tây, thứ này ta thấy quản dịch điều qua, khi đó người đi huấn luyện quân sự rồi, không thể đơn uống, muốn thêm đồ uống, vị cũng không tệ lắm, cao hiểu tiết oán trách nhìn thoáng qua Trần Húc lôi kéo tay của nàng, người như vậy lôi kéo, ta như thế nào điều tử. Trần Húc ngượng ngùng buông tay, tự chứng kiến cao hiểu tiết mở ra bình rượu tre, tìm một cái đại địa nước lạnh chén, ngược lại đi một tí hắc phương đi vào, sau đó đổ hai đại bình băng hồng trà bỏ thêm chút hít khối băng trần húc cho tới bây giờ không có uống qua rượu tây nhìn xem có chút kỳ quái như thế nào còn đói nước à cao hiểu tiết cầm hai cái ly rót rượu trước nhấp thoáng một phát cảm thấy vị khá tốt đối với trần húc sơn nâng chén tử hai người phanh thoáng một phát cao hiểu tiết hả ra một phát đầu một chén rượu tối thiểu ba lượng tả hữu liền trực tiếp vào trong bụng rồi đương nhiên trần húc dùng chính là rượu đế phép tính nhìn xem cái dạng này hắn lại càng hoảng sợ chính mình bưng lên rượu phẩm thoáng một phát ngọt ngào chân bóng rất giống băng hồng trà nói nhảm bỏ thêm hai đại bình đây này bất quá hương vị lại có chút đặc thù uống đến trong miệng ngọt ngào chân bóng hương vị coi như không tệ uống qua về sau một điểm cảm giác đều không có hắn lúc này mới yên lòng lại nhưng trần lúc không biết là rượu tây loại vật này lúc ấy hoàn toàn có thể đem làm đồ uống đến uống nhưng là uống qua về sau hơn một giờ cảm giác cũng rất không đúng rượu này nói ngắn lại một câu tác dụng chậm siêu đại, đặc dễ dàng say lòng người, hơn nữa say về sau, muốn ói đều rất khó nhổ ra. Trừ phi thủ sẵn cuống họng ngạnh nhả, hai người ngồi ở trên ghế salon, nhưng còn giữ vững một điểm khoảng cách, rượu này hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng là giống như dính chút rượu tinh, tự dễ dàng lại để cho người hưng phấn, Trần Húc không dám nhìn nàng, nhìn xem trong suốt ly thủy tinh chính giữa màu nâu chất lỏng tại dưới ánh đèn xoay tròn, sâu kín nói, các người địa trên người, ngoại trừ hình dạng, còn có có thể người thật hấp dẫn địa phương ngươi là như thế này, quản dịch. Quản dịch cũng là như thế này, Trần Húc nghĩ đến cái này ra ở bên trong sở hữu tất cả như vậy tinh xảo địa thủy tinh dụng cụ đều là quản dịch mua được, thường cách một đoạn thời gian, cho dù không cần, nàng cũng sẽ biết toàn bộ tẩy trừ thoáng một phát, giặt rửa sáng sáng, Trần Húc còn cười qua nàng nhất định là thuộc long, tự ưa thích sáng lóng lánh đồ vật. Mà nghĩ đến mình bây giờ cùng một cái khác cùng hắn có mập mờ nữ hài rất mập mờ ngồi ở chỗ này nói rất mập mờ sự tình, nhưng là uống là rượu của nàng, dùng chính là nàng ly, Trần Húc trong nội tâm tự một hồi trột dạ. Ngươi lại nghĩ tới quản dịch đúng không? Cao Hiểu Tiết xem Trần Húc bộ dạng, sâu kín thở dài. Trần Húc tức cười, nếu như hắn nói không muốn, cái kia chỉ sợ mình cũng sẽ không tin tưởng, tại loại chuyện này lên, hắn cũng không muốn lừa gạt Cao Hiểu Tiết. Ta biết rõ ta không bằng nàng, Cao Hiểu Tiết thở dài nói, ta cũng biết nàng khẳng định cũng rất thích ngươi, những chuyện này làm phức tạp ta nhanh nửa năm rồi, có đôi khi ta tự muốn, dứt khoát buông tha cho được rồi, dù sao rất nhiều thứ ta muốn tranh cũng không có khả năng tranh giành qua nàng các nàng cao hiểu tiết nói đến các nàng cái kia tự nhiên là đã bao hàm quản dịch cùng chạm tinh hai người rồi bằng tâm mà nói trần húc cùng quản dịch tầm đó ngược lại là rất có vài phần mập mờ nhưng là cùng chạm tinh quả nhiên là quân tử chi giao nhạt như nước quan hệ chỉ là không hiểu trần húc có thể cảm giác được chạm tinh trên người có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn tại hấp dẫn lấy nàng chỉ là nhưng lại không biết chạm tinh như thế nào suy nghĩ Cao hiểu tiết nhìn xem hắn, lập tức tự minh bạch tâm ý của hắn, thở dài nói, tinh tinh người này trước sau như một so sánh hàm xúc, nàng phương thức biểu đạt cùng chúng ta không giống với, nếu như nàng đối với người nhất định cảm giác đều không có, cái kia mấy lần chúng ta mấy người cùng đi ra chơi, nàng tự cũng không đi theo rồi. Là như thế này, Trần Húc cảm giác trong lòng vạn phần phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là nên như thế nào. Tham thì thâm à, trước mắt cái này đều không có dọn dẹp, còn muốn những thứ khác nữ hài tử. Ngươi cho rằng ta hôm nay tìm ngươi mục đích là cái gì? Cao Hiểu Tiết sâu kín thở dài, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ buộc ngươi, không muốn cho ngươi hôm nay tại chúng ta ba người chính giữa chọn một sao? Trần Húc ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Hiểu Tiết nhìn xem hắn, thở dài nói, kỳ thật ta thật sự rất muốn đem lòng của ngươi móc ra, xem trong lòng ngươi muốn rốt cuộc là ai, nếu như không phải ta, hoặc là nói, tại ba người chúng ta chính giữa, nếu như ta không phải sắp xếp tại đệ nhất vị, như vậy ta thật muốn quay đầu tựu rời đi, cả đời đều không hề gặp ngươi. Trần Húc nói không ra lời, kỳ thật trong lòng của hắn, cũng không rõ sở tam nữ ai chiếm địa vị càng nặng một chút, chỉ là lần kia lần thứ nhất tiến vào đến tưởng tượng thiên đường thời điểm, lúc ấy trước tiên hắn suy nghĩ đến nữ tử, không phải cao hiểu tiết, cũng không phải quản dịch, dĩ nhiên là chạm tinh. Không thể phủ nhận, vừa mới khai giảng thời điểm, Trần Húc tự đối với cái này lạnh nhạt nữ hài tử ấn tượng đặc biệt sâu, nhưng là muốn nói trong nội tâm quan trọng nhất là nàng, điểm ấy Trần Húc cũng không có thể xác định, bởi vì ấn tượng quy ấn tượng, bình thường ở chung, cảm tình phát triển nhưng lại mặt khác một sự việc. Huống chi, lúc kia Trần Húc cùng ba người quan hệ cũng không quá đáng là hơi có chút mập mờ, mế ngóa đức hành thích một chuyện, lại để cho Trần Húc cùng quản dịch cùng cao hiểu tiết quan hệ trong đó lại vượt qua một cái rất lớn cánh cửa, đây cũng không phải là chạm tinh có thể so sánh được rồi. Nhưng Trần Húc cũng không muốn lại tiến tưởng tượng thiên đường bên trong đi xem sâu trong nội tâm mình nghĩ cách, cái này chỉ sợ là rất nhiều người bệnh trung A, kỳ thật sợ nhất, tự là đáy lòng chỗ sâu nhất cảm giác. Cao hiểu tiết sâu kín nói, nhưng là, ta không nỡ à. Nữ nhân không giống nam nhân như vậy, không có tim không có phổi, ăn lấy trong chén nhìn trong nồi đấy. Ta không có tiền đồ, ta, ta không nỡ ngươi, cũng không nỡ tổn thương tinh tinh, còn có quản dịch. Lúc này thời điểm hai người rửa uống hết đi không ít, cũng đều hơi có chút thượng cấp, cao hiểu tiết đột nhiên cố lấy dũng khí, nhìn xem Trần Húc, người tựu thẳng thắn nói nói ý nghĩ của ngươi a à. Ta chỉ muốn biết ngươi bây giờ nghĩ cách là cái gì, ngươi cho dù ba cái đều ưa thích, ba cái đều không bỏ xuống được, vậy ngươi cũng nói ra. Luôn tại đây Ricard lấy là có ý gì, ngươi có biết hay không, dù là lòng của ngươi không thuộc về ta một cái, nhưng ngươi nói ra trước đã à. Ngươi như vậy nửa vời, ta cũng nửa vời đấy, ta không biết ngươi đối với ta đến cùng là có ý gì. Ta không muốn độc chiếm ngươi, ta cũng không muốn tìm ngươi muốn cái gì hứa hẹn, nhưng là, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào a. À? có chuyện gì là không có thể giải quyết địa đâu này cao hiểu tiết một ngụm lại uống hết một chén rượu trần húc kinh ngạc nhìn xem nàng phát hiện nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nhưng là ánh mắt rất là kiên định được rồi là không thể còn như vậy mang xuống rồi kỳ thật trước khi tựu đã từng nói qua rồi trần húc người này trên mặt cảm tình cũng không phải cái loại này có can đảm giải quyết dứt khoát địa người thường thường hắn cùng một nữ hài tử ở chung thời điểm cho dù lẫn nhau đều có hảo cảm nhưng trần húc thường thường cũng sẽ biết lo trước lo sau Do đó không công lại để cho cơ hội lưu đi. Kỳ thật giữa nam nữ cảm tình là một kiện phi thường kỳ diệu đồ vật, bằng hữu, chi kỳ tầm đó sẽ không có thể khó phát triển trở thành vi người yêu. Cái gì con thỏ không ăn cỏ gần hang kỳ thật hoàn toàn là chuyện phiếm chứng. Nếu quả thật muốn tìm một cái lẫn nhau quen thuộc chi tâm người yêu, như vậy không ai qua được bên người hiểu rõ nhất bằng hữu của mình rồi. Nhưng là, chi kỳ bằng hữu tầm đó, rất nhiều người thường thường bởi vì quá thuộc quen thuộc mà không tốt ra tay, trong lòng băn khoăn rất nhiều. Nghĩ đến vạn nhất chính mình biểu bạch còn đối với phương lại không tiếp thụ. Cái kia người yêu làm không thành còn không coi vào đâu sự tình, nếu như vậy liền bằng hữu đều làm không được. Cái kia thật sự tựu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Như vậy địa quan hệ rất là phức tạp, nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ. Có đôi khi nam nhân hội đối với nữ nhân sinh ra xúc động, mà có đôi khi nữ nhân cũng sẽ biết đối với nam nhân sinh ra xúc động. Đương nhiên, tương đối mà nói, người phía trước xác suất muốn lớn rất nhiều. Như vậy, thổ lộ thời điểm, nhất định phải lựa chọn thời cơ tốt, cũng tỉ như, trước chế tạo ra một cái so sánh mập mờ không khí chờ chờ. Trần Húc hiện tại cùng cao hiểu tiết tự ở vào một loại phi thường phi thường mập mờ dưới tình huống. Nếu như nói Trần Húc đối với cô bé này vô tình, một chút cũng không muốn qua, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Chủ yếu vấn đề là, Trần Húc một mực suy nghĩ, hắn nên lựa chọn như thế nào. Hắn lựa chọn người, hội sẽ không tiếp nhận hắn. Cái này kỳ thật cũng là oan nghiệt, Nói như vậy, nữ hài tử luôn so sánh hàm xúc một điểm, có rất ít chủ động truy cầu nam sinh địa phương. Nhưng vấn đề là Trần Húc so các nàng còn hàm xúc, Trần Húc một mực tại kéo, không dám trực tiếp cảm tình, nữ hài tử kia có thể như thế nào đây? Quản dịch tuy nhiên tương đối mà nói so sánh biêu hãn, nếu quả thật hơn là nàng ưa thích, nàng không ngại đổi ngược người khác, nhưng là, quản dịch là tự nhiên mình địa nỗi khổ tâm, bởi vì thân phận của nàng, liền khiến cho được nàng cho là mình tương lai không có khả năng cùng Trần Húc cùng một chỗ, mà nàng biết rõ chính mình địa tâm tư, lại không muốn lại để cho Trần Húc thương tâm. Nhưng là hiện tại, khi biết Trần Húc đã đã có được lớn như vậy tiềm lực về sau, nữ nhân này địa tâm tư lại lại thay đổi. Mà Cao Hiểu Tiết, chỉ có thể dùng một loại không có tim không có phổi thái độ mà đối đãi hai người quan hệ trong đó. Về phần chạm tinh, cô bé này sẽ rất khó nói, có lẽ nàng đối với Trần Húc có hảo cảm, nhưng là khả năng như quản dịch các nàng đồng dạng sao. Nghe xong Cao Hiểu Tiết, Trần Húc dùng sức vuốt vuốt mái tóc, giống như quyết định đồng dạng uống chén rượu sau đó nhìn cao hiểu tiết con mắt ngươi không cần suy nghĩ lung tung đúng vậy ta thích ngươi thực thật sự thích ngươi nói xong câu đó cao hiểu tiết trên mặt lộ ra có chút thẹn thùng nhưng thêm nữa nhưng lại cao hứng biểu lộ trần húc cũng là trong nội tâm buông lỏng suốt cục nói à vốn rất khó một câu nhưng nói ra về sau cảm giác cũng chính là như vậy chuyện quan trọng ta thích ngươi điểm ấy không chút nào tham gia xâm giả ta không biết đây là theo chừng nào thì bắt đầu cũng không cách nào xác định loại này thích đến ngọn nguồn có cái gì trình độ nhưng là mụ mụ nói ưa thích một người nếu như nhìn không tới hắn trong nội tâm sẽ phi thường quải niệm lấy nàng một khi nàng có chuyện gì hội vô cùng khẩn trương hội một mực suy nghĩ nàng tối thiểu ta đối với ngươi là có loại cảm giác này muốn cũng không phải ta một cái a à. cao hiểu tiết khóe miệng nhếch lên tốt rồi ta cũng không cho ngươi khó chịu nổi rồi nam nhân đều là hoa tâm đại củ cải trắng sau đó nàng sâu kín thở dài Ta thật sự không cách nào tưởng tượng bộ dáng của ta bây giờ, biết rõ ưa thích trong lòng nam nhân còn có những nữ nhân khác, nếu là đổi lại một năm trước, ta sẽ không chút do dự ly khai. Nhưng lúc kia ta cũng không biết ưa thích một người tư vị, loại ý nghĩ này cũng chỉ là một loại nói xuông a. À. Trần Húc im lặng, rốt cục nói câu, "Thực xin lỗi." Không muốn nói xin lỗi, nếu như nói, chỉ có quản dịch, có lẽ ta còn có thể cùng nàng đoạt thoáng một phát, nhưng là liên lụy tới Tinh Tinh, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ rồi nữ nhân luôn so nam nhân giải nữ nhân, ta xem ra đến, tinh tinh tuy nhiên lạnh nhạt, có thể nàng nhất định rất thích ngươi, bằng không thì, coi hắn thông minh, không có khả năng nhìn không ra ngươi theo ta còn có quản dịch quan hệ trong đó, trừ phi là nàng cũng đã đến không thể tự kềm chế trình độ, nếu không nàng không sẽ đem mình can thiệp vào. Trần Húc ngượng ngùng không nói, cao hiểu tiết oán trách nhìn hắn một cái, không biết ngươi ở đâu ra lớn như vậy mị lực. Người người này a à, tướng mạo không coi là xuất khí, nhưng coi như là trung đẳng đối với tướng mạo, ta cũng trước sau như một không cho rằng là có thể với tư cách một loại đối với nam nhân đánh giá tiêu chuẩn. Người đối với nữ hài tử cũng không đủ cẩn thận, nhưng là ta chính là thích người cái loại này thẳng thắn tính cách. Hừ, tuy nhiên ta không phải sinh ra hào phú, nhưng là đối với ta xung xoe nam sinh nhiều hơn, cái dạng gì người ta chưa thấy qua. Nhưng là những cái kia nam sinh cho cảm giác của ta, quá hiệu quả và lợi ích. Hiệu quả và lợi ích, đúng vậy, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đem mình ngụy trang thành cái dạng gì, y quan sở sở, ra tay hào phóng, nhưng là tổng che giấu bọn họ không được trong mắt cái chủng loại kia sói quang. Cao hiểu tiết lộ ra một loại buồn nôn biểu lộ, lúc này thời điểm dựa của nàng kính cũng có chút lên đây, nói chuyện lên đến lại khôi phục đã đến trước khi cái chủng loại kia biêu hán, cái loại này hận không thể dùng ánh mắt đem ta toàn thân đều nuốt vào ánh mắt. Bọn hắn cùng ta tiếp xúc, mục đích tính quá rõ ràng rồi, bọn hắn căn bản không phải muốn giao bằng hữu mà là muốn giao bạn gái. Ta xin nhờ, ta cũng không nhận ra ngươi, với ngươi không quen, ta làm sao có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Có ít người có tiền, có tiền tựu rất giỏi à. Tỷ tỷ ta đòi tiền mình có thể lợi nhuận, nhìn xem cao hiểu tiết có chút hoa chân múa tay vui sướng, Trần Húc vội vàng đem nàng đè lại, nhưng là cái này nhấn một cái, Trần Húc tay tự nhiên mà vậy khoác lên trên vai của nàng, cao hiểu tiết quay đầu, hờn dỗi nhìn Trần Húc liếc, cũng không có rời nhích người, vì vậy Trần Húc cho điểm ánh mặt trời tựu sáng lạn, tay tựu không thu trở lại rồi. Ta biết rõ hiện tại người rất sự thật, sự thật có chút lại để cho người chịu không được. Cái này sự thật tuy nhiên là chuyện tốt, nói thí dụ như a à, lớp chúng ta ở bên trong, còn có mấy cái trường không sai nữ sinh à, hiện tại cũng có bạn trai rồi, bất quá có mấy cái bạn trai cũng không phải bổn viện đấy. Vì vậy các nàng tự nói với ta à, nói có nam sinh rất nói thẳng tìm nàng nhóm, đám bọn họ thổ lộ, nhưng là các nàng nói một câu, ta đã có bạn trai rồi sau đó cái kia nam nhân lập tức liền buông tha rồi xin nhờ ta không phải nói cổ vũ đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe đi hoành đao đoạt ái nhưng như vậy có phải hay không cũng quá không thành tâm rồi hả đem làm yêu đương là ở chơi đúng vậy rất nhiều người đều nghĩ như vậy muốn cuộc sống đại học buồn tẻ nhàm chán đàm cái yêu đương chơi đùa cũng có thể qua đi thoáng một phát thời gian nhưng là ta không muốn chơi nhất là chán ghét loại này hiệu quả và lợi ích tính mục đích tính rất mạnh yêu đương ta là nữ sinh ta chơi không dậy nổi, Trần Húc không nói gì, bởi vì hắn không có cách nào phản bác nàng, loại chuyện này Trần Húc là cảm thấy không sao cả, đại khái cũng là tồn một phần chơi tâm tư, đương nhiên, hắn mình không phải là như vậy, bất quá khi có đồng học nói muốn đuổi theo cái nào nữ sinh, ở phía sau ồn ào khung cây non nhất định là hắn. Hiện tại ngẫm lại, nhịn không được có chút xấu hổ, khả năng thật sự của mình không có cân nhắc đến người ta nữ sinh cảm thụ. Nữ nhân thanh xuân thật là ngắn ngủi, ta là người bình thường ra nữ hài tử ý nghĩ của ta rất nông dân cá thể, người không muốn cười ta. Chứng kiến Trần Húc vội vàng lắc đầu, Cao Hiểu Tiết nói tiếp, kỳ thật nếu như không phải tại một ít đại thành thị, nữ nhân kết hôn đều tính toán quá sớm. Tại nhà của chúng ta, 25, 6 tuổi cũng tự không sai biệt lắm muốn kết hôn. Tối đa kéo dài tới 27, 8 tuổi A, lúc này thời điểm cũng đã xem như thừa nữ rồi, lên 30, muốn tìm cái hảo lão công, trên cơ bản tự không khả năng rồi. Audio điện tử võ tấn bền Nữ nhân xinh đẹp là có bảo đảm chất lượng kỳ, 25, 6 tuổi xem như đỉnh phong, đã qua cái này thời kỳ, muốn bắt đầu bị giảm giá trị rồi. Đúng rồi ta hỏi người cái vấn đề, chúng ta quốc gia chính sách là để sướng kết hôn muộn muộn dục, người biết kết hôn muộn cùng muộn dục tuổi thọ là bao nhiêu sao? Còn thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt đây này, cái này khẩu hiệu trên cơ bản thế hệ này mỗi cái người châu Á từ nhỏ ngay tại nghe, hắn nổi tiếng không thể so với thu lễ chỉ lấy não bạch kim phải kém. Bất quá đến cùng bao nhiêu xem như kết hôn muộn muộn dục, Trần Húc thật đúng là không biết, hắn coi chừng suy nghĩ thoáng một phát, nói, chỉ 30 tuổi về sau kết hôn sinh con. Làm sao có thể, Cao Hiểu Tiết cười vỗ hắn thoáng một phát, kết hôn muộn chỉ là lần đầu tiên kết hôn à, là nhà trai 25 một tuổi, nhà gái 23 một tuổi đã ngoài tính toán kết hôn muộn. Cái gì, Trần Húc cái này tiểu bạch ngây ngẩn cả người, tại hắn xem ra, quốc gia sở dĩ đề xướng cái này chính sách là vì rất nhiều người quá sớm kết hôn, mà hiện ở thời đại này, nam nhân 25 tuổi, nữ nhân 23 tuổi tự kết hôn đấy. Trong thành thị có mấy cái, bây giờ đang ở rất nhiều người xem ra, 25 tuổi chính trực phong nhã hào hoa, sao có thể tùy tùy tiện tiện tự kết hôn đâu này. Hơn nữa, dùng hiện tại giá phòng, tiền lương tiêu chuẩn chờ chờ đến xem. Người bình thường 7 tuổi lên tiểu học, dựa theo 6 năm chế đến tính toán, chính giữa không có lưu ban dưới tình huống, tiểu học 6 năm, trường cấp 3 6 năm, đại học 4 năm, tốt nghiệp thời điểm mới 23 tuổi, tới 25 tuổi cũng không quá đáng tựu là tốt nghiệp về sau 2 năm. Hiện tại sinh viên, sau khi tốt nghiệp lúc ban đầu 2 năm công tác thời gian có thể làm cái gì? Sao có thể hỗn xảy ra chuyện gì nghiệp, hiện tại người chú ý trước lập nghiệp, lại thành ra, kỳ thật cũng là đại hoàn cảnh bắt buộc, nếu như không có hài lòng thu nhập trụ cột. Vậy làm sao kết hôn? Xe không nói trước, phòng ở là cái vấn đề lớn a cái gì vật chất trụ cột đều không có. Hôn nhân không phải Plato, hôn nhân là củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Đời sống vật chất là rất trọng yếu đấy. Cho nên, hiện tại nam nhân 25 tuổi tự kết hôn, có, nhưng là tỷ lệ quả thực không cao. Muộn dục đề cập đến là 24 tuổi về sau. Kỳ thật nữ nhân hoàng kim sinh dục tuổi là 25 tuổi đến 28 tuổi, sớm, thân thể phát dục còn không có thành hình, đối với thai nhi không tốt, đã chậm, tuổi sản phụ xanh con tính nguy hiểm tự tăng lớn hơn nữa đối với hài tử đồng dạng không tốt, nghe Cao Hiểu Tiết nói như vậy, Trần Húc phi thường địa xấu hổ. Cái này đều nghĩ đến cái gì địa phương đi, kết hôn, sinh con, cái này hai cái từ đối với Trần Húc thật sự mà nói là quá mức xa xôi rồi. Xa xôi quả thực so với hắn trở thành thế giới nhà giàu nhất còn xa xôi. Lần trước Ngô Vũ người kia không cẩn thận làm lớn hơn bạn gái bụng, lại để cho Trần Húc cảm giác mình vô duyên vô cớ tăng đồng lứa, biến thành thúc thúc cấp bậc địa người rồi, cái này cũng đã lại để cho Trần Húc rất buồn bực. Nhưng nào biết được, Cao Hiểu Tiết so với chính mình tự tiểu 2 tháng, nàng vậy mà cũng bắt đầu cân nhắc phương diện này sự tình. Nữ nhân cùng nam nhân không giống với mà, Cao Hiểu Tiết hướng Trần Húc trong ngực nhích lại gần, nói, đàn ông các ngươi cầu thả đấy. Hơn nữa một lòng muốn chơi, loại chuyện này đương nhiên chỉ có chúng ta nữ nhân mới cân nhắc rồi. Vậy ngươi cũng nhìn xem nữ nhân tuổi thọ, 25 đến 28 tuổi là chính thích hợp sanh con, như vậy vì đời sau suy nghĩ tốt nhất là lựa chọn tại trong khoảng thời gian này nhưng kỳ thật dựa theo bản thân điều kiện đến xem, đã qua 26 tuổi địa nữ hài nếu như còn không có có bạn trai, cái kia thật là một kiện lại để cho ra trường tâm phiền sự tình. Bởi vì đàm cái bạn trai, lại kết hôn, tối thiểu cũng cần có 2-3 năm, nhanh nhất cũng muốn 1-2 năm ở chung thời gian A, cái kia lúc kia cũng đã 29 nhanh 30 tuổi. Nếu như ở chung tốt cũng là thì thôi, có thể vạn nhất ở chung không tốt, cho nên trong khoảng thời gian này tựu lại lãng phí, có thể nữ nhân tới 25 tuổi về sau, ở đâu còn có cái gì thời gian có thể lãng phí. Trần Húc gật đầu, nàng nói một chút cũng đúng vậy. Cao Hiểu Tiết tựa ở Trần Húc trong ngực, đếm lấy ngón tay nói, ta năm nay 20 tuổi, tiếp qua 3 năm, tốt nghiệp đại học 23, ta tuy nhiên cũng không muốn sớm như vậy kết hôn muốn hài tử, nhưng ta cuối cùng được hướng cái phương hướng này đến cân nhắc. Cho nên lên đại học trước khi, ta tự cho mình định ra một mục tiêu, vì không cho về sau sinh hoạt quá mức vội vàng, ta tại đại học địa thời điểm muốn xem xét ta tương lai địa lão công. Trần Húc bật cười nói, không thể nào, sớm như vậy. Ta là một cái rất truyền thống nữ nhân, cao hiểu tiết trắng rồi Trần Húc liếc, dùng hành tây non địa ngón tay thọt lồng ngực của hắn, nói, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi nam sinh nguyên một đám trong nội tâm đều đang suy nghĩ gì, các ngươi tại trong đại học nói yêu thương, còn không phải bởi vì quá mức nhàm chán tịch mịch. Hừ, các ngươi đàm địa không phải yêu đương, là tịch mịch. Lời này quá kinh điển rồi, Trần Húc xoa xoa cái mũi, tuy nhiên hắn không có nghĩ như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy, đại học nam sinh đối với tình yêu truy cầu, chỉ sợ hơn phân nửa quả thực như Cao Hiểu Tiết nói như vậy. Theo một cái nhất điển hình ví dụ có thể nhìn ra, nam sinh tại kén vợ kén chồng thời điểm, đầu tiên đệ nhất yêu cầu chính là muốn đối phương tướng mạo, nhưng là tướng mạo, tại ngày sau hôn nhân sinh hoạt chính giữa có thể chiếm bao nhiêu tỷ lệ. Hơn nữa, lại có bao nhiêu nam sinh tại truy một người nữ sinh trước tự nghĩ tới muốn cùng nàng qua hết cả đời. Ngoại trừ cái kia ngây thơ, xúc động, buồn cười, cũng là đáng tiếc mối tình đầu. Cao Hiểu Tiết khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngón tay cách quần áo tại Trần Húc ngực vẽ nên các vòng tròn, như vậy Trần Húc trong nội tâm cùng mèo chảo giống như, nàng có chút ngượng ngùng, nhưng lại mượn rượu kính nói, còn có à, đừng cho là ta không biết, các người nam sinh nguyên một đám nói yêu thương, đều là đem con mắt hướng nữ sinh ngực nghiêng mắt nhìn. Ách, Trần Húc cứng lại, cũng nhịn không được nữa có chút xấu hổ, nói thật. Hắn nghĩ tới, không muốn qua, là nam nhân sao, hết thầy tuổi thanh xuân thiểu, háo sắc mà mộ thiểu ngải, lại há có thể sẽ không đối với người khác phái thân thể sinh ra tưởng tượng cùng xúc động. Nhất là mùa xuân đã đến, trăm hoa đua nở, vạn vật sống lại thời điểm, cái kia thanh xuân hóc môn bạo động, giống như liệt hỏa đồng dạng đốt cháy lấy từng ngây thơ thiếu niên nội tâm. Huống chi, hôm nay thế giới sớm đã không phải cái gì tính quan niệm vô cùng rất lại phía sau thời đại, trên internet tùy ý có thể thấy được một ít rất sexy rất bạo lực đồ vật. Mạng lưới phát triển, cũng vì những thiếu niên này cung cấp một cái khoáng đạt tầm mắt bình đài. Ngẫm lại Trần Húc trường cấp 2 lúc lần thứ nhất xem phim heo, khi đó mạng lưới còn không phát đạt đâu rồi, Trần Húc là trộm phụ thân không biết từ chỗ nào mua DVD dùng trong nhà CD xem đấy. Trần Húc hiện tại còn một mực nhớ rõ cái kia bộ phim danh tự, gọi ta Vi Khanh Cuồng. Thẳng càng về sau Trần Húc mới biết được cái kia căn bản không phải cái gì phim heo, gọi phim cấp 3. Tào chắc cùng Diệp Ngọc Khanh diễn đấy, đem phim heo cùng phim cấp 3 mơ hồ, đối với đàn sói nhóm, đám bọn họ mà nói đây chính là một kiện phi thường không cách nào tha thứ địa sự tình. Khục khục, kéo xa, chỉ có điều, từng thiếu niên đều không thể phủ nhận, khi thấy cái kia trong phim nữ nhân thần bí và xinh đẹp thân thể thời gian. Bọn hắn trong nội tâm sẽ không có cái loại này xúc động tìm chân nhân đi thử nghiệm thoáng một phát, loại ý nghĩ này, chỉ sợ rất nhiều người đều có. Cái này không có gì mất mặt, khổng lão nhị đều nói qua. Thực sắc, tính đấy, cao hiểu tiết có chút hờn dỗi, có chút thẹn thùng, nhưng hay vẫn là cho mượn ba phần men say nói, đàn ông các ngươi, hừ hừ. Đừng cho là ta không biết, chúng ta phòng ngủ ngoại trừ tinh tinh bên ngoài địa hai cái phụ nữ đều có bạn trai rồi. Chúng ta buổi tối có đôi khi tự trò chuyện một ít những chuyện này. Sự tình gì, chán ghét, biết rõ còn cố hỏi, cao hiểu tiết đoán trách nhìn hắn một cái, cái nhìn này làn thu thủy hàm xuân, xem Trần Húc là hãi hùng khiếp vía nàng giống như một chỉ thuận theo con mèo nhỏ đồng dạng tựa ở Trần Húc trong ngực, nói, còn không phải là hừ hôn môi à ôm à những vật này các người bình thường không có việc gì còn trò chuyện cái này nằm đàm hội nằm đàm sẽ là đại học phòng ngủ địa đặc sắc một trong bởi vì rất nhiều đại học đều là đến thời gian cắt điện tại không có điện dưới tình huống ngoại trừ nói chuyện phiếm ngủ còn có thể làm gì cho nên nằm đàm hội tựu là tắt đèn về sau một đám người ngủ không được nằm ở trên giường trò chuyện cái gì đều trò chuyện theo Afghanistan, nguy cơ cho tới hôm nay đi học bà nội trợ nội tiết mất cân đối. Quả thực là thiên nam biển bắc, tùy tâm hồ khản. Cho nên, đây cũng là đại học phòng ngủ bạn cùng phòng quan hệ tốt nguyên nhân, cái này nằm đàm hội, chiếm được rất lớn nhân tố. Bất quá nam nhân tầm đó, thảo luận nữ nhân ngược lại là nhiều, nhưng là Trần Húc phòng ngủ một ổ xử nam, tuy nhiên lão đại có bạn gái, lão đồng giống như cũng có bạn gái, Trần Húc cũng không cần nói, ba cái đâu rồi, tự tiểu ngạn một cái lưu manh nhưng là bề ngoài giống như cái này ba cái có bạn gái đấy quan hệ đều so sánh thuần khiết lão đại nghe nói cùng bích hiên cả tay đều không kéo qua mà trần húc đâu rồi tuy nhiên hôn qua quản dịch cũng cùng cao hiểu tiết mập mờ hồi lâu nhưng là những chuyện này hắn cái đó không biết xấu hổ nói ra chỉ là không nghĩ tới nữ sinh ra mặt so nam sinh muốn mỏng nhiều vậy mà có thể ở nằm đàm hội gióng trống khua chiêng đàm luận những chuyện này nữ nhân cùng nam nhân không giống với á cao hiểu tiết vỗ hắn thoáng một phát có chút xấu hổ nói khuê mật nha, không giống đàn ông các ngươi, chúng ta có đôi khi hội thảo luận một ít rất tư ẩn đồ vật. Của ta một cái người chơi bầy ở bên trong đều là 25 đến 26 tuổi thành phần tri thức mỹ nữ, các nàng tựu nói, nữ nhân có một số việc, rất che giấu rất chuyện bí ẩn tình, khả năng cũng sẽ không nói cho lão công, nhưng là đều nói cho khuê mật, kể cả. Kể cả, Trần Húc rất ngạc nhiên, kể cả cái gì à? Kể cả cùng lão công lúc ân ái địa tình huống. Cao hiểu tiết mặt đều nhanh trôn đến Trần Húc nách bên trong đi ví dụ như lão công địa cái kia lớn không lớn, lực bền bỉ thế nào chờ chờ. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, hắn có thể vững tin chính là mình tuyệt đối sẽ không đem cùng lão bà ân ái địa sự tình xuất ra đi chia sẻ, nhưng là không nghĩ tới ở phương diện này, nữ nhân ngược lại vượt mức quy định rồi. Phát hiện Trần Húc nhìn xem nàng, Cao Hiểu Tiết hả ra một phát đầu nói, nhìn cái gì vậy à, cũng chỉ hứa đàn ông các ngươi hiếu kỳ, chúng ta nữ nhân không thể hiếu kỳ à nha. Trần Húc xem nàng có chút thẹn quá hóa giận địa tư thế, vội vàng cười làm lành nói, chuẩn, chuẩn, sau đó hắn là tốt rồi kỳ hỏi, cái kia các người đều trò chuyện mấy thứ gì đó à? Người phòng ngủ mặt khác hai cái phụ nữ, chẳng lẽ cùng các nàng địa bạn trai? Ừ, Trần Húc rất hèn mọn bị ổi nhíu lông mày. Không có người muốn xấu xa như vậy, Cao Hiểu Tiết cười vỗ nhẹ hắn thoáng một phát, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, các nàng nói, đàn ông các ngươi đều thật là tốt sắc, một mình ở chung thời điểm, sẽ, hư, sẽ tay chân hạnh kiểm xấu, chiếm các nàng tiện nghi còn có hư đưa ra rất quá phận yêu cầu á không cần hỏi trần húc biết rõ cái kia quá phận yêu cầu là cái gì nam nhân bệnh trung hà nói đến quá phận yêu cầu cao hiểu tiết cũng rất là xấu hổ vụng trộm liếc nhìn trần húc phát hiện trần húc đã ở xem nàng ánh mắt của hai người tương giao đều nhìn ra đối phương ánh mắt chính giữa có một tia lửa nóng trần húc nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt ửng đỏ biểu lộ còn có cái kia xinh đẹp không gì sánh được cặp môi đỏ mọng Lúc này thời điểm hắn ở đâu còn nhịn được. Cúi đầu, hung hăng hôn vào cao hiểu tiết trên môi. Đây là Trần Húc lần thứ mấy hôn môi rồi hả? Trước kia mấy người cùng một chỗ ở thời điểm, lần kia ba người chăn lớn cùng ngủ, Trần Húc trong lúc vô tình cùng quản dịch hôn rồi một lần, nhưng lần đó căn bản không coi là nụ hôn đầu tiên, mà về phần lần trước Mễ Ngóa Đức Hành thích thời điểm, Trần Húc tại thời khắc nguy cơ nhảy cửa sổ ly khai, trước khi đi cùng quản dịch cũng tới cái kích tình chi hôn, nhưng lần đó sống chết trước mắt cũng là không rảnh đi nhấm nháp cái kia nụ hôn đầu tiên cảm giác, ngược lại là chỉ cảm thấy, quản dịch bờ môi lạnh buốt. Nữ hài bờ môi đều là mát đấy sao? Hiện tại Trần Húc đã biết, không thể nói mát, mà chỉ có thể nói là thoải mái, từng cái ngây thơ tiểu sử nam đều vô số lần đang ở trong mộng mơ tới hôn môi tràng cảnh, trong ngực cao hiểu tiết vừa mới bắt đầu rất nhỏ dẫy dụa hai cái về sau, mà bắt đầu đáp lại. Loại chuyện này, thuộc về bản năng, vốn là tụ không cần người đến giáo. Đương nhiên, hôn môi là cần kỹ xảo, nhưng người có thể trông cậy vào hai cái đều là nụ hôn đầu tiên người chú ý cái gì kỹ xảo sao. Kỳ thật bất kể là cách thức tiêu chuẩn, Italy thức hay vẫn là cái gì chó má hỏng Bét Romeo và Juliet hôn sâu. Thoải mái là được rồi, không phải sao, thứ này, hoàn toàn dựa vào tự học cùng lục lọi, cái gì kỹ xảo. Luyện nhiều hơn không được sao, nữ hài trên môi mang theo một tia hương vị ngọt ngào khí tức, bờ môi là nhân thể nhất mềm mại bóng loáng non mịn địa phương, mà đầu lưới cũng là là vô cùng phấn nộn. Quân không thấy tinh môi cùng lưỡi, vậy cũng đều là phi thường mỹ vị thực phẩm. Đương nhiên, hôn môi không phải nói muốn đem môi của đối phương cùng lưỡi, phi, cùng đầu lưới cắn xuống đến, nhưng là cả hai tương giao, cái loại này dòng điện truyền khắp toàn thân xúc cảm, quả thực lại để cho người nhớ thương. Thượng diện tại hôn, Trần Húc tay cũng không thành thật một chút rồi. Không biết cái này có phải hay không coi như là bản năng. Thật giống như có một loại thuyết pháp, hôn môi địa khởi nguyên là nguồn gốc từ tại thời kỳ viễn cổ, mẫu thân uy cho ăn, hai tử thật giống như loài chim đồng dạng miệng đối miệng cho ăn, loại cảm giác này bị khắc vào nhân loại DNA chính giữa một mực lưu truyền tới nay. Hiện tại đã trở thành một loại biểu đạt ý nghĩ yêu thương phương thức, mà còn có một loại, cũng là thật sâu khắc vào nhân loại, hoặc là nói, khắc vào nam nhân DNA chính giữa đấy, N. Cái kia chính là nuôi bằng sữa mẹ, nam nhân, nếu như nói tại lần thứ nhất cùng một cái nữ hài tiếp xúc thân mật thời điểm, chỉ sợ cảm thấy hứng thú nhất, tự là ngực cái kia hai luồng rồi. Cái này có phải hay không là bởi vì khi còn bé bú sữa mẹ không ăn tốt nguyên nhân. Ba lộc uống nhiều quá, một câu vui đùa lời nói, ha ha, Trần Húc tuy nhiên một mực tự cho là mình không vội sắc, bằng không thì ba cái hoa hậu giảng đường cấp địa đại Mỹ nữ phóng tại bên người hắn như thế nào đều một cái đều không có ra tay. Mà ngay cả phòng ngủ nhất dâm đáng tiểu ngạn đều đưa cho hắn hai câu lời bình, khống điều đội quân mũi nhọn. Trinh tiết điển hình, nhưng là hiện tại Trần Húc mới biết được, nam nhân, nhất là sử nam. Nếu như không vội sắc cái kia nói rõ không phải sinh lý tựu là tâm lý có vấn đề, kim lão gia tử đều nói qua, đây chính là dưới đời này đệ nhất đại hấp dẫn, từ xưa đến nay chồng ở phía trên vô số kể, có đạo là anh hùng nan qua mỹ nhân quan, một người duy nhất độ quá khứ đích còn là một bệnh lia dương liếu hạ huệ, liếu hạ huy. Chỉ là, thằng này lại xem như cái gì anh hùng rồi hả? Trần Húc tay khoác lên nữ hài địa trên ngực. Cao Hiểu Tiết hiện tại mặc chính là áo ngủ, nhưng là bên trong dù sao vẫn có một tầng bra n. Người bình thường cũng nên biết bra chính giữa là có bọt biển kê lót ngực đấy. Cách sờ phi thường không có cảm giác, song phương đều là nữ hài từ đối với bàn tay heo ăn mặn là cách quần áo hay vẫn là không có cách quần áo cảm giác là phi thường rõ ràng hơn nữa bất đồng đấy. Trần Húc cách quần áo xoa bóp, không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia xuất sắc, vì vậy hắn cũng rất hào hùng bắt tay theo nữ hài quần áo chính giữa rũi đi vào a à, không muốn, vốn rất đáp lại địa cao hiểu tiết đột nhiên dẫy ruộng, đẩy ra Trần Húc địa tay, đỏ mặt ngồi, đem quần áo sửa sang lại tốt. Cái vỗ này, cũng đem Trần Húc cho đập tỉnh, háo sắc, quá háo sắc rồi. Trần Húc cũng đỏ mặt nói, a à, thực xin lỗi. Không phải, cao hiểu tiết đỏ mặt, ta, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Trần Húc nghe xong cũng rất kích động chuẩn bị nói vậy người bây giờ chuẩn bị một chút. Nhưng là cao hiểu tiết tiếp theo câu lại làm cho hắn yên ba, Trần Húc ta đã nói rồi ta là một cái rất truyền thống địa nữ hài, ta đã với ngươi. Ngươi cũng biết tâm tư của ta rồi, chỉ là, chúng ta bây giờ như vậy, không thích hợp. Trần Húc ủ rũ, giống như đấu bại địa gà trống, ta biết rõ, ngươi là muốn kết hôn ngày đó, wow, vậy có đợi, Trần Húc năm nay 20, tính toán đâu ra đấy còn có 2 năm mới đủ pháp định kết hôn tuổi. Không đúng không đúng, cao hiểu tiết thở dài, ngươi có thể cùng với kết hôn đâu này. Chẳng lẽ, ngươi đang còn muốn trong nước trùng hôn sao? những lời này thật giống như một đạo xét đánh, lập tức sẽ đem Trần Húc cho bổ tỉnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn quả thực là đã quên mất quản dịch cùng chạm tinh, lòng tràn đầy cũng chỉ có cô bé này. Cao hiểu tiết tựa ở trong lòng ngực của hắn, ôn nhu nói, ta trước khi nói, ta trong đại học tìm bạn trai, tự cái này một cái rồi, sau này cũng một mực tự cái này một cái rồi. Cho nên, ta không để cho ngươi, còn có thể cho ai đó. Sớm cho, hay vẫn là muộn cho, không đều đồng dạng sao, nói đến phần sau, nữ hài cơ hồ sẽ đem mặt trôn ở Trần Húc trong ngực rồi. Nhưng là cao hiểu tiết kế tiếp nhìn xem Trần Húc nói, thế nhưng mà, như vậy đối với quản dịch cùng tinh tinh rất không công bình. Ta trường cấp 3 thời gian rất gấp trương, ngoại trừ làm trò chơi bày ra bên ngoài chính là muốn học tập, căn bản không có giao cho cái gì bằng hữu Lên đại học về sau, tinh tinh mới được là ta cái thứ nhất khuê mật, về phần quản dịch. Tốt xấu cũng ở chung thời gian dài như vậy rồi, không tính là khuê mật coi như là bạn tốt a nàng cũng rất thích ngươi, chúng ta bây giờ không thể như vậy. Trần Húc Hiếu Kỳ, mặc dù nói chạm tinh cùng Cao Hiểu Tiết là ngủ chung phòng bạn cùng phòng, quan hệ so người bình thường phải sâu đậm hơn, nhưng nghe Cao Hiểu Tiết khẩu khí, giống như đối với quản dịch có chút ngăn cách giống như, vì vậy hắn lại hỏi, như thế nào tổng cảm giác ngươi cùng quản dịch giống như có chút không đúng lộ giống như, bất quá bình thường cũng không có gặp các ngươi quan hệ khẩn trương à. Cao Hiểu Tiết sâu kín thở dài, người không biết là, quản dịch cùng chúng ta kỳ thật không phải một vòng đấy sao có ý tứ gì, nam nhân tựu là chỉ đồn, hoặc là nói, người rất có trước rồi, căn bản là không có đem một vài chi tiết, tỉ mỉ nhìn ở trong mắt, đây cũng là ưu điểm của ngươi, Cao Hiểu Tiết nói, quản dịch trong nhà có tiến, hơn nữa chính cô ta cũng rất chú ý, cái này ngươi biết ha. Trần Húc gật đầu, Cao Mày nói, nhưng là quản dịch cũng không phải ngại bẩn yêu phú người à, ngươi vì vậy đối với nàng có ý kiến. Cao Hiểu Tiết vỗ nhẹ nhẹ hắn thoáng một phát, ngươi không muốn hiểu lầm ý của ta. Chỉ là, đối với nữ hài tử mà nói. Ngươi biết, một cái giống như ta vậy sinh ra bình thường địa nữ hài tử, không thể, nhất có được khuyết điểm là cái gì không? Không đợi Trần Húc trả lời, Cao Hiểu Tiết một chữ dừng lại, một trầu, hư vinh. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít lòng hư vinh, cái này thuộc về nhân chi thường tình. Không có bất kỳ biện pháp nào sự tình, nhưng là cái này hư vinh nhất định không thể mở rộng. Nhất là tại vật chất điều kiện yêu cầu lên, bất quá tiến địa người thì thế nào, sao giàu có. Trăm vạn phù ông, không, hiện tại trăm vạn cũng không thể xem như phú ông rồi, thì ra là thành phố lớn một gia đình tài sản tổng, như vậy trăm vạn thượng diện còn có ngàn vạn. Ngàn vạn bên trên có hàng tỷ, như thế nào so? Trần Húc nghe không đầu không đuôi, không có người cho ngươi cùng quản dịch so vật chất à? Ta đương nhiên không cùng nàng so, ta cũng khẳng định không sánh bằng nàng, cao hiểu tiết nghiêm mặt nói, ngươi biết không? Quản dịch y phục mặc địa tuy nhiên không tính quá đắt đỏ, bất quá tựu là một ít mấy trăm khối tiền, nhưng là nội y của nàng, toàn bộ đều là thế giới hàng hiệu, có thể nói, nàng một bộ nội y. Giá cả so nàng toàn thân quần áo giày đều quý nhiều hơn. Ách, cái này Trần Húc còn thật không biết, không nói trước hắn đối nội y nhãn hiệu cái gì đều không biết. Chính mình mặc tứ giác quần lót hay vẫn là siêu thị 20 khối tiền một hộp, một trong hộp hai cái mua đất. Là trọng yếu hơn là hắn căn bản là chưa từng thấy quản dịch nội y à. Cao Hiểu tiết mỉm cười nói, ý nghĩ kỳ quái rồi hả? Trần Húc tranh thủ thời gian lắc đầu. Cao hiểu tiết mắt trắng không còn chút máu, biết rõ quản dịch cái kia dáng người rất dễ dàng lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Bất quá nàng tiếp tục nói, nội y đối với nữ hài tử mà nói là trọng yếu phi thường, không chính hiệu nội y ăn mặc rất không thoải mái, một khi mặc vào nhãn hiệu, tự cũng không còn muốn đi mặc cái loại này không chính hiệu được rồi. Quản dịch nội y là đại an phân thủ công làm theo yêu cầu bản, một bộ muốn hơn 3.000, mà nữ hài tử yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều muốn tắm rửa thay quần áo, tối thiểu phải có 5-6 bộ đồ mới đủ đổi. Người tính tính toán toán cái này một khối tựu bao nhiêu tiền rồi, người bình thường sao có thể cùng nàng so khởi. Hơn nữa một kiện nội y địa tuổi thọ, khoa học đi lên nói chỉ có 3 tháng, 3 tháng về sau, nội y bởi vì thường xuyên giặt rửa cũng có mài mòn, nhưng lại sẽ có một ít bệnh khuẩn. Bất quá người bình thường cũng không phải rất chú ý, nhưng ta biết rõ. Quản dịch nàng rất chú ý, nàng rất nghiêm khắc đấy, nội y 3 tháng sau tự tiêu hủy. Trần Húc tính toán một cái, 6 bộ đồ nội y phải hai vạn rồi, hai vạn khối tiền quần áo chỉ mặc 3 tháng. Tuy nhiên hắn hiện tại rất có tiền, nhưng là cũng hiểu được loại này tiêu dùng thật sự là quá xa xỉ. Nếu là đặt ở trước kia, cái kia đích xác là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Trần Húc Tò mò hỏi, đã quản dịch như vậy cam lòng cho, dùng tiền, vậy tại sao áo khoác của nàng thì ra là đâu này? Xã hội bây giờ ngoại trừ giá phòng quý, quần áo cũng siêu quý, một bộ y phục mấy trăm khối tiền trên cơ bản xem như bình thường giá vị nhưng trên thực tế thành phẩm tối đa hơn 10 khối. Trang phục là món lợi cách dù ngành sản xuất, cao hiểu tiết trắng rồi trần húc liếc, nàng không phải cam lòng cho, dùng tiền, mà là nàng tại ở phương diện khác đối với tiền tài căn bản không có khái niệm, với người đồng dạng. Ai, nói như vậy lộ ra ta có chút ghen ghét nàng, thuộc phú, nhưng kỳ thật tiền của nàng, nàng yêu xài như thế nào tự xài như thế nào rồi, nàng nếu quả thật muốn khoe của, cũng sẽ không biết ở bên ngoài mặc như vậy bình thường quần áo. Đây chỉ là một loại thói quen mà thôi có ít người, mặc vào mấy vạn khối tiền quần áo chỉ là vì biểu hiện mình thưởng thức cùng địa vị, nhưng có ít người, nhưng lại bọn hắn đã thành thói quen như vậy cấp bậc tiêu phí. Quản dịch rõ ràng thuộc về thứ hai, nàng đắt đỏ tiêu phí đều tại người bình thường nhìn không thấy địa phương, nội y của nàng, mỹ phẩm dưỡng ra chờ các loại, ta rất ngạc nhiên tính toán một cái, quản dịch ở phương diện này, bình quân mỗi tháng chi tiêu cần tại một vạn trở lên. Ta nào có tiến cùng nàng so, Trần Húc nở nụ cười, cũng không có người cho người cùng nàng so à. N, nội y của ngươi cái gì nhãn hiệu hay sao? Bằng không thì ta cũng mua cho ngươi cái loại này thoải mái a. À? Đi chết, Cao Hiểu Tiết hờn dỗi vỗ hắn thoáng một phát, kỳ thật ta rất nhà định à, đương nhiên, ta là người bình thường, nhất định sẽ hâm mộ, nhưng là hâm mộ không có nghĩa là ta không nên như nàng như vậy đi làm, đi qua nàng cuộc sống như vậy, ta cũng không có cái kia vốn liếng. Ngươi biết trương tình tình sao? Quản dịch bạn cùng phòng, Trần Húc nghĩ nghĩ, nhớ tới người này, một người tướng mạo coi như cũng được nữ hài tử, không có gì kết giao. Cao hiểu tiết trên mặt lộ ra khinh miệt biểu lộ, nàng bị người bao hết. Bao, bao dưỡng, Trần Húc thật sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết bao nhị nãi vậy mà xuất hiện ở bên cạnh mình đồng học trên người. Bao dưỡng nàng hơn là cái nhanh 50 tuổi lão đầu tử, Cao hiểu tiết không chút nào che giấu chính mình khinh miệt, bất quá, trương tình tình như vậy đấy. Cũng cũng chỉ xứng tìm loại này cấp bậc địa lão đầu rồi. Khai cái Honda, không phải cái gì tốt xe, có một công ty nhỏ, một năm thu nhập cũng tự hơn 10 vạn A. À. Bao nàng, cũng không quá đáng chính là một cái nguyệt năm 6 ngàn khối tiền, cứ như vậy, nàng còn muốn cùng quản dịch so. Nàng hiện tại cũng tự cái kia vài món mấy ngàn khối tiền đấy. So sánh như dạng quần áo cùng bao bao, lại đáp chiếm hữu nàng chính mình, thật sự là đáng thương. Chuyện gì xảy ra à? Trần Húc vỗ đầu một cái, người nói là, là vì cùng quản dịch ganh đua so sánh mới bị người bao dưỡng hay sao? Ngươi đừng đem cái này oan ức khấu trừ tại quản dịch trên người, Cao Hiểu Tiết không muốn, vỗ trần húc thoáng một phát, là trương tình tình chính mình không biết tự ái mà thôi. Cái này là hư vinh, ai, quản dịch địa gia đình, nhất định không giống, nàng hẳn là tại loại này trong truyền thuyết gia đình quý tộc trong lớn lên A, nàng kỳ thật không muốn khoe khoang, nhưng là vì thói quen mới có thể như vậy tiêu phí, có thể là như thế này, tự kích thích đến trương tình tình rồi. Cô bé kia giả dối quang vinh vô cùng, nàng nhất định là cho rằng, vì cái gì tất cả mọi người là nữ nhân. Hết lần này tới lần khác quản dịch có nàng không vậy. Kỳ thật ta cảm thấy được, quản dịch rất cô độc, nàng không có gì bằng hiếu, nhưng là lại muốn giao bằng hiếu. Theo ta được biết, quản dịch là không ngại nàng phòng ngủ mặt khác ba nữ sinh dùng nàng mỹ phẩm dưỡng ra cùng với khác một ít rất đắt đỏ đồ vật này nọ đấy. Nhưng là nàng không ngại là chuyện của nàng, so sánh biết điều nữ hài tử cho dù lại ưa thích. Nhưng dù sao cũng là người ta đồ vật à, sao có thể dùng sức dùng mà cái kia trương tình tình tựu không giống với, nàng dùng quản dịch đồ vật, còn nghĩ đến tại phương diện khác cùng quản dịch so, cái này là một loại hư vinh. Trong nội tâm không công bằng thể hiện, nhưng là nàng không có nghĩ qua, cái thế giới này vốn cũng không phải là công bình đấy. Hơn nữa, quản dịch kỳ thật cũng có sai, nàng xuất phát từ hảo ý đem đồ đạc của mình cấp cho ngủ chung phòng địa bằng hữu dùng, nhưng là nàng ở đâu nghĩ tới, nàng địa mỹ phẩm dưỡng ra như vậy đắt đỏ, hiệu quả khẳng định không phải bình thường nhãn hiệu có thể so sánh, như vậy, không phải rõ ràng lại để cho mặt khác nữ hài rơi vào đi không? Trần Húc nhớ tới quản dịch rất sớm trước kia u oán nhìn mình, nói, người biết phòng ngủ mấy nữ sinh ở sau lưng là nói như thế nào ta địa sao? Các nàng nói ta có tâm kế, không tốt ở chung, cười đều là giả dối. Ta tại cửa ra vào chính tay nghe được địa, quả nhiên hay vẫn là ngạn ngữ nói rất hay à. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, ba nữ nhân một đài đùa giỡn, một cái nữ nhân tương đương 500 con vịt tử, khục khục, lại kéo xa cao hiểu tiết tựa ở trần húc trong ngực nói người có hư vinh thật là bình thường nhưng là hư vinh vô hạn phát tán cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi ta tuy nhiên nhận thức phi lập trường của mình coi như kiên định nhưng là ta sợ cùng nàng đi thân cận quá về sau hội nhịn không được ghen ghét nữ nhân đều rất cẩn thận mắt à, ta cũng không muốn bởi vì cái loại này không có chút ý nghĩa nào ghen ghét mà để cho ta làm ra cái gì chuyện sai cho nên dứt khoát tựu đứng xa mà trông rồi trần húc yêu thương ở trán của nàng hôn hít thoáng một phát nói ta minh bạch ý tứ của ngươi, a, à, ngươi yên tâm, ta đối với đời sống vật chất yêu cầu cũng không cao, thoải mái tự tại là được, nam nhân của ngươi hiện tại cũng rất có tiền á, nếu như ngươi cảm thấy mặc nhãn hiệu nội y thoải mái, đây cũng là mặc rồi. Cao hiểu tiết mắt trắng không còn chút máu, sau đó thẹn thùng cúi đầu xuống, đã ngươi theo ta đã như vậy. Ngươi muốn cho ta dùng tiền ta sẽ không sĩ diện cái láo cự tuyệt, nhưng là hiện tại không muốn, được không nào. Trần Húc Minh bạch ý của nàng, nàng cùng chạm tinh một cái phòng ngủ, sự tình gì đều không thể gạt được nàng, ai? Chạm tinh, quản dịch, Trần Húc mày dạn mặt dày, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Hai người bọn họ, cao hiểu tiết lại oán trách ném qua đến một cái liếc mắt cầu, lầm bầm nói, hoa tâm đại củ cải trắng, sau đó nàng thở dài một tiếng, ai, ta cũng hết cách rồi, ngươi cho rằng một cái nữ nhân hội nguyện ý nam nhân của mình còn cùng mặt khác nữ nhân tốt. Nếu như không là vì ta thật sự, thật sự không có biện pháp rồi, người cho rằng ta hội nguyện ý đem người phân đi ra sao ta vừa rồi nói tất cả nữ nhân thật là keo kiệt đấy trần húc ôm chặt nàng hắn đương nhiên biết rõ cao hiểu tiết ý tứ hiện trong lòng của hắn thật là tràn đầy áy náy đồng thanh khiết đã từng hay nói dỡn tựa như nói với hắn qua may mắn hòa hải city cái thành phố này tuy nhiên không coi là nhỏ nhưng là cũng không tính lớn so về thượng hải bắc kinh mà nói kinh tế trình độ phải kém một đoạn kẻ có tiền không nhiều lắm phú nhị đại cũng không nhiều nếu như là như Thượng Hải một ít đại học, đệ tử đều chạy ra xe đi đến trường cái chủng loại kia, Trần Húc như vậy một người độc chiếm ba đóa hoa tươi, khẳng định ba ngày hai đầu thì có phú gia công tử đến thăm theo dệt chuyện, đến lúc đó chỉ là xử lý đám này con ruồi, tự đầy đủ Trần Húc bề bộn đầu tráng váng não trướng rồi. Lão đồng tuy nhiên chỉ dùng để hay nói dỡn khẩu khí nói, nhưng là Trần Húc lại biết hắn không phải đang nói đùa, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, nếu như không là vì một cái hợp hiệp đại học miếu tiểu thật sự cho không dưới trần hút cái vị này đại Bồ Tát, tới gọi bản người khẳng định nối liền không dứt Phải biết rằng, toàn bộ trường học đem ba người các nàng coi như là tình nhân trong mộng gia súc không biết có bao nhiêu. Trong đó còn kể cả rất nhiều đã có bạn gái đấy. Ba người các nàng, người nam nhân nào không được tất cả yêu thương. Nếu như gọi tướng mạo, đúng vậy, các nàng là rất đẹp, nhưng là hiện tại xinh đẹp nữ hài nhiều hơn, quán ba, hộp đêm, nghệ trường học cái gì xinh đẹp nữ hài không vậy nhưng lại ít có như các nàng loại tính cách này cùng khí chất đấy nhưng là trần húc nhưng lại một lòng bên trong chứa ba người cái này dĩ nhiên là hội làm cho các nàng đã bị ủy khuất dù sao vấn đề tình cảm nam nhân là không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm nhưng đồng dạng nữ nhân cũng hy vọng trong lòng nam nhân chỉ có hắn một cái cao hiểu tiết như vậy làm có một câu nàng không có nói ra nhưng trần húc trong nội tâm minh bạch nàng không riêng gì bởi vì cùng chạm tinh quan hệ trong đó là trọng yếu hơn là nàng yêu chính mình yêu không thể tự kiềm chế rồi này mới khiến nàng như vậy một cái kiêu ngạo người làm ra như vậy thỏa hiệp nàng bỏ ra nhiều như vậy trần húc cảm thấy nếu như mình lại làm cho nàng đã bị cái gì tổn thương cái gì ủy khuất cái kia chính mình căn bản là chưa tính là một người nam nhân rồi ngay tại hai người ôm nhau thời điểm tiểu bích hiên trốn trên lầu trong phòng rốt cục thở phào một cái kỳ thật nàng đã sớm tỉnh Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết phía dưới làm lớn tiếng như vậy, nàng có thể không tỉnh sao. Xem hai người thân mật hôn môi, Tiểu Bích Hiên xem xấu hổ tim đập, khá tốt, khá tốt bọn hắn không có làm ra cái gì càng kích tình sự tình. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy Trần Húc là sảng khoái tinh thần, tuy nhiên còn có chút say rượu tráng váng đầu, nhưng là ngủ thơm ngào ngạt, mềm nhũn giường, trong ngực một cỗ ôn hòa, thân thể mềm mại, đủ để cho Trần Húc cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá mỹ hảo rồi. Đêm qua càng về sau Trần Húc cái gì cũng không có làm, chỉ là ôm Cao Hiểu Tiết đến trong phòng của nàng, hai người tại nàng thơm ngào ngạt trên giường nhỏ ngủ một giấc, tuy nhiên cái này cái giường đơn hai người ngủ có chút lách vào, nhưng là có kinh nghiệm bằng hữu cũng biết, hai người dựa vào cùng một chỗ, kỳ thật căn bản cảm giác không thấy giường tiểu. Nhưng vấn đề chính là, cánh tay hội đau, bởi vì Trần Húc tay phải ôm Cao Hiểu Tiết, nữ hài tựu gối lên Trần Húc trên cánh tay, giống như con mèo nhỏ. Nữ hài tuy nhiên nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là một người à, đầu gối ở Trần Húc rắn chắc trên cánh tay lâu rồi, Trần Húc tự nhiên sẽ đau xót khó chịu, bất quá nhìn xem trong ngực nữ hài còn không có tỉnh, Trần Húc tuy nhiên cảm giác được cánh tay nhức mỏi, nhưng là cũng cười chịu đựng không có rút ra. Kỳ thật Trần Húc rất hưởng thụ loại cảm giác này, ngày hôm qua cả đêm, không biết là vì rượu cồn còn là vì trong ngực bích nhân phát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, lại để cho Trần Húc ngủ phi thường an ổn. Trần Húc có một đặc điểm, tự là phàm là ngủ, tất nhiên nằm mơ nằm mơ cũng không phải cái gì khuyết điểm, hơn nữa có người nói thường xuyên nằm mơ có trợ giúp để IQ cao. Nhưng là mỗi lúc trời tối đều đang nằm mơ, cái kia giấc ngủ chất lượng chắc chắn sẽ không quá tốt. Dù sao, nằm mơ là cần tiêu hao tế bào não đấy. Cho nên Trần Húc thường thường tự mượn nhờ tiểu mẫn đến lại để cho hắn tiến vào ngủ say, ngủ say cố nhiên là có thể ngủ thơm nức, giảm bớt mệt nhọc, nhưng là nhân loại trải qua thời gian dài đích thói quen, ngủ, lại không phải chính là vì giảm bớt mệt nhọc đấy gần kề 2 đến 3 giờ thời gian giấc ngủ có thể khôi phục một ngày tinh thần, nếu như cho những cái kia mất ăn mất ngủ các khoa học gia, bọn hắn hội kích động nổi giận, bởi vì Vậy thì đại biểu bọn hắn mỗi ngày đem nhiều ra ít nhất 6 giờ địa hữu hiệu công tác nghiên cứu thời gian, có thể làm càng nhiều nữa nghiên cứu. Nhưng là Trần Húc chính là một cái bình thường người, hắn có một người bình thường đặc tính. Năm y, buổi sáng tỉnh lại, thụy nhãn mông lung, chuông báo đinh đương tiếng nổ, nhưng cái lúc này vẫn còn ôn hòa trong chăn, dầm gì tựu là không chịu leo ra, loại cuộc sống này. Rất thích ý, nếu như bên cạnh còn có một ưa thích điện nữ hải nhi. Cái kia loại cuộc sống này quả thực tựu là thiên đường rồi. Trần Húc cảm giác được đêm qua ngủ thật là thơm, tuy nhiên cũng làm mộng rồi, về sau vẫn đang không nhớ rõ mơ tới cái gì, nhưng là hắn lại biết chính mình ngủ rất say sưa ngọt. Trong ngực cao hiểu tiết em mờ một tiếng, đưa tay ra mời tiểu móng vuốt mở mắt. Trần Húc đã gặp nàng địa trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng quyến luyến, cười ngắt thoáng một phát cái mũi của nàng rời giường á giống như bị muộn rồi rồi hả đến muộn tựu không đi cao hiểu tiết cười tủm tỉm nói dù sao sáng hôm nay là mã chiết trần húc vừa định khinh bỉ nàng liền khóa đều không đi lên nhưng là nghĩ lại hắn giống như căn bản không nhớ rõ hôm nay là cái gì khóa vì vậy sẽ không mặt khinh bỉ nhân ra không bên trên cũng à buổi sáng còn có việc đây này a à, đợi lát nữa ta ngủ tiếp hội cảm giác trong chăn cao hiểu tiết bạch tuộc đồng dạng ôm chính mình Tuy nhiên cách quần áo, nhưng hay vẫn là có thể cảm giác được thân thể nàng mang đến mềm mại xúc cảm. Trần Húc thiếu chút nữa thú tính đại phát, tại nàng trên mông đít vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát. Cười mắng, nhanh lên cho ra làm bữa sáng, người còn như vậy ôm ta chỉ sợ thực cầm giữ không được chính mình rồi. Nói xong tựu duỗi ra móng vuốt hướng chỗ yếu hại của nàng địa phương sờ so soạc. Cao hiểu kia tà địa một tiếng kêu sợ hãi, từ trên giường nhảy xuống, oán trách nhìn Trần Húc liếc, sửa sang lại quần áo mắng một câu, sắc lang hư ta đi đánh răng buồng vệ sinh ta dùng trên lầu người dùng dưới lầu đấy ngay tại nàng muốn đi lúc ra cửa bởi vì giường là dán tường trần húc đầu ngay tại cửa ra vào cao hiểu tiết đột nhiên cúi người tại trên mặt hắn hôn một cái nhõng nhẽo cười nói đây là phần thưởng ngươi đấy sau đó nhõng nhẽo cười lấy chạy mất trần húc vuốt trên mặt bị thân qua vị trí nghĩ thầm quả nhiên nam nhân không xấu nữ nhân không yêu à người tốt tạp là ngàn vạn không được đồ vật này nọ người xem người ta nữ hải tử phía trước mắng qua ngươi sắc lang, đằng sau tựu thân thoáng một phát. Nếu nàng phía trước nói ngươi là người tốt, cái kia đằng sau khẳng định không có cái này ra, rửa mặt soát đánh răng, đùa giỡn một chút cao hiểu tiết, lúc này thời điểm Bích Hiên cũng đã đi làm, hiện tại công chúa bánh ngọt điếm điện sinh ý có thể là vậy rất tốt. Trần Húc cùng quản dịch dứt khoát đem mình địa công ty cổ phần đều biến đổi bịp bậm kín đáo đưa cho Bích Hiên rồi, dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiến, mà Bích Hiên, thật sự là rất tốt nữ hài, tất cả mọi người nghĩ đến muốn chiếu cố nàng đi ra ngoài địa thời điểm, xem tới cửa ngừng lại tráng nhiên sớm mập cái kia chiếc thượng hải đại chúng. Trần Húc trong mắt đi dạo cười nói, cũng đừng đánh xe rồi, tự chúng ta lái xe đi thôi, đánh xe còn bất tiện. Cao hiểu tiết liếc mắt, người có bằng lái xe sao? Trần Húc rất đắc ý địa cua cua một cái vở, Cao hiểu tiết nhìn sang cao mày nói, đây là bằng lái xe. Không, đây là chứng nhận sử dụng súng. Trần Húc cười hắc hắc, phương đông thần kiếm đặc trùng đại đội trưởng ban phát, người nói cảnh sát giao thông tìm ta muốn bằng lái xe thời điểm ta đem cái này ném đi qua hắn có thể hay không hướng ta hành lễ. Trần Húc có thương sự tình các nàng cũng biết rồi, còn đem thương nhận lấy chơi chơi, cao hiểu tiết hai mắt hướng bên trên khẽ đảo, người có biết lái xe hay không à? Trần Húc từ trong nhà lấy ra tráng nhiên sớm mập đồ dự bị cái chìa khóa, mở cửa xe nói, lên xe, nam nhân của ngươi liền xe tăng đều khai. Tuy nhiên là lần đầu tiên tại sự thật chính giữa lái xe, nhưng Trần Húc mở đích bốn bể yên tĩnh hắn tại giả thuyết ảo cảnh trong cái gì xe không có lái qua à? Giã chiến xe Việt giã, sau lưng còn khung súng mấy cái chủng loại kia, Ferrari F1 xe thể thao. Sumacher khai cái chủng loại kia, một cái nho nhỏ thượng hải đại chúng cái đó có vấn đề gì, bất quá. Xe này nếu tự động ngăn cản tựu tốt hơn, một đường khai hướng thành phố phía đông, Trần Húc mở đích bốn bể yên tĩnh, vừa mới bắt đầu cao hiểu tiết còn có chút đứng ngồi không yên, càng về sau chỉ lo được lo lắng cảnh sát giao thông rồi khá tốt dọc theo con đường này đều không có gặp được cảnh sát giao thông đón xe, ngược lại thật sự lo lắng vô ích một hồi. Một đường bốn bể yên tĩnh đến thành phố phía đông, đều nhanh qua nhà ga rồi, rốt cuộc thấy được một cái tiêu thụ bán building chỗ, Tây Lương núi biệt thự tiêu thụ bán building chỗ. Cao Hiểu Tiết xem xét đã kêu nói, ngoá, người thần thần bí bí xuyên qua toàn bộ Hòa Hải City, tự vì ở chỗ này mua phòng ốc à. Trần Húc cười hắc hắc, giúp người khác nhìn xem, nếu như không tệ mình cũng mua một tòa, coi như đầu tư nha, người không thấy hiện tại giá phòng trướng nhanh như vậy. Tây lương núi tựu là hòa hài city bên cạnh những cái kia không coi là nhiều cao, nhưng là từ phía trên té xuống trên cơ bản 100% có thể bảo chứng xuyên Việt sườn núi nhỏ rồi. Tại đây nghe nói là cái nào đó tập đoàn đầu tư bao nhiêu ức tu kiến một cái khu biệt thự. Có chỗ dựa tu kiến biệt thự cư xá, thậm chí còn có tại giữa sườn núi tu kiến độc lập biệt thự, quảng cáo đánh hơn là bay đầy trời, nghe nói phòng ở cũng không tệ. Nhưng giá tiền thật sự không rẻ, Hoa Hải City không phải cái gì thành phố lớn, nhưng cũng là cái tỉnh lỵ, giá phòng tự nhiên cũng không thấp. 2007 cuối năm cái lúc này phòng ở đồng đều giá đại khái tại một bình phương mễ 3078 bộ dạng. Mà bên này biệt thự, đầu tiên biệt thự diện tích tự đại địa rất, bên này kiến tạo biệt thự đều là độc lập phục thức, giá phòng khẳng định so thương phẩm phòng cao hơn nhiều, như vậy tương đương xuống, một tòa phòng ở tối thiểu cũng phải 200 vạn suất đầu. Còn không có tính toán lắp đặt thiết bị, Hoa Hải City không phải cái gì đại địa phương. Cho nên người có tiền, hơn nữa chủ yếu là có tiền chịu dùng tiền địa người thật sự không nhiều lắm, biệt thự này cũng tự bán đi mấy bộ, đại đô hay vẫn là không lấy. Kết quả, Trần Húc bọn hắn hiện tại 9 giờ sáng chung đến nơi đây, phát hiện người ta tiêu thụ bán building chỗ căn bản là không có mở cửa. Không để cho ta cơ hội à, Trần Húc nhìn xem đóng cửa đại môn bóp cổ tay thở dài. Ngươi muốn cơ hội gì, Kim Ốc Tàng Kiều, Nạp Thiếp à, Trần Húc cười vô cùng dâm đắng, ngẫm lại xem, tại đây Thanh Sơn lục thủy tầm đó, chúng ta cái kia nhiều hữu tình thú à. Cao hiểu tiết sướng sờ, kịp phản ứng về sau đưa tay tựu đánh, cười mắng, câu nói đầu tiên còn như một tiếng người, đằng sau tựu là miệng chó nhà không ra ngà voi rồi. Thanh sơn lục thủy, thật muốn có thanh sơn lục thủy phòng ở thì tốt rồi. Người đừng nhìn bọn hắn quảng cáo đã nói xinh đẹp, người phải biết rằng đầu năm nay quảng cáo cùng chính khách địa miệng đồng dạng không đáng tin cậy. À, một tòa căn phòng lớn, thanh sơn lục thủy, a, à, thật đúng là vô cùng hữu tình điều nha. Cao hiểu tiết bất quá là tùy tiện cảm thán thoáng một phát, nhưng là Trần Húc nhưng lại trong nội tâm khẽ động. Hắn hôm nay tới tại đây, chủ yếu là vì cho lý bác sĩ bọn hắn tìm một chỗ. Trần Húc cũng đã nghĩ kỹ, Jimmy sau lưng là cái gì tổ chức còn không rõ ràng lắm, nhưng nhất định không đơn giản. Lý bác sĩ ở thế giới học thuật giới đều có tương đương danh vọng, nhưng nhìn giống như rất e ngại hắn thế lực sau lưng đồng dạng. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế tạm thời hay vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng phần này hiện tại Trần Húc nói ra ai cũng sẽ không tin, bởi vì rất nhiều thứ đều không có đi ra. Hiện tại nhiệm vụ của hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, như vậy lý bác sĩ chi thức là có thể dùng lên. Từ khi Trần Húc theo Dubai sau khi trở về, trong lòng của hắn thì có một cái ý nghĩ, tự là là thời điểm bồi nuôi mình thành viên tổ chức rồi. Dùng SMMS đồ đệ, thì ra là Trần Húc chính mình địa thân phận. Lý bác sĩ người như vậy mới, số tiền lớn đều khó có khả năng thuê tới đấy hiện tại cơ hội này hắn tự nhiên muốn nắm chặt cho nên trần húc đến nơi đây nhìn xem cũng là bởi vì bên này phòng ở rất vắng vẻ người bình thường tìm không thấy cái này đại biểu an toàn xem jimmy địa trên người vậy mà dẫn theo bật lửa hình súng ngắn có thể nghĩ hắn thế lực sau lưng đây chính là quân tình năm chỗ địa đặc công tiêu chuẩn trang bị đối phó địch nhân như vậy tự nhiên là muốn chú trọng an toàn của mình rồi lý bác sĩ an toàn của bọn hắn đồng dạng cũng phải chú ý bởi vì hắn về sau còn có thể tạo được rất lớn tác dụng. Nhưng là vừa rồi Cao Hiểu Tiết trong lúc vô tình nói câu nói kia, lại làm cho Trần Húc kịp phản ứng, có phải là thật hay không nên mua một bộ thuộc tại phòng ốc của mình rồi hả? Người châu Á quan niệm, có một phòng ở mới xem như ra, hiện tại giá phòng một cái kính lên nhanh lại để cho người thấy được mua phòng ốc gấp gáp tính cùng áp lực, mà đối với Trần Húc mà nói loại này áp lực cũng không tồn tại, giá phòng lại chướng không có hắn kiếm tiền nhanh, chỉ là một cái sinh viên, có một thuê phòng ở tự ok rồi, mua phòng ốc làm gì vậy? Nhưng là hiện tại, Trần Húc cảm thấy, nếu có một tòa phòng ở, có thể cùng người yêu cùng một chỗ, cái kia đích thật là kiện phi thường chuyện vui sướng tình. Vừa lúc đó, đột nhiên có người gõ cửa sổ xe, xin hỏi, các ngươi lại ý định đến mua phòng ốc đấy sao? Trần Húc nhìn về phía ngoài xe, là một cái có chút tạ đỉnh lão đầu, ăn mặc một thân âu phục, không nhiều lắm tóc chỉnh tề đếm ngược ở sau ót, xem rất có phong độ bộ dạng. Trần Húc ngạc nhiên nói, làm sao người biết ta muốn mua nhà? Người nọ nở nụ cười, tại đây như vậy vắng vẻ, các người lại đang tiêu thụ bán building chỗ cửa ra vào ngừng lâu như vậy, ta đoán các ngươi là đến xem phòng ở đấy. Thật sự không có ý tứ, bởi vì lâu thành phố cũng kinh tế đình trệ, đến mua cái này phòng ở người không nhiều lắm, hơn nữa cho dù có ý hướng, cũng sẽ biết trước dựa theo quảng cáo bên trên điện thoại tuyến gọi điện thoại hỏi thoáng một phát. Cho nên hiện tại tiêu thụ bán building chỗ mở cửa đều so sánh trễ. Trần Húc rất ngạc nhiên, ngài làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. A, à, tệ họ vương là cái này tây lương núi biệt thự khai phát thương. Lão đầu cười tủm tỉm đưa qua một chương danh thiếp, cái này là danh thiếp của ta. Khó trách, nguyên lai like là gặp khai phát thương à? Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết liếc nhau đều nhịn cười không được. Hiện tại cũng nói khai phát thương nhiều khí rối tinh dối mù, nhưng nhìn vị này cái dạng này, bề ngoài tuy nhiên ngăn nắp nhưng khẩu khí của hắn giống như thời gian không thật là tốt qua. Nguyên lai like là vương tiên sinh, thất kính thất kính. Trần Húc cười nói, vương tiên sinh khởi rất chào buổi sáng nè a à, phòng ốc của ta ở này phụ cận hiện tại cũng không thể nói sớm bất quá ta hiện tại thói quen 7 giờ đồng hồ rời giường bởi vì nơi này không khí rất không tồi a à, ta đây cũng không phải là làm làm một cái khai phát thương tự biên tự diễn chỉ là so về thành thị không khí tại đây đích thật là muốn tốt hơn nhiều cao hiểu tiết mỉm cười gật đầu chúng ta cũng cảm giác được cho nên muốn đến xem tại đây phòng ở vừa rồi không có người chúng ta cũng còn tại tiếc hận ngài phải biết rằng mua đồ loại chuyện này đối với người mua mà nói đã qua cái này thôn sẽ không cái này điếm rồi. Vương lão bản có chút xấu hổ cười cười, hoàn toàn chính xác, là chúng ta công tác không ra, hai vị đã có hứng thú, cái kia không ngại theo ta một chuyến A. Ta tuy nhiên là khai phát thương, nhưng là cũng là bản cư xá đệ nhất hộ chủ xí nghiệp. Hơn nữa ta ở chỗ này mua căn biệt thự này, cũng là vì dưỡng lão, gian phòng thiết bị cũng đều lắp đặt thiết bị rất đầy đủ hết rồi. Trần hút cùng Cao Hiểu tiết liếc nhau, trần húc cười nói cái kia vương lão bản lên xe mang chúng ta đi nhìn một chút ngài phòng ở được không nào rất vinh hạnh mời đến hai vị khách quý vương lão bản kéo mở cửa xe a à, không như buổi trưa hôm nay ngay tại nhà của ta cùng ăn cơm chưa tốt rồi không dối gạt hai vị trước khi ta là làm đầu bếp đấy cải cách cởi mở về sau mò món tiền đầu tiên về sau mặc dù có chút món tiền nhỏ nhưng là nhiều năm đích thói quen còn có miệng quá xảo quyệt nguyên nhân ta trong nhà hay vẫn là thói quen một người nấu đồ ăn cách làm Hai vị không ngại nếm thử thủ nghệ của ta. A, à, vinh hạnh đã đến. Lên xe về sau Trần Húc cứ dựa theo Vương lão bản địa chỉ dẫn hướng biệt thự phương hướng mở đi ra, mà Vương lão bản ngồi ở phía sau cũng rất là hiếu kỳ đánh giá cái này hai cái xem rất giống đệ tử đồng dạng người trẻ tuổi. Tại đây phòng ở bán không được địa lớn nhất một nguyên nhân không là vì thiên, mà là vì quý, Vương lão bản làm bất động sản không phải một hai năm rồi, bởi vì Hoa Hải City là hắn quê quán, hắn nghĩ đến lúc tuổi già lá dụng về cội tự trở lại làm một số, tại Bắc Kinh Thượng Hải, hắn khai phát building bán hoặc cho thuê cũng không ít, danh tiếng cũng tương đương không sai. Cho nên đối với mua phòng ốc người, hắn thật là bái kiến nhiều lắm. Hai năm qua Trung Quốc bất động sản bọt biển thức địa căng vọt, giá phòng cơ hồ một ngày một cái giá. Đối với dân chúng bình thường mà nói, trên cơ bản mở ra phòng ở, không vấn đề vài câu về sau muốn liên lụy đến giá cả bên trên. Dù sao cái này phòng ở cũng không phải là thịt heo đây không phải là một chút tiễn vấn đề nhưng là cái này hai người trẻ tuổi còn giống như thực đem làm cái này phòng ở cùng thịt heo đồng dạng giá cả cũng không hỏi hơn nữa vương lão bản nhiều khôn khéo người à có ít người cảm thấy có chút không có ý tứ hỏi giá nhưng là trong nội tâm nghẹn lấy cái kia có thể nhìn ra nhưng là từ nơi này hai người trẻ tuổi trên mặt hắn thật là cái gì cũng nhìn không ra cũng không phải hoàn toàn nhìn không ra có một điểm vương lão bản càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt rốt cục nhịn không được hỏi một câu, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có phải hay không họ Trần. Trần Húc sững sờ, sau đó cười nói, à thật có lỗi, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Trần Húc. Quả nhiên là ngươi à, vương lão bản kích động vỗ đùi, ngài chính là vị đã tìm được quốc bảo truyền quốc ngọc tỷ, hơn nữa miễn phí đưa tặng cho cố cung nhà bảo tàng thiếu niên A. Ai nha, đúng, ngươi ngay tại hợp hiệp đại học đến trường. Xem ta già nên hồ đồ rồi, vậy mà đã quên. Thực cảm kích ngài à vương lão bản kích động muốn thò tay đi lên cùng trần húc nắm tay trần húc cười khổ hắn lái xe đây này ngược lại là cao hiểu tiết giúp hắn giải vây khẽ cười nói vương lão bản ngài đừng kích động trần húc hắn lái xe đây này vương lão bản vội vàng đem tay thu trở lại xấu hổ cười nói thật có lỗi là ta quá kích động rồi ai ngài không biết à ta thế nhưng mà nhóm đầu tiên a à, ngoại trừ ngài bên ngoài à ta thế nhưng mà nhóm đầu tiên cố cung nhà bảo tàng chính thức cởi mở truyền quốc ngọc tỷ đi thăm lúc, đến hiện trường nhìn cái này quốc bảo địa à. Ôi, lúc ấy cái kia rầm rộ, thực không cần phải nói rồi, suốt ba cái liền địa cảnh sát phố trang đem cố cung nhà bảo tàng vây đến nỗi ngay cả con ruồi đều phi không đi vào. Bên ngoài mấy vạn người tại đâu đó chờ, còn có người suốt đêm ở đằng kia xếp hàng, chính là vì thấy ngọc tỷ phong thái. Trần Húc bật cười, có khoa trương như vậy sao? Ngài không biết, vương lão bản rất ngạc nhiên, hắn nào biết được Trần Húc tại Ngọc Tỷ giao tiếp nghi thức về sau tựu đi phương đông thần kiếm đại đội trưởng đặc huấn đi. Vương lão bản cảm thắn nói, ai, cái kia dù sao cũng là quốc bảo à, hơn nữa là cái này địa quốc bảo, hắn khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, tựu xem tại ngài tìm về quốc bảo phân thượng cái này phòng ở, nếu như ngài coi trọng, muốn. Vốn giá thị trường 7.000 năm một bình phương, ta 6.000 khối tiền cho ngài, hơn nữa cửa ra vào địa mặt cỏ cùng ga ra tặng không. Ơ, ờ, cái này cái đó không biết xấu hổ à, nhìn xem Trần Húc biểu lộ, Vương Lão Bản thì càng kết luận cái này đã tìm được truyền quốc ngọc tỷ địa thanh niên nhất định là phi thường có tiền. Một bình phương 1.500 khối tiền à, một tòa biệt thự đều là vài trăm bình phương đến tính toán, cái này bao nhiêu? Hơn 10 vạn nhân tình giá à, dân chúng bình thường mua tòa nhà phòng ở thoáng cái còn lại đến hơn 10 vạn nam hưng phấn dối tinh dối mù, nhưng là tại hắn sắc mặt căn bản nhìn không ra cái gì cảm xúc kích động, giống như cái kia hơn 10 vạn cùng hơn 10 khối tiền là không sai biệt lắm đồng dạng. Ai, trần tiên sinh cái này xem như ta một điểm tâm ý dù sao truyền quốc ngọc tỷ giá trị không phải nói ngài theo quốc gia lấy được cái kia điểm tiền thưởng cùng ban thưởng có thể đền bù đấy làm vi một cái người châu á n phải nói làm làm một cái người hoa điểm ấy tâm ý cũng là ta nên phải đấy đương nhiên trong lúc này cũng có của ta một điểm tư tâm ở bên trong người xem a cái này phòng ở giao phòng kỳ thật đã vài ngày rồi nhưng là cũng tự bán đi mấy bộ lập tức muốn đến cuối năm rồi cũng nên đã đến cho ngân hàng trả tiền lúc sau. Ta cái này phòng ở mấy ngày nữa đoán chừng cũng muốn hạ giá bồi thét to. Đương nhiên khẳng định hàng không được hơn một ngàn khối tiền khoa trương như vậy, nhưng là thật vất vả đã đến ngày như vậy một cái có rất lớn hy vọng mua sắm hộ khách, ta cuối cùng được nắm lấy cơ hội, về trước lung một số tài chính A. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết nhìn nhau cười cười, đều cảm thấy cái này vương lão bản rất rất biết nói chuyện. Kỳ thật điểm này bọn hắn sớm liền nghĩ đến, nhưng là Vương lão bản như vậy một bộ đẩy thành đưa nội địa khẩu khí nói ra, cảm giác kia tựu không giống với lúc trước. Trần Húc ha ha cười, ta đây cảm ơn trước ngày ai, n, nếu như phòng ở thỏa mãn, a. À, ta nói không chừng còn muốn hai bộ đây này. Vương lão bản vui mừng quá đỗi, đó là ta muốn cảm ơn ngài. Kỳ thật hiện tại mua phòng ốc đều là như thế này, cho vay mua nhà cần đến ngân hàng cho vay, mà khai phát thương làm một tòa phòng ở, cũng không thể nào là hoàn toàn chính mình bỏ tiền bọn họ đều là sử dụng tài sản thế chấp phương thức, áp cho ngân hàng, sau đó theo ngân hàng cho vay đến tu building bán hoặc cho thuê. Cho nên khi năm Trung Quốc bất động sản nhiệt vừa cất bước địa thời điểm, rất nhiều khai phát thương đô là mượn gà đẻ trứng. Nói cái phương pháp đơn giản nhất, đầu tiên trong tay phải có đầy đủ một số tài chính cùng tài sản cố định. Thế chấp cho ngân hàng về sau rất nhanh khai phát building bán hoặc cho thuê. Sau đó đem building bán hoặc cho thuê bán đi, hoặc là dứt khoát trực tiếp thế chấp cho ngân hàng building bán hoặc cho thuê cũng là tài sản cố định à. Như vậy có thể lại từ ngân hàng vay đến tiễn, đón lấy tiếp tục khai phát mới đích building bán hoặc cho thuê. Năm đó, lợi tức này cũng là rất lớn, hàng năm đều muốn kết toán một số tiền lãi còn có còn nhất định được khoản kinh phí. Cho nên vì cái gì hiện tại Trung Quốc giá phòng hàng không xuống, cũng là bởi vì nếu như bất động sản thương thua lỗ. Bọn hắn vô lực trả khoản, thiếu đúng là ngân hàng. Trung Quốc ngân hàng, cho dù là chiêu thương ngân hàng như vậy địa thuộc về dân gian ngân hàng, kỳ thật hay vẫn là quốc gia tài sản. Ngân hàng thua lỗ tựu đại biểu quốc gia thua lỗ. Hắc, địa phương chính phủ như thế nào hội nguyện ý? Hơn nữa bọn hắn còn trông cậy vào bất động sản cực lớn món lợi cách xù cho bọn hắn gia tăng GDP, gia tăng công trạng đây này. Đương nhiên, còn có nói lý ra gia tăng túi tiền độ dày, những này, người địa cầu cũng biết, không cần nhiều lời. Cho nên vì cái gì bất động sản thương cuối năm thời điểm đều hạ giá bán ra? không là vì bọn hắn hảo tâm, mà là vì đã đến cuối năm, ngân hàng khoản, công ty khoản, công nhân phúc lợi, những điều này đều là đòi tiền, bọn hắn cần gấp tiền mặt đến giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó, bằng không thì làm sao hảo tâm như vậy hạ giá. Rất nhanh đã đến vương lão bản biệt thự của mình, lái xe cũng không quá đáng sẽ dùng không đến 5 phút đồng hồ địa thời gian. Tự chứng kiến khắp núi hỏa hồng cây phong chân núi, một tòa kiểu dáng châu Âu địa biệt thự một mình sừng sướng tại chỗ đó, chân núi còn có dòng suối nhỏ chảy xuôi, mà biệt thự này kiến tạo địa cũng cực tinh xảo, đào đất cơ thời điểm vậy mà không có phá hư đến bên cạnh địa dòng suối nhỏ. Cái kia một đầu thanh tịnh gần 2 mét rộng đích dòng suối nhỏ tựu theo phòng ở bên cạnh chảy xuôi đi qua, đi ở một bên, có thể nghe được len keng thùng thùng sơn tuyển thanh âm, phi thường phong nhã. Cái này chân núi biệt thự, cái này một cái cao ốc bàn cũng không quá đáng chỉ có không đến 10 bộ đồ, bởi vì muốn chỗ dựa như vậy kiến tạo biệt thự, hoàn toàn chính xác không phải kiện chuyện dễ dàng, nền tảng muốn một mình đến đánh, hơn nữa vì không phá hư quanh thân phong cảnh, còn cần đặc biệt coi chừng. Vương lão bản rất là đắc ý, nói: "Không tệ a. À. Như vậy một tòa phòng ở, quả nhiên là hưởng thụ lấy." Trần Húc tự đáy lòng tán thán nói: "Quả nhiên là tốt phòng ở, phong cảnh như vẽ, lại rời xa thành thì tiếng động lớn rầm rĩ. Như vậy tốt phòng ở, làm sao có thể bán không được đâu này." Hoa Hải City kẻ có tiền tuy nhiên so ra kém Bắc Kinh Thượng Hải Thâm quyến những này đại đô thị, cũng không có cái gì nhà giàu mới nổi quáng chủ nhưng là tối thiểu vẫn có không ít kẻ có tiền, cái này phòng ở làm sao có thể bán không được. Trần Húc có câu nói giấu ở trong lòng chưa nói, tự là cho kẻ có tiền bao dưỡng nhị nãi cũng tốt à. Còn không đều do hồ, vương lão bản đột nhiên không hiểu thấu nói một câu như vậy. Hài tử, nhà ai hài tử, cao hiểu tiết đoán trách vỗ Trần Húc thoáng một phát, không có văn hóa, người ta nói rất đúng hồ, thì nhân hồ. À, nằm quý tự sát cái kia, cao hiểu tiết chờ mình mắt trợn trắng, Trần Húc nói cũng đúng vậy, Thi nhân nha, có mấy cái không tự sát. Nhất là hiện đại đấy, hoặc là nói, không tự sát cái kia gọi thi nhân sao? Quan hồ chuyện gì à, còn không phải bởi vì hắn ghi cái kia thủ phá thơ. Vương lão bản vẻ mặt khóc tương, ta có một chỗ phòng ở, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Hiện tại tất cả mọi người chạy tới mua cảnh biển biệt thự rồi, ai còn chú ý cái này núi rừng biệt thự à? Phốc, tại đây phòng ở quả nhiên là không tệ tối thiểu Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết trao đổi thoáng một phát ý kiến, cảm thấy tại đây vô luận là phong cảnh, phòng ở hộ hình hay vẫn là hoàn cảnh chung quanh đều rất lại để cho bọn hắn thỏa mãn. Tuy nhiên khoảng cách nội thành xa điểm, mua đồ không phải rất thuận tiện, nhưng là tại đây ưu tĩnh vô cùng. Mua biệt thự, cầu không phải là cái này sao? Cao Hiểu Tiết hưng phấn tư tưởng tương lai, biệt thự này mua lại về sau, chúng ta có thể dưỡng mấy cái đại cầu, ta hâm mộ trọng tử ngữ cái con kia tát ma a đã lâu rồi ai? Nếu ta dưỡng, một đầu tát ma a, à, một đầu tóc vàng, một đầu husky, một đầu Scotland Shepherd chó vàng lớn thế nào như thế nào đây. Dù sao sân nhỏ rất lớn, mấy cái đại cẩu trong sân chạy khắp nơi, rất đáng yêu à. Cao hiểu tiết là cái rất có tính cách, cũng rất có chủ kiến nữ hài. Nữ nhân ở gia đình chính giữa trọng yếu phi thường một cái tác dụng chính là muốn học hội tiết kiệm công việc quản gia, nếu như nói, một nam một nữ vừa mới xác định quan hệ nam nữ, hoặc là thẳng thắn điểm giảng, hoặc là lên giường, hoặc là thì ra là như bọn hắn như vậy rất thuần khiết xác định quan hệ nam nữ. Mà quan hệ vừa xác định xuống không đến một ngày, ngày hôm sau nữ nhân cũng rất nhanh thay vào nhân vật, đem nam nhân tiến coi như tiền của mình bỏ ra, hơn nữa hoa còn so tiền của mình muốn lợi hại nhiều. Như vậy chư vị nam sĩ cẩn thận rồi, ngàn vạn không nên bị tình yêu cuồng nhiệt tình yêu xông váng đầu não, nữ nhân như vậy hoặc là tựu là ngay từ đầu tựu chầm chầm vào nam nhân túi tiền, hoặc là chính là loại đặc biệt sẽ quản ra quản sổ sách đấy nếu gặp thứ hai khá tốt, tuy nhiên hôn sau đích sinh hoạt gian khổ điểm, tiền lương toàn bộ nộp lên, nhưng là tiền kia dù sao cũng là hoa trong nhà rồi, nếu như là người phía trước, vậy thì chờ lấy túi tiền quát thời điểm khóc đi. Cao hiểu tiết sinh ra kỳ thật rất bình thường, từ nhỏ ra cảnh điều kiện không coi là nhiều tranh lệch, nhưng là không thể nói rất tốt, cũng gặp phải qua khi còn bé đặc hợp ý một bộ y phục kết quả trong nhà không có tiến cho nàng mua tình huống. Cái kia theo lý thuyết cô gái như vậy từ có lẽ rất biết tiết kiệm mới được là. Cao Hiểu Tiết ở trường học một tháng tiền sinh hoạt cũng tựu 500 khối tiền, nhưng lại có thể có còn thừa dư, nhưng như thế nào vừa gặp phải Trần Húc lại đột nhiên tiêu tiền như nước đi lên đâu này. Trần Húc bây giờ đang ở tình yêu cuồng nhiệt hợp lý trong. Đừng nói mấy trăm vạn địa biệt thự, coi như là ngàn vạn hơn trăm triệu, hắn đều lông mày cũng không nhăn mua lại, nhưng là Cao Hiểu Tiết nhưng bây giờ muốn rất rõ ràng. Đầu tiên Trần Húc có tiền, mấy trăm vạn đối với nàng mà nói có lẽ đủ nàng cả đời lợi nhuận chỉ sợ còn lợi nhuận không đến nhưng là đối với đã có được 3 biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần Trần Húc mà nói, nhưng lại cùng mấy trăm khối tiền không có gì khác nhau. Hiểu chuyện nữ nhân muốn cho nam nhân tiết kiệm tiền, nhưng là cũng phải nhìn tình huống. Chút tiền ấy vốn tự không ảnh hưởng toàn cục nhưng là nếu như mình căn cứ không cho Trần Húc xài tiền bậy bạ nguyên tắc không cho hắn mua cái này không cho hắn mua cái kia, cái kia nữ nhân như vậy tự tiết kiệm địa quá mức rồi, không có một cái nào nam nhân sẽ thích đấy. Phương diện này, Cao Hiểu Tiết rất hiểu chuyện, hơn nữa, mua phòng ốc cũng là tại không tính là xài tiền bậy bạ hiện tại cả nước giá phòng đều tại trướng cái này building bán hoặc cho thuê tuy nhiên tình huống không tốt nhưng là tại đại trong hoàn cảnh khẳng định hay vẫn là hội trướng đưa tiền đây mua phòng ốc làm một số nho nhỏ đầu tư chờ phòng ở trướng giá cái này tổng so đem tiền ném trong ngân hàng hiếu thắng tiễn hay vẫn là dùng để tiêu xài không tốn chỉ phóng ngân hàng cái kia cũng không phải là tiễn chỉ là một đống con số mà thôi cao hiểu tiết điểm này xem địa rất rõ ràng cho nên nàng ở phương diện này một chút cũng không xí diện cãi láo, huống chi. Tại bất động sản chứng nhận bên trên nàng căn bản không có ý định ghi tên của mình, tuy nhiên nàng hiện tại đã đã cho rằng Trần Húc. Nhưng là nàng không muốn bởi vì cử động của mình mà cho Trần Húc tạo thành một loại hiểu lầm, hiểu lầm nàng rất tham luyến Trần Húc tiền tài. Kỳ thật nàng cũng biết, Trần Húc sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là nữ nhân không thể bởi vì nam nhân sẽ không nghĩ như vậy tiểu thị sủng mà kiêu. Lý giải là lẫn nhau, nam nhân có nam nhân lồng ngực, nữ nhân cũng muốn có nữ nhân nhượng bộ. Nói một câu thành thật địa khó nghe lời nói, hiện tại có chút nữ nhân, hoặc là nhà gái địa gia đình, cho nam nhân một cái yêu cầu tự là, nam nhân mua phòng ốc, bất động sản chứng nhận bên trên nhất định phải đem nhà gái tên chữ cho thự bên trên. Như vậy bọn hắn nhà gái trong nhà yên tâm, nhưng là không biết là yêu cầu này thật sự rất quá phận sao. Phòng ở sở hữu tất cả tiến đều là nam nhân đào đấy, các người nữ nhân vì yên tâm muốn ở phía trên ghi danh tự, Vậy ngươi đã viết về sau nam nhân phóng lo lắng. Bọn hắn có thể hay không hoài nghi, người theo ta tốt, mục đích đúng là vì gà ta cái này nửa phòng nhỏ, ký tên về sau rời tách hôn, ta đây hơn 10 vạn sẽ không có. Đối với một người bình thường mà nói, một tòa phòng ở tựu là chẳng khác gì là cả đời diện tích đất đai súc, đưa ra như vậy yêu cầu nữ nhân cùng gia đình, nói thật, một chút cũng không hiểu chuyện. Vốn nhà trai mua phòng ốc chính là vì kết hôn đấy, kết quả làm thành như vậy, vốn giữa nam nữ rất tốt quan hệ nói không chừng sẽ sinh ra vết rách rồi. Cầu an toàn, cầu yên tâm, không phải loại phương pháp này. Giữa nam nữ, là cần giúp nhau thông cảm đấy. Vương lão bản nhà này phòng ở quả nhiên là không tệ, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết lần đầu tiên chứng kiến tự thích. Hoàn toàn chính xác, núi rừng biệt thự có núi rừng biệt thự ưu điểm, cảnh biển biệt thự có cảnh biển biệt thự ưu điểm. Trần Húc hiện tại thật sự không sao cả, nếu như muốn mua cảnh biển biệt thự, lại mua một bộ tựu là, hắn hiện tại thật sự không thiếu tiến, hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn chính xác ưa thích như hồ nói như vậy, có một tòa căn phòng lớn, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, nhưng là ưa thích cảnh biển biệt thự, cũng không ảnh hưởng Trần Húc ưa thích nhà này núi rừng biệt thự. Trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người nhiều nhất chỉ có thể chọn một mà thôi, nhưng là Trần Húc trực tiếp mua một cái tòa thành cũng không có vấn đề gì. Vương lão bản biệt thự này rất lớn, song tầng phục thức, một tầng thực dụng diện tích thì có hơn 400 bình phương, còn dẫn theo một cái 7 chục bình phương hoa viên, trong hoa viên thảm cỏ vẫn tương đối lục, dẫm lên trên rất là thoải mái, mặt khác còn có nữ hài tử yêu nhất bàn đu dây nhỏ như vậy thứ đồ vật, muốn nghĩ tới buổi chiều, mấy người ngồi ở trên mặt ghế, pha ly trà, tâm sự, đó là cỡ nào thích ý sự tình. Không thể so với tại bờ biển phải kém, nhà này phòng ở là bìa cứng tu qua, quang lắp đặt thiết bị đồ dùng trong nhà các loại, tự làm hơn 200 vạn, Trần Húc nghĩ thầm mua tòa nhà phòng ở lại để cho lý bác sĩ bọn hắn trước ở, cái kia tự nhiên không thể làm cái loại này còn không có lắp đặt thiết bị, cái kia xem nhiều phiền toái à, hơn nữa cùng Cao Hiểu Tiết vừa nói, Cao Hiểu Tiết cũng cho rằng nếu như là thuộc tại phòng ốc của mình, như vậy tốt nhất chính mình đến xếp đặt thiết kế lắp đặt thiết bị, cho nên Trần Húc nghĩ nghĩ tự nói, Vương Lão Bản. Ta rất ưa thích ngài cái này phòng nhỏ, hơn nữa nói thật, ta hôm nay cũng liền định đến mua một bộ lắp đặt thiết bị thiết bị đầy đủ hết, không bằng ngài đem cái này phòng nhỏ qua tay cho ta đi, nên bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền. Mặt khác, ta lại mua một bộ, về sau tự chính mình lắp đặt thiết bị. Lão đệ, người không phải đâu, Vương lão bản sờ lên cầm cười khổ, ngài đến lúc này tựu để cho ta không nhà để về à. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đều ha ha cười, bọn hắn đương nhiên biết đạo vương lão bản lời này là hay nói dẫn đấy. Hắn tựu là một khai phát thương, khai phát thương còn có thể không nhà để về. Hơn nữa nói thật, Trần Húc muốn mua cái này phòng nhỏ, tuyệt đối là lại để cho vương lão bản lợi nhuận đấy. Hắn khai phát thương còn dùng chính mình cho mình tiến. Hắn cái này phòng nhỏ lắp đặt thiết bị cũng coi như bên trên, dựa theo giá gốc đến, hắn tuyệt đối là kiếm lớn, cho nên vương lão bản khẩu khí chính giữa, cũng không có như thế nào đi chú ý. Giá phòng là càng ngày càng cao, lắp đặt thiết bị là càng ngày càng tiện nghi, đây là lẽ thường. Quả nhiên vương lão bản giả ý oán trách vài câu, sau đó nói, đã ngài kiên trì, ta đây chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích giàu tương đương. Dù sao ta một người tự tại đã quen, cũng không yếu nhân chiếu cố, cái này trong phòng theo ta một cái, được, ta đem thủ tục xử lý rồi, ta liền thu thập chăn nệm rời đi. Trần Húc ha ha cười, cái kia ủy khuất ngài, ủy khuất, hắn ủy khuất cái cái gì? Trần Húc trực tiếp mua hai bộ, hơn nữa là một số trực tiếp thanh toán tiền đấy. Lưỡng phòng nhỏ đều là lớn như vậy, loại này độc lập tính biệt thự vốn giá cả tựu cao, hai bộ xuống Trần Húc trực tiếp liền xài 1500 vạn, hơn nữa hay vẫn là tiền mặt. Phải biết rằng phòng vay loại vật này, tuy nhiên là từ ngân hàng cho vay, lại để cho ngân hàng đem toàn bộ tiễn tiền trả cho khai phát thương, nhưng là khai phát thương cũng thiếu nợ ngân hàng tiễn À. Cái này thủ tục phí cái kia tiền bơ khai phát thương cũng là muốn thiểu kiếm một số, như Trần Húc như vậy trực tiếp đem tiền cho đến trong tay bọn họ bọn họ là thích nhất đấy. Duy nhất một lần 1.500 vạn, cái này đầy đủ năm nào ngọn nguồn hấp lại tài chính được rồi. Đối đãi khách hàng lớn, mua phòng ốc cũng không có như vậy dườm ra, bởi vì khai phát đám thương gia biết rõ, càng có tiền hộ khách thời gian lại càng đáng giá, lại để cho bọn hắn chạy cái này chạy cái kia ngành xử lý các loại giấy chứng nhận, không có mấy nguyện ý đấy cho nên đối với đái loại này hộ khách, tự nhiên là không thể lãnh đạm, Trần Húc đến lúc chiều ngay tại bất động sản chứng nhận bên trên ký tên, mua nhà thống khổ hắn là một chút cũng không có cảm nhận được. Mua lưỡng phòng nhỏ, lại để cho cao hiểu tiết ở đằng kia tòa nhà không có lắp đặt thiết bị trong phòng chờ, nhà đầu kia gấp khó dần nổi gọi điện thoại đem chạm tinh cùng quản dịch gọi tới rồi. Dù sao lớn như vậy phòng ở, cũng không có ý định là hai người ở, hơn nữa cao hiểu tiết trong nội tâm áy náy, nàng ở đâu không biết xấu hổ một người độc chiếm. Về phần Trần Húc, tắc thì đem lý bác sĩ bọn người còn có tổng cộng 8 gã bộ đội đặc chủng đều nhận lấy. Đây là lão sư ta năm đó nghiên cứu để cao nhân loại chỉ số thông minh dược vật sở hữu tất cả tư liệu, Trần Húc cho lý bác sĩ tự nhiên là đời sau nhằm vào thời kỳ cuối đại âm mưu, bày cái nghĩ lại cùng nghiên cứu số liệu báo cáo, lại để cho tiểu mẫn không tìm dấu vết lao đi sảng khoái trong hội tiết lộ tương lai tin tức nội dung, nhưng là lý bác sĩ, ngài như thế nào tiến hành tương ứng thí nghiệm Cái này không có vấn đề, trực tiếp theo trong phòng thí nghiệm cầm là được rồi. Cỡ lớn thiết bị tạm thời không cần, một ít tiểu nhân, các ngươi trực tiếp đi chuyển, bởi vì chỗ đó rất nhiều thiết bị đều là ta từ nước ngoài mua được, nói là cấp cho trường học sử dụng, nhưng quyền sở hữu còn là ta, trường hiệu trưởng cũng không có quyền can thiệp. Lý bác sĩ cảm giác có chút già nua, ngày hôm qua cả đêm hắn đều ngủ không được ngon giấc, bởi vì lứ tường tuy nhiên tại Trần Húc châm cứu hạ dễ dàng rất nhiều, không hề đau đầu rồi, nhưng là tỉnh táo lại hắn ngược lại không bằng hôn mê, Thông minh dược di chứng, chỉ số thông minh hạ thấp. Kỳ thật thông minh dược là muốn quá độ, trường kỳ phục dụng mới có thể làm cho chỉ số thông minh nghiêm trọng hạ thấp. Nhưng là ngẫm lại a, à, lúc trước hắn hay vẫn là một cái ý nghĩ hơn người siêu nhân, đối với cái gì đó đều là đã gặp qua là không quên được. Chỉ muốn nhìn bản vẽ là có thể đem một đài tivi cho mở ra thay đổi mấy cái linh kiện về sau lại lắp đặt bên trên. Nhưng là đem làm hắn tỉnh lại về sau, lại phát hiện mình năng lực này đã không có, hắn phát hiện mình hiện tại đần dối tinh dối mù loại này mãnh liệt tương phản, sao có thể không cho hắn nổi giận. Hơn nữa, còn có đối với dược vật mãnh liệt tính ỉ lại. Là ta sai rồi, Lý Bác Sĩ đột nhiên quỷ gối lữ tường trước mặt, nhưng các ngươi yên tâm, ta nhất định khiến các ngươi hồi phục bình thường. Đàn ông dưới trướng có hoàng kim, người châu Á đối với quỷ lại là xem vô cùng trọng đấy. Trần Húc bọn người vội vàng đem Lý Bác Sĩ cho vịn, lữ tường sửng suốt rồi, đi tới nói, tiến sĩ, ngài không nếu như vậy, ta... Ta không trách ngươi, Kỳ thật thật muốn nói có trách hay không vấn đề, không trách là không thể nào, ngẫm lại xem, cũng bởi vì loại này dược vật, lại để cho bọn hắn cùng hút pin đồng dạng. Mỗi người đều có tư tâm, không phải thánh nhân, hơn nữa người còn có thể chút giận sang người khác, muốn nói một chút cũng không trách lý bác sĩ đó là không có khả năng. Cho nên đêm qua, mấy người đối với lý bác sĩ đều là lãnh lãnh đạm đạm, chỉ có Hoàng Sông cùng cô bé kia từ tiểu diệp còn hơi tốt một chút. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, lý bác sĩ thật là muốn hại bọn hắn sao? Tuy nhiên mấy người bọn hắn là làm cho này loại dược vật nhóm người thứ nhất loại thí nghiệm người, nhưng là lý bác sĩ trước khi cũng đã đối với loại này dược vật đã tiến hành phi thường nghiêm khắc hơn nữa tường tận thí nghiệm, bảo đảm đối với nhân thể vô hại, nhưng là hắn lại thật không ngờ, loại này tính ỉ lại hội mạnh như vậy. Kỳ thật dùng hoàng sông bọn hắn hiện tại mà nói, đối với loại này dược vật tính ỉ lại cũng không có đạt tới chiều sâu độc nghiện cái chủng loại kia trình độ. Nhưng, gần kề chỉ chỉ là trên nhục thể, lý bác sĩ nghiên cứu dược vật vài thập niên, Hắn thí nghiệm phần lớn là thông qua thí nghiệm số liệu được đến, loại này dược vật tuy nhiên có thể cho người trên nhục thể tạo thành nhất định được tính ỉ lại cùng tổn hại người đại não, nhưng là loại này tổn hại là phi thường chậm chạp đấy. Cùng quân đội cái kia khoản thể năng khôi phục dịch đồng dạng, là có thời kỳ ủ bệnh, chỉ có đã đến không thể nghịch chuyển thời điểm mới có thể nhìn ra. Nhưng vì cái gì hiện tại lữ tường bọn hắn sẽ đối với dược vật sinh ra lớn như vậy ỉ lại đâu này. Loại này ỉ lại kỳ thật đã sớm nên nghĩ tới. Cái kia cũng không phải sinh lý góc độ bên trên thịt nhắc nhở ỉ lại, mà là trên tinh thần. Lý bác sĩ chỉ là học giả, hắn nghiên cứu chính là dược vật, nhưng là hắn nhưng căn bản không có cân nhắc đến một cái khác trọng yếu phi thường nhân tố. Người, một người đột nhiên đã có được siêu năng lực, hắn hội cam tâm tình nguyện đột nhiên lại biến trở về một người bình thường sao? Không có khả năng, cái này là nhân loại cộng đồng địa đặc điểm. Trừ phi là không tranh quyền thế thánh nhân nếu không làm sao có thể sẽ buông tha cho đột nhiên lấy được vượt quá thường nhân biện năng lực. Lữ tường ngày hôm qua thống khổ đau đầu nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì đem làm dược hiệu quá khứ đích thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình bên trong trở nên một đoàn bột nhão. Đây là dược hiệu giải trừ về sau lớn nhất một cái tác dụng phụ, điểm này mà ngay cả lý bác sĩ mình cũng biết rõ. Đem làm dược hiệu đi qua lúc, người chỉ số thông minh đột nhiên giảm xuống, hội làm cho đại não suy nghĩ vấn đề lúc xuất hiện sai lầm sinh ra kịch liệt địa đầu đau. Nhưng Lý bác sĩ cho rằng cái này gần kề chỉ là một loại phi thường bình thường hiện tượng, căn bản không tính là tác dụng phụ, chỉ cần đem tinh thần an định lại. Vài phút đã trôi qua rồi, đi qua về sau lại ăn một lần dược, hoặc là véo lấy thời gian, tại dược hiệu không có kết quả thời điểm bổ sung thoáng một phát là được rồi. Hắn căn bản không có nghĩ vậy loại dược vật mang đến hậu quả nghiêm trọng. Người, luôn tham lam đấy, đây cũng không phải là là Trần Húc mình quảng cáo dùm ben chính mình phi thường cao thượng lại để cho hắn buông tha cho tiểu mẫn cũng là tuyệt đối không có khả năng, đã nhận được đồng dạng vượt quá thường nhân địa năng lực, lại muốn mất đi hắn. Cái đó có bao nhiêu người sẽ phi thường địa bình tĩnh? Chỉ là, tiểu mẫn cũng không có cho Trần Húc mang đến phi thường đáng sợ tác dụng phụ, có thể thông minh dược. Nhưng lại làm cho bọn họ tuy nhiên tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng là không thể không đem hắn buông tha cho. Nếu không, chậm nhất 10 năm về sau, bọn hắn đều sẽ biến thành chỉ biết chảy nước miếng địa ngu ngốc tại nguyên lai like lịch sử quý tích bên trên, có bao nhiêu nhà khoa học chính là vì ham nhất thời địa trí lực đề cao, mà cuối cùng nhất do nhân loại chỉ số thông minh đỉnh cao nhất một nhóm người biến thành đáng thương địa đầu óc tối dạ hay sao. Tuy nhiên ta còn chưa bắt đầu nghiên cứu tốt SMMS tiên sinh địa phần này tư liệu. Nhưng là ta hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận rồi, loại này thông minh dược hoàn toàn chính xác không ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Lý bác sĩ tự diếu cười, đêm qua mấy một học sinh thái độ hắn đều xem đã minh bạch, hắn làm nghiên cứu khoa học làm cả đời lại thậm chí vẫn không biết nhân loại thấp nhất kém bản chất. Tham lam, quả nhiên là uổng sống như vậy một bà tuổi rồi. Ta đây tự tuân thủ hứa hẹn, nói một chút ta cái tổ chức kia a. À. Ta chỗ tổ chức tên tên gọi tắt phi pro lý bác sĩ nói, Romerthu, Prometheus Hill. Cổ hy lạp thần thoại chính giữa hỏa thần, cho nhân loại đã mang đến hỏa trùng về sau bị trói tại trên vách núi cái vị kia. Trần Húc đối với hy lạp thần thoại coi như hiểu rõ, lập tức nói, nghe các người tổ chức danh tự, hẳn là căn cứ vì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển làm cống hiến đúng không? Nhưng nếu như là Prometheus Hill, vì cái gì tổ chức dấu hiệu là cây hoa cúc? Cái kia đó cây hoa cúc cũng không là chúng ta pro, cái kia một hồi nói sau. Chúng ta pro tại học thuật giới phi thường nổi danh, là một người duy nhất có thể cùng ích tổ chức đánh đồng học thuật nghiên cứu tổ chức. Trần Húc Kinh Hô, ích tổ chức, Lý Bác Sĩ tò mò nhìn hắn, người biết ích tổ chức. Thuộc quen thuộc không thể lại chín. Trần Húc cười khổ gật gật đầu, nghe nói là Marie Curie trưởng nữ cùng một đám các khoa học gia cộng đồng khởi đầu, tại bóng mở chính giữa duy trì lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật hữu hiệu, có thể tiếp tục tính phát triển. Thật không hổ là SMMS đồ đệ, thậm chí ngay cả ít tổ chức cũng biết, Lý Bác Sĩ khen ngợi nói, người bình thường cả đời đều khó có khả năng nghe nói như vậy một tổ chức. Chỉ có điều cái gì duy trì lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, hừ, cái kia bất quá là bọn hắn tại hướng trên mặt của mình thiếp vàng mà thôi, ích tổ chức tính chất đã sớm biến chất, chúng ta pro tựu là theo ích chính giữa phân liệt, mà chúng ta bây giờ xưng hô bỏ họ là rớt. Rớt, Trần Húc lập tức sẽ hiểu cái này hai cái danh tự ý tứ, nói, à, tại cổ hy lạp thần thoại chính giữa, rất là cái có được lấy vô thượng lực lượng, nhưng là lòng dạ hẹp hòi một cái bạo quân, Prometheus hưu đem hỏa trùng đưa cho nhân loại, khiến cho nhân loại đã có được quang minh, rất khó chịu đem hắn cột vào trên vách núi, lại để cho ưng ăn hắn nội tạng, vòng đi vòng lại, hắn thậm chí còn hoài nghi con gái của mình, tại Athena sinh ra thời điểm, sợ đứa bé này ngày sau vì ảnh hưởng đến hắn địa vị mà thiếu chút nữa giết Athena. Ý của các ngươi là, ích tổ chức chính là một cái như rất đồng dạng, tự đại kiêu ngạo, nhưng lại sợ bị người thay thế vị trí hắc ám tổ chức sao. Gần kề thông qua hai cái danh tự tục phân tích ra đến như vậy nhiều, Lý Bác Sĩ đối với Trần Húc đem làm thật là có chút giật mình, nhưng là hắn nào biết đâu rằng, Trần Húc đối với ích tổ chức sớm có hiểu rõ cùng quan hệ, đối với ích tổ chức phong cách hành sự phi thường rất hiểu rõ, cho nên mới có thể tự thông qua hai cái danh tự tự có thể nói ra đến như vậy nhiều. Đúng vậy, người thật sự rất khiến ta giật mình. Lý bác sĩ nói, ích tổ chức tự xưng là vì cái thế giới này khoa học kỹ thuật thủ hộ giả, nhưng trên thực tế bọn hắn xác thực trở ngại lấy cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đầu sỏ gây nên. Bởi vì ích tổ chức phi thường tin tưởng, tùy ý cái này chi thức bạo tạc thế giới nhanh chóng mà phát triển khoa học kỹ thuật bọn hắn vượt lên đầu ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì, bọn hắn hội mất đi hiện tại bọn hắn hết thảy. Trí cao vô thượng địa địa vị, vô số tiền tài cùng vinh quang. Bọn hắn trên danh nghĩa là tại duy trì cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng trên thực tế đúng là trở ngại khoa học kỹ thuật tiến trình. Mười năm trước, ích tổ chức chính giữa một bộ phận vô tư các khoa học gia liên hợp, thối lui ra khỏi ích tổ chức, sáng lập pro. Cùng ích tiến hành chống lại, đợi một chút, Trần Húc đột nhiên nói, thật có lỗi quấy dày thoáng một phát. ích tổ chức thực lực ta hoặc nhiều hoặc ít nghe lão sư nói qua, đó là liền lão sư đều không muốn chính diện chống lại địa địch nhân. bọn hắn chúa tể nước mỹ lưỡng đảng hội nghị nhiều gia tộc, thậm chí có thể nói bọn hắn chúa tể toàn bộ nước mỹ chính trị, thậm chí là lực lượng quân sự. hơn nữa ích tổ chức đối với không nghe lời người, nguyên tắc của bọn hắn là trước lôi kéo, lôi kéo không thành tựu đem hắn bỏ, cái kia các người pro sao có thể kiến lập lên? cái này chính là ta muốn nói đấy. Jimmy sau lưng cái tổ chức kia, cái kia ấn lấy cây hoa cúc địa tổ chức, nên tổ chức đến cùng phía sau màn người chủ sử là ai? Ta đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết rõ bọn hắn địa tổng bộ tại châu u, cái này vài chục năm nay, cái tổ chức kia lực lượng cùng thế lực thẩm thấu đã đến châu u các quốc gia chính giữa. Nghe nói cái này cái tổ chức sau lưng của chìm đoàn là Rothschild gia tộc, nhưng là gần kề chỉ là nghe nói mà thôi. Rothschild, Trần Húc sợ hãi than nói. Rothschild gia tộc được xưng bóng mở thế giới đệ nhất đại gia tộc, thống trị toàn bộ thế giới mạch máu kinh tế, thậm chí khống chế Mỹ liên chữ địa khổng lồ gia tộc. Nghe Trần Húc nói như vậy, Lý Bác Sĩ cười nói, người cái này là từ đâu nghe tới, khoa trương, Rothschild gia tộc không có lớn như vậy địa năng lượng. Hiện tại nước Mỹ là thuộc về Morgan cùng Rockefeller cái này lưỡng gia tộc, bọn hắn một cái là con lừa, một cái là voi, phân biệt đã khống chế đảng Cộng Hòa cùng đảng Dân Chủ. Nhưng là không thể phủ nhận, cái này lưỡng gia tộc địa quật khởi cũng là bởi vì năm đó đệ nhị thế chiến Rothschild gia tộc đại lực ủng hộ, nhưng là dùng bọn hắn hôm nay địa vị, Rothschild gia tộc đã sớm khống chế không nổi bọn hắn rồi. Rothschild gia tộc, tại một hơn trăm năm trước huy hoàng nhất thời, mấy trăm năm lắng động cùng nhân tài xuất hiện lớp lớp lại để cho bọn hắn có được châu U đệ sáu đại đế quốc thanh danh tốt đẹp, nhưng là phải biết rằng, lần thứ hai thế chiến thời điểm, Rothschild gia tộc tổn thất thảm trọng, hơn nữa quyết đoán bên trên cũng ra sai lầm bị người Mỹ cùng nước đức người ở sau lưng hung hăng đút một đao. Lý bác sĩ nhìn xem Trần Húc, khóe miệng lộ ra mỉm cười, Rothschild gia tộc là người Do Thái. Trần Húc lộ ra giật mình biểu lộ, để nhị thế chiến người Do Thái bị Hitler giết làm cho lòng người Toái, chẳng lẽ cái này chính giữa còn có cùng Rothschild gia tộc có quan hệ nguyên nhân? Tại một trận chiến trước khi, không có bất kỳ một cái tài chính tập đoàn có thể cùng Rothschild gia tộc so sánh với, dù là là lần đầu tiên thế chiến về sau. Châu Âu các quốc gia bị gần như tại hủy diệt kiểu đả kích về sau, cũng không có bất kỳ tài chính tập đoàn có thể thắng được Rothschild gia tộc. Bọn hắn thật là đáng sợ, đáng sợ đã đến một loại không thể không đưa bọn chúng diệt trừ tình trạng, hơn nữa, gia tộc này phi thường đoàn kết phi thường tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, gia tộc chính giữa xử lý buôn bán sự vụ nhất định nếu bổn tộc nam tính, cho nên gia tộc này vĩnh viễn không cách nào khống chế, chỉ có thể tiêu diệt. Trước đó, nước Mỹ tứ đại gia tộc, Morgan, Rockefeller, Duy cùng với Melon đều chịu lấy đến Rothschild gia tộc khống chế, còn có châu U từng cái tập đoàn. Lúc kia, mới được là Rothschild gia tộc nhất huy hoàng thời đại. Bọn hắn chính thức dùng sức một mình, đã khống chế toàn bộ thế giới mạch máu kinh tế. Nhưng là Rothschild gia tộc lại phạm vào một cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm, chính là bọn họ lúc ấy tuy nhiên hao tốn tuyệt bút tài chính bồi dưỡng Morgan gia tộc, đến đối kháng phản bội bọn hắn Rockefeller gia tộc cùng với mặt khác hai đại nước Mỹ tập đoàn, nhưng là Rothschild gia tộc cũng không có ý thức được kinh tế Mỹ quốc cực lớn tiềm lực phát triển gia tộc bọn họ hạch tâm cùng với kinh tế hạch tâm còn toàn bộ lưu tại Châu Âu thẳng đến lần thứ hai thế chiến bộc phát lần thứ hai thế chiến bộc phát trước khi nước Mỹ tập đoàn cùng nước nước tập đoàn cũng đã liên hợp làm chuẩn bị bọn hắn sử dụng chính là ác độc nhất rút củi dưới đáy nồi hủy diệt Rothschild gia tộc căn cơ người do thái bọn hắn ở sau lưng ủng hộ Hitler đúng vậy lúc ấy Rothschild gia tộc bị vô cùng thảm trọng đả kích, đại lượng gia tộc thành viên chịu khổ sát hại, gia tộc cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, mà nước Mỹ, nước Đức tắc thì thừa cơ ngầm chiếm Rothschild gia tộc gần 2 phần 3 tài sản. Tại rời xa chiến hỏa châu Mỹ cùng châu Úc đại lục, mà châu Âu đại lục sinh ý, tắc thì rất nhiều bởi vì chiến hỏa cũng gián đoạn rồi. Cho nên nói, Rothschild gia tộc sai lầm lớn nhất, tự là đánh giá thấp nước Mỹ đối với tương lai thế giới cực lớn ảnh hưởng, không có coi trọng đến nước Mỹ cái này rời xa thế giới chiến trường đại lục quốc gia tiềm lực phát triển. Trần Húc im lặng, hoàn toàn chính xác, nước Mỹ tại hai lần thế chiến chính giữa buôn bán lời bao nhiêu. Một lần hành động đã trở thành đương kim thế giới đệ nhất đại cường quốc, xem ra trong đó ngoại trừ buôn bán súng ống đạn được, còn có ngầm chiếm Rothschild gia tộc đại lượng tài sản nguyên nhân. Nhưng là Rothschild gia tộc dù sao cũng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chiến hậu bọn hắn lại lại một lần nữa quật khởi rồi, Bọn hắn chính trị trung tâm y nguyên đặt ở châu Âu, nhưng là tại nước Mỹ cũng có không ai sức ảnh hưởng lớn, nhưng là muốn muốn 100 năm trước khống chế toàn bộ thế giới kinh tế mạch máu, cái kia là không thể nào. Tuy nhiên tại sinh ý trên trận không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có lợi ích, nhưng là Rockefeller, Morgan, Hoa Kỳ, Mellon những gia tộc này ảnh hưởng xuống, Rothschild gia tộc còn không cách nào khống chế được nước Mỹ chính trị. Thế nhưng mà tại châu Âu sẽ rất khó nói. Khó nói là có ý gì? Đây chỉ là tin tức nho nhỏ, nhỏ bởi vì ngươi phải biết rằng, Rothschild gia tộc vô cùng thần bí cũng phi thường ít xuất hiện, tự liền chúng ta cũng không biết chúng ta sau lưng tổ chức đến cùng phải hay không Rothschild, chỉ là dựa theo lệ cũ đến phỏng đoán, có thể có thực lực, tài lực cùng ích tổ chức cùng với sau lưng của hắn mấy đại nước Mỹ tập đoàn chống lại, phóng nhãn toàn bộ châu U, không phải Rothschild gia tộc không ai có thể hơn. Cái này tin tức nho nhỏ tự là, Rothschild gia tộc tại nhị chiến World War II, về sau lập thành một cái bách niên kế hoạch, qua 100 năm thời gian, khôi phục ngày xưa đỉnh phong mà kinh tế nhất định phải có chính thể ở sau lưng với tư cách ủng hộ, đây cũng là Rothschild gia tộc mấy trăm năm qua trước sau như một thừa hành chính sách. Mà bây giờ, bọn hắn lại phát hiện trừ phi là toàn bộ châu Âu quốc gia liên hợp, nếu không tại chính trị bên trên không cách nào cùng nước Mỹ chống lại. Trần Húc trên lưng tóc gáy đều đi ra, ngài là nói, châu Âu Liên minh thành lập là Rothschild gia tộc ở sau lưng thôi động hay sao? Liên minh châu Âu EU thành lập sau lưng đích thật là đều biết cái tập đoàn cùng thế lực tại ủng hộ. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng đến cùng phải hay không thật là Rothschild gia tộc ở sau lưng làm, không có bất kỳ căn cứ chính xác theo biểu hiện, ai cũng không biết. Nhưng là loại này đồn đãi tại trên thế giới cũng không ít, dù sao muốn nói khởi thông minh cùng đoàn kết, người phía trước có lẽ có thể cùng người Do Thái so sánh với, nhưng là thứ hai cùng với cả hai kết hợp, còn thật không có cái nào dân tộc so ra mà vượt bọn hắn. Nói đến đây Lý bác sĩ lắc đầu thở dài, Trần Húc cũng thở dài. Hai người thở dài nguyên nhân đều là vì một điểm Người châu Á muốn nói thông minh cái kia tuyệt đối không tại bất kỳ một cái nào dân tộc phía dưới, chỉ tiếc. Thông minh quá độ, không phục điều phối, nội đấu quá hung hà. Một cái người châu Á là một đầu long, một đám người châu Á là một đống chùm, những lời này thực không phải không công nói dẫn thôi. Pro thế lực sau lưng lực lượng đại khái là như thế, tuy nhiên chưa hẳn thật là Rothschild gia tộc, nhưng thực lực phương diện chỉ sợ không thể so với truyền thuyết này chính giữa gia tộc tranh lệch. Nhưng là, nếu như không phải Rothschild cái kia lại có thể là ai? Ai còn có thể có lớn như vậy tài lực cùng với thẩm thấu năng lực? Lời này kỳ thật cũng tự cho rằng cái kia thế lực sau lưng là trong truyền thuyết Rothschild gia tộc, bởi vì có loại này vốn liếng đại gia tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên minh châu Âu -E EU thành lập đã trải qua ba cái giai đoạn, Harubi Tam Quốc Kinh tế Liên minh, châu Âu thể cộng đồng lại đến bây giờ Liên minh châu Âu -E EU. Theo nhị chiến World War 2 chấm dứt về sau, thống nhất châu Âu các quốc gia thành làm một cái nguyên vẹn, cỡ lớn quốc gia hoặc là liên minh trào lưu tư tưởng tựu phi thường lưu hành, đây cũng là phù hợp lịch sử phát triển tất nhiên cần. Bởi vì nhị chiến u War 2 về sau, thân là nhị chiến u War 2 chủ chiến tràng một trong châu U trăm phế đãi hưng, vô luận là theo phương diện nào đều không thể sẽ cùng lúc ấy Mỹ và Liên Xô hai đại siêu cấp đế quốc chống lại, châu U có thức chi sĩ nhóm, đám bọn họ cũng phát hiện còn như vậy riêng phần mình chiến đấu hăng hái xuống dưới căn bản không phải cái biện pháp, châu U nhất thể nghĩ cách tại lúc ấy cũng đã rất lưu hành rồi. Về phần đến cùng có hay không Rothschild gia tộc ở sau lưng thôi động, gần kề chỉ là tiểu thuyết gia nhất gia chi ngôn, nhưng không thể nghi ngờ, tư bản chủ nghĩa quốc gia mạch máu nắm giữ ở tập đoàn cùng ngân hàng trong tay, nếu như bọn hắn không gật đầu, liên minh châu Âu EU vĩnh viễn không có khả năng thành lập. Bởi vì liên minh châu Âu EU tất cả thành viên quốc chính trị tương đối độc lập, thành lập liên minh lớn nhất chỗ tốt cùng điểm xuất phát chính là vì kinh tế. Lý bác sĩ nói, cái này đóa cây hoa cúc dấu hiệu tự là nguyên ở pro sau lưng địa cái tổ chức kia. Chúng ta cũng không biết cái nào tập đoàn hoặc là thế gia tộc huy là loại này 12 múi kim cây hoa cúc. Nhưng là cái này đóa cây hoa cúc, tại chúng ta xem ra là không thể đắc tội đấy. Chúng ta quản cái này cái tổ chức gọi là cây hoa cúc đảng, trần húc địa sắc mặt lập tức hào quang vạn đạo, tên rất hay. Đương nhiên, cái gọi là cây hoa cúc vân vân, thì ra là gần 2 năm mới cao hứng từ ngữ, câu nói kia không phải nói nha, nam nhân tựa như nhất nguyên tiền xu chính diện là một. Mặt sau là cây hoa cúc, mà cái này cái tổ chức chỗ tối thiểu cũng có hơn mấy chục năm, bị quan dùng tà ác tư tưởng cây hoa cúc đảng, khó tránh khỏi có chút loan Như lý bác sĩ già như vậy học cứu tự nhiên là không rõ hảo hảo cây hoa cúc cái từ này hiện tại tà ác ý tứ, tiếp tục nói, cái này cây hoa cúc đảng thế lực rất lớn, hơn nữa vô cùng thần bí, coi như là chúng ta cũng không quá đáng là hắn dưới cờ địa một chi nghiên cứu cơ cấu mà thôi. Đương nhiên, chúng ta là trọng yếu nhất một chi. Theo ta được biết, hàng năm Pro nhận được cây hoa quốc đảng tài trợ quỹ ngân sách tối thiểu có 1 tỷ đô la đã ngoài. Mà Pro sở sáng tạo giá trị tuy nhiên cũng không ít, có thể nói tóm lại. 10 năm này đều một mực bảo trì thoáng lỗ lá trạng thái, nhưng là cây hoa quốc đảng cho tài chính còn chưa có không ít qua. Nói cách khác, bọn hắn căn bản cũng không có trông cậy vào Pro đến doanh thu, hoặc là nói là tại trong thời gian ngắn doanh thu. Cảm thấy hàng năm bắt người ra 1 tỷ đô la, nhưng lại không có làm ra đến cái gì thành quả lý bác sĩ có chút xấu hổ địa che giấu nói. Đương nhiên, pro giá trị nhất định là có thể làm cho cây hoa cúc đảng ổn lợi nhuận, bởi vì rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục trải qua 10 năm địa tích lũy. Hôm nay cũng đã đến lượng biến chuyển thành biến chất thời khắc mấu chốt, một khi chúng ta trong tay mấy cái chủ yếu hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển, cái kia đừng nói 10 tỷ, 100 tỷ đều có thể kiếm được xuống. Kể cả cái này thông minh dược, Trần Húc không mặn không nhạt nói một câu, thiếu chút nữa đem lý bác sĩ nghẹn địa thổ huyết nếu như đều là như thông minh dược loại này, khai phát nhân thể, mưu toàn thông qua khoa học nghiên cứu làm cho nhân loại ủng có thần linh lực lượng. Cái kia hay vẫn là được rồi. Trần Húc lắc đầu thở dài, quy tắc là sẽ không cho phép địa phương. Lý bác sĩ ngược lại là rất kỳ quái, thần linh. Cái gì thần linh, Trần Húc sừng sốt một chút, ngược lại là bật cười chính mình muốn quá vượt mức quy định rồi. Trên đời kỳ đại âm mưu, bảy kế mới bắt đầu thời điểm, nhân loại dục vọng còn không có có tăng vọt đến cái kia đáng sợ trình độ suy nghĩ lấy đem người biến thành thần mà gần kề còn là ở vào nhân loại bản thân phạm trù tận khả năng đề cao nhân loại tiềm lực trần húc thuận miệng đem cái đề tài này cho mang tới hỏi cái này loại thông minh dược nghiên cứu là làm sao tới hay sao có thể hay không kỹ càng nói một chút động cơ chừng nào thì bắt đầu đấy chủ yếu hay vẫn là linh cảm phương diện là như thế nào nghĩ đến hay sao còn có các ngươi sau lưng cái kia cây hoa cúc đảng đối với các ngươi loại này nghiên cứu là cái gì thái độ mà ngoại trừ thông minh dược bên ngoài, còn có cái gì cùng loại với loại này nghiên cứu sản phẩm? Một hơi hỏi như vậy rất nhiều, Trần Húc nói, thật có lỗi, Lý bác sĩ, ta không phải muốn thẩm vấn ngài, mà là cái này chính giữa có một số việc tồn tại lớn lao quan hệ, hy vọng ngài đem ngài biết rõ đều nói cho ta biết thoáng một phát. Lý bác sĩ nghĩ nghĩ, nói, động cơ phương diện ta muốn cũng không cần nói như thế nào đi à nha. Dù sao nghiên cứu của chúng ta là vì tạo phúc cả nhân loại xã hội, trước người cũng nói, nếu như loại này thông minh dược thật không có tác dụng phụ. Phổ cập ra, như vậy một người bình thường tại 20 tuổi thời điểm là có thể học tập đến phi thường chuyên nghiệp cao cấp tri thức, cái này đối với cả nhân loại xã hội tiến trình thôi động là vô cùng đáng sợ đấy. Về phần linh cảm, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, giống như cũng không có có cái gì đặc biệt linh quang thoáng hiện linh cảm, tự là không ngừng nghiên cứu sau đó một ngày kia đột nhiên phát hiện một điểm manh mối, mà bắt đầu hướng phía cái phương hướng này cố gắng. Cái kia tự không là bởi vì sao nguyên nhân khác, mà là theo lịch sử phát triển quỹ tích, luôn có một đám nhà khoa học muốn dẫn đầu tiến vào đến cái này lĩnh vực chính giữa. Cái kia các người cùng loại nghiên cứu hạng mục còn có cái gì? Các người sau lưng ủng hộ chính là cái kia cây hoa cúc đảng là cái gì thái độ? Nhân thể não vực khai phát là ta phụ trách, mặt khác còn có đối với nhân thể tiềm năng nghiên cứu, mặt khác còn có rất nhiều nghiên cứu bởi vì không phải ta phụ trách, ta chuyên môn phụ trách não vực trí lực tăng lên cái này khối, đối với phương diện khác cũng không quá rõ ràng. Về phần cây hoa cúc đảng Bọn hắn giống như đối với loại này nghiên cứu rất cảm thấy hứng thú a. À, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, như vậy có tiềm lực nghiên cứu, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Húc lại hỏi một ít, nhưng phát hiện lý bác sĩ đối với rất nhiều thứ đều không hiểu nhiều lắm, hơn nữa muốn cũng không sâu. Hắn dù sao còn là một nhà khoa học, nhà khoa học luôn luôn một ít đối với bên người em mờ ám diện chỉ độn cùng chất phác, cho nên rất nhiều chuyện lý bác sĩ chỉ có thể nhìn đến biểu tượng, nhìn không tới chính giữa hắc ám địa phương mà nếu như bởi vì hứa giang nói cái kia cái gì tổ chức. Cho tới nay thật giống như xương cá đồng dạng kẹt tại Trần Húc trong cổ họng Trần Húc cũng sẽ không biết gặp được sự tình gì liền từ nhất ác y góc độ đến phỏng đoán. Ngoại trừ hứa giang, còn một điều lại để cho Trần Húc phi thường hãi hùng khiếp vía. Hắn tiếp xúc càng nhiều, lại càng cảm giác được thế kỷ đại âm mưu, bày kế khủng bố. Vừa mới bắt đầu Trần Húc đem cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế tìm cho ích tổ chức thời điểm, ngay lúc đó mục đích chỉ là vì nhiễu loạn phương hướng của bọn hắn, lại để cho cái thế giới này nổi tiếng địa cường tổ chức lớn có thể không rảnh để đối phó chính mình, cho chính hắn tranh thủ đến có thể phát triển thời gian. Lúc ấy hắn trong tiềm thức, còn tưởng là cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế kỳ thật bất quá chỉ là một hồi giới khoa học vui đùa. Loại này giới khoa học vui đùa kỳ thật thì rất nhiều. Ví dụ như cái nào đó dối dãnh được nhất cả trứng ra hỏa tự chính mình chế tạo một cái chân to ấn, sau đó dối đồng ý UFO hoặc là cái gì tiền sử văn minh giấu chân, sau đó âm toàn bộ thế giới địa giới khoa học một bà, thẳng đến chính mình nhanh quải điệu địa thời điểm mới cười hì hì đối với truyền thông tuyên truyền. Cái kia nhưng thật ra là hắn địa trò đùa dai, nhưng là càng về sau đến, tiếp xúc càng nhiều, biết rõ địa sự tình càng nhiều, Trần Húc trong nội tâm mà bắt đầu nghi ngờ. Tiểu mẫn tư liệu chính giữa đích xác là cố ý lau đi thế kỷ đại âm mưu, bày kế trong tương lai tạo thành địa hậu quả nghiêm trọng. Điểm này cháu của hắn tiểu phỉ đã nói cho hắn một bộ phận. Nhưng là loại này hậu quả nghiêm trọng rốt cuộc là cái gì? Dùng chân phỉ thuyết pháp phải bởi vì thiên đạo quy tắc chế ước, tại loại này quyết định lịch sử đại sự kiện phương diện, là không thể nói cho Trần Húc, bởi vì tương lai có rất nhiều biến hóa. Nhân vật chính số mệnh tuy nhiên định xuống dưới, nhưng là cũng không thể thông qua vì sao thủ đoạn đi tận lực cho nhân vật chính an bài một con đường tuyến. Có câu nói gọi là thiên cơ khó dò, cái này đã chứng minh Trung Quốc cổ nhân đáng sợ trí tuệ. Bọn hắn từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã phát hiện loại này che giấu quy tắc mà bây giờ tự xưng là vi khoa học, tự xưng là vi độ cao phát đạt văn minh xã hội, tại hiện ở thời đại này, còn căn bản không có đạt tới cổ nhân cảnh giới. Lời nói để lời nói với người xa lạ, Trần Húc hiện tại kỳ thật phi thường phiền chán đúng là những cái kia tự cho là khoa học tự là vạn năm người, học tập một ít do Tây Phương phát triển kéo dài hệ thống khoa học trí thức tự toàn bộ không nhận Trung Quốc cổ văn hóa người. Kể cả không nhận Trung Y, không nhận Trung Quốc truyền thống phong thủy tinh tượng chờ chờ. Đây cũng không phải là tụ nói Trần Húc là đặc cấp tiến chủ nghĩa yêu nước người, cũng ngay tại lúc này theo như lời phẫn thanh, không hề lý do không hề duyên cớ bảo hộ chính mình cái này có được cổ xưa đã lâu lịch sử văn minh. Mà là vì, hiện tại khoa học căn bản là không coi là hoàn thiện, quá phận mê tín khoa học kỳ thật tự là một loại mê tín. Không nói đến Trần Húc hôm nay vị trí tại cái này độ cao, đã tiếp xúc đến vô cùng kỳ diệu thiên đạo quy tắc. Tự nói phong thủy long mạch tinh tượng mà nói, quả nhiên là nói hưu nói vượt. Làm sao có thể, tuy nhiên rất nhiều lưu lại ghi lại chi thức chính giữa loạn thất bát tao đồ vật là có nhưng là cũng không thể bài trừ trong đó có trọng đại vật giá trị nói thí dụ như phong thủy mà nói trong thì có xà ngang áp giường vừa nói như vậy hiện tại thương phẩm lâu là rất khó nhìn thấy nóc nhà xà ngang rồi nhưng cổ đại đại nhà ngói vật kia xác thực phi thường thông thường cái gọi là xà ngang áp giường tựu là giường vừa vặn đặt ở xà ngang phía dưới cùng xà ngang hiện lên thập tự hình như vậy người mỗi ngày tại lúc ngủ đều ngủ ở dưới xà ngang mặt, dần già, sẽ tinh thần không tốt, khó coi, thậm chí thể nhược nhiều bệnh. Đây là cổ đại phong thủy thuyết pháp, nhưng là hiện đại khoa học nghiên cứu chứng minh, bất luận cái gì vật thể đều là có hắn từ trường, bất quá là lớn nhỏ sự tình. Xà ngang áp giường, chẳng khác nào lăng không tại người lúc ngủ, phía trên treo một cái cùng nhân thể kết cấu trái ngược từ trường, sẽ để cho người cảm giác được áp lực. Đây là mê tín, đây chỉ là một loại kinh nghiệm mà tổng thể tri thức mà thôi. Kéo xa, đã lý bác sĩ tại đây hỏi không ra đến cái gì, vậy thì muốn tìm Jimmy tên tiểu tử kia rồi. Chỉ là, thằng này giống như rất mạnh miệng bộ dạng, không biết cái kia mấy vị bộ đội đặc chủng đem hắn sửa chỉ thế nào. Chờ Trần Húc lần nữa nhìn thấy Jimmy thời điểm, cái này một mực rất hung hăng cản quấy hơn nữa ngang ngược ra hỏa thần sắc vô cùng tiêu tụy. Làng nhà bọn họ là khai một cỗ hậu cần đưa hàng tay lái hắn trở tới đây, Jimmy đã bị dán tại thùng xe đằng sau, chờ Trần Húc chứng kiến hắn thời điểm thằng này ánh mắt trống rỗng hơn nữa tràn đầy sợ hãi, giống như bị 17-18 đại hán luân bạo qua đồng dạng. Hắn chứng kiến Trần Húc, trực tiếp tự nói, người muốn hỏi điều gì, ta nói tất cả, người hỏi đi, hỏi xong về sau, trực tiếp giết ta. Nhìn mặt hắn bên trên cùng với lộ ở bên ngoài làn da ngược lại là một điểm vết thương đều không có, Trần Húc rất cổ quái nhìn xem người này. Tuy nhiên ngữ khí đã không còn nữa trước khi hung hăng càn quấy, nhưng rất rõ ràng thằng này hay vẫn là như vậy không sợ chết, hắn liền chết còn không sợ thì sợ gì? chẳng lẽ thật sự trở thành cây hoa cúc đảng, lang nhà bọn hắn ngay thẳng đàn ông ngược lại là không thấy được trần húc khuôn mặt cổ quái, cười vỗ vỗ hắn nói thế nào? nói qua cho ngươi tin tưởng chuyên nghiệp, hiện tại ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi. chúng ta đi ra ngoài trước, ở tại chỗ này cũng nghe không hiểu. đợi xuống, trần húc hiếu kỳ gọi lại hắn, hắn tuy nhiên nghe kể một ít nước ngoài lính đánh thuê chính giữa cây hoa cúc đảng cũng không ít cách nhìn nhưng là hắn phi thường không muốn tin tưởng chúng ta quốc gia chiến sĩ cũng là loại này, Trần Húc hỏi, thằng này ngày hôm qua rất mạnh miệng à, ngươi làm sao làm được? Chuyên nghiệp nhân sĩ có chuyên nghiệp cách làm, làng nhà nhếch miệng cười cười, đối với thân thể dụng hình, loại phương pháp này quá cổ xưa hơn nữa đối với ở hiện tại những này bọn đặc công đến nói không có ý nghĩa gì, quan trọng là nhằm vào trên tinh thần cho hắn đả kích, chúng ta ngày hôm qua một quyền cũng không đánh hắn, chỉ là đem người này cho quan, phong bế hắn năm cảm giác năm cảm giác tự là nghe nhìn vị người sờ này nhân loại cơ bản nhất năm loại cảm giác. Mà trực giác đã bị nhận thức làm là nhân loại giác quan thứ sáu, xa hơn sau cái gì thứ bảy cảm giác thứ tám cảm giác đúng là hoàn toàn vãi cả trứng rồi. Trần Húc sừng sốt một chút, năm cảm giác bị đóng cửa. Có thể lại để cho người này biến thành hiện tại cái dạng này. Người không có trải qua loại cảm giác này, người là sẽ không biết đấy. Lang nha chứng kiến Trần Húc trên mặt nghi hoặc giải thích nói, Người biết hiện tại trong quân doanh vì cái gì đều dùng bế quan phương thức đến xử phạt những cái kia phạm sai lầm quân nhân sao? Bởi vì loại phương pháp này đệ nhất sẽ không để cho người bị thương, sao dùng cách xử phạt về thể xác muốn càng nhân đạo. Nhưng là nhốt tại trong quân đội cái kia tù giam chính giữa, liền một cánh cửa sổ hộ đều không có, bốn phía im ắng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Chỉ là hai điểm này, cũng đủ để lại để cho người nổi điên rồi, nhìn không thấy nghe không được, vậy cũng dùng ngủ à. Trần Húc rất ngây thơ mà nói, lang nha chờ đặc trùng các chiến sĩ đều nở nụ cười, ngủ đương nhiên có thể, nhưng là bế quan một cửa tựu là vài ngày, ngươi ngủ. Lần thứ nhất ngủ say ngủ đủ rồi, khi tỉnh lại thì càng khó chịu, đến lúc đó sự tình gì đều không làm được, chỉ có thể ở chỗ đó ngẩn người, thời gian dài thật sự sẽ để cho người nổi điên đấy. Cái kia người này tựu là bị các ngươi bế quan quan hay sao? Trần Húc lại gần một tiếng, cái này cũng quá tốn đi à nha lúc này mới bao nhiêu thời gian à, hắn tự biến thành cái này đức hạnh rồi hả? Còn đặc công đây này, quá không có trình độ, lang nhà bọn người nhìn nhau cười cười, nói, tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy đấy. Quân doanh cấm đoán cũng không quá đáng tự là chế tạo một cái phi thường yên tĩnh hoàn cảnh. Lại để cho người cảm giác không thấy thời gian trôi qua mà thôi. Nhưng là tâm lý tố chất tốt chiến sĩ nhưng lại có thể kiên trì đấy. Hơn nữa, bế quan cũng không phải cái đại sự gì, ngươi nếu nhàm chán có thể la to, sôi nổi, luôn luôn biện pháp giải quyết, loại thủ đoạn này đối với những tân binh kia viên hữu hiệu. Đối với chúng ta tự là một chút hiệu quả cũng bị mất. Nhưng là, ta cho hắn đánh cho một châm yên ổn, vật kia coi như là chúng ta cũng không dám đơn giản nếm thử. Yên ổn, đương nhiên không phải trên thị trường cái loại này chấn định dược. Là vừa xuất phẩm một loại tân dược, chúng ta lần này đi ra, theo phương đông thần kiếm chỗ đó làm một chút, Loại này dược vật tiêm vào về sau, hội hoàn toàn đoạn tuyệt đại não đối với thân thể ngũ giác liên hệ. Không thể tính toán thuốc tê, bởi vì này thời điểm ngươi muốn đánh hắn hắn còn có thể đau nhức. Có thể đầu óc của hắn lại không có thể khống chế thân thể. Ngươi biết đại não không có thể khống chế thân thể cái loại cảm giác này sao? Loại này dược vật ta thí nghiệm một lần, cái loại cảm giác này thật sự lại để cho người nổi điên. Cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, hơn nữa nghe không được, nhìn không tới cái gì cảm giác đều không có, muốn động thoáng một phát cũng không được, ngươi có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này sao? Cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hết lần này tới lần khác không có khả năng ngủ được. Trung quanh một mảnh đen kịt, dược vật trực tiếp ngăn cách hắn đại não có khả năng phản hồi tin tức. Nghe không được bất kỳ vật gì, cũng nhìn không tới bất kỳ vật gì, không có xúc cảm, không có khứu giác cùng vị giác, cả người cảm giác thật giống như ở trên hư không chính giữa bay muốn lớn tiếng hô cũng hô không đi ra cái gì đều làm không được chỉ có thể lẳng lặng ở lại đó thẳng đến nổi điên lang nha hướng về phía trần húc lộ ra một miệng có chút ố vàng hàm răng trong tay của ta còn có mấy chi yên ổn ngươi muốn hay không thử một chút trần húc đầu lắc cùng chống bỏi đồng dạng không cần nhìn jimmy hiện tại cái dạng này rồi chợt nghe lang nha dùng âm thật sâu ngữ khí vừa nói như vậy trần húc thì có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác thật là đáng sợ hoàn toàn chính xác như loại này trên tinh thần đả kích tự thuộc về công tâm kế sách rồi. Trần Húc thật sự không cách nào tưởng tượng một người tại hoàn cảnh như vậy hạ còn có thể kiên trì bao lâu, cho dù là đặc công cũng rất không được bao dài thời gian a, khó trách chỉ là cả đêm thời gian, diêm nghi người này cũng đã khuất phục rồi. Trần Húc chuyển trương ghế ngồi ở đáng thương ra hỏa trước mặt, nở nụ cười thoáng một phát, ta vốn đang ý định đánh ngươi dừng lại, một trầu, bất quá cũng nhờ hồng phúc của ngươi, tình cảm của ta bên trên càng tiến vào một bước hơn nữa ngươi cũng bị tra tấn thành cái dạng này rồi, đối với ngươi như vậy một cái một tên đáng thương, ta cũng không hạ thủ. Đã ngươi như vậy tự giác rồi, được rồi, chúng ta nói chuyện a. À. Jimmy hiếu khí vô lực, ngươi muốn biết cái gì? Trần Húc vươn một ngón tay, thứ nhất, cây hoa cúc đảng sau lưng tập đoàn là ai, Rothschild gia tộc. Jimmy sừng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, tự là Rothschild. Trần Húc nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt, ta vốn nghĩ đến ngươi hiện tại hội thành thành thật thật, nhưng là không nghĩ tới người thằng này hay vẫn là như vậy một bộ tính tình, theo cột hướng bên trên bò cảm giác rất thoải mái sao, Trần Húc cười lạnh theo dõi hắn, một chữ dừng lại, một trầu mà nói, người nói dối. Jimmy thoáng cái luống cuống, Trần Húc mới vừa rồi là lừa gạt hắn hay sao? Hắn làm sao biết chính mình nói dối hay sao? Cái này, tự nhiên là tiểu mẫn công lao, người đang nói sao thời điểm nhiệt độ cơ thể, tim đập, mạch đập, đồng tử đều có dị thường biểu hiện, tiểu mẫn hiện đang ngó chừng hắn đây này. Vừa rồi Trần Húc nói Rothschild gia tộc thời điểm, Jimmy rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng loại này xứng sở có thể là hắn đang kỳ quái Trần Húc là làm sao biết, nhưng tiểu mẫn lại phi thường nhạy cảm bắt đã đến trên mặt hắn lóe lên tức thì mừng rỡ, cho nên người này chỉ là tại theo cột hướng bên trên bò mà thôi. Trần Húc một bộ cao thâm mà chắc bộ dạng nói thật a à, ta biết đến thứ đồ vật sau ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện có thể gạt được ta. Ta hỏi lần nữa, cây hoa cúc đảng sau lưng tổ chức, sốt cuộc là ai? Jimmy bị Trần Húc ánh mắt sắc bén khuất phục rồi, nói, nói thật, ta không biết. Không biết, ta thật sự không biết, Jimmy cười khổ, tại tổ chức chính giữa, ta chỉ là tầng giữa tình báo viên, nhưng là đừng nói tầng giữa rồi, coi như là cao tầng nhân sĩ, cũng không biết chúng ta sau lưng tổ chức rốt cuộc là ai. Ngoại trừ tổ chức trọng yếu nhất mấy người, chỉ sợ ai cũng không biết, chúng ta cái này cái tổ chức sau lưng tập đoàn rốt cuộc là ai. Jimmy nhìn xem Trần Húc, người khác đều cho rằng, dùng cây hoa cúc với tư cách dấu hiệu tổ chức chúng ta tựu là chân chính phía sau màn nhân vật, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ là một đám tay chân, chúng ta tuy nhiên không giống pro những tổ chức này, là về sau thu mua, chúng ta 12 múi kim cây hoa cúc là ngay từ đầu tự trực thuộc ở cái kia thần bí thế lực, nhưng coi như là chúng ta cũng không biết sau lưng cái kia tập đoàn rốt cuộc là ai, hoặc là cái đó mấy cái đại tập đoàn. Nghe được Jimmy theo như lời, Trần Húc lúc này mới kinh dị. Dấu ở cây hoa cúc đảng sau lưng tổ chức thần bí, Vậy mà thần bí đã đến trình độ này. Cũng thần thông quảng đại đã đến trình độ này. Những thứ không nói khác, tự là nhằm vào pro, hàng năm thì có một tỷ đô la đầu tư, chỉ là có thể xuất ra số tiền kia người tự không nhiều lắm. Huống chi, một tỷ đô la tài chính điều động, thời gian dài như vậy vậy mà không ai có thể phát hiện. Hơn nữa, bọn hắn dưới cờ cũng không ngất pro một cái đốt tiền tổ chức. Tiền của bọn hắn từ đâu tới đây, cũng không thể là bầu trời đến rơi xuống A. Khó trách lý bác sĩ bọn hắn đều suy đoán là Rothschild gia tộc, bởi vì phóng nhãn nổi danh thế giới tập đoàn tựu mấy cái. Rothschild gia tộc không phải mễ nói, nhưng ta tự mình chấp hành nhiệm vụ giết ba gã Rothschild gia tộc thành viên trung tâm. Được rồi, đã hỏi không ra đến, Trần Húc cũng tự không uổng phí cái kia khí lực đến hỏi rồi, hắn thay đổi cái vấn đề, người lần này tới Trung Quốc nhiệm vụ cùng mục đích là cái gì? Giám sát lý bác sĩ, bảo hộ thí nghiệm tư liệu, quan sát thí nghiệm thể, hơn nữa, tự mình với tư cách thí nghiệm thể. Trần Húc cảm giác hắn còn chưa nói hết, cao mày nói, còn gì nữa không? nghi ngẩng đầu, chằm chằm vào Trần Húc, trong nháy mắt đó Trần Húc thấy được hắn ánh mắt chính giữa sát ý, giám thị Trần Húc, cố gắng tìm được SMMS, nếu như tìm không thấy SMMS, như vậy tại 3 tháng thí nghiệm kỳ đầy ly khai Trung Quốc trước khi, giết chết Trần Húc. Trần Húc biến sắc, lạnh lùng đứng, tốt, quả nhiên tốt. Tìm không thấy thầy của ta, muốn tìm ta, cái kia dịch thủy hàn đâu này đồng dạng, chúng ta đã có người tiềm nhập bọn hắn công ty. Rất tốt à, Trần Húc đi dạo, tản bộ cười lạnh, ta có phải hay không nên may mắn chính mình sớm động thủ một bước. Jimmy cười khổ một tiếng, nếu như ta là ngươi, tự cũng không may mắn. Bởi vì ta mỗi ngày đều cùng tổ chức tiến hành liên hệ, chỉ cần có một ngày xuất hiện dị thường, tổ chức sẽ tiến hành đề phòng, ngày hôm qua cùng hôm nay, hai ngày ta đều không có cùng tổ chức tiến hành liên hệ. Tổ chức cái lúc này chỉ sợ đã phán định ta đã xảy ra chuyện, như vậy, hắn hội phái tới đám tiếp theo sát thủ, không riêng gì ngươi, còn có ngay cả ta cũng một khối giết chết, bởi vì tổ chức quy củ, một khi tình báo viên mất đi liên hệ, như vậy hắn hoặc là chết rồi, hoặc là tự là phản bội rồi. Cho nên, mặc kệ ta nói hay không tổ chức bí mật, ta đều là chỉ còn đường chết. Cảm tình người này là vò đã mẻ lại sức rồi, hay là hắn nghĩ đến lại để cho Trần Húc chết cũng chết cái minh bạch. Hay hoặc giả là, cho Trần Húc gây thoáng một phát trên tinh thần áp lực trần húc cười lạnh một tiếng muốn ta chết nào có dễ dàng như vậy bất quá người đâu rồi người có nghĩ là muốn chết nói xong câu đó thời điểm trần húc nhạy cảm thấy được jimmy trong mắt hiện lên một tia sáng rọi quả nhiên hắn không muốn chết trên cái thế giới này chỉ sợ không có người hội không quan tâm tánh mạng của mình coi như là đặc công thì như thế nào đặc công cũng là người hơn nữa nhất là những cái kia bị tổ chức vứt bỏ muốn diệt trừ đặc công muốn lại bảo trì đối với tổ chức trung thành làm sao có thể đâu này nhưng là Jimmy rất nhanh đem tầm mắt rủ xuống, nói, bây giờ nói những này có làm được cái gì đâu này. Tổ chức lực lượng cường đại là người căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Ta chỉ là tổ chức chính giữa một gã nửa văn chức nhân viên, mà tổ chức chính thức sát thủ, căn bản không phải ngươi có thể chống lại đấy. Bọn hắn muốn giết người, không có tìm không đến, cũng không có giết không hết đấy. Trần Húc nhìn xem nét mặt của hắn, tâm niệm vừa động, bây giờ đang ở Hòa Hải City chính giữa, đã có các người cây hoa cúc đảng sát thủ rồi hả, Jimmy sững sờ, nhìn xem hắn kinh hãi biểu lộ, Trần Húc đã phán định, chính mình vô tâm trong nói ra những lời này vậy mà đoán chúng. Tuy nhiên hắn giống như có chút bổn sự, nhưng là nếu là nói muốn giết mình, hắn còn chưa đủ chuyên nghiệp. Đối phương tổ chức chỉ cần theo tùy tiện điều tra thoáng một phát thì nên biết mế ngóa Đức đã từng cùng vốn là hắc bang vận dụng rất nhiều nhân thủ cùng súng đạn đều không có thể giết chết chính mình, bọn hắn dựa vào cái gì đem hy vọng ký thác vào Jimmy trên người. Cho nên Trần Húc có thể khẳng định, tại Hòa Hải City chính giữa khẳng định có Jimmy đồng lõa. Câu nói đầu tiên thử đi ra, người đồng lõa là ai? Nói cho ta biết thân phận của hắn cùng địa chỉ, nhìn xem rốt cuộc là ai trước hết giết ai. Jimmy cười khổ lắc đầu nói, nói cho người biết cũng không có dùng, bởi vì ta mình cũng không biết, gần đây đều là hắn liên hệ ta, ta không có cách nào liên hệ hắn. Hơn nữa cái lúc này, nếu như tổ chức cho rằng ta gặp chuyện không may, như vậy, vì phòng ngừa ta phản bội mà ra bán đồng lõa tin tức, bọn hắn cái lúc này cũng sớm đã thông chi chắp đầu người, lại để cho hắn rút lui khỏi, sau đó lại đổi một nhóm người đã tới. Thật sự là nghiêm mật tổ chức, Jimmy nhìn xem Trần Húc, không ai có thể tại tổ chức đuổi giết hạ đào thoát, tuy nhiên nơi này là Trung Quốc. Nhưng là tổ chức đem làm Trung Á duệ sát thủ cũng rất nhiều, người không chạy thoát được đâu. Trần Húc cười lạnh, vậy sao? Cái kia đến tột cùng ai giết ai thật đúng là nói không rõ ràng, người cũng không muốn đem lại nói quá vẹn toàn rồi. Jimmy khinh thường hư một tiếng, Trần hút điểm bên trên một điếu thuốc, chứng kiến hắn ánh mắt chằm chằm tại chính mình thuốc lá lên, vì vậy cũng cho hắn điểm lên một căn. Trong nội tâm cười lạnh, người này đích ý chí lực tại lang nha bọn hắn tàn phá cùng nhiệm vụ thất bại muốn lọt vào tổ chức lệnh giết chết hạ đã rất yếu rồi, nếu không, chân nhất cái thấy chết không sờn người làm sao có thể còn có thể đối với thuốc lá có truy cầu. Ta biết rõ các người người nước ngoài đều ưa thích rút hỗn hợp kiểu, nhưng chúng ta người châu Á đại đâu còn là ưa thích nướng cháy hình. Ngươi được thông qua một chút đi, Trần Húc cho Jimmy buông ra một chi tay, cũng không sợ thằng này đùa nghịch cái gì bịp bợm, dùng một loại rất hấp dẫn ngữ khi nói, ngươi xem. Cái thế giới này nhưng thật ra là rất tốt đẹp đấy. Ngươi niên kỷ xem cùng ta không sai biệt lắm, ta không muốn chết, ta muốn ngươi có lẽ cũng sẽ không biết tự muốn chết như vậy đấy. Hơn nữa, ngươi vừa rồi mình cũng nói, giống như ngươi từ lúc còn nhỏ lúc mới bắt đầu tự vi ngươi cái tổ chức kia hiệu lực đi à nha. Người học tập hết thảy giống như cũng là vì ngươi cái tổ chức kia. Ngươi xem, cái thế giới này có nhiều như vậy Mỹ đồ tốt còn không có hưởng thụ. Hiện tại tiểu chết rồi, chẳng phải là đáng tiếc. Jimmy hút thuốc động tác dừng lại một chút, không nói chuyện. Trần Húc tiếp tục nói, các ngươi tổ chức kỷ luật rất nghiêm khắc. Điểm ấy ta rất thưởng thức, nhưng là không khỏi quá tàn khốc rồi. Chắc hẳn ngươi cho dù ở lại tổ chức chính giữa, cũng không có cái gì ngày tốt lành có thể qua. Hơn nữa, Hiện tại người cái tổ chức kia nhận định ngươi đã thất bại, cũng muốn muốn mạng của ngươi, không phải sao? Như vậy ta cảm thấy được chúng ta nên có cùng chung địch nhân, cộng đồng truy cầu, tối thiểu chúng ta muốn sống sót. Ngươi không muốn sống xuống dưới sao? Jimmy muốn nói chuyện, nhưng rốt cục hay vẫn là lắc đầu. Trần Húc không tức giận chút nào, không muốn đem người cái tổ chức kia nói đáng sợ đến cỡ nào, trong mắt của ta nó bất quá cũng chính là một cái so sánh thần bí tổ chức sát thủ mà thôi người cũng đã nói, người cái này cái tổ chức chỉ là cái kia sau lưng thế lực chính giữa một cái lệ thuộc trực tiếp mà thôi. Muốn tùy tùy tiện tiện giải quyết người tổ chức sau lưng chính là cái kia thế lực chỉ sợ khả năng không lớn, nhưng là, nếu như đem người cái tổ chức kia cho giải quyết hết. Jimmy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Trần Húc, khóe miệng lộ ra một tia lộ vẻ sầu thảm dáng tươi cười, người so với ta còn hung ác. Trần Húc hít một hơi thuốc lá, tại xương mù lượn lờ ở bên trong, hắn thản nhiên nói, là các người trước chọc tới của ta. Xem Jimmy tư tưởng tại giấy ruộng, Trần Húc cười lạnh, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi bên ngoài mấy người kia, hộ vệ của ta, dùng nhãn lực của ngươi, thực lực của bọn hắn như thế nào đây? Cường, Jimmy gật đầu nói, ta tuy nhiên không có theo chân bọn họ chính thức giao thủ, nhưng là có thể cảm giác được hắn nhóm, đám bọn họ sát khí trên người, cho dù tổ chức chúng ta cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ là như thế, đón lấy hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có bọn hắn bảo hộ ngươi tựu an toàn. Tổ chức ở trong tối Người ở ngoài sáng, muốn muốn ám sát, thủ đoạn còn nhiều mà. Hơn nữa, tổ chức sát thủ có rất nhiều, người chỉ có cái này mấy cái bảo tiêu. Nhưng là người biết bọn hắn là từ đâu đi ra đấy sao? Trần Húc cười lạnh, ta thẳng thắn nói cho người biết, bọn họ là Trung Quốc cường đại nhất bộ đội đặc trùng, phương đông thần kiếm đại đội trưởng xuất ngũ quân nhân. Chỉ cần ta muốn, đừng nói 8 cái, 800 cái ta đều có thể tìm đến. Hơn nữa, nơi này là tại Trung Quốc, chúng ta địa bàn của mình, Biên cuồng thạch đầu xem qua chưa? Gặp Jimmy ngạc nhiên, Trần Húc nở nụ cười thoáng một phát, xem qua về sau ngươi đã biết rõ cái gì gọi là cường long không áp rắn giết địa phương rồi. Cùng ta hợp tác, ta tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa cho ngươi nửa đời sau hoa không hết tiến. Ngươi xem, biệt thự này ta vừa mua, một nghìn vạn, bất quá chỉ là của ta chín châu mất sợi lông tài sản mà thôi. Nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, như vậy, ta có thể cam đoan, chờ ngươi người của tổ chức đã đến về sau, bọn hắn chỉ sẽ phát hiện ngươi không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể không để ý tới jimmy ngạc nhiên biểu lộ trần húc đem phòng cửa đóng lại đi ra muốn nói trần húc trong nội tâm một chút cũng không khẩn trương đây tuyệt đối là không có khả năng ai con mẹ nó tại biết có người muốn tới giết chính mình thời điểm còn có thể một chút cũng thở ơ bất quá trần húc cũng không sợ sợ bên cạnh mình có tám gã tinh anh bộ đội đặc trùng hơn nữa chính mình thực lực hôm nay cũng đã xưa đâu bằng nay chỉ cần chất lỏng áo chống đạn một mặc vài tên bảo tiêu ở bên cạnh hộ giá, ai có thể giết hắn. Nhưng là, hay vẫn là câu nói kia, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp hay sao? Lần trước vì cái mế ngóa đức đã đem Trần Húc như vậy suốt đầu mẻ chán rồi, lần này cần lại đến một trận, không, lại đến vài thông, cho dù giết không chết Trần Húc cũng đem tươi sống cho mệt chết phiền chết. Nhất định phải muốn cái biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phương pháp tốt nhất, tự là đem đối phương cái tổ chức kia triệt để diệt trừ mất, hơn nữa, đây cũng là cho cái kia tổ chức thế lực sau lưng tập đoàn một cái cảnh cáo. Đừng loạn nghĩ cách, ai, từ khi đạt được tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính về sau, Trần Húc đã biết rõ người bình thường sinh hoạt chính mình chỉ sợ rốt cuộc qua không lên. Muốn được cái gì thứ đồ vật, nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn, những lời này nói một chút cũng đúng vậy, cho dù là nhằm vào Trần Húc chính mình, cũng là đồng dạng áp dụng đấy. Chuyện giết người phóng hỏa, tự nhiên là muốn tìm lang nha bọn hắn thương lượng một chút. Huống chi, làng nhà bọn hắn còn từng theo cây hoa cúc đảng đã giao thủ, hơn nữa, phương đông thần kiếm có quan hệ cây hoa cúc đảng tư liệu, cũng nhanh truyền tới, lúc này thời điểm có thể hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. 12 múi kim cây hoa cúc là cái rất nổi danh hắc ám tổ chức, đến cho bọn hắn có hay không giao thiệp với đến những phương diện khác, còn có bọn hắn đến cùng sau lưng người chủ sử là ai, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này cái tổ chức phạm vi hoạt động chủ yếu tại châu U cùng châu Phi, bọn hắn chủ yếu làm việc đúng là ám sát, lính đánh thuê cùng với công nghệ cao phạm tội. Cho nên tổ chức chính giữa cái dạng gì mọi người có, mà trên người của bọn hắn tự ấn lấy một cái 12 múi kim cây hoa cúc dấu hiệu. Cái kia nếu như muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ cần tìm kiếm trên người có 12 múi kim cây hoa cúc người là được rồi. Loại dấu hiệu này chẳng phải là rất dễ dàng bạo lộ. A, à, không có đơn giản như vậy, bọn hắn dấu hiệu đại đô khác ở trên ngực, trên lưng thậm chí là trên mông ít, mặc xong quần áo đều thì không cách nào bị chứng kiến đấy. Hơn nữa, cái này cái tổ chức không tính là đặc công, bọn hắn đối với thân phận bạo lộ kỳ thật cũng không có gì kiêng kỵ. Ta nghe nói, thành viên của cái tổ chức này phần lớn là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cái này đoá 12 múi kim cây hoa cúc khi bọn hắn lúc nhỏ cũng đã phân lên. Bọn hắn tổ chức rất bao nhiêu năm sát thủ, từ nhỏ đã bị đưa đến châu Phi đem làm lính đánh thuê, thực hành phi thường nghiêm trọng khôn sống mống chết luật rừng, cuối cùng sống sót không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Mà đối với lính đánh thuê mà nói, rất nhiều hình xăm cũng tự đại biểu thân phận của bọn hắn cùng vinh quang, điểm này cũng không kỳ quái. Cái kia nơi ở của bọn hắn ở đâu, cái này chúng ta làm sao có thể biết rõ. Lang nhà bật cười, trừ phi là trọng yếu nhất thành viên, nếu không bình thường thành viên biết đến cũng chỉ là cái trụ sở huấn luyện tính chất, lính đánh thuê đắc tội người nhiều lắm, muốn bọn hắn mệnh người là nhiều vô số kể. Thỏ khôn có ba hang, nơi ở của bọn hắn khẳng định không chỉ một cái, hơn nữa cũng sẽ biết thường xuyên đổi địa phương. Người muốn làm gì, đem nơi ở của bọn hắn cho đầu mất. Trần Húc gật gật đầu, làng nhà bật cười nói, không nói đến người có hay không có năng lực như thế a, à, coi như là cái kia Jimmy, cũng chưa chắc biết rõ nơi ở của bọn hắn đến cùng ở địa phương nào. Tìm không thấy địa phương, vậy khẳng định là không có biện pháp đấy. Jimmy không biết, nhưng ta muốn tổng hội không ai biết, bởi vì Jimmy thất thủ rồi, hắn nói cái tổ chức kia kế tiếp nhất định sẽ phái người tới giết ta đấy. Trần Húc nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, ta ngược lại là suy nghĩ cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp tốt, nhưng là, chúng ta nhất định phải trước thông qua cửa thứ nhất. Giải quyết hết những cái kia chuẩn bị tới giết ta sát thủ, hơn nữa, nhất định phải bắt sống đấy. Yamada Đại Huy, nghe danh tự cũng biết là cái người Nhật Bản. Tại 12 múi kim cây hoa cúc chính giữa, Yamada Đại Huy là ảnh bộ cấp độ A sát thủ, ở thế giới sát thủ bài danh trên bảng, hắn cũng là nổi tiếng cấp độ A. Yamada Đại Huy năm nay 25 tuổi, chết ở trên tay hắn người tổng cộng có 178 cái, cùng những thứ khác sát thủ bất đồng, Yamada Đại Huy mỗi lần giết người xong về sau, cũng sẽ ở chính mình nhật ký chính giữa ghi nhớ, hắn xem đây là một loại vinh quang, hắn phải nhớ được từng bị mình giết người, còn có, từng xúc phạm tới người của mình. 12 múi kim cây hoa cúc chính giữa có nhiều ngành, chia làm lính đánh thuê loại, tinh khiết thích khách loại, còn có cao cấp phạm tội ngành học loại chờ các loại, Yamada Đại Huy tựu là tinh khiết thích khách một loại hắn theo lúc nhỏ đã bị 12 múi kim cây hoa cúc chọn chúng, dạy bảo bị hắn giết người bổn sự. Cùng người bình thường trong tưởng tượng thích khách bất đồng, Yamada Đại Huy nhìn về phía trên hoàn toàn không giống như là một cái sát thủ, hắn quần áo vừa vặn, cử chỉ tư văn hữu lễ, trên mặt một mực treo dáng tươi cười, thấy thế nào như thế nào đều là một cái đã bị hài lòng giáo dục cao cấp thân sĩ. Nhưng là, cái này là ảnh bộ ngụy trang, ảnh bộ bồi dưỡng là thuần ví sát thủ, những ngày bọn sát thủ muốn hành thích khả năng đều là một ít hào phú đệ tử hoặc là chính đàn nhân viên quan trọng, cho nên bọn hắn đối với dưới chướng bọn sát thủ bồi dưỡng rất là chú ý. Lễ nghi, vũ đạo, thuật cưới ngựa, hôn cầu, trà đạo, piano, vân vân và vân vân, những vật này toàn bộ cũng là muốn bồi dưỡng, bọn hắn bồi dưỡng được đến sát thủ, thường thường muốn thông qua thủ đoạn như vậy đánh vào thượng lưu vòng tròn luẩn quần, tiếp cận bị ám sát mục tiêu. Có hai chủng, một cái tựu là ảnh bộ, một cái thì là lực bộ lực bộ chính giữa, đều là lính đánh thuê. Đám người kia sức chiến đấu nói tuyệt đối so với ảnh bộ hiếu thắng, nhưng là bọn hắn đầy người huyết tinh cùng sát khí, giặt rửa cũng rửa không sạch rồi, cho nên, bọn hắn rất ít bị phái đi chấp hành cái loại này rất ẩn nấp nhiệm vụ. Mà ảnh bộ chính giữa, có rất nhiều bị giáo huấn luyện mỹ nữ, các nàng chấp hành nhiệm vụ đích thủ đoạn nhưng là phải ẩn nấp khá hơn rồi. Yamada đại huy trên người, liền mẻo rồi hai cái Cambridge thạc sĩ danh hiệu. Hơn nữa không có chút nào hơi nước. Trước khi Jimmy cùng Lý bác sĩ đột nhiên mất đi liên hệ, 12 múi kim cây hoa cúc tổng bộ đã tiến hành phán đoán, cho rằng ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ đã đạt đến 99% đã ngoài. Dựa theo tổ chức quy tắc, ngoài ý muốn tỷ lệ một khi vượt qua 70%, như vậy nhất định phải sẽ đối người trong cuộc tiến hành diệt trừ. Mà ở Trung Quốc đất liền, một cái châu Á là tương đối dễ dàng động thủ, huống chi đơn theo bề ngoài nhìn lại. Đều là Đông Á người Nhật Bản xem cũng không cùng người châu Á có rất lớn xuất nhập, cho nên Yamada Đại Huy đã bị phái đi qua. Xuất phát từ cho tới nay coi chừng, Yamada Đại Huy là trước dùng chính mình một cái hoàn toàn không có chỗ bẩn thân phận nghênh ngang ngồi phi cơ đã đến Thượng Hải, sau đó lại theo Thượng Hải ngồi xe lửa đi Hòa Hải City. Bởi vì xe lửa là không cần thân phận ghi chép, Yamada Đại Huy căn bản là không cần lo lắng Jimmy hội khai ra tổ chức quy tắc, do đó lại để cho chính mình đi chui đầu vô lưới. Không có người tiếp ứng, nhưng Yamada Đại Huy không sợ chút nào, tuy nhiên là lần đầu tiên đi tới nơi này cái lạ lẫm thành thị nhưng hắn đi thiếu đi từ lúc trước khi đến hắn tự thông qua địa đồ xem xét hòa hài city tình huống nhất là có quan hệ hợp hiệp đại học quanh thân đây là người ưu tú sát thủ cơ bản tố chất ngăn cản một chiếc xe taxi yamada đại huy lên xe về sau tự dùng lưu loát tiếng trung nói một câu đi thiên thịnh khách sạn thiên thịnh khách sạn tự là tại hợp hiệp đại học bắc môn đối diện mở đích một nhà coi như không tệ khách sạn yamada đại huy nói xong câu đó về sau tựu nhắm mắt lại một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng không biết còn tưởng rằng hắn là đã tới hòa hải city rất nhiều lần nữa nha bất quá lái xe sư phó ngược lại là phi thường hay nói hỏi là hợp hiệp đại học lão giáo khu bên cạnh thiên thịnh khách sạn sao ai nha cái kia ra khách sạn kỳ thật không được tốt lắm treo cái tam tinh cấp kỳ thật căn bản không tính là tinh ta có bằng hữu tại đâu đó ở qua thuyết phục vụ chất lượng rất kém cỏi ngươi khai không lái xe không đi ta đổi xe, Yamada đại huy nhẹ nhàng mở mắt ra ra, một câu đem sư phó cho chắn trở về. Được được được, lái xe vội vàng đã phát động ra ô tô, nói, khách hàng là thượng đế, ngài nói đi đâu tự đi đâu. Bất quá cái này lái xe ngược lại là thực không chịu ngồi yên, mở không có một hồi lên đường, tiên sinh ngài không phải người địa phương A. Yamada đại huy nhắm mắt không đáp, lái xe ngược lại là lơ đánh, cười nói, nghe ngài khẩu âm có chút kinh phiến tử hương vị, ngài là người Bắc Kinh sao yamada đại huy có chút chịu không được cái này lái xe rồi đơn giản đáp một chữ vâng ơ ờ, vậy ngài bái kiến truyền quốc ngọc tỷ rồi hả lái xe rất kích động nhưng lái xe không dám quay đầu lại hiện tại ngọc tỷ vẫn còn cố cung trong viện bảo tàng miễn phí thi triển đây này ngài đi gặp chưa không có ôi đây chính là quốc bảo à ta nếu tại bắc kinh ta lập tức đã trôi qua rồi lái xe rất là tiếc hận sau đó lại tinh thần tỉnh táo ai ngài biết rõ không tìm được truyền quốc ngọc tỷ trần húc ngay tại chúng ta hòa hải city hơn nữa ngay tại thiên thịnh khách sạn bên cạnh hợp hiệp đại học ở bên trong đến trường à nghe lái xe nói đến trần húc yamada đại huy mãnh liệt mở mắt ra cố ý giả bộ như không thế nào để ý âm điệu hỏi một câu à con của ta cùng hắn là đồng học lái xe sư phó rất kiêu ngạo một cái chuyên nghiệp sẽ ngủ ở bên cạnh phòng ngủ quan hệ coi như không tệ đấy nói trần húc tiểu gia hỏa này rất có bản lĩnh à người ta hay vẫn là mạng lưới tri thần smms đồ đệ tiền đồ vô lượng ta xem là tiền đồ không lượng tài là bởi vì hắn rất nhanh sẽ chết rồi yamada đại huy trong nội tâm cười lạnh nhưng không có nói ra chỉ là hỏi cái này trần húc ta nghe qua hắn bây giờ còn đang hợp hiệp đại học ở bên trong đến trường đương nhiên ở trên à bất quá nghe nói hắn đã rất có tiền rồi nhưng người ta không quên bản à lãng phí thời gian hơn nữa chính mình muốn chết yamada đại huy trong nội tâm cười lạnh bill ghét vì cái gì đuổi học bởi vì ở trường học thật sự quá lãng phí thời gian, có cái kia công phu không bằng đi nhiều lời ít tiền, trường học có thể học được cái gì đó. Nhất là Trung Quốc Đại học, Yamada Đại Huy trước khi đến, 12 múi kim cây hoa quốc thế nhưng mà chuyên môn đã điều tra có quan hệ trần húc tư liệu, phát hiện hắn tại Trung Quốc xem như số một kẻ có tiền, cha hắn dược nhà máy hôm nay tại trên thế giới đều đỏ tía, hàng hot mà nghe nói hắn cũng đã nhận được ba biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần, đã có nhiều tiền như vậy, còn trong trường học không lý tưởng, chỉ có thể nói rõ người này không cầu phát triển. Bất quá với tư cách sát thủ mẫn cảm, Yamada Đại Huy nhịn không được bắt đầu hỏi có quan hệ Trần Húc sự tình, bởi vì đối với một cái sát thủ mà nói, nhất là như Yamada Đại Huy như vậy, cũng không phải nói tựu thông qua một bả súng ngắm, một viên đạn giải quyết đối thủ tánh mạng sát thủ. Hơn nữa hắn cũng không có mang loại vũ khí này, hắn muốn giết Trần Húc, muốn thông qua tiếp cận phương pháp của hắn, hoặc là nói, thông qua tiến vào hợp hiệp đại học, sau đó tìm tìm cơ hội tiêu diệt Trần Húc. Như vậy, Trần Húc sinh hoạt tập quán, cùng với hắn người này các loại tính cách thói quen đối với Yamada Đại Huy mà nói đều là trọng yếu phi thường đấy. Cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Yamada Đại Huy tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hiểu rõ đến Trần Húc con đường cùng cách. Gặp khách nhân đến hứng thú, lái xe càng là miệng lưỡi lưu loát. Kỳ thật rất nhiều tài xế xe taxi đều như vậy, suốt ngày lái xe, buồn bực cũng buồn bực chết rồi, cho nên có lái xe tiểu phi thường hay nói, loại này hay nói có thể sẽ lại để cho rất nhiều không phải rất hay nói khách mọi người cảm giác rất bất đắc dĩ nhưng là cái lúc này yamada đại huy muốn càng nhiều nữa hiểu rõ đến trần húc hắn dĩ nhiên là thật là thưởng thức loại này hay nói muốn nói trần húc tiểu tử kia có thể thực cực kỳ khủng khiếp có tiền nhưng không phải cái loại này chán ghét nhị thế tổ con của ta cùng trần húc quan hệ tựu rất không tồi ta còn ý định tìm thiên lại để cho nhi tử mang trần húc về nhà ăn bữa cơm đây này yamada đại huy ngẫm lại nói cái kia Trần Húc bình thường ưa thích ở nơi nào ăn cơm. Nghe xong vấn đề này lái xe rất kỳ quái, hắn ở nơi nào ăn cơm có cái gì hiếu kỳ hay sao? Không, ta là muốn, hắn cũng đã như vậy có tiền rồi, nghe nói đại học căn tin đồ ăn hương vị rất kém cỏi, vậy hắn có lẽ tự cũng không ở lại căn tin ăn đi. Yamada đại huy thong rong cười cười, ta cũng ưa thích các nơi mỹ thực, ta muốn hỏi hỏi xem, hợp hiệp đại học quanh thân có cái gì ăn ngon hay sao? Cái này ta còn thật không biết lái xe trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc, nhưng lưng cóng mặt Yamada đại huy căn bản nhìn không tới. Lái xe nói, nghe con của ta nói, Trần Húc bình thường thì ra là tại căn tin ăn ăn, ngẫu nhiên mới đi xào vài món thức ăn thay đổi khẩu vị. Cho nên ta đã nói với người à, Trần Húc tiểu tử này rất tốt, có tiền, không quên bản. Còn có ta đã nói với người à, con của ta nói, Trần Húc là trường học của bọn họ mỗi ngày rời giường sớm nhất, buổi sáng hơn 5 giờ tự chạy bộ, sau đó tự là đọc sách, ngoại trừ âm thiên hạ vũ, cơ hồ là kiên trì, cho nên ta nói, người ta có thể thành công, cũng là bởi vì người ta cố gắng, có mấy người trẻ tuổi có thể như hắn kiên trì như vậy hay sao? Nghe xong những lời này Yamada Đại Huy trong lòng cuồng hỉ, trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra một điểm thần sắc, nhưng hắn căn bản không có để ý. Cùng một cái tài xế xe taxi, để ý nhiều như vậy làm gì vậy? Trần Húc mỗi sáng sớm hơn 5 giờ tự chạy bộ, điều này thật sự là một cái phi thường có giá trị tình báo. 12 múi kim cây hoa quốc tuy nhiên đem Trần Húc bối cảnh nghiên cứu phi thường thấu triệt, nhưng là không có nghiên cứu cuộc sống của hắn thói quen, tổ chức cho Yamada đại huy một tháng thời gian, trong đó giết người chỉ cần một ngày, mặt khác 29 thiên, tự là lại để cho hắn nghiên cứu Trần Húc sinh hoạt tập quán, sau đó tại ngày cuối cùng hoàn mỹ ra tay. Hắn mỗi sáng sớm đều chạy bộ, hơn 5 giờ, lúc kia có lẽ không có gì người, nếu như mình tại lúc kia đến hợp hiệp đại học thao trường phụ cận cái nào đó trên lầu khung một bả súng ngắm. Yamada Đại Huy mặc dù không có đeo thương đến, nhưng là dùng 12 múi kim cây hoa cúc năng lực tại Trung Quốc cảnh nội cho hắn làm đến một bả ngưỡng mộ trong lòng súng ngắm thật sự là quá dễ dàng. Như vậy Trần Húc chẳng khác nào là một cái sống bia ngắm. Hoặc là cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ, Trần Húc cũng là người, sai khi chạy bộ nhất định sẽ khát nước, vậy hắn có lẽ có mang theo nước khoáng, thừa dịp hắn không chú ý ở trong nước hạ độc. Vừa nghĩ lại tầm đó, Yamada Đại Huy liền nghĩ đến 17 18 cái có thể đưa Trần Húc lấy cái chết địa phương pháp. Ai bảo hắn có cái thói quen này hay sao? Xem tại đây lái xe cho mình lớn như vậy trợ giúp phân thưởng, Yamada Đại Huy xuống xe về sau trực tiếp cho một chương 100 tiền mặt, tiền lẻ đều không có muốn tìm. Nhìn xem Yamada Đại Huy thân ảnh tiến vào khách sạn, lái xe mỉm cười cầm lên micro, phát hiện một nhân vật khả nghi vào ở đến Thiên Thịnh khách sạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền Đáng thương Yamada đại huy cùng với 12 múi kim cây hoa cúc cũng không biết, nho nhỏ một cái hòa hài city, đã bày ra thiên la địa võng tại chờ bọn hắn mắc câu. Trần Húc tánh mạng bị uy hiếp, cái kia tự nhiên không phải cái gì việc nhỏ, trước khi Hoàng An bình cho hắn bố cục, vì hắn an bài thân phận cái lúc này làm ra tác dụng, chính thức rất nhanh đáp lại việc này, phải tất yếu đem uy hiếp Trần Húc tánh mạng an toàn ngoại cảnh tổ chức diệt trừ. Huống chi, Trần Húc cùng thành phố cục công an vương cục trưởng, không, người ta hiện tại đã là tỉnh phòng công an phó cục trưởng rồi. Dùng Trần Húc cùng vương cục trưởng quan hệ, hơn nữa Trần Húc thân phận đặc thù, chính thức rất nhanh đi động. Phương Đông Thần kiếm đại đội trưởng điều 300 tên chiến sĩ lẻn vào Hòa Hải City, bí mật lùng bắt nghi phạm. Vương cục trưởng cùng vốn là vài tên tại Hắc Đạo đã nói bên trên lời nói lão đại đều phi thường nghiêm túc chào hỏi, trong lúc nhất thời, Hòa Hải City biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng vụng trộm đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hắc Bạch hai nhà đều đề phòng, Chờ 12 mũi kim cây hoa cúc sát thủ đến chui đầu vô lưới. Phương Đông Thần kiếm đại đội trưởng phạm tội chuyên gia tại thẩm vấn Jimmy về sau đã tiến hành suy diễn. Căn cứ đối phương thủ đoạn sát nhân, nhất là ảnh bộ làm việc phong cách tối thiểu vừa lúc mới bắt đầu, đối phương chắc có lẽ không áp dụng rất kịch liệt đích thủ đoạn, mà là áp dụng âm thầm tiếp cận, thừa cơ ám sát loại phương pháp này. Mà Hoa Hải City mặc dù có sân bay, nhưng đối với phương trên cơ bản không có gì khả năng thừa lúc ngồi phi cơ. Như vậy bọn hắn muốn tiếp cận Trần Húc, khả năng sẽ trước tiên ở hợp hiệp đại học bên cạnh tìm một chỗ chỗ ở, đối với Trần Húc tiến hành quan sát về sau lại quyết định như thế nào động thủ. Cho nên phòng công an hạ đạt bí mật văn bản tài liệu, 300 tên phương đông thần kiếm đại đội trưởng chiến sĩ ngụy Trang tiềm phục tại Hòa Hải City quanh thân khách sạn, khách sạn, còn có bến xe, nhà ga chung quanh, mặt khác thông chi xe taxi công ty, chọn lựa một đám phi thường khôn khéo lái xe. Đương nhiên trong đó cũng có phương đông thần kiếm đại đội trưởng chiến sĩ ở bên trong ngụy trang thành tài xế xe taxi. Những này xe taxi tại nhà ga cùng với bến xe quanh thân bồi hồi, gặp được khả nghi nhân sĩ lúc, tự thông qua đem thoại để chuyển rời đến Trần Húc trên người, do đó thăm dò phản ứng của đối phương. Yamada Đại Huy vừa lên xe muốn đi thiên thịnh khách sạn, cái này cũng đã cho tên kia tài xế xe taxi gõ vang một cái tín hiệu, ngay sau đó đem làm lái xe chủ để kéo đến Trần Húc trên người lúc, cái này nhân vật khả nghi bề ngoài hiện ra không bình thường chú ý cùng nhiệt tình, cùng hắn mới vừa lên xe lúc tích chữ như vàng hoàn toàn trái lại. Như vậy không tầm thường biểu hiện, tự nhiên sẽ khiến cho vị này lái xe chú ý. Đáng thương Yamada Đại Huy cũng không biết, mình đã lâm vào nhân dân quần chúng minh mông biển lớn chính giữa, không tự giác tự bại lộ thân phận. Nhận được điện thoại lang nha bọn người cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới phương pháp kia thật đúng là thành công rồi hả. Hoa Hải City dù sao còn là một tỉnh lỵ thành thị người ngoại lai like khẩu cũng rất nhiều nhà ga bến xe lưu động miệng người số lượng rất lớn khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót cho nên trước khi đối với loại phương pháp này mọi người cũng không có ôm lấy quá lớn hy vọng hơn nữa còn không biết đối phương có hay không nội ứng nếu có nội ứng cái này loại mò kim đáy biển phương pháp liền kiếm địa phương đều sai rồi càng không khả năng thành công cho nên đây chỉ là loại thứ nhất mò kim đáy biển phương pháp mà trọng điểm hay vẫn là chú ý tại hòa hải city chung quanh khách sạn cùng với nơi ở các loại, tại hợp hiệp đại học môn lên, đã lắp đặt ẩn nấp camera, phụ trách ghi chép có người nào xuất nhập, mà Trần Húc gần đây vẫn tại hợp hiệp đại học bên trong ở lại đó, cái này gọi là Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu, các người muốn giết Trần Húc, cái kia dù sao cũng phải tiến hợp hiệp đại học bên trong A. Hợp hiệp đại học phàm là có thể ra vào địa phương đều có ẩn nấp camera, quay chụp xuống hết thảy mọi người sau đó tiến hành sàng chọn, xem cái nào lạ lẫm nick nhân vật xuất hiện số lần tương đối nhiều, hành tung so sánh quỷ dị. Muốn tìm một người hơn nữa không lộ ra đến chân ngựa. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chỉ là, cái này công trình nhất định sẽ rất lớn, một cái đại học mỗi ngày ra vào nhiều người như vậy, nguyên một đám so sánh không phải đem mọi người mệt chết đi được. Bất quá, có tiểu mẫn tại, cái này công trình tựu căn bản không coi là cái gì. Tiểu mẫn tính toán năng lực mạnh cỡ bao nhiêu, tín hiệu phát trở lại, trực tiếp thông qua trên tấm ảnh hình dáng cùng đệ tử lão sư ảnh chụp tiến hành so sánh, trực tiếp tự sàng chọn ra người nào không phải bản trường học, lại từ trong tìm được không hề lương ý đầu người xa lạ, vậy thì đơn giản nhiều hơn, cũng tới kịp ra tay. Cái này mèo mù tự thật đúng là đụng phải một đầu chuột chết. Tuy nhiên hiện tại còn không xác định thằng này đến cùng phải hay không 12 múi kim cây hoa cúc sát thủ, nhưng là thông qua lái xe vụng trộm bản sao hai người ngay lúc đó đối thoại, trên cơ bản có thể nhận định, người này đối với Trần Húc tuyệt đối là có mục đích là tìm được người rồi, vậy là tốt rồi xử lý rồi, về phần có phải hay không 12 múi kim cây hoa cúc sát thủ, kéo qua đến lột sạch nhìn xem trên người có hay không kim cây hoa cúc hình xăm là được rồi. Hoặc là, căn bản là không cần phải phức tạp như vậy. Căn cứ khách sạn ghi chép, người này đăng ký tên gọi là chập trọng sinh thạch tam, Nhật Bản đông kinh người, thân phận là một gã khách du lịch. Nhưng là, cái này tấm hình chúng ta đã tiến đưa giao cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, bọn hắn trải qua đối lập về sau được ra kết luận là, người này rất có thể tự là tên xấu rõ ràng quốc tế cấp độ A sát thủ Yamada Đại Huy, mà Yamada Đại Huy thì ra là 12 múi kim cây hoa quốc kim bài sát thủ một trong. Lang Nha nhìn xem vẽ truyền thần phát tới tư liệu, nhếch miệng cười nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, nhanh như vậy đã bắt đến một cái rồi, các huynh đệ, thông chi tất cả đơn vị chú ý, súng bắn tỉa đạn gây mê chuẩn bị, đối phương thế nhưng mà nổi danh quốc tế cấp độ A sát thủ, chúng ta tổng phải hào hảo khoản đãi thoáng một phát. Nhìn xem mấy vị này bộ đội đặc trùng xoa tay kích động, Trần Húc cười khổ xoa cái mũi, hạ thủ nhẹ một chút, ta xem thằng này rất gầy yếu, đừng nặn chết rồi. Còn có, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tất cả mọi người mặc vào chất lỏng áo chống đạn về sau tái hành động. Ta cũng không muốn các vị bởi vì ta mà đã bị cái gì tổn thương, cho dù là nát phá một điểm ra, bọn hắn đều bồi không dậy nổi. Nghe Trần Húc chân thành ân cần, vài tên bộ đội đặc trùng đều cười. Lang nha trùng trùng điệp điệp vỗ Trần Húc thoáng một phát, đỉnh đạc mà nói, yên tâm, chúng ta hội chú ý đấy. Được rồi, ca mấy cái đem áo chống đạn đều mặc vào, đừng xính anh hùng. Tiểu Trần, những thứ không nói khác, tự xông cái này áo chống đạn phân thượng, chúng ta cũng nhất định phải giúp ngươi. Ai, năm đó nếu có như vậy đồ tốt, chúng ta rất nhiều huynh đệ tựu không đến mức. Được rồi, được rồi, không đề cập nữa, cũng hay là muốn cảm ơn ngươi à. Ngươi chính là cái kia hội ngân sách, lại để cho chúng ta những cái kia hy sinh các huynh đệ gia thuộc người nhà vượt qua ngày tốt lành. người xem, các ngươi thầy trò băng giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta bảo hộ ngươi cũng là nên phải đấy. Trần Húc rất cảm động. Lúc trước hắn làm những chuyện này cũng không có rất hiệu quả và lợi ích đi nghĩ muốn cái gì hồi báo, nhưng là hắn biết rõ mình nhất định sẽ có hồi báo. những này tựu là chân chất đại binh à, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người đối với bọn họ làm cái gì, có ân báo ân, có cửu oán báo thù đáng thương 12 múi kim cây hoa cúc, đáng thương cây hoa cúc đảng, các người thực đem làm Trần Húc là quả hồng mềm sao. Các người sai rồi, các người chào tới không phải Trần Húc, mà là cả quân đội. Lang Nha vùng tay lên, gọi tất cả đơn vị chú ý, chúng ta xuất phát, nhìn xem Trần Húc còn có chút không yên lòng biểu lộ. Lang Nha cười nói, không có gì lo lắng, lần này vốn chính là chúng ta tập kích, hơn nữa lại có áo chống đạn. Nếu còn bị thụ bị thương bắt không được người kia, chúng ta tự dứt khoát cắt cổ tự sát được rồi. Trần Húc còn muốn nói điều gì, nhưng là, lang nha trên người cường đại tự tin nói cho hắn biết, không cần lo lắng, bọn họ là Trung Quốc, là trên thế giới ưu tú nhất quân nhân. Quả nhiên, sau nửa giờ, nhiệm vụ tựu đã xong. Lang nha bọn người vọt vào trong phòng, rất nhẹ nhàng tự chế ngự, đồng phục căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng Yamada Đại Huy, nhẹ nhõm tháo bỏ xuống cái cằm của hắn không cho hắn tự sát. Đáng thương Yamada Đại Huy đều còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị trói cùng bánh trưng tựa như rồi. Yamada Đại Huy, như vậy xa lưới. Kế tiếp một cái, là cái người Pháp, đều là cấp độ A sát thủ Bass. Bass lần này tới thời điểm tương đối nhỏ tâm, hắn vốn là đã đến Hòa Hải City bên cạnh một cái tiểu thành thị, sau đó trộm chiếc xe mình mở đi qua. Kết quả, tại ngày thứ ba thời điểm, Bass cũng bị bắt rồi. Nhìn xem cái này nước Pháp đầu chọc sướng sờ không biết mình đến cùng như thế nào bại lộ hành tung bộ giạc, lang nhà miệng mở rộng cười lớn vỗ một cái hắn giàu quang tỏa sáng lão đại, cười to nói, bà mẹ nó, người cái này đầu hình đi đến cái đó không đủ phong cách đó a. À. Tại hợp hiệp đại học bên trong lén lén lút lút, còn phát hiện không được ngươi rồi. Bass cùng Yamada Đại Huy quan lại với nhau, cái lúc này Yamada Đại Huy bị nắm chộp đã có 4 ngày rồi. Đem làm Bass chứng kiến Yamada Đại Huy thời điểm, cơ hồ cũng đã không nhận biết người này rồi. Cái này dùng tàn nhẫn biến thái nổi tiếng sát thủ, cái lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như nhìn thấy gì vô cùng sợ hãi đồ vật đồng dạng. Chỉ là một cái kính nói, không nếu cho ta xem rồi, ta cái gì đều nói cho các ngươi, ta cái gì đều nói. Cái này tên phản đồ, Bas rất cứng hán hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, có thủ đoạn gì đều cho lão tử tốt nhất ha, một chút nhíu mày lão tử cũng không phải là nam nhân. Lời này như thế nào cùng Yamada đại huy vừa bị nắm, chộp thời điểm nói đồng dạng. Lan Nha nghe xong lời này tự vui vẻ, sau đó lấy qua một cái che đầu bọc tại bass trên mặt, sau đó tự đi ra môn. Bas toàn thân bị cố định trụ muốn động thoáng một phát cũng khó khăn, hắn không biết đối phương làm như vậy là dụng ý gì. Nhưng là đem làm lang nha đóng cửa lại thời điểm, hắn lại nghe đi ra bên ngoài mấy người thanh âm, đặt cược đặt cược, ta cá là hắn chỉ có thể kiên trì 12 giờ. 10 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, ta áp 100, bác không rõ đây rốt cuộc là dụng ý gì, nhưng là đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Đón lấy, bác lập tức phát hiện, chính mình vậy mà thân ở tại một mảnh vô cùng trong hắc ám, còn bên cạnh kêu thảm thiết, tắc thì lại để cho hắn nhịn không được tóc gáy đứng đấy, kêu to, ai? Ai tại đâu đó? Không có người trả lời, một phiến trong hắc ám Bass cũng cảm giác được có vô số tà ác ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn động cũng không thể động, chỉ có thể nghe được bên tai siêu siêu, quỷ dị khủng bố thanh âm. Những cái kia thanh âm, ô ô, như gió thanh âm, nhưng lại vô cùng quỷ dị, phảng phất mang theo cố định giai điệu, nhịp điệu âm điệu. Bass cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh bởi vì thanh âm kia tổ hợp là một câu giống như vịnh sướng tựa như tiếng pháp hoan nghênh đi vào địa ngục bác kinh nhi bất định hắn có thể đoán được cái này nhất định là đối phương động tay chân muốn dùng loại này giả thần giả quỷ đồ vật đến dọa hắn hư chiêu này quá non rồi bác thế nhưng mà cái sát thủ trên tay nợ máu buồn thiêu bọn hắn người như vậy căn bản là không tin quỷ thần là cái gì lúc này thời điểm hắn cũng nghĩ đến yamada đại huy bị sợ trở thành cái kia phó đức hạnh rất rõ ràng tự là bị đối phương loại thủ đoạn này cho hù đến rồi nghĩ đến đây bác tự tinh thần tỉnh táo quát có thủ đoạn gì thì tới đi ta không sợ đấy chỉ là vừa lúc đó trước mặt đột nhiên một bóng người tránh tới bác sững sờ mơ hồ chính giữa hắn cảm thấy bóng người kia có chút quen mặt nhưng bóng người kia chỉ là một cái thoáng tức thì giống như quỷ hồn một mảnh lập tức tự phiêu mở dù là bác biết rõ đây là một cái âm mưu bày kế hắn cũng nhịn không được nữa cảm thấy áo ba lỗ sau lưng có chút lạnh cả người chẳng lẽ cái thế giới này thật sự có u linh tồn tại u mỹ quốc gia phần lớn người thờ phụng đều là thiên chúa giáo thiên chúa giáo không chú ý luân hồi cũng không chú ý báo ứng nhưng lại cũng chú ý thiện ác người lương thiện lên thiên đường người xấu xuống địa ngục tôn giáo đối với xã hội này mà nói lớn nhất chỗ tốt chỉ sợ sẽ là như thế phàm là có thể truyền bá ra đến cỡ lớn tôn giáo cũng đều là chú ý đạo người hướng thiện Bas tuy nhiên không tin tôn giáo, nhưng là cái lúc này, khó tránh khỏi cảm giác được trên lưng sợ hãi. Hoàn toàn yên tĩnh chính giữa, hắn mơ hồ có thể cảm thấy trên lưng có đồ vật gì đó siêu siêu thổi qua, mỗi lần thổi qua, trên người cũng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Ảo giác, những điều này đều là ảo giác, dọa không ngã ta đấy. Bác trong nội tâm dốc sức liều mạng mình an ủi, gần đây không tin thượng đế hắn, nhịn không được cũng tại trong lòng bất trụ nhắc đi nhắc lại amen amen đột nhiên bóng người kia vèo thoáng một phát theo Bass trước mặt đi qua, bất quá lần này bất đồng. Bass thấy rõ ràng mặt của hắn, thoáng tưởng tượng, nhịn không được sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch trắng bệch. Pháp Ni Á Tức Sĩ, người này dĩ nhiên là Pháp Ni Á Tức Sĩ, là bị chính mình giết chết cả nhà Pháp Ni Á Tức Sĩ. Như Bass như vậy sát thủ, sở hành đâm thường thường đều là một ít quý tộc hoặc là tập đoàn cao tầng, thì ra là cái gọi là thượng lưu xã hội người. Bọn hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tiếp cận những người này, đạt được một ít bọn hắn cần có tình báo hoặc là giết chết người kia. Thường thường đảm nhiệm buôn bán gián điệp loại này thân phận. Cái này Pháp Ni Á Tước Sĩ là cái người Tây Ban Nha, hơn nữa còn là một Tây Ban Nha thừa kế bá tước thế gia. Đã hơn một năm trước kia, bắt nhận được một cái mệnh lệnh, đi nghĩ biện pháp tiếp cận Pháp Ni Á Tước Sĩ, hơn nữa tìm được Pháp Ni Á gia tộc chính giữa lưu truyền tới nay đồng dạng bảo vật. Lúc ấy bác phí hết rất nhiều công phu nghiên cứu cái này Pháp Ni Á tước sĩ yêu thích, sinh hoạt tập quán. Cuối cùng biết rõ hắn ưa thích thuật cưỡi ngựa, mà bác chuyên môn huấn luyện qua thuật cưỡi ngựa, cho nên thông qua đủ loại thủ đoạn, cuối cùng cùng cái này Pháp Ni Á tước sĩ đã trở thành bạn tốt. Mà cũng không biết mình đã bao phủ tại tử vong uy hiếp ở dưới Pháp Ni Á tước sĩ có một ngày cử hành một cái tư nhân tính chất party. Hơn nữa mời bác, mà đang ở trận kia party bên trên, Bác tận mắt nhìn đến Pháp Ni Á tước sĩ lấy ra chính mình một chuyến chủ yếu mục tiêu, một người phi thường xinh đẹp, toàn bộ kim vương nguyện. Vương nguyện bên trên khảm nạm một khỏa đại kim cương, vì vậy bác ngay tại trong rượu hạ độc, giết lúc ấy tham gia party Pháp Ni Á cả nhà, cùng với hắn vài tên bằng hiếu, tính cả tòa thành người hầu tổng cộng 43 người, hoàn thành nhiệm vụ. Cái lúc này đột nhiên chứng kiến bị chính mình sát hại người dùng linh hồn hình thức xuất hiện ở trước mặt mình, bác trong nội tâm làm sao có thể không sợ hãi bọn hắn tuy nhiên là sát thủ nhưng sát thủ dù sao cũng là người trên cái thế giới này rất khó có cái loại này thuần túy chính thức trên ý nghĩa vô thần luận người bỗng nhiên thấy được một cái bị chính mình tự tay giết chết u linh bất kể là ai đều sẽ biết sợ đấy mà vừa lúc này bác trước mắt hình ảnh đột nhiên một chuyến hắn phát hiện mình có thể động mà hắn hiện tại lại đang ở một tòa rất cổ điển tòa thành chính giữa bác thúc thúc bác đột nhiên cảm giác được bên người có người tại dao động cánh tay của mình hắn hơi nghiêng đầu, tự thấy được một cái phi thường đáng sợ đấy. trổ sơn ngọc thế tiểu nữ hài, tiểu cô nương này con mắt mở thật to, màu nâu trên tóc tạp một cái rất đáng yêu, đại kẹp tóc, trong tay ôm một chỉ món đồ chơi tét đi gấu, mở to rất hồn nhiên, mắt to nhìn mình, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. bass thúc thúc, ngài có thể dẫn ta cưới ngựa sao? à, dù là bass như vậy, lực ý chí cường hãn vương bài sát thủ, cái lúc này cũng nhịn không được nữa kinh kêu lên, mãnh liệt sau này một ném trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng sau này bò, dùng ít kêu lên, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây, tiểu cô nương này, đúng là Pháp Ni Á tước sĩ con gái ruột, lúc ấy bị hắn cùng một chỗ giết chết, chỉ có bốn tuổi tháp Pháp. Lúc ấy giết tiểu cô nương này thời điểm, nàng cặp kia thuần khiết ngây thơ mắt to cho hắn rất sâu ấn tượng, đến nỗi tại về sau mỗi lần ngủ mơ thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể muốn nàng. Có thể nàng vậy mà chân thật xuất hiện ở trước mặt của mình. Bass dùng sức bấm véo chính mình thoáng một phát, có thể cảm giác được đau. Đây không phải mộng, nhưng mơ hồ tầm đó, hắn rồi lại có thể cảm thấy cái này phảng phất có chút không đúng bộ dạng. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài hướng về phía chính mình lộ ra một cái phi thường quỷ dị, u ám dáng tươi cười. Bass bị nụ cười này cười đến khắp cả người phát lạnh. Lại nhìn sang thời điểm, cô bé kia trên mặt hay vẫn là như vậy thiên chân vô tà. Một đôi mắt to rất nghi hoặc nhìn chính mình Bass cảm giác mình muốn nổi điên rồi lúc này một cái giọng nữ tiếng nổ, tháp pháp, ngươi đang làm gì đó, ngươi như thế nào hù đến bát thúc thúc rồi hả? Một người trung niên phu nhân rất yêu nhã đi tới, cúi người cương chiều vốt tiểu nữ hài đầu, tháp pháp không nghe lời nha. Còn không mau cùng bát thúc thúc xin lỗi nữ nhân này bát cũng nhận ra được là pháp ni á phu nhân. Lúc ấy nàng là bị chính mình dùng dây thường tươi sống ghim chết đấy. Hai mẹ con cùng một chỗ nhìn về phía bát, vốn hòa ái cùng ngây thơ sắc mặt đột nhiên lại trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, mà càng thêm âm trầm khủng bố thanh âm tiếng nổ, đúng. Không, lên, à, ba, tư, trước, sinh, cái kia âm điệu kéo được rất dài rất dọa người, nương theo lấy cái kia u ám ngữ khí, Bát sợ tới mưa cả một tiếng thét lên, dốc sức liều mạng bò muốn hướng ngoài cửa phóng đi, có thể vừa xông tới cửa, ngoài cửa một người vừa vặn tiến đến ngăn trở hắn, dùng một loại rất nghi hoặc ngữ khí nói, nha. Bát, bằng hữu của ta, người như vậy vội vàng hấp tấp chính là đang làm cái gì? chứng kiến người này, bác cảm giác mình nước tiểu đều mau ra đây rồi. Người này đúng là bị hắn giết chết, Pháp Ni Á Tước Sĩ. Pháp Ni Á Tước Sĩ phi thường thân thiết lôi kéo tay của hắn nói, thân yêu bác, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Muốn hay không uống chén rượu đỏ bình tĩnh thần, người xem, đây chính là ta chân quý 20 năm bóc đô rượu đỏ à, người bình thường muốn uống đều uống không đến nha. Bác nhìn xem cái kia bình rượu đỏ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nhận ra rồi, cái này là lúc ấy hắn hạ độc cái kia bình rượu. Pháp Nghi Á Tước sĩ trong tay chẳng biết lúc nào lại thêm cái ly đế cao. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đứng tại cửa ra vào, đang tại hắn mặt rót một chén rượu đưa tới, nếm thử hương vị. Phải biết rằng, châu Âu các quý tộc ưa thích uống rượu đỏ, mà đối với rượu đỏ uống pháp là phi thường chú ý, cũng không phải là như ta tóc húi cua dân chúng như vậy, để cái chai bia khắp nơi đi dạo, tùy tiện tự đối với bình uống. Bọn hắn đối với như thế nào khai rượu nghiệm rượu, rót rượu, phẩm tử còn có hỏi rượu, những điều này đều là rất có nghề có một bộ quy tắc mà càng là quý tộc. Tắc thì càng là chú ý, nhưng là cái lúc này Bass đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn nhìn xem cái này trong suốt ly chính giữa rượu đỏ. Dạng như vậy thấy thế nào như thế nào như là nồng đặc huyết dịch. Bass vốn không dám uống, nhưng là thần không biết quỷ không hay, thân thể phảng phất không nghe sai sử đồng dạng, cầm lên chén rượu đặt ở trước miệng, cũng không nhẹ khẽ nhấp một cái, mà giống như uống bia như vậy hả ra một phát đầu, một chén rượu lớn gục tiến vào trong miệng. Oa, wow, thân thể đột nhiên khôi phục khống chế, bác một ngụm đem miệng đầy rượu phun tới. Huyết, đây là huyết, bác cũng không phải chưa thấy qua huyết, hơn nữa hắn gặp huyết gặp số lần cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là cảm giác được miệng đầy huyết tinh hương vị còn có xem phun ra đến rượu không ít tựu dính tại chính mình cùng đối diện pháp ni á Tức sĩ trên người màu trắng áo sơ mi, mà dính tại áo sơ mi bên trên cái chủng loại kia nhan sắc đây không phải là rượu đây tuyệt đối là máu tươi nhan sắc lúc bát rốt cục hỏng mất hắn lớn tiếng thét lên dốc sức liều mạng lui về sau nhưng là cả phòng mọi người tại các việc có liên quan ai cũng không có đi lên hỏi hắn nhưng là tất cả mọi người tại lặng lẽ nhìn xem hắn trên mặt đều treo âm trầm khủng bố cái chủng loại kia dáng tươi cười dù là bát đích ý chí lại kiên định tự mình gặp loại này đáng sợ tràng cảnh hắn cũng nhịn không được nữa muốn qua đời sát thủ cũng là người nhất là đầy người nợ máu sát thủ gặp được bị chính mình giết người, bọn hắn rất khó bảo toàn cầm chấn tĩnh. Gặp lại đến bây giờ kinh khủng như vậy quỷ dị tình huống. Không nổi điên cũng đã tính toán tốt rồi. Pháp Nhi Á tước sĩ mặt mũi tràn đầy đầy người đều là bị phun tại trên thân thể huyết. Nhưng là hắn phảng phất một điểm cảm giác đều không có đồng dạng. Phối hợp cho mình rót một chén rượu, sau đó nói, a à, rượu này hương vị quả nhiên không tệ, không hổ là tự chúng ta trên người huyết à. Câu nói sau cùng nói vô cùng âm trầm, bắt trước mắt đột nhiên một bông hoa, tự chứng kiến pháp ni á tước sĩ không riêng gì trên người, mà ngay cả trên mặt cũng đầy là máu tươi. Mà quay đầu, cái này trong phòng tất cả mọi người, tính cả tiểu cô nương kia ở bên trong đều là thất khiếu chảy máu, trên mặt của mỗi người, trên người đều tràn đầy máu tươi, phát ra âm sâu khủng bố hơn nữa phi thường đáng sợ hắc hắc dáng tươi cười, đều hướng hắn đã đi tới. Các người không được qua đây, các ngươi không được qua đây, bác cái lúc này thậm chí đã đã quên mình còn có một thân bổn sự, hắn cơ hồ chỉ là bản năng sau này bỏ lấy, một bên bỏ một bên thét lên bằng hữu của ta người làm sao vậy pháp ni á tước sĩ đột nhiên biến thành bình thường bộ dáng dáng tươi cười như gió xuân nhưng chỉ trước mắt hắn lại biến trở về này máu chảy đầm đìa bộ dạng dùng khủng bố kéo lớn lên âm điệu nói người giết ta người giết cả nhà của ta ta muốn trả thù ta nhất định phải trả thù tháp pháp tiểu loli cũng là trước biến thành cái kia phó bộ dáng khả ái bát thúc thúc trên tay của ngươi thiệt nhiều huyết à nhưng một giây sau về sau, nàng tự xuất hiện ở Bass bên người, duỗi ra đầu lưỡi tại Bass tràn đầy máu tươi trên tay liếm lấy thoáng một phát, dùng khủng bố ngữ khí nói ra, máu tươi, ta thích, ta đến nếm thử. À, đây là mụ mụ huyết à, người giết mẹ ta. Cứu mạng à, bác sụp đổ kêu lên, chuyện không liên quan đến ta. Là tổ chức muốn giết các ngươi đấy, ta chỉ là phụ mệnh làm việc cái gì tổ chức. 12 múi kim cây hoa cúc, ta nói, ta đem hết thảy đều nói cho các ngươi Mới 20 phút, lang nha sắc mặt cổ quái nhìn xem Trần Húc, của ta ông trời, trước gia hỏa ủng hộ 12 giờ mới khuất phục, cái này như thế nào 20 phút đồng hồ tự giải quyết. Chẳng lẽ nói, ý chí của hắn lực tranh lệch đã đến loại trình độ này. Không cần hoài nghi, Trần Húc thở dài, đối phó Yamada đại huy thời điểm ta không có kinh nghiệm, gần kề chỉ là tùy tiện cho hắn chế tạo một cái tùy cơ hội khủng bố ảo cảnh, nhưng là cái kia ảo cảnh tuy nhiên khủng bố, đối với lực ý chí cao người đến nói thấy hiệu quả rất chậm chạp hơn nữa người kia là người Nhật Bản, người phải biết rằng người Nhật Bản biến thái tế bào thế giới nổi tiếng, bọn hắn phim kinh dị mới thật sự là kinh khủng nhất, đoán chừng thằng này phim kinh dị xem nhiều, cái loại này quỷ à, huyết tinh à các loại thứ đồ vật lây hắn không được. Nhưng đối phó với Bass, ta dùng mặt khác một loại phương pháp, ta muốn nếu như là ngươi, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản ở. Thốt ra lời này, làng nhà tựu không muốn, không muốn cho Trần Húc đem phương pháp kia dùng đến trên người hắn. Hơn nữa nói thật, Lang Nha đối với Trần Húc là như thế nào bức cung đặc biệt hiếu kỳ, bởi vì hắn căn bản không biết Trần Húc dùng phương pháp gì, mà Trần Húc cũng chỉ nói cho hắn, dùng một loại thôi miên đích thủ đoạn lại để cho người xuất hiện ảo giác. Trần Húc thực hận không thể cho mình một cái và miệng tử, hắn không có nghĩ đến những này chiến sĩ nguyên một đám không sợ trời không sợ đất, người muốn nói có đồ vật gì đó là có thể làm cho bọn hắn sợ hãi, cái kia thật có thể chọc giận bọn hắn á, cho nên hết cách rồi, Trần Húc đành phải lại để cho Lang Nha tiến vào ảo cảnh mệnh lệnh tiểu mẫn điều đi ra một cái lang nha trong trí nhớ giết chết người, lại lại để cho người này xuất hiện tại lang nha trước mặt. Nói, nhìn thấy thằng này, lang nha lập tức quát to một tiếng, người vậy mà không chết. Sau đó không nói hai lời muốn sở thương, mà phát hiện mình không mang thương thời điểm, lang nha không sợ chút nào, xông đi lên cho tên kia tựu là một quyền. Nhưng một quyền này, theo ảo ảnh chính giữa đánh qua, đón lấy người kia tựu biến thành một bộ máu tươi chảy đầm đìa bộ dạng sau đó kéo dài âm điệu dùng cái loại này quỷ khí um tùm ngữ khi nói, ta đã kinh trải qua, chết rồi, chết rồi hả, là quỷ, lang nha hừ lạnh một tiếng, chửi bậy nói, cho dù ngươi là quỷ, lão tử hôm nay cũng muốn sẽ đem ngươi cho giết một lần. Sau đó cũng mặc kệ có thể hay không đánh tới thằng này, đón lấy tiến lên đi công kích. Cái này nhưng làm Trần Húc cho xem trợn tròn mắt, không sợ quỷ ra hỏa. Trần Húc cảm thấy nếu như là chính mình gặp được loại tình huống này chỉ sợ hội bị hù mất đi đương nhiên phản ứng đầu tiên nhất định là hoài nghi người khác cố ý cả hắn nhưng nắm đấm của mình rõ ràng đánh không trúng thân thể của hắn à chẳng lẽ nói lang nha là biết rõ đây hết thảy đều là ảo giác cho nên mới như vậy yên tâm người can đảm không có việc gì trần húc còn hữu chiêu trần húc dùng cũng không phải là bình thường thuật thôi miên mà là giả thuyết ảo cảnh siêu chân thật cảm thụ tại ảo cảnh chính giữa ngoại trừ cái kia nhìn không thấy sợ không được tại trong truyền thuyết giác quan thứ sáu linh cảm bên ngoài hết thảy nhân loại cảm giác đều có thể bị mô phỏng. Chân Húc lại để cho Tiểu Mẫn thao túng cái kia vong hồn đối với Lang Nha đã phát động ra công kích, một ngụm cắn mất một khối thịt. Lang Nha nhíu mày, mắng, cái này vương bát đản còn có thể xúc phạm tới ta. Quỷ hồn cười to, như thế nào đây? Hôm nay chỉ có ta có thể đánh tới ngươi, ngươi đánh không đến ta. Xem ta như thế nào đem ngươi một khối thịt một khối thịt cho cắn xuống đến. Lang Nha lông mày nhăn, hắn cái lúc này căn này đã đã quên đây là hư ảo, trước mắt người này là một cái việt nam đặc công năm đó đánh lén sát hại vài tên trung quốc chiến sĩ cuối cùng bị lang nha chỗ đánh gục xem người này kiêu ngạo như vậy lang nha nhăn nhíu mày rốt cục hung hăng cắn răng một cái cầm lấy dao găm trong tay hướng phía chính mình trái tim hung hăng đâm vào lần này nhưng làm trần húc cho bị hù hồn phi phách tán đừng tưởng rằng giả thuyết ảo cảnh chính giữa không có tử vong trước khi đã từng nói qua người lực lượng tinh thần là rất kỳ quái đấy nếu như mô phỏng độ rất cao do đó lại để cho người phân không rõ ràng lắm sự thật cùng ảo cảnh lúc, người tự có rất lớn khả năng cho là mình chính thức bị thương. Như lang nha như vậy, vậy mà lựa chọn một đao tự sát, nói không chừng đầu óc của hắn thật sự tiếp nhận được tử vong tín hiệu do đó biến thành não tử vong. Cũng không phải là không có như vậy ví dụ, tại nước Mỹ, có mấy người trẻ tuổi hay nói giỡn, đem bọn họ một người bạn bịt kín con mắt, cột vào trên đường dây. Sau đó xe lửa ầm ầm khai gần, cái kia thằng xui xẻo tự nhiên là bị hù can đảm đều nứt nhưng hắn không biết kỳ thật hắn cái kia băng giúp cho đùa dài bằng hữu gần kề chỉ là đem hắn cột vào mặt khác một đầu quỹ đạo lên khoảng cách ra xe lửa cái kia đầu quỹ đạo còn có một đoạn rất khoảng cách an toàn cuối cùng cái kia thằng xui xẻo chết rồi dùng tục ngữ nói hắn là bị sợ cái chết nhưng trên thực tế hắn là vì đem làm xe lửa ra thời điểm đầu óc của hắn cảm thấy phi thường cường liệt tử vong tín hiệu do đó trực tiếp đưa đến não tử vong rất nhiều dọa người chết tự là nguyên nhân này. Bất quá may mắn là, tiểu mẫn tính toán năng lực là phi thường cường, tại lang nha đâm chúng ngực lập tức biến đã bay dao găm của hắn, sau đó đem lang nha đưa đến sự thật chính giữa. Đại ca, người không nếu như vậy chơi ta được không? Trần Húc đầu đầy là đổ mồ hôi, thiếu chút nữa co quắp trên mặt đất, người đánh không lại hắn, đừng chính mình tìm chết à? Mặt khác vài tên chiến sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Trần Húc cùng tiểu mẫn hiện tại đã bảo đảm trên tinh thần liên hệ mới nhìn đến cái kia hết thảy. Nghe Trần Húc nói thoáng một phát, Lang Nha lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi chính là thôi miên ảo cảnh, hắn vốn là nhìn nhìn trên cánh tay trước khi bị cắn mất một khối thịt vị trí, ha ha cười nói, ngoan nghe lời cực kỳ khủng khiếp à. Cái này thôi miên thật sự thực quá thật, khó trách mấy tên kia hội đi vào khuôn khổ. Ai, ta mới vừa rồi là muốn à, hắn là quỷ, ta là người, cho nên ta đánh không đến hắn, nhưng hắn đã giết chiến hữu của ta, thù này không thể không báo. Dù là ta biến thành quỷ cũng muốn báo thù à cho nên dứt khoát, ta tự tự sát, ta nghĩ tới ta biến thành quỷ tổng có thể đánh nhau đến ngươi rồi. Trần Húc im lặng, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì lang nha hội không sợ những cái kia bị thân thủ của hắn giết người chết. Thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, trong lòng có chính khí, chu ta không được xâm, cùng, lang nha bọn họ là quốc gia tinh nhuệ chiến sĩ, bọn hắn giết người, không có chỗ nào mà không phải là trừng phạt đúng tội. Mặt đối với những người này thời điểm, bọn hắn trong nội tâm không thẹn, dùng lang nha mà nói. Ngươi còn sống ta còn không sợ, ngươi chết ta há sợ ngươi sao? Cùng lắm thì tất cả mọi người biến thành quỷ, ta đồng dạng đánh ngươi cái mặt mũi tràn đầy hoa đào sung phong liều chết xuống mãnh tướng sát khí đủ, tiểu quỷ không dám cận thân. Đường Thái Tông Lý Thế Dân trong nội cung có quỷ hồn quấy phá lúc, lúc ấy đường chiều lưỡng viên mãnh tướng. Tần Quỳnh cùng uất chỉ cung cái này lưỡng viên đại tướng toàn thân áo giáp. Canh giữ ở cửa ra vào, từ nay về sau chu tà không phạm. Mà hai người này bức họa dán trên cửa cũng là. Cái này là Trung Quốc trong truyền thuyết môn thần, không phải cái gì ông hầm ông hừ, mà là sơ đường lưỡng viên đại tướng Tần Quỳnh Tần thúc bảo cùng uất chỉ cung ý chỉ kính đức. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Làng nhà bọn người cũng cùng sơ đường hai vị mãnh tướng, trong nội tâm hạo nhiên tránh khí trường tồn. Cái kia tiểu quỷ tự nhiên là nghiêm nghị không sợ, trải qua thẩm vấn, bác cùng Yamada đại huy đều đến từ chính 12 múi kim cây hoa cúc châu U căn cứ, cái trụ sở này tại bồ đào nha cảnh nội một chỗ hải cảng, là 12 mũi kim cây hoa cúc tại châu U một cái cỡ lớn căn cứ. Hơn nữa Yamada Đại Huy còn khai ra, như vậy căn cứ tại Phần Lan, Italy có tất cả một cái, về phần địa phương khác căn cứ vị trí cụ thể ở đâu, hắn cũng không rõ ràng rồi. Bất quá truyền miệng, 12 mũi kim cây hoa cúc có được 10 cái lớn như vậy hình căn cứ. Lượt ma bư á phi Mỹ tứ đại lục, mặt khác mấy cái căn cứ tuy nhiên không rõ ràng lắm vị trí cụ thể. Nhưng là tại châu Phi căn cứ phân biệt tại Tây Phi Angola cùng Liberia. Á à, Châu căn cứ tại Myanmar cùng với Kuwait, Châu Mỹ căn cứ một cái tới gần Mexico, một cái tại Alaska, còn có một tại Colombia. Cái này 10 cái cơ sở địa chính giữa, đã ẩn tàng 12 múi kim cây hoa quốc toàn bộ lực lượng, đến cho bọn hắn tổng bộ, không biết ở nơi nào, bất quá ngược lại là có nói Pháp nói 12 múi kim cây hoa quốc tổng bộ cùng Liên Hiệp Quốc đồng dạng thiết lập tại Geneva. Vậy thì không sao cả rồi, bởi vì làm làm một cái tổ chức sát thủ, bọn hắn đáng sợ nhất ngay tại ở người của bọn hắn những người này đều là tinh thông các loại ám sát thủ đoạn sát thủ. Nếu như đã không có những này sát thủ còn có những này căn cứ. Bas cùng Yamada đại huy đều khai báo, bọn hắn đã thấy căn cứ, cơ hồ so sánh một cái tiểu nhân quốc gia súng ống đạn được kho rồi. Trừ phi máy bay xe tăng, trên cơ bản cái gì hỏa lực đều có. Mà ở so sánh hỗn loạn châu Phi, Colombia, Myanmar những độc phẩm này kim cương khu vực, bọn hắn liền xe tăng đều có. Ngẫm lại xem, đã mất đi những này căn cứ, đã mất đi bọn hắn vất vả bồi dưỡng sát thủ, 12 mũi kim cây hoa cúc còn trông cậy vào cái gì đến ám sát Trần Húc. Hơn nữa, lần này Trần Húc thật sự rất tức giận điên rồi. Dựa vào à, có hết hay không rồi, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Ta cũng không biết ngươi là ai, ta không có giết cả nhà ngươi cưỡng gian mẹ ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp nghĩ đến đem ta trực tiếp cạo chết. Trải qua liên tiếp rất nhiều sự kiện Trần Húc, đã không còn là cái kia không quả quyết thái điều rồi, hắn biết rõ cái thế giới này ngươi bất tử như vậy nhất định cần phải hắn chết trước, cả hai chỉ có thể có một phương cùng tồn tại. Cho nên hiện tại, Trần Húc căn bản cũng không có ý định lưu thủ. Hắn muốn dùng chỉ mình hết thảy biện pháp, bình định cái này 12 múi kim cây hoa quốc tổ chức. Kế tiếp một tuần lễ, đợt thứ ba sát thủ cũng bị bắt được. Có lẽ là trước hai tốp sát thủ toàn bộ đều ra ngoài ý muốn lại để cho cây hoa quốc đảng nhóm, đám bọn họ phi thường giật mình, đợt thứ ba bọn hắn không còn là nguyên một đám phái người, mà là trực tiếp phái một chi tiểu đội tổng cộng 7 tên theo toàn bộ thế giới căn cứ điều tới tinh anh sát thủ tới giết Trần Húc. Mà những người này lại lại một lần nữa xa lưới rồi, bất quá cũng không thoải mái, những này sát thủ tố chất thật tốt quá, hơn nữa phân giấu ở bất đồng địa phương, tuy nhiên cuối cùng nhất cầm xuống bọn hắn, nhưng là chỉ bắt được 5 cái người sống, mặt khác hai tên ra hỏa đều tại hỗn chiến chính giữa bị súng bắn tỉa đánh gục rồi. Mà Trần Húc bên này cũng có người bị thương, nhưng khá tốt, không có người tử vong. 12 múi kim cây hoa cúc rốt cuộc bị làm cho hôn mê đầu, thứ tư sóng sát thủ suốt 30 người. Theo Myanmar điều tới một đội bộ đội đặc trùng, cái kia nhưng đều là cướp đoạt thuốc phiện, cả ngày tại mưa bom bão đạn chúng qua sống. Bất quá cái này đoàn người còn không có tiến vào Hòa Hải City, cũng đã bị đã sớm nhận được tuyến báo Trung Quốc mấy đại bộ đội đặc trùng liên hợp chặn được rồi, một vòng kịch chiến sau này khi chàng đánh gục hơn phân nửa, chỉ bắt được 9 cái người sống. Nhưng theo những người này trong miệng, Trần Húc đã hoàn toàn nắm giữ 12 múi kim cây hoa quốc thập đại căn cứ vị trí cụ thể kế tiếp, muốn chơi cái đại được rồi. Ngươi muốn vật này làm gì vậy? Làng nhà đưa cho Trần Húc một bộ quân Mỹ con số hóa trang bị, kỳ quái hỏi. Bộ này trang bị là hiện tại nước Mỹ báo biển bộ đội đặc trùng tiêu chuẩn trang bị, nội phủ toàn bộ thế giới GPS định vị hệ thống, hơn nữa liên tiếp, kết nối nhập nước Mỹ quân dụng vệ tinh cùng bên trong mạng lưới. Thông qua bộ này trang bị, một gã quân Mỹ binh sĩ vô luận ở địa cầu địa phương nào, đều có thể cùng lầu năm góc tiến hành liên hệ, Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể ghi rõ chỗ ở của mình vị trí, trực tiếp tiếp thu thưởng cấp mệnh lệnh chờ chờ. Trần Húc hơi hợt nở nụ cười thoáng một phát, nghĩ thầm, đương nhiên là có chút dùng, muốn diệt trừ 12 múi kim cây hoa cúc, bằng ta một người lực lượng sao được. Đây là tự nhiên, muốn nhờ thoáng một phát những người khác lực lượng. Mà cái thế giới này lực lượng quân sự cường đại nhất chính là ai, không thể nghi ngờ. Những lời này hắn không có nói cho Lang Nha, trên thực tế tại đạt được bộ này trang bị về sau. Trần Húc tự đem tự mình một người quan vào phòng chính giữa. Đúng vậy, hắn muốn lợi dụng bộ này trang bị bên trong mạng lưới, xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống, mệnh lệnh quân Mỹ giúp mình diệt trừ 12 mối kim cây hoa cúc. Hơn nữa, cũng chỉ có nước Mỹ quân đội có thực lực này. Ai bảo bọn hắn tại trong phạm vi toàn thế giới đều có đóng quân đâu này? Trần Húc không có nói cho Lang nha nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì sợ Lang nha hội phản đối. Phải biết rằng, tự tiện thông qua hacker thủ đoạn xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống tiếp theo mệnh lệnh nước Mỹ quân đội chấp hành quân sự hành động, đây là một cái nhiều chuyện đại sự. Cái này chẳng khác nào là ở phi pháp hành xử nước Mỹ Tổng thống quyền lợi. Một lần Trần Húc dùng SMS danh nghĩa xâm lấn nước Mỹ không trong hệ thống chỉ huy, nhưng hắn gần kề chỉ là đã tiến hành một hồi xâm lấn mà thôi, cũng không có làm xảy ra chuyện gì, tại ít tổ chức áp chế xuống, chuyện này không giải quyết được gì. Mà trên thực tế, đừng nói Trần Húc thật sự làm cái gì, cho dù hắn chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ tùy tiện xâm lấn thoáng một phát chơi đùa, điều này cũng làm cho chẳng khác gì là phạm vào nước mỹ tối kỵ chẳng khác gì là hướng nước mỹ tuyên chiến tưởng tượng một chút đi nước mỹ con số hóa quân đội khống chế như thế hoàn thiện đồng thời cũng tự cho đám hacker cơ hội đương nhiên hacker là không có năng lực xâm lấn nước mỹ quân đội hệ thống chỉ huy đấy nhưng là vạn nhất có người thật sự xâm lấn rồi gây xích mích nước mỹ quân đội đi tập kích quốc gia khác biết được mang đến kết quả gì transformer tập một chính giữa decepticon nhóm đám bọn họ lợi dụng xong binh ốc DNA thức virus xâm lấn nước Mỹ quân đội máy tính, làm cho vệ tinh mạng lưới gián đoạn. Lúc kia lầu năm góc là một loại gì thái độ, Thái Bình Dương hạm đội toàn thể xuất động, đạn đạo nhắm trúng nước Mỹ, Russia, Triều Tiên những khả năng này hung thủ, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tuy nhiên đây chẳng qua là điện ảnh, nhưng là ai cũng biết, Transformer cái này bộ tuyệt đối có thể hùng lượt toàn bộ thế giới siêu cấp đặc hiệu động tác mảng lớn chính giữa, nước Mỹ quân đội ra bao nhiêu khí lực phải biết rằng Transformer chính giữa xuất động bao nhiêu máy bay ném bom. Đệ nhất bộ coi như hàm xúc, bộ hai quả thực tựu là trần trụi tuyên truyền nước Mỹ lực lượng quân sự rồi. Cái này bộ điện ảnh chính giữa làm sao có thể không có nước Mỹ quân đội bày mưu đặt kế. Quân đội, nước Mỹ không tiếc ngang nhiên phát phát động chiến tranh đến phản kích. Cái này là Transformer chính giữa biểu đạt đi ra một cái ý tứ. Mà ở sự thật chính giữa, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng phát sinh, dùng trần hút tư tưởng hắn muốn đồng thời điều động nước Mỹ tại U Á không phải cùng với Nam Mỹ công nghệ cao binh chủng lập tức phá hủy 12 múi kim cây hoa cúc thập đại trụ sở huấn luyện. Như thế nào phá hủy? Cái kia tự nhiên là trực tiếp xuất động không quân tiến hành một phen thảm thức oanh tạc, tốc chiến tốc thắng. Như vậy, Trần Húc sẽ không sợ nước Mỹ quân đội kế tiếp thảm trọng trả thù. Hôm nay Trần Húc đã cũng không phải một cái thái điều rồi, chuyện lớn như vậy. Hắn không có khả năng dậm dạp đụng đụng tựu đi làm, trước đó Trần Húc đã cân nhắc phi thường rõ ràng hắn đã tìm được ích tổ chức, căn cứ lý bác sĩ theo như lời đấy. SPO là từ ích tổ chức chính giữa phân liệt đi ra ngoài, mục đích đúng là muốn cùng ích tổ chức tiến hành chống lại. Mặc kệ SPO cùng 12 múi kim cây hoa cúc sau lưng lão đại đến cùng phải hay không rót chai gia tộc. Đơn theo bọn hắn đối lập lẫn nhau cái này góc độ nhìn lại, ích tổ chức nhất định sẽ không thích đối phương. Quả nhiên, đem làm Trần Húc dùng SMMS danh nghĩa đã tìm được ích tổ chức người liên hệ, đi thẳng vào vấn đề tự nói, 12 mũi kim cây hoa cúc đã phái tới 4 sóng sát thủ tới giết học sinh của ta. Đây là đối với ta công nhiên khiêu khích, bản người không thể dễ dàng tha thứ như vậy tổ chức tồn tại. Nhất định phải áp dụng một ít hành động. Khi thấy SMMS những lời này thời điểm ích tổ chức một đám người đều cảm thấy có chút chóng mặt, bọn hắn hận không thể tập thể bóp chết SPO cùng với 12 múi kim cây hoa cúc sau lưng chính là cái kia thần bí tập đoàn người phụ trách. Thời khắc mấu chốt à, đối với ích tổ chức mà nói, hiện tại bọn hắn hạng nhất nghiên cứu vừa vặn tiến nhập mấu chốt nhất bình cảnh kỳ. Đột phá thượng đế cấm khu, cái này đương nhiên là căn cứ thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa nghiên cứu tư liệu tiến hành, mà trên thực tế, đột phá thượng đế cấm khu cũng vốn chính là ít tổ chức một mực tại cố gắng mục tiêu. Cho dù không có vị này SMMS, bọn hắn muốn nghiên cứu đến một bước này, cũng không quá đáng cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Nhưng là, nhân chi thường tình tựu là, nếu như đã có vượt lên đầu người, hơn nữa cái kia vượt lên đầu người còn chưa không nhỏ khí, hắn không ngại cùng ngươi tiến hành hợp tác, chỉ cần đạt được tư liệu của hắn, như vậy đối với mình mà nói tự tương đương với tiết kiệm 3 năm 5 năm thậm chí càng dài nghiên cứu thời gian. Như vậy, bọn hắn còn có thể hoàn toàn tốn hao tâm tư một cái kính mình ở trong hắc ám lục loại sao. Cho nên, hiện tại ích tổ chức đã hoàn toàn đã rơi vào trần hút cái bẫy. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa rất nhiều hạng mục đích nghiên cứu thành quả, có thể nói cơ hồ mỗi hạng nhất đều là đủ để cải biến thế giới tiến trình đấy. Có giá trị như vậy nghiên cứu, đừng nói là những cái kia đã si mê nhà khoa học rồi, coi như là ích tổ chức sau lưng mấy đại tập đoàn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Cho nên, hiện tại ích tổ chức đã không cách nào ly khai vị kia SMMS rồi. Thượng đế cấm khu chỉ đúng là nhân loại đại não chính giữa cái kia 90% không bị khai phát khu vực, trong truyền thuyết Einstein chỗ đạt đến siêu nhân 20% mà người bình thường phổ biến dưới tình huống cũng chỉ có 10%, có vượt qua 70% đã ngoài tế bào não là ở hoàn toàn ngủ say chính giữa. X tổ chức hiện tại nghiên cứu phương hướng tự là, sơ bộ mở ra thượng đế cấm khu, tỉnh lại ngủ say tế bào não, mà hôm nay nghiên cứu của bọn hắn đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần đột phá bình cảnh, như vậy bọn hắn tự có nắm chắc đem thí nghiệm người não vực nhiều khai phát ra 2% đến 3%. Đừng xem thường cái số này, đối với người bình thường mà nói, đại não khai phát nhiều ra 2%. Chẳng khác nào bọn hắn có thể sử dụng tế bào não gia tăng lên 20%. Khả năng tính toán, trí nhớ năng lực, suy nghĩ năng lực. Đều đề cao lớn, đây quả thực là vượt thời đại đấy. So sánh dưới, pro chỗ nghiên cứu thông minh dược căn bản là không tại một cái cấp bậc. Lúc này thời điểm, SMMS đột nhiên nói cho bọn hắn biết, đồ đệ của mình bị khi phụ sỉ nhục rồi. Hắn phải giúp đồ đệ suốt đầu. Thiên, người nào không biết vị gia này tính cách cùng với xuất đầu phương thức. Lần trước hacker tập kích Trung Quốc đại lục mạng lưới, làm cho Thượng Hải thành phố mất điện, kết quả vị gia này trực tiếp tựu xâm lấn nước Mỹ không quân hệ thống chỉ huy, còn cạo chết nhiều như vậy. Hiện tại, đại đồ đệ của hắn thẳng tiếp thụ lấy tử vong uy hiếp. Vậy hắn có thể làm ra đến sự tình gì? Hết lần này tới lần khác cái lúc này, ít người của tổ chức có cầu ở hắn. Ít người của tổ chức rốt cục nơm nớp lo sợ hỏi, xin hỏi ngài muốn thế nào? đem kim cây hoa cúc triệt để diệt trừ, ta không thể lưu lại bất cứ uy hiếp gì đến học trò ta cùng với sự hiện hữu của ta. Bọn hắn sát thủ mục tiêu chủ yếu còn tại ở ta. Học sinh của ta chỉ là tại thay ta bị tội, diệt trừ 12 múi kim cây hoa cúc, ý nghĩ này ít người của tổ chức thật đúng là hai tay hai chân đồng ý. Bởi vì 10 năm này, ít tổ chức không còn có tại 30 tên cao cấp nhà khoa học bởi vì đang ở ít tổ chức thân phận bạo lộ mà bị 12 múi kim cây hoa cúc sát thủ sát hại. Diệt trừ cây hoa cúc đảng, vì đồng bạn báo thù nhưng lại có thể bảo hộ an toàn của mình, thuận tiện còn có thể đánh nhau kích địch nhân lực lượng. Như vậy một công ba việc sự tình làm sao có thể sẽ có người phản đối. Nhưng vấn đề là, như thế nào bỏ, 12 múi kim cây hoa cúc mặc dù chỉ là một cái tư nhân tính chất tổ chức sát thủ, bọn hắn không hề giống những tổ chức sát thủ khác như vậy công khai tiếp nhận ủy thác, có tiền có thể sai khiến nhóm, đám bọn họ. Nhưng là bọn hắn cái này tổ chức sát thủ thanh danh đã rất vang lên. FBI hồ sơ chính giữa nhớ tại trên người bọn họ huyết án thì có trọn vẹn một cái ngân tủ. Nhưng là cái này cái tổ chức thức sự quá quỷ dị, sát thủ bị nắm, chộp bắt về sau trước tiên sẽ tự sát. Cho dù trước tiên không tự sát, kế tiếp tại thụ hình thời điểm cũng sẽ chết. Cha tấn phát triển đến năm gần đây mới bắt đầu chủ công tinh thần. Trước khi đều dựa vào thân thể cực hình, mà 12 múi kim cây hoa cúc phạm vi hoạt động rất nhỏ, căn bản không có cái gì đầu mối. Cho nên đối với cái này cái tổ chức, mặc dù có rất nhiều người hận bọn hắn hận nghiến răng ngứa. Có thể một mực không cách nào không biết làm sao bọn hắn. Dám nói mình muốn diệt trừ 12 mũi kim cây hoa cúc. Xin hỏi, ngài đã có đối phó 12 múi kim cây hoa cúc phương pháp sao? Nói thật cái này cái tổ chức cũng cho chúng ta đã mang đến rất lớn uy hiếp, chúng ta cũng rất muốn diệt trừ bọn hắn. Nhưng là bọn hắn rất thần bí, chúng ta căn bản tìm không thấy chỗ ở của bọn hắn địa phương. Cái này không có vấn đề, bọn hắn mấy cái căn cứ chỗ vị trí cụ thể ta đã đã biết. Hơn nữa cũng điều tra đã qua, tin tức tin cậy. Cái gọi là điều tra, tự nhiên là Trần Húc sử dụng quân dụng vệ tinh đến tiến hành dò xét rồi, hơn nữa theo những tù binh này não ở bên trong lấy được tư liệu, tuyệt đối an toàn tin cậy. Ngài đã biết rõ chỗ ở của bọn hắn, gần kề chỉ là chỗ địa mà thôi, còn không có có bọn hắn tổng bộ cụ thể địa chỉ. Nhưng diệt trừ những cái kia sát thủ, lưu bọn hắn một cái tổng bộ cũng cũng đã không sao cả rồi. Ít người của tổ chức đại hỷ, đúng vậy, một cái tổ chức sát thủ, đem trụ sở của bọn hắn cho bưng, chẳng khác nào giải quyết bọn hắn tuyệt đại bộ phận nanh vuốt. Không có chảo lão hổ còn có thể có năng lực gì. Vì vậy ít người của tổ chức kích động hồi phục, xin hỏi có cái gì cần chúng ta hỗ trợ đấy sao? Chúng ta mặc dù chỉ là một đám tay trói gà không chặt nghiên cứu viên, nhưng là thỉnh tin tưởng chúng ta ít tổ chức năng lực, tại nhất định được trình độ lên, chúng ta thậm chí có thể điều động nước Mỹ quân đội. Đợi tựu là các ngươi những lời này à? Trần Húc ha ha cười, tại trên bàn phím dẹp đường, như vậy rất tốt, kế hoạch của ta phải. Chứng kiến SMMS phát tới tin tức, ít tổ chức tất cả mọi người điên rồi. Cái tên điên này, hắn làm như vậy hậu quả ít thua kém khơi màu lần thứ ba thế chiến. Căn cứ phán đoán của ta, hành động lần này khơi màu toàn bộ thế giới chiến tranh khả năng cơ hồ là không. Trần Húc tại trên bàn phím dẹp đường, ta tìm các ngươi cũng không phải tại cùng các ngươi thương lược, mà là cùng các ngươi thông chi, ta tuy nhiên chán ghét phiền toái nhưng là chưa bao giờ sợ phiền toái. Hơn nữa chuyện này vốn đối với các ngươi, đối với nước Mỹ chính phủ mà nói đều là có lợi đấy. Ta hiện tại thông chi quý phương mục đích, chỉ là hy vọng quý mới có thể đủ hết sức tiêu trừ chuyện này khả năng mang đến hiểu lầm cùng ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như nước Mỹ chính phủ cố ý muốn truy cứu, bản thân và tương ứng tổ chức cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. SMMS tiên sinh, chuyện này phải chăng có thể thương lượng. Ít người của tổ chức đau khổ cầu khẩn, dù sao ngài cách làm như vậy cơ hồ là công khai cùng nước mỹ chính phủ là địch rồi ngài phải biết rằng nước mỹ là cái phi thường tốt mặt mũi quốc gia tuy nhiên chúng ta tại nước mỹ chính đàn có tương đương lực ảnh hưởng nhưng là sự tình này dù sao quá lớn liên lụy quá nhiều hy vọng ngài có thể đem chuyện này giao cho chúng ta tới giải quyết cam đoan có thể làm cho ngài thỏa mãn ta đã không cách nào nữa đã chờ đợi học sinh của ta bởi vì ta mà bị nhiều lần ám sát nếu như không là vì hắn còn có chút bổn sự đã sớm chết rồi hơn nữa ta cũng không lo lắng ta làm như vậy hội mang đến cái gì hậu quả. Nếu như nước Mỹ chính phủ cố ý muốn thể hiện ra bọn hắn thiên hạ bá quyền phong phạc, như vậy ta cũng có lễ vật đưa cho bọn họ. San Francisco phía Đông Thái Bình Dương ngọn nguồn vòng tròn mang lên, đó là ta chế tạo một ít tiểu món đồ chơi, nó bạo tạc lực tuy nhiên không lớn, nhưng lại có thể sinh ra rất mạnh tần suất chấn động, thậm chí có thể xâm nhập lòng đất 100 km, ta rất chờ mong cái này tiểu món đồ chơi có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Chứng kiến những lời này, một ít người còn chưa hiểu có ý tứ gì, nhưng ít tổ chức chính giữa vật lý, nhà địa lý học cũng đã kinh kêu lên. San Francisco phía đông Thái Bình Dương phụ cận, đây chính là nước Mỹ nhất nhiều lần giải địa chấn. Nước Mỹ đời trước kỷ lớn nhất hai lần động đất đều tại San Francisco. Một lần là 1906 năm 8, 6 cấp, một lần là 1989 năm 6, 9 cấp, đối phương ý tứ rất rõ ràng, nếu như nước Mỹ quân đội dám triển khai trả thù như vậy hắn sẽ kiếp nổ một loại quả bom mà loại này quả bom tác dụng. Tự là dùng năng lượng cường đại cùng tần suất kích hoạt giải địa chấn vỏ quả đất vận động, do đó tạo thành đáng sợ thiên tai. Địa chấn, hơn nữa không riêng gì địa chấn, nương theo mà đến khẳng định còn có cường đại biển gầm. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đấy. Cái lúc này không có người hội hoài nghi SMMS. Trên thực tế hôm nay các quốc gia quân sự các chuyên gia cũng cũng sớm đã đem ánh mắt đặt ở giải địa chấn bên trên. Tứ lạng bà thiên cân thiên nhiên lực lượng là vô cùng khủng bố, có đôi khi chỉ cần ở sau lưng thoáng làm thoáng một phát thôi độc là có thể khiến cho liên tiếp phản ứng dây chuyền. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, căn cứ bỏ niêm phong một ít hồ sơ biết được, mấy năm trước nước Mỹ đối với Trung Quốc chiến thuật tư tưởng tự đảo ngược chuyển trực tiếp chiến tranh. Đẹp như vậy quốc đạn đạo cái thứ nhất oanh tạc không phải Thiên An Môn, cũng không phải Trung Nam Hải, mà là ba hạp đập lớn, đông dạng, không nói Trung Quốc, tự nói trước khi viết Soviet người khẩu hiệu cũng thế, ta mặc kệ ngươi nước Mỹ hướng Soviet lãnh thổ ném bao nhiêu quả đạn đạo. Chúng ta chỉ cần ném một khỏa là được rồi. Chuyên tạc San Francisco, đương nhiên, một khỏa bình thường đạn đạo chưa hẳn là có thể khiến cho cường đại vỏ quả đất vận động. Nhưng là loại này tử huyệt đã sớm bị hiện tại các khoa học gia phá được rồi. Cho nên nói, một khi xuất hiện lần thứ ba thế chiến, như vậy tựu đại biểu nhân loại triệt để game over rồi, dù là tất cả mọi người không cần đạn hạt nhân lẫn nhau tầm đó đối với đối phương quốc gia giải địa chấn dùng sức oanh, cái kia địa cầu muốn lại tiến hành một lần toàn bộ phạm vi vỏ quả đất vận động rồi. Không chỉ nói nước Mỹ có cái gì con mẹ nó hoặc là NMD các loại, vật kia đã khởi trận chiến đến cùng củi mục không sai biệt lắm. Hiện tại trong Mỹ các quốc gia đều đã có được phá hủy vệ tinh năng lực, thực đánh chuyện thứ nhất trước ok các người vệ tinh, tất cả mọi người là mù loa. Nhưng Trung Quốc đạn đạo binh không tá trợ bất luận cái gì công nghệ cao định vị chương trình, tự thông qua tay động nhắm chúng, có thể đem đạn đạo theo Tây An đánh tới Washington đi. Sai số không cao hơn 2.000 km, cái kia giải địa chấn là bao nhiêu, tùy tiện dầm dầm địa cầu cũng xong rồi à. Cho nên, loại thủ đoạn này quá mức ác độc, đến nỗi ở hiện tại truyền thông nhóm, đám bọn họ cũng không dám đưa ra loại này luận điệu, mà là đem phản chiến chú ý lực đặt ở đạn hạt nhân bên trên. Bất quá, SMMS nói hắn sắp đặt một ít tiểu chút chít là có thể tạo thành vỏ quả đất biến tạc đều chưa hẳn có thể thành công đó a à hắn sao có thể làm được hay sao? Còn có, hắn là như thế nào có thể đem vật kia đặt ở Thái Bình Dương cuối cùng hay sao? Nhưng là không người nào dám hoài nghi, bởi vì vì bọn họ căn bản đánh bạc không dậy nổi. Cái kia SMMS căn bản chính là một người điên. Người có thể cùng hắn giảng đạo lý. Được rồi, cho dù hắn là tại thổi, nhưng hắn cũng có thổi vốn liếng à. Một cái tiểu thí hài đã chạy tới nói ta làm cái pháo đốt có thể đem địa cầu cả cái lỗ thủng ngươi có thể đem làm hắn là cái ngu ngốc, nhưng như vậy một cái đáng sợ tồn tại nói lời này ngươi còn dám tùy tiện tự nói hắn khoác lát sao. Ít người của tổ chức hít sâu một hơi, thảo luận thật lâu, bọn hắn mới cảm thấy có một số việc không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngài là tại uy hiếp chúng ta, những lời này cũng có thể thấy được, bọn hắn nhẫn nại cũng đã đạt đến nhất định được trình độ. Dù sao cái kia khiến cho địa chấn đổ vật đến cùng có tồn tại hay không, ai cũng không biết, đã có thể cùng trước khi SMMS thuận miệng nói một câu vệ tinh vũ khí, thì đem bọn hắn cho dọa sợ, về sau ngẫm lại, cái này thật sự chính là rất yếu trí biểu hiện. Hiện tại hắn thuận miệng lại một câu lời nói xuông, chẳng lẽ nói tiếp tục bị hắn hù đến. Dù sao điều động nước Mỹ quân đội cũng không phải là cái gì việc nhỏ. ích tổ chức có ý tứ là muốn tại thích hợp thời điểm biểu hiện một chút chính mình cường ngạnh thái độ, bởi vì hiện tại bọn hắn cảm giác mình tại tạo thần kế hoạch bên trên đã lấy được tương đương tiến triển, tối thiểu có tư cách cùng đối phương tiến hành hợp tác, mà không phải một mặt phục tùng. Bọn hắn ngược lại là cũng không muốn hiện tại tiểu cùng SMMS triệt để vạch mặt, bởi vì còn có như bây giờ hội sở chỉ là vì cho mình kiếm chụp tới chỗ tốt mà thôi. Nhưng Trần Húc nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn phức tạp như vậy nghĩ cách? Hắn rất dứt khoát đáp lại nói là Quý Phương có thể đem những lời này coi như là bản thân uy hiếp. Hoặc là các ngươi cho rằng ta không có thực lực này. Nói thực ra Trần Húc chứng kiến bọn hắn cái này hỏi lại tiểu hơi tức giận, lão hổ không phát huy các ngươi thật đúng là đem làm lão tử là con mèo bệnh rồi hả? ta tại uy hiếp các ngươi. Ha ha, vậy hãy để cho các ngươi nhìn xem, ta có uy hiếp hay không thực lực của các ngươi. Trần Húc trực tiếp phát một phần văn bản tài liệu đi qua, văn bản tài liệu tên tựu là năng lượng cao định hướng overclocking, siêu tần vỏ quả đất quả boom bản vẽ thiết kế. Phần này bản vẽ, tựu là Trần Húc trước khi theo như lời, có thể kíp nổ làm cho vỏ quả đất vận động, do đó sinh ra địa chấn đổ vật rồi. Đương nhiên, bản vẽ chính giữa, rất nhiều mấu chốt số liệu đều bị hắn cho đã ẩn tàng, chuyên gia xem phần này bản vẽ tuyệt đối có thể xem minh bạch đây là cái thứ gì, nhưng muốn phỏng chế. Hắc hắc, căn bản không có khả năng, bởi vì này loại quả bom mấu chốt nhất đúng là tại overclocking, siêu tần, hai chữ, là lợi dụng cộng hưởng nguyên lý tứ lạng bà thiên cân, cái này một khối nội dung bị Trần Húc xóa đi về sau, cho dù bọn hắn dựa theo bản vẽ bên trên liều ra thứ đồ vật nguyên hình, nhưng này cũng chính là một cái bình thường mô hình mà thôi. Hơn nữa, Trần Húc cũng biết, nhằm vào vỏ quả đất công kích phương thức có rất nhiều, hiện tại những cái kia quân sự cường quốc đã sớm nắm giữ mặc kệ phương pháp rốt cuộc là vụng về hay vẫn là tiên tiến nói ngắn lại có thể đạt tới mục đích là được rồi hắn vật này cũng không có gì rất cao giá trị bản thân và bản thân chỗ tổ chức nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân chế tạo rất nhiều đáng sợ vũ khí nhưng căn cứ bảo chỉ thế giới hòa bình nguyên tắc một mực không có đem những này phát minh công bố tại chúng không chút khách khí mà nói cho dù nước mỹ quân đội khoa học kỹ thuật so về chúng ta cũng có nhất định được tranh lệch xem ra là chúng ta sai rồi một cái không có vũ lực bảo đảm tổ chức nói chuyện lên đến đều không có gì phân lược, mà chúng ta cũng nhất định phải giấu ở trong hắc ám. Lần này sự kiện về sau, tệ phương cần tăng cường cái này một khối phát triển cùng lực lượng vũ trang. Những lời này thật sự sẽ đem ít người của tổ chức dọa cái hồn phi phách tán. Chỉ xem cái này bản vẽ, ít tổ chức vũ khí các chuyên gia cơ hồ lập tức tự hiểu rõ đến, đối phương tuyệt đối không phải tại thuận miệng khoe khoang, mà là bọn hắn thật sự có thực lực này. Loại này lợi dụng overclocking, siêu tần cộng hưởng trực tiếp khiến cho vỏ quả đất đều có thể thẳng tiếp chịu ảnh hưởng quả bum tự bề ngoài hiện ra bọn hắn tại từng cái phương diện thực lực cường đại. Như vậy, lúc trước hắn theo như lời vệ tinh vũ khí. Chỉ sợ cũng là thực sự chuyện lạ, đây chính là trần trụi căn cứ chính xác theo à, mà lúc này đây trần húc mình cũng sừng sốt, vừa rồi trần húc thật là tức giận điên rồi, đánh ra đoạn văn này tuy nhiên không thể nói không để ý tới trí, nhưng là đích thật là đem chính mình hoàn toàn thay vào đến SMMS cái này nhân vật chính giữa sau nói ra được. Mà lúc này đây Trần Húc tự phát hiện mình nói quả nhiên là rất có đạo lý đấy. Nếu như, nếu như SMMS là đã có được một phương vĩ nghiệp bá giả, thủ hạ có tinh binh cường tướng, vậy hắn còn dùng được lấy giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh sao? Nếu như nói vũ trụ chính giữa thật đúng treo rồi phá hủy tương đương với một cái triều tiên bán đảo lớn nhỏ lãnh thổ, vậy hắn Trần Húc cho dù đang tại thế giới mặt hô to, ta chính là SMMS, ai lại dám động hắn. Nhưng Trần Húc kế tiếp tự tự diễu nở nụ cười, được bao nhiêu nhân lực vật lực, đây không phải cầm cái bản vẽ có thể tùy tùy tiện tiện ok đấy. Hơn nữa hay vẫn là một cái vệ tinh vũ khí, Trần Húc có tiền, dùng hắn hiện tại gia sản làm cái vệ tinh không phải việc khó gì, nhưng là tìm ai để làm. Có một số việc, không thể muốn quá mức ngây thơ à. Nhưng là, Trần Húc cũng hiểu được, mình bây giờ là có lẽ hảo hảo vì tương lai kế hoạch ý định một chút. Nói thực ra, loại này trốn trốn tránh tránh thời gian, hắn qua có chút mệt mỏi. Bất quá lúc này đây, Trần Húc coi như là vận khí, ít tổ chức đang nhìn loại này overclocking, siêu tần, vỏ quả đất quả buông về sau, rốt cuộc cải biến chủ ý. Tối thiểu bọn hắn biết rõ SMMS cũng không phải tại tùy tiện lừa gạt bọn hắn, mà thật sự có thực lực này. Như vậy kế tiếp, chính là muốn xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống, hạ đạt ra lệnh. 2007 năm tháng 12 ngày 28 cái này lễ Noel vừa qua khỏi, Tết Nguyên đán chưa đến thời gian, nhất định được ghi vào đến sử sách chính giữa rồi. Đương nhiên, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói, ngày hôm nay không có gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng là đối với thế giới tất cả đại quốc quân đội cùng với đám hacker mà nói, ngày hôm nay ý nghĩa tựu không thể tầm thường so sánh rồi. Đám hacker đem ngày hôm nay coi là thần tích ngày, ý nghĩa nghĩa tương đương với quốc gia phương Tây lễ Noel. Mà nước Mỹ quân đội đem hắn nhìn tới lấy làm hổ thẹn nhục ngày, nhưng lại cũng đành chịu đem ngày hôm nay xưng là là một người thần tích. Bởi vì vào ngày này về sau, tự xưng là vì thế giới đỉnh phong khoa học kỹ thuật nước Mỹ quân đội, bất đắc dĩ bắt đầu dùng đã sớm vứt đi nhiều năm đương nhiên, rất nhiều đám hacker đều là tại rất nhiều năm về sau mới biết được tin tức này, 50 năm về sau, tại chân hút 70 tuổi sinh nhật ngày đó. Lầu năm góc công bố phần này phủ đầy bụi 50 năm, bị lịch đại nước Mỹ quân nhân coi là vô cùng nhục nhã tư liệu. Nhưng là lúc kia, Mọi người đã sớm biết rõ Trần Húc cùng SMMS kỳ thật chính là một cái người, mà thôi Trần Húc ngay lúc đó địa vị, danh vọng, thế lực, đương thời lại không có bất kỳ một tổ chức cùng quốc gia có thể trêu chọc được rất tốt hắn. Lâu năm góc công bố phần này văn bản tài liệu, cũng gần kề chỉ là cho hắn truyền kỳ kiếp sống là một cái dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là, đem làm phần này tư liệu công bố về sau, vẫn có vô số người cho rằng cái này chỉ sợ là Trần Húc hacker công thủ kiếp sống chính giữa đặc sắc nhất, bá đạo nhất, cũng là kinh khủng nhất một lần rồi. Vì vậy thời điểm Trần Húc tính toán hacker phương diện xuất thủ. Bởi vì vi trên cái thế giới này đã không có đáng giá hắn ra tay đối tượng. Không có người hội hoài nghi SMMS có thể xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì hắn đã từng cũng đã làm được qua một lần. Nhưng là, không có người sẽ tin tưởng SMMS có thể thành công. Nếu như Trần Húc chỉ nói là, hắn xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống sau điều động mấy quả đạn đạo cái kia hoàn toàn chính xác hắn có thể làm được đây cũng là ít tổ chức lo lắng nhất sự tình bởi vì nước mỹ rất nhiều mặt đất đạn đạo đều là đã tại bệ bắn bên trên đáp tốt chỉ cần đính tốt vị trí đưa vào mật mã lại ấn vào xác nhận khóa đạn đạo là có thể phát bắn đi ra điểm này trên lý luận hoàn toàn là có thể thông qua hacker thủ đoạn đến giải quyết nhất là smms địa hacker tiêu chuẩn đã không cần bất luận kẻ nào đến nghi vấn nhưng phải biết rằng tại hiện tại loại này hòa bình niên đại mắc không tốt đạn đạo cũng không nhiều. Hơn nữa đạn đạo tầm bắn phi thường có hạn, uy lực cũng đồng dạng, muốn tại đây hợp cách thời điểm lập tức tổ tuyên chuyển đạn đạo đi san bằng 12 múi kim cây hoa cúc căn cứ căn bản chính là một kiện không thực tế địa sự tình. Cho dù là tại trong lúc chiến tranh, nước Mỹ chiến phủ đạn đạo cũng không dám nói là có thể đem Iraq trực tiếp cho san bằng rồi, còn cần mặt đất bộ đội phối hợp. Trần Húc muốn làm là chảm thảo trừ căn, nếu không nếu chạy mấy cái, bọn hắn sát thủ liên tục không ngừng tới vậy có chính mình bận việc địa. Thế nhưng mà hacker có năng lực tuyên truyền mặt đất bộ đội lực lượng sao? Không là hoàn toàn hạ đạt một cái mệnh lệnh tự lập tức bắt đầu công tác đấy. Nhất là chấp hành quân sự nhiệm vụ, hơn nữa hay vẫn là đại quy mô quân sự nhiệm vụ. Trần Húc có thể thông qua lầu năm góc hạ đạt một cái tiến công địa mệnh lệnh, nhưng là như thế này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh là cần phải đi qua nhiều lần nghiệm chứng. Hắn có thể thông qua những này nghiệm chứng sao? Cho dù hắn có thể xâm lấn lầu năm góc địa quân dụng mạng lưới, nhưng là hắn có thể khống chế được hết thảy mọi người sao? Cho nên khi Trần Húc nói hắn mà nghĩ pháp thời gian, ít người của tổ chức cũng nhịn không được cảm thấy, người này mất tâm điên rồi, Trần Húc không điên, hắn cũng biết chính mình không điên. Đây là duy nhất hữu hiệu đấy, lập tức phá hủy 12 múi kim cây hoa cúc cơ hội. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản địa buông tha, về phần hắn như thế nào đi làm, lúc này đây, Trần Húc thật sự muốn xuất ra mình cùng tiểu mẫn địa toàn bộ bổn sự. Thông qua nước Mỹ quân đội bên trong mạng lưới, Trần Húc bắt đầu xâm lấn, tại tiểu Mẫn dưới sự trợ giúp, Trần Húc hiện tại xâm lấn bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời. Nước Mỹ quân dụng mạng lưới tuy nhiên tương đối dân dụng muốn an toàn nhiều, nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn không có tuyệt đối an toàn. Dùng 80 năm về sau khoa học kỹ thuật ánh mắt đến xem, cái này mạng lưới chính giữa khắp nơi đều là lỗ thủng. Trần Húc phi thường nhẹ nhóm tựu đã lấy được cao cấp quyền hạn. Tại tiểu Mẫn dưới sự trợ giúp, đây hết thảy bất quá cũng chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Trần Húc cảm giác mình hiện tại kỹ thuật so Transformer đều muốn cường hãn rồi. cần kết cấu có thể mình tu bổ cùng cải biến virus, nhưng là cái loại này virus thức sự quá nhược trí, vậy mà nhẹ nhõm đã bị nước Mỹ quân đội chỗ phát hiện. Lỗ thùng, sử dụng máy vi tính lỗ thùng, cường như nước Mỹ quân đội, cũng tuyệt đối nhìn không ra Trần Húc động tay chân. Đương nhiên, nước Mỹ quân đội mạng lưới cũng tuyệt đối không có như vậy không chịu nổi, nếu như không phải tiểu mẫn quá mức vượt lên đầu, coi như là đỉnh cấp hacker, cũng tối đa tựu là xâm lấn tiến đến, mà trên cơ bản không có khả năng đi làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì nước Mỹ lầu năm góc bên trong mạng lưới chính giữa có bao nhiêu chân quý độ cao cơ mật tư liệu. Những tài liệu này đại biểu giá trị căn bản không thể dùng thế tục tiêu chuẩn đến cân nhắc rồi. Những tài liệu này tùy tiện tiết lộ ra ngoài một đinh điểm, là có thể nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cho nên tại nơi này hệ thống chính giữa có phi thường nghiêm khắc gần như tại Hà khắc lưu lượng giám sát công cụ, thậm chí còn có rất nhiều nhóm lập trình viên 24 tiếng đồng hồ tử thủ. Sở hữu tất cả tại nội bộ mạng lưới chính giữa tiến hành trao đổi tư liệu, đều phải phải đi qua đặc biệt cách, hạn chế ở đặc biệt lớn nhỏ, bằng đại hạn độ đến bảo đảm toàn bộ mạng lưới an toàn. Hacker nếu như xâm lấn, không thể tránh khỏi có thể sinh ra khác thường lưu lượng, vậy thì rất có thể bị giám sát và điều khiển cơ chế phát ra hiện. Mà một khi phát hiện lầu năm góc lọt vào xâm lấn, đẹp như vậy quốc tựu sẽ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù đối với có được tiểu mẫn Trần Húc mà nói, hiện tại hắn cũng là tại siếp DJ, một khi có một cái thao tác xuất hiện sai lầm, như vậy. Bất quá khá tốt, Trần Húc chính là loại, hắn một đường xâm lấn đến lầu năm góc thống xoái bộ, trực tiếp vượt qua phán đoán cơ chế từ cửa sau thu hoạch cao nhất quyền hạn mật mã. Sau đó, hắn làm một kiện trong tương lai mỗi lần bị người nhắc tới tựu vô cùng sùng kính công tác hắn lại để cho tiểu mẫn tiếp quản toàn bộ lầu năm góc quân đội tính toán tin tức. Cái kia cơ hồ tự là toàn bộ nước Mỹ quân đội sở hữu tất cả tính toán tin tức rồi. Nếu như là tại trong lúc chiến tranh, Trần Húc như vậy một làm, nước Mỹ sở hữu tất cả bố trí quân sự đối với hắn mà nói tự hoàn toàn đồng đẳng với trong suốt cao tầng nhắc tới chuyện này thời điểm, cũng nhịn không được là một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì trong tương lai tương đối dài một thời gian ngắn, bọn họ cũng đều biết, trừ phi là chặt đứt toàn bộ thẩm mỹ quân dụng mạng lưới mà sử dụng mặt khác thủ đoạn đến truyền đạt tin tức, nếu không, chỉ cần có cái này SMMS tại, cái kia nước Mỹ quân đội mạng lưới chẳng khác nào là người ta hậu viện. Tiểu mẫn tính toán năng lực là phi thường đáng sợ, cho dù là hiện trên địa cầu cường đại nhất siêu cấp máy vi tính toàn bộ liên hợp, tính toán năng lực cũng xa xa không sánh bằng tiểu mẫn. Nếu không, nàng thì như thế nào có thể toàn bộ tiếp thu toàn bộ nước Mỹ quân đội mạng lưới hệ thống? Sau đó làm ra thỏa đáng xử trí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, tương lai một đài bình thường máy tính thì có cường đại như vậy năng lực. Trần Húc hiện tại mới biết được, tiểu mẫn căn vốn cũng không phải là một đài bình thường máy tính, mà là một đài mini, siêu cấp sinh vật máy vi tính. Là Trần phỉ tiểu tử kia đặc thù chế tạo, đã bao hàm 80 năm sau nhất mũi nhọn, cao nhất phong khoa học kỹ thuật. 80 năm sau một đài nhất đỉnh phong siêu 80 năm sau một đài bình thường điện dân dụng não. Cái này có thể là một sự việc hiện tại, Toàn bộ nước Mỹ quân đội mạng lưới tự hoàn toàn ở tiểu mẫn khống chế chính giữa kế tiếp, tiểu mẫn muốn bắt đầu thông qua quân dụng mạng lưới, xâm lấn nước Mỹ tất cả lớn nhỏ hơn 80 cái quân dụng, thông tin vệ tinh. Đây chính là một cái đại công trình, tại sao phải xâm lấn những này vệ tinh? Bởi vì đợi tí nữa Trần Húc muốn hạ đạt tiến công mệnh lệnh, quan chỉ huy thế tất hội đem cái này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh phản hồi trở lại hỏi thăm lầu năm góc. Mà Trần Húc hiện tại cần phải làm là, hắn muốn đem lầu năm góc triệt để cách ly mà chính mình xây dựng tạo một cái mới đích lầu năm góc. Những lời này nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới mọi người biết nói SMMS điên rồi. Mà trên thực tế, tại 50 năm sau lầu năm góc bỏ niêm phong phần này hồ sơ thời điểm, không có người không bị Trần hút ngay lúc đó sở tác sở vi chỗ thán phục. Thật không biết là nên hỏi hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, hay vẫn là trực tiếp nói một câu. Thằng này, thật là cái tên điên, tình huống hiện tại tựu là, tiểu mẫn hoàn toàn đã khống chế lầu năm góc quân dụng mạng lưới, coi hắn cường đại tính toán tốc độ, cho toàn bộ lầu 5 góc tạo thành một loại hết thảy bình thường cục diện. Nàng chặn đường thông qua bất luận cái gì phương thức gửi đi đến lầu 5 góc, nhà trắng cùng lan lợi building hết thảy tin tức, lại sàng chọn về sau, lại đem những tin tức này cấp cho đi qua. Đương nhiên, cái này sàng chọn thời gian, dùng tiểu mẫn năng lực, bất quá tự chỉ cần không đến một giây đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, kế tiếp một đoạn, ngoại bộ vô luận thông qua thủ đoạn gì. Quân dụng mạng lưới, bên trong thư từ qua lại thậm chí là vệ tinh tín hiệu những tin tức này toàn bộ cũng đã nắm giữ ở tiểu mẫn trong tay như vậy đem làm trần húc hạ đạt mệnh lệnh về sau mặc kệ quan chỉ huy có như thế nào nghi vấn cũng chỉ có thể phản hồi đến tiểu mẫn tại đây mà tiểu mẫn từ lâu kinh trải qua theo lầu năm góc cơ sở dữ liệu chính giữa điều đi ra nước mỹ tổng thống bộ trưởng bộ quốc phòng chờ chờ thực quyền nhân sĩ thanh âm hàng mẫu hoàn toàn có thể đủ phỏng theo thanh âm của bọn hắn xác nhận mệnh lệnh đây hết thảy Dùng Trần Húc hơn một giờ thời gian, rốt cục bố trí tốt rồi. Hiện tại toàn bộ nước Mỹ lực lượng quân sự đều nắm giữ ở Trần Húc trong tay. Dù là chỉ là tạm thời, nhưng không thể nghi ngờ, cái lúc này Trần Húc là thần, như vậy kế tiếp, Tựu Cần Hạ đạt ra lệnh, 12 mũi kim cây hoa cúc 10 cái cơ sở địa phân bố tại U Á không phải Mỹ tứ đại châu, may mà chính là, người Mỹ tại đây tứ đại châu đều có được chính mình đóng quân căn cứ. Bề bộn đã xong đây hết thảy. Trần Húc sốt cuộc sử dụng nước Mỹ hiện giữ Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Thanh Âm bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, ta là Robert Gates, căn cứ Tổng thống mệnh lệnh, hiện tại bắt đầu chấp hành bảo quốc kế hoạch. Ngày hôm nay, tổng cộng 700 khung máy bay theo nước Mỹ từng cái căn cứ cất cánh, 28 miếng chiến phủ đạn đạo bị phóng ra, 12 sư đoàn bọc thép bị điều động, Thái Bình Dương hạm đội thứ 7 bị điều động. Cái này một ngày sau đó, lầu năm góc tổng cộng 53 tên quan viên tự động từ chức, cao nhất kể cả một gã trung tướng. Nhà Trắng tức giận phi thường, bởi vì vì bọn họ biết được dưới chướng bộ đội xuất động tin tức, hay vẫn là một gã quan viên trong nhà xem TV trong phóng viên đưa tin mới phát giác, tên kia quan viên gọi điện thoại đến Nhà Trắng hỏi thăm, lại được cho biết đây là độ cao cơ mật, là do Tổng thống tự mình hạ mệnh lệnh, cho nên tên kia quan viên tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể đã cúp điện thoại. Tổng thống nói, ai còn có thể phản đối, lúc tan việc, Hiếu Kỳ hỏi một câu, vì cái gì hôm nay sẽ có lớn như vậy quy mô quân sự hành động. Này mới khiến Nhà Trắng kịp phản ứng nhưng cái lúc này, chiến đấu đã sớm đã xong, lại để cho nhà trắng khủng hoảng chính là, từ xế chiều 3 giờ rưỡi chiến đấu ra mệnh lệnh đạt, 4 giờ chiến đấu bắt đầu, mãi cho đến 7 giờ tối. Đem làm ký giả đài truyền hình nhóm, đám bọn họ cũng đã đã được biết đến tin tức này về sau, bọn hắn vậy mà hoàn toàn cái gì cũng không biết. Tiểu bút phiền muộn thiếu chút nữa một đầu đâm chết tại nhà trắng tổng thống trong văn phòng. Mắt thấy còn có một năm hắn muốn từ nhậm rồi, có thể tại từ nhậm trước ra như vậy cái sọt lớn nước Mỹ quân đội hành động, liền Thái Bình Dương hạm đội thứ bảy đều bị điều động rồi, hắn cái này đem làm Tổng thống vậy mà không biết. Mà căn cứ phía dưới người báo cáo, đây là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Gates ra lệnh. Nhưng là đem làm bút gọi điện thoại cho chính mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc, Gates vậy mà rất ngạc nhiên tỏ vẻ chính mình sự tình gì cũng không biết. Cái này còn phải rồi hả? Lớn như vậy quân sự hành động, Nhà Trắng cùng lầu năm góc đều không có nhận được bất luận cái gì tin tức, cái kia mệnh lệnh là ai hạ đạt hay sao? Cái lúc này Tiểu Mẫn đã triệt hồi đối với Nhà Trắng khống chế, cho nên mạng lưới điện thoại cũng đều có thể đả thông. Nhà Trắng đặc phái viên sốt ruột bề bộn hỏa đi hỏi thăm lần này quân sự hành động cụ thể quá trình, nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ nổi điên rồi. Sở hữu tất cả quan chỉ huy trăm miệng một lời nói đây là Robert kết hạ đạt mệnh lệnh, bọn hắn cũng rất kỳ quái, trong đó một ít tướng lãnh gọi điện thoại cho Nhà Trắng, nhưng lại được cho biết đây là cao nhất cơ mật, hơn nữa yêu cầu bọn hắn tốc chiến tốc thắng, đối với địch nhân không lưu người sống. May mà, tại sở hữu tất cả quan chỉ huy con số hóa bộ tham mưu ở bên trong, đều có điện thoại ghi âm. Đem làm điện thoại ghi âm phát lúc trở lại, phụ trách cái này một khối điều tra CIA dò xét viên nhóm, đám bọn họ nguyên một đám trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, bởi vì vì bọn họ đã hiểu, đây thật là Robert kết thanh âm. Mà các quan chỉ huy gọi điện thoại hồi Nhà Trắng tiến hành chứng thực, cái kia trong điện thoại cho nghe cũng không có có vấn đề gì. Tối thiểu, nghe đã dậy chưa vấn đề, khẩu lệnh, mật mã, thanh âm, hết thảy hết thảy đều tìm không ra bất luận cái gì tật xấu, duy nhất có tật xấu chính là bản thân bọn họ căn bản không biết có loại chuyện này phát sinh. Phảng phất tại cái kia mấy giờ trong thời gian hoàn toàn bị người tẩy não rồi. Mà tẩy não về sau bọn hắn còn căn bản không nhớ đến lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này thật là đáng sợ. Ngay tại toàn bộ nhà trắng lâm vào một mảnh trong khi hoảng loạn lúc, một chiếc điện thoại đánh cho tiến đến, trực tiếp bấm chính là Tổng thống đường tàu riêng, gọi điện thoại người, không phải ít tổ chức, mà là ít tổ chức sau lưng, Rockefeller gia tộc tộc trưởng. Tổng thống tiên sinh, ta phải muốn nói cho ngài chính là, đối với tài xế chiều hôm nay chuyện đã xảy ra, chúng ta đã có thích đáng phương thức xử lý, cho nên, thỉnh các ngươi dựa theo chúng ta phương thức xử lý đến, như vậy, mọi người chúng ta đều có thể có được chỗ tốt. Xế chiều hôm nay chuyện phát sinh, có thể là chuyện gì? Tiểu bút phẫn nộ rồi, nhưng là tuy nhiên hắn rất phẫn nộ, có thể cũng không dám đối với Rockefeller gia tộc tộc trưởng nói chuyện lớn tiếng, đừng nói là hắn, coi như là phụ thân hắn, chiến công chắc tuyệt bút, cũng không dám đối với bọn họ nói chuyện lớn tiếng. Chúng ta một cái đầu óc có chút không quá bình thường bằng hiếu, xế chiều hôm nay mượn nhà trắng cùng lầu năm góc quyền lực, đương nhiên, đối với hắn loại làm này, chúng ta cũng rất phẫn nộ, nhưng là càng nhiều nữa thật là bất đắc dĩ. Kế tiếp sẽ có người chia các ngươi một phần ít tổ chức buổi chiều toàn bộ giám sát và điều khiển phân tích đồ. Ngài phụ tá xem qua về sau hội nói cho ngài, xế chiều hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta tìm ngươi mục đích là muốn nói cho ngươi biết, chuyện này dừng ở đây. Xế chiều hôm nay quân sự hành động là một hồi sớm lên kế hoạch tốt chống khủng bố phố hành động, người đề xuất tựu là Tổng thống các hạ chính ngài. Người xem, ngài còn có một năm muốn về hưu rồi, tại về hưu trước lại tích lũy lên một số quân công, đây cũng là rất không tệ sự tình, tin tưởng ngài phụ thân gióc cũng sẽ biết đối với ngài cảm thấy kiêu ngạo, mà nếu như ngài có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy ta chỉ sợ rất khó bảo toàn chứng nhận, ngài có thể tại trên vị trí này ngốc đến ngày mai tổng tuyển cử. Lời này nhưng chỉ có uy hiếp trắng trợn, Bush cũng không ngốc, có thể lên làm nước Mỹ tổng thống tại sao có thể là chỉ số thông minh 80 trở xuống đích đâu này. Chiếu cái này thuyết pháp, ít tổ chức nay thiên lúc chiều cũng đã biết có sự tình sắp xảy ra. Nhưng là bọn hắn vậy mà cái gì cũng chưa nói. Bush đại thúc thật là ra cách phẫn nộ rồi, đương nhiên, có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ chỉ là dưới tay hắn phụ tá, đối với ích tổ chức cùng thời với bọn họ sau cường đại Rockefeller, Morgan tập đoàn, hắn hay vẫn là một cái cái rắm cũng không dám phóng đấy. Cái kia, ta muốn xin hỏi một chút, có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là ai làm đấy sao? Cái này còn dùng muốn sao? Cái thế giới này có năng lực như thế người, chỉ có một. Người nhìn đưa tin sẽ biết, ngàn vạn không nên cử động ngươi điểm này tiểu tâm tư, bởi vì người kia, chúng ta đều không thể trêu vào, ra loại chuyện này, chúng ta không muốn trách cứ bất luận kẻ nào, bởi vì tại kỹ thuật mặt thượng sai quá nhiều, hơn nữa, chúng ta cùng người kia, hôm nay có cùng chung địch nhân. Nếu như ngươi không muốn tiếp theo lọt vào tập kích chính là nhà trắng hoặc là lầu năm góc, ức hoặc là là gia tộc bọn ta tổng bộ, chuyện này, cứ như vậy đi qua, từ nay về sau cũng không muốn đi truy cứu. Ích trong tổ chức một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh, ích tổ chức máy vi tính trình độ tự nhiên cũng là thế giới đỉnh tiêm, bọn hắn mặc dù không có trần húc cái loại này bổn sự, nhưng là trần húc đều theo chân bọn họ nói, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này mạng lưới tri thần smms đến cùng muốn sử dụng sử dụng thủ đoạn cho nên bọn họ cũng tiến nhập nước mỹ quân đội mạng lưới hệ thống tiến hành giám sát và điều khiển giám sát và điều khiển kết quả lại để cho bọn hắn điên cuồng đều bị tiểu mẫn toàn bộ khống chế tiểu mẫn cũng nói cho trần húc cái này cổ đứng ngoài quan sát số liệu lưu lai lịch trần húc cũng không phải chú ý bọn hắn đi thăm bởi vì hắn lần này thủ bút quá lớn nếu như không làm cho đối phương nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra chỉ sợ bọn họ không biết hội nghĩ đến cái gì địa phương đi, cho nên Trần Húc cũng rất dứt khoát không có đem những cái thứ này đuổi đi, mà là lại để cho bọn hắn xem, xem chính mình là làm như thế nào đấy. Ích tổ chức lập trình viên, cũng là cái thế giới này đỉnh cao nhất hacker rồi, nhưng bọn hắn hôm nay làm một chuyện, nhưng chỉ là đứng ngoài quan sát lấy, ghi chép lại cái này điên cuồng một màn. Toàn bộ nước Mỹ quân đội mạng lưới, thông tin, vệ tinh. Chờ chờ hết thảy, vậy mà vô thanh vô tức toàn bộ bị SMMS khống chế ích tổ chức nhóm lập trình viên trung thực ghi chép lại đây hết thảy, hơn nữa trung thực hồi báo cho đi lên. Có thể nghĩ, cái này đối với tại bóng mở đem làm chung nắm giữ lấy nước Mỹ thực quyền tứ đại gia tộc mà nói, sinh ra bao nhiêu chấn động. Căn bản là không cần SMMS trước khi câu kia uy hiếp, chỉ là hắn có năng lực như thế, cái kia chính là uy hiếp lớn nhất. Dùng ích tổ chức đám hacker thực lực cường đại, thật sự của bọn hắn cũng có thể công phá nước Mỹ quân đội mạng lưới. Nhưng là, công phá, cùng khống chế, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ít tổ chức đám hacker nhiều nhất có thể tại trong thời gian ngắn xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống, tại quân đội đám hacker còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm khống chế đạn đạo hơn nữa mệnh lệnh hắn phóng ra đến chỉ định mục tiêu. Nhưng là, bọn hắn vạn không được có thể trực tiếp tiếp nhận quân đội dưới internet đạt mệnh lệnh, hơn nữa, tiếp tục mấy cái giờ đồng hồ lâu, còn không có có bị người phát hiện. Đây là cái gì lực lượng? Đây là thần, chính thức thần, nếu như nói Trước khi Kevin Mitnick đánh vào nước Mỹ không trung phòng vệ hệ thống sáng tạo ra hacker trong lịch sử đáng sợ nhất một lần xâm lấn, lại để cho thế giới lần thứ nhất gặp được hacker lực lượng, như vậy SMMS lần này ra tay. Cũng đã là thần tích rồi, hắn hướng thế giới đã chứng minh, đem làm kỹ thuật đạt tới nhất định cấp độ về sau, hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ thế giới. Đối với người như vậy có lẽ hái lấy vật gì dạng đích thủ đoạn. Mời chào, hoặc là thanh trừ, nhưng vấn đề là, không có ai biết SMMS suốt cuộc là ai, không có ai biết hắn ở địa phương nào, thân phận của hắn, hắn cái tổ chức kia có bao nhiêu người. Một người duy nhất khả năng tìm được hắn, đồ đệ của hắn Trần Húc, người cảm thấy hiện tại nước Mỹ tứ đại gia tộc này còn dám động đến hắn sao. SMMS lần này ra tay, rất rõ ràng tựu nói cho thế giới những này đỉnh cấp tổ chức hắn có thể khống chế nước Mỹ quân đội lần thứ nhất, có thể có lần thứ hai. Lúc kia, người chịu tội thay tựu không biết là người nào. Mấy đại gia tộc nhân vật đầu não phi thường may mắn, cho tới nay bọn họ cùng SMMS giữ vững một cái coi như là không tệ quan hệ, mà châu U những cái kia đồ đần nhóm, đám bọn họ, vậy mà đi chọc giận hắn. 12 múi kim cây hoa cúc, hôm nay đã đã trở thành lịch sử. Mà bọn hắn, chỉ cần động động mồm mép, đem chuyện này ảnh hưởng thu nhỏ lại đến nhất định được trong phạm vi, bọn hắn cũng có thể đạt được SMMS tình hữu nghị, cùng với trợ giúp. Đối với Thượng Đế cấm khu cái thứ nhất khai phát bình cảnh, bị hắn một phần tư liệu tự giải quyết. Trên thực tế, nước Mỹ tứ đại gia tộc cũng không dám đem chuyện này cho công bố đi ra ngoài, bởi vì cái kia mang đến hậu quả là vô cùng đáng sợ. Loại chuyện này chỉ có thể cực hạn tại một cái rất tiểu nhân trong vòng luẩn quẩn biết được, truyền đi sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến một hồi vô cùng cường đại địa chấn. Còn có, truy cứu SMMS trách nhiệm, cái này chỉ sợ không phải kiện chuyện dễ dàng, đem vị gia này ép, có trời mới biết hắn có thể hay không cho nước Mỹ quân đội hạ đạt một cái công kích nhà trắng mệnh lệnh. Như vậy kỹ thuật, đã là thần thích rồi, đắc tội một vị thần linh. Đây tuyệt đối không phải người thông minh cách làm. Hơn nữa, mượn cơ hội này, lại để cho châu U những cái kia ngu xuẩn cùng SMMS trở thành không thể điều hòa địch nhân, hai hổ tranh chấp tất có một thương à. Tứ đại gia tộc nghĩ cách muốn chính là tốt, nhưng đối với Trần Húc mà nói, lại để cho hắn cùng bên kia lão hổ tranh chấp, cái này là không thể nào đấy. Lúc này đây quân Mỹ ở thế giới bốn cái lục địa đồng thời xuất động lực lượng quân sự tiêu diệt phần tử khủng bố, thậm chí còn xuất động thái bình dương hạm đội thứ bảy cái này đang cùng năm thường đời thay tự nhiên là một hồi rất lớn phong ba rồi. Hiện tại toàn bộ thế giới truyền thông đều tại châm đối với chuyện này triển khai đưa tin, mà nước Mỹ chính phủ tại tứ đại gia tộc địa bầy mưu đặt kế xuống, cũng dứt khoát đem chống khủng bố tiến hành đến cùng, kế tiếp lại xuất động quân đội, tiêu diệt mấy cái thằng xui xẻo. Đương nhiên, nước Mỹ địa hành động lần này cũng bị châu Âu các quốc gia địa công kích. Kỳ thật giữa lẫn nhau cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mỹ U2 đại phía sau màn thế lực vốn bảo trì nhất định bình địa nhất định, nhưng là đem làm SMMS chặn ngang một khước về sau, sự cân bằng này tự bị đánh vỡ, người Mỹ bị chơi sỏ một đạo, biến thành SMMS đao đi chém châu U người, cái kia châu U người tự nhiên là sẽ không nguyện ý đấy. SMMS dùng sức một mình toàn bộ tiếp thu nhà trắng cùng lầu năm góc quyền lực, sự kiện lần này tại chính thức địa che giấu hạ có thể giấu giếm được những cái kia cái mũi so cậu còn linh mẫn truyền thông phóng viên cùng dân chúng bình thường, nhưng đối với khống chế được thế giới mạch máu địa mấy đại tập đoàn mà nói, lại là căn bản giấu giếm bất trụ, nhưng là bất kể là bị xếp đặt một đạo nước Mỹ, hay vẫn là ăn hết một cái ám khuy châu u người, lần này vậy mà đều nhất trí tại vấn đề này bên trên giữ vững im miệng không nói. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, chuyện này chỗ sơ suất đi ra về sau, đối với bọn hắn những này phát đạt quốc gia mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt, SMMS cường đại lực ảnh hưởng thậm chí sẽ để cho rất nhiều thế giới thứ ba địa tiểu quốc đảo hướng Trung Quốc, đây tuyệt đối không phải bọn hắn vui với chứng kiến đấy. Nhưng là biểu hiện ra, khẳng định cũng là muốn đánh một hồi mồm mép khung, một câu khái quát phi dỗi rãnh được nhất cả trứng. Đương nhiên, châu U phương diện còn là phi thường đau lòng đấy. Mấy chục năm tâm huyết à, vậy mà một khi tầm đó toàn bộ sẽ phá hủy, đổi thành ai cũng chịu không được, lúc này đây địa bảo quốc hành động, 12 mũi kim cây hoa cúc 10 năm này tâm huyết xem như toàn bộ báo hỏng rồi, thập đại căn cứ toàn bộ bị phá hủy, dưới chướng thành viên một tên cũng không để lại. Muốn để lại cũng lưu không được, một cái trụ sở trước cho hai quả chiến phủ, sau đó máy bay ném bom đi lên tạc một vòng, trên cơ bản tựu không dư thừa hạ mấy người rồi. Sau đó sư đoàn bọc thép, hải quân lục chiến đội đi lên sông một phen. Còn có thể có người nào đó, đối ngoại địa báo cáo tự nhiên là sẽ không đem chân thật địa thương vong ghi chép cho đi ra, nhất là hành động lần này cơ hồ không lưu người sống, hết thảy trực tiếp đuổi giết. Chó gà không tha, Trần Húc lấy được thương vong ghi chép là, hành động lần này, tổng cộng giết chết đối thủ 13.583 người, quân Mỹ tử vong 37 người. Tính toán cây hoa cúc đảng bị phá hủy, đoạt lại địa súng ống đạn được vật tư cao tới mà 2 tỷ đô la. 12 múi kim cây hoa cúc, cơ vốn đã diệt vong rồi. Nguyên nhân tự là, bọn hắn trêu chọc không nên trêu chọc địa người. Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy được rồi. Tại một cái âm u trong gian phòng lớn, một cái mang theo kim sắc mặt nạ người trùng trùng điệp điệp vỗ bàn rít gào nói. Tại nơi này phòng chính giữa là một cái cỡ lớn địa bàn tròn, bàn tròn ngồi phía sau tổng cộng có 22 người, bọn hắn mỗi người đều ăn mặc cái loại này nhìn không thấy thân hình địa màu trắng rộng thùng thình trường bào, mang trên mặt kim sắc mặt nạ, duy nhất khác nhau là vị trí của bọn hắn, cùng với áo bảo trắng khóa lại theo địa hoa văn, căn phòng này tử là cái rất cổ xưa châu u tòa thành kiến trúc không có ngọn đèn chỉ có một lò sưởi trong tường thiêu đốt lên bùm bùm cách cách thanh âm lại phối hợp bọn hắn cái này bức bộ dáng đặc biệt thần bí hơn nữa quỷ dị cái này 22 người tự là khống chế được toàn bộ châu u mạch máu chính là cái kia tổ chức thần bí địa nhân vật đầu não bọn hắn tự xưng là taro đại an r cái kia 22 người tự là taro đại an r cái kia 22 bài tẩy mới vừa nói lời nói cái kia người y phục của hắn bên trên thêu lên một cái cầm liêm đao địa tử thần, hắn tự là Taro bài chính giữa tử thần, cũng là 12 múi tim cây hoa cúc người phụ trách chủ yếu. Chỉ là, tử thần như vậy lòng đầy cam phẫn, nhưng những người khác phản ứng tuy nhiên cũng rất lạnh lùng, trên quần áo thêu lên một cái ngược lại sâu nam nhân địa người cười lạnh một tiếng, tử thần, trước khi ta tự đã từng nói qua cái gì. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là hành động thiếu suy nghĩ, nói đúng là ngươi, trước khi ta nói rồi cái gì tại không có xác thực đạt được SMMS cụ thể thân phận trước khi, ngàn vạn không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cái này tốt, 12 múi kim cây hoa cúc, hư, đó cũng không phải là một mình ngươi địa sản nghiệp. Tử thần nhìn hầm hầm lấy đờ hang man, vừa muốn nói chuyện, ngồi ở ở giữa nhất địa hoàng đế đột nhiên mở miệng, đều câm miệng a, à, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Taro bài chính giữa cũng không có một cái nào tuyệt đối lớn nhất đích nhân vật, nhưng là cái này 22 người chính giữa, hoàng đế địa địa vị lại là phi thường cao điểm tối thiểu xem hắn ngồi ở bên trong vị trí tự có thể biết, hắn là cái này cái tổ chức linh hồn cùng hạch tâm. Không có ai biết hoàng đế thân phận chân thật, rộng thùng thình địa trường bào, kim sắc địa diện cụ, còn có dưới mặt nạ biến âm thanh khí đều bị người căn bản nhìn không thấu bộ dạng này ngụy trang hạ rốt cuộc là ai. Mà trên thực tế, Taro địa 22 người chính giữa, chỉ có một nửa người biết rõ lẫn nhau thân phận, mà đổi thành bên ngoài một nửa, bọn hắn trong hiện thực thân phận chân thật rốt cuộc là ai, không có ai biết. Ví dụ như hoàng đế, Ví dụ như mặt trời, ánh trăng, vì sao, thẩm phán, tiết chế, kẻ ngu chờ chờ. Hoàng đế nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh lấy mặt bàn, tuy nhiên không biết thân phận chân thật của hắn rốt cuộc là ai, nhưng là nhiều lần hội nghị lại để cho những người này biết rõ, một khi hoàng đế như vậy đánh cái bàn thời điểm, không người nào dám ngắt lời. Nhà ảo thuật, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, ngươi cho rằng kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Vấn đề này chỉ sợ không cần ta làm sao tới phí đầu óc a nhà ảo thuật là cái này cái tổ chức địa người nhiều mưu trí, coi như là hoàng đế, đối với hắn cũng vẫn luôn là khách khí đấy, thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, một miệng rất tiêu chuẩn địa luân đôn miền Tây Anh ngữ, kế tiếp chúng ta con đường chỉ có ba đầu, thứ nhất, chúng ta cùng SMMS đã kết xuống ít khả năng hóa giải địa cưu hận, cái kia kế tiếp tựu là không chết không ngớt địa cục diện, trước giải quyết cái kia trần nói sau. Hoàng đế trầm ngâm không nói lời nào, hắn không nói lời nào, người phía dưới tự nhiên cũng không dám nói lời nào, ngược lại là nhà ảo thuật, một bộ không sao cả khẩu khí, thứ hai, SMMS thực lực đã bày ra rồi, hoàn toàn chính xác, ta không thể không nói, tại không có biết rõ ràng lai lịch của người này trước khi, đối với hắn hết thảy khiêu khích đều là ngu ngốc đồng dạng hành vi, tuy nhiên cái kia trần có Trung Quốc bảo hộ, nhưng là chỉ cần hắn còn kiên trì lưu tại cái đó trường học chính giữa, cái mạng nhỏ của hắn tựu không tại trong tay của hắn. Dùng chúng ta taro lực lược, giết hắn đi, thật sự không phải việc khó gì, nhưng là, giết hắn đi về sau, chúng ta muốn gánh chịu SMMS điên cuồng trả thù, điểm này, mọi người cân nhắc qua không có. Ánh trăng chậm gì gì xen vào, chúng ta có lẽ không cần lo lắng hắn trả thù a à. Thật giống như chúng ta cũng không biết SMMS đến cùng là người nào đồng dạng, SMMS lại thần thông quảng đại, hắn biết rõ chúng ta địa thân phận chân thật sao. Người nói địa đúng vậy, nhà ảo thuật không có một điểm bị cắt đứt không khoái, ngữ điệu hay vẫn là như vậy tùy ý, thật sự của chúng ta là không cần quá lo lắng SMMS địa trả thù, bởi vì có chút phương pháp dùng một lần về sau tựu vô dụng, nhưng là nếu như cùng như vậy một cái tồn tại tạo thành không chết không ngất cuộc diệt, không phù hợp tổ chức chúng ta lợi ích, phải biết rằng, đám kia nước Mỹ nhóm, đám bọn họ đều tại chế diễu đâu rồi, để nhị thế chiến bọn hắn lợi dụng nước đức người, vậy bây giờ, bọn hắn tự cũng không lợi dụng SMMS sao. Đồng thời cùng cái này lưỡng thế lực lớn tiến hành khai chiến, tổ chức hiện tại còn không cách nào thừa nhận như vậy địa gánh nặng. SMMS, bọn hắn có thể được cho rằng là một cái thế lực sao? Chúng ta nhất định phải đem làm bọn họ là một cái thế lực cường đại, nhìn cái ba biệt tháp phiên dịch ra sẽ biết, như vậy một cái nguyễn kiệt, chỉ sợ là có thể lại để cho SMMS trở thành thứ hai Bill Gates, mà trong tay của hắn, chỉ sợ sẽ có không chỉ một cái như vậy đồ vật này nọ, nhưng là hắn lại không có phóng xuất, vì cái gì? Chỉ sợ, trong tay bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiến, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào cái này người thần bí vật cùng sau lưng của hắn tổ chức, nhất là tại kế hoạch của chúng ta còn không có có lấy được thành công trước khi. Tế tự, lúc này đây SMMS bề ngoài hiện ra hắn đã vượt qua toàn bộ thế giới cường đại kỹ thuật, người cũng thấy đấy loại này kỹ thuật mang đến hậu quả rồi, với tư cách tổ chức nghiên cứu phát minh ngành người phụ trách, người đến nói một chút ha, tổ chức tương lai, đều tại trong tay của ngươi. Tế tự đứng, rất khung kính nói, kế hoạch hết thảy thuận lợi, lý bác sĩ chỗ phụ trách tăng cường nhân thể trí lực địa dược vật đã lấy được đột phá tính địa tiến triển, tuy nhiên hiện tại lý bác sĩ hạ lạc, hạ xuống không rõ, nhưng là dược vật toàn bộ tư liệu đều tại chúng ta trong tay, thiếu đi lý bác sĩ cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, cái này dược vật trải qua kiểm tra đo lường, hôm nay đã bắt đầu tại pro chính giữa sử dụng, hiệu quả phi thường tốt, thậm chí đủ để đem nghiên cứu của chúng ta tốc độ đề cao gần gấp đôi đã ngoài. Mà tổ chức địa mặt khác mấy cái hạng mục cũng đang tiến hành chính giữa, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, tại phương diện này, ta muốn chúng ta đã vượt qua ít tổ chức, ta có lòng tin, tại 3 năm về sau, tổ chức là có thể bắt tay vào làm thôi động lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Chưa hẳn A, à, nói chuyện là ác ma, ác ma cùng mặt trời, là tổ chức chính giữa chỉ số thông minh cao nhất hai người, đồng thời, hắn hai người cùng một chỗ phụ trách tổ chức tình báo cùng bày ra, nhưng là hai người phong cách hành sự hoàn toàn trái lại, cho nên, nghe nói hắn hai người quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Ác ma học hoàng đế dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, nói, căn cứ tình báo của chúng ta, ít tổ chức cũng đang tiến hành cùng loại địa nghiên cứu, hơn nữa, bọn hắn cái này nghiên cứu, là SMMS ở sau lưng ủng hộ đấy. Các ngươi cái loại này đề cao nhân thể trí lực dược vật ta cũng xem qua tài liệu rồi, nhưng là ít tổ chức hiện tại đã bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu đột phá đại não thượng đế cấm khu phương pháp, các hạ cảm thấy tại đây một phương diện, chúng ta còn ở vào vượt lên đầu sao. À, thật xin lỗi, chuyện này chúng ta cũng không hiểu biết. Tế tự kinh sợ, rồi địa thành viên trên cơ bản đều là theo ích trong tổ chức thoát ly, nhưng lại không có nghe nói có loại chuyện này cái này không thể trách các ngươi. Hoàng đế phất phất tay, căn cứ chúng ta tại ích trong tổ chức địa hút, bọn hắn cũng là tại hơn nửa năm trước mới bắt đầu tiến hành cái này kế hoạch, sắp tới mới lấy được đột phá địa phương. Hơn nửa năm thời gian, tế tự nhẹ nhàng thở ra, cái kia nghiên cứu của bọn hắn có lẽ cũng chỉ là vừa cất bước. Chúng ta đã hướng phía cái phương hướng này cố gắng hơn 10 năm rồi, hơn nữa, chúng ta có, vật kia. Điểm này tin tưởng bất kể là SMMS hay vẫn là X, đều là không thể nào so ra mà vượt đấy. Nói lên vật kia, hoàng đế gật gật đầu nói, đối với vật kia nghiên cứu như thế nào? Đã có rất lớn tiến triển, nhưng là, nhưng là cái gì? Nhưng là căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, giống như gần đây dưới mặt đất có một ít dị động, cái này có thể là bởi vì vi chúng ta chắt lọc năng lượng tạo thành địa phương. Đối với kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng sao? Đối với kế hoạch hẳn là không có, nhưng là chúng ta loại này chắt lọc năng lượng phương thức, chỉ sợ hội đối với địa cầu tạo thành một ít ảnh hưởng. Năm gần đây hiệu ứng nhà kính, El chờ chờ. Cái này không cần phải xen vào hắn, hoàng đế cười đắc ý, đã chúng ta đã đi đến con đường này, cái kia cũng đừng có đi thi lo cái gì trách trời thương dân sự tình, bất cứ chuyện gì nghiệp cất bước đều là có vô số đá kê chân, chỉ cần kế hoạch của chúng ta có thể thành công, vậy cho dù toàn bộ thế giới những người khác chết hết thì đã có sao. Vâng, đối với năng lượng hấp thu muốn gấp rút rồi, hiện tại chúng ta lại xuất hiện một cái đối thủ, ta không muốn phức tạp, tử thần. Đến ngay đây. Ta biết rõ, 12 mũi kim cây hoa cúc là ngươi nhiều năm tâm huyết, nhưng là hôm nay đã diệt, vậy thì đã diệt a, à, dù sao đợi đến lúc kế hoạch của chúng ta thành công, những cái này bình thường sát thủ đối với chúng ta mà nói cũng không giá trị gì, ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng rồi, ta cho ngươi cái hứa hẹn. Lính mới thành lập về sau, đồng dạng quy ngươi quản hạt, xem như cho ngươi đền bù tổn thất thoáng một phát. Về phần cái kia Trần Húc cùng SMMS, hiện tại không nên cử động bọn hắn rồi, ngược lại, muốn tận lực đi lôi kéo bọn hắn, dù sao chúng ta cùng nước Mỹ cân đối nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, tại kế hoạch của chúng ta chưa thành công trước khi hắn đảo hướng ai, cái kia một bên thực lực sẽ sâu sắc tăng cường, mà cổ lực lượng này nhưng lại đáng giá chúng ta lợi dụng đấy. Nhà ảo thuật đem người vừa rồi nói cho hết lời. Nhà ảo thuật gật gật đầu nói, đã hoàng đế đã quyết định đối với SMMs thầy trò chính sách, điểm này cùng ta muốn đồng dạng. Cho tới bây giờ, không có ai biết SMMs thân phận thậm chí không có ai biết thực lực của hắn sâu cạn, hắn hôm qua thiên địa ra tay là tất cả của hắn bộ lực lượng sao? Hay vẫn là chỉ phát huy 70%, thậm chí là 30%, điểm này chúng ta cũng không biết, nhưng là, căn cứ theo ích trong tổ chức nội tuyến đạt được địa tư liệu đến xem, rất rõ ràng, SMMS hiện tại cũng đang tiến hành đối với thần, nghiên cứu. sx X, hơn nữa chúng ta điệp pro, cái này ba cái tổ chức hẳn là đại biểu đương kim trên thế giới nhất đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, chúng ta đều đang tiến hành phương diện này nghiên cứu. Như vậy, bất luận cái gì lướng cái tổ chức hợp tác, đều muốn thành vi cái thế giới này dẫn đạo giả. Chúng ta có vật kia, nhưng là, ai có thể bảo chứng SMMS cùng ích tổ chức không có cùng loại hay sao? Cho nên, thật sự của chúng ta không thể phóng mặc cho bọn hắn hợp tác, càng không thể đem tử địch của chúng ta theo một cái biến thành hai cái. Cho nên ý kiến của ta là, chúng ta bây giờ nhất định phải hòa hoãn cùng SMMS tầm đó địa quan hệ. Nếu không, bọn hắn tự thật sự đem làm chúng ta là địch nhân rồi như thế nào hòa hoãn quan hệ, theo cái kia Trần Húc bắt tay, bắt đầu, tất nhiên, đã tìm không thấy SMMS, mà Trần Húc lại là duy nhất có thể cùng SMMS liên hệ với người, cái kia tự nhiên là muốn theo hắn bắt đầu bắt tay, bắt đầu đấy, hắn một đệ tử, tự nhiên cũng là không muốn cả ngày lọt vào đuổi giết, một lần nữa cho hắn nhất định ưu việt, ta muốn, chúng ta có thể thích hợp đem quan hệ tiến hành hòa hoãn. Người kia chỉ sợ không thiếu tiến A, căn cứ tư liệu, SMS phân ra 5% địa ba biệt tháp phiên dịch ra công ty cổ phần cho hắn, tại một đời tuổi trẻ chính giữa, có thể so sánh hắn người có tiền thực không nhiều lắm, hơn nữa, người trẻ tuổi tính cách cực đoan, chúng ta trước khi muốn giết hắn, hiện tại vừa muốn hòa hảo, chỉ sợ tiểu gia hỏa này không cách nào đủ ẩn nhẫn. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, ác mà đột nhiên nói, cái kia SMMS sở dĩ thần bí, là bởi vì vì chúng ta đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ hiểu rõ, không biết bọn hắn có bao nhiêu người, không biết bọn hắn ở địa phương nào, không biết bọn hắn khoa học kỹ thuật trình độ đạt đến cái gì cấp độ. Đối với SMMS, chúng ta không có bất kỳ rất hiểu rõ, chúng ta chỉ biết là hắn có đầy đủ địa kỹ thuật, nhưng là ai biết hắn tại sự thật chính giữa thế lực là cái gì. Ngoại trừ một cái mới thành lập S công ty bên ngoài, ai còn biết SMMS có cái gì sự thật sản nghiệp. Hoàng đế nói, ác ma, người có lời gì cứ nói thẳng đi. Ý của ta là, một cái S công ty tính không đủ để gánh chịu SMMS năng lực, nhất là tại Trung Quốc đại lục cảnh nội, quốc gia kia chính phủ giám sát và điều khiển năng lực quá mạnh mẽ, nếu như SMMS cùng chúng ta là một loại người, S công ty là không cách nào làm cho hắn tiến hành một ít đặc thù thí nghiệm cùng kế hoạch, cho nên ta suy nghĩ, đã hắn không muốn đem chính mình bản thân thế lực bộc lộ ra đến, cái kia chúng ta tự cho hắn cung cấp một cái. Chúng ta không phải có một cái trụ sở tại Nam Cát quần đảo phụ cận sao. Chỗ đó khoảng cách Trung Quốc đại lục nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, chúng ta có thể đem cái này nghiên cứu khoa học căn cứ đưa cho hắn. Ác ma nói cho hết lời, phía dưới một hồi nghị luật, hoàng đế gõ cái bàn, lập tức yên tĩnh trở lại, hoàng đế nói, ác ma, giải thích thoáng một phát dụng ý của ngươi. Dụng ý của ta rất đơn giản, đã SMMS tiềm phục tại một cái chúng ta nhìn không thấy địa phương, chúng ta căn bản không biết thực lực của hắn, vậy thì phải nghĩ biện pháp tìm bình đài, đem thực lực của hắn cho bước đi ra, ta nghiên cứu qua cái kia trần húc địa tư liệu, hắn tuổi còn rất trẻ, từ nhỏ đã bị trong trung giáo dục, cùng rất nhiều Trung Quốc đại lục thiếu đất năm đồng giạc, bọn hắn đối với quốc gia vinh dự xem vô cùng trọng, mà Nam cắt quần đảo tranh chấp từ xưa đến nay, cái trụ sở kia hòn đảo vị trí chỗ. Tuy nhiên chưa tính là xung đột hạch tâm, nhưng là cũng trốn không khai cái này vòng xoáy, chúng ta cũng biết trong chung gần đây phong cách hành sự, dưới mắt tựu là cầu ổn, cho nên Philippines, Việt Nam mấy cái này tiểu quốc tại chúng ta cùng người Mỹ ở sau lưng ủng hộ xuống, mới dám tại Nam Hải như vậy càn dỡ. Thiếu niên này trẻ tuổi, dễ dàng xúc động, đơn giản dùng Trung Quốc một cái từ để hình dung gọi là phẫn nộ thanh niên, nếu như cái này hòn đảo cho hắn, chúng ta lại thả ra tin tức, lại để cho Philippines nhân hòa người ZNV, đi tìm bọn họ phiền toái, vậy ngươi đoán, hắn, cùng với sau lưng của hắn SMMS, sẽ có cái gì động tác đâu này? Cao, hoàng đế suy nghĩ một chút, giơ ngón tay cái lên, không hổ là ác ma, phương pháp này quả nhiên rất tốt, lại để cho Philippines cùng Việt Nam để làm thử đao thạch, nhìn xem cái này SMMS đến cùng có cái dạng gì thực lực, rất tốt, vậy rất tốt. Nam Cát quần đảo vấn đề từ xưa đến nay, bởi vì Nam Cát bất kể là chiến lược địa vị hay vẫn là tài nguyên dự trữ đều là trọng yếu phi thường đấy. Mà Nam Cát từ xưa đến nay tựu là thuộc về Trung Quốc, nhưng Việt Nam, Indonesia, Philippines cùng Malaysia, Brunei chờ quốc đối với Nam đất cát xâm chiếm thập phần nghiêm trọng, 32 cái chủ yếu hòn đảo có 31 cái hiện tại bị người ngoại quốc chỗ khống chế được. Dựa theo lệ quốc tế, nếu như tại 2020 năm tháng 9 phần trước khi, Trung Quốc nếu không thu phục những ngày hòn đảo, tự ý nghĩa chủ động buông tha cho đối với chúng chủ quyền. Ác ma rất thông minh, giản lược đơn tư liệu chính giữa, hắn bắt được Trần Húc duy nhất địa truy cầu. Trần Húc không yêu tiến, bởi vì hắn đã rất có tiền rồi, hắn địa tài sản mấy cuộc đời cũng xài không hết, hắn không yêu sắc đẹp, bởi vì bên cạnh hắn có ba cái hồng nhan chi kỷ, hắn không yêu quyền lực, say nằm mỹ nhân đầu gối coi như xong, nhưng tình trường thiên hạ quyền địa hấp dẫn đối với Trần Húc thật sự mà nói không coi là cái gì. Lời nói thật sự lời nói, hắn chán ghét những cái kia dối trá địa chính khách, chính mình càng sẽ không đi đưa thân quan trường. Nhưng SMMS từ suốt đạo lúc, dùng người châu Á địa thân phận phá giải cường đại phong hỏa virus, tiếp theo mỗi lần quốc tế hacker tranh chấp lúc, hắn đều động thân đi ra bảo vệ Trung Quốc hacker địa tôn nghiêm cùng vinh dự, mà bọn hắn thầy trò hai người, lại đối với quân đội như thế chiếu cố, do đó có thể thấy được, bọn họ là ái quốc đấy. Đây là tính cách bên trên địa nhược điểm. Được rồi, nếu như cô ý muốn xưng là nhược điểm, vậy thì đem hắn xưng là nhược điểm a. Nhiệt tình yêu một quốc gia, nhiệt tình yêu một cái dân tộc, dù là quốc gia này hiện tại có rất nhiều người bị ăn mòn rồi, nhưng Trần Húc yêu không phải quốc gia này địa quan viên, hắn làm một chuyện vì cái gì cũng không phải những cái kia bị ăn mòn côn trùng có hại, mà là vì toàn bộ dân tộc, ác ma tựu là ác ma, hắn thật giống như trong truyền thuyết những cái kia ác ma đồng dạng rất nhẹ nhàng đã tìm được Trần Húc trong nội tâm duy nhất địa sơ hở. Nhưng Trần Húc cũng không cho rằng, cái kia chính là một cái sơ hở. Nếu như một người, liền cơ bản nhất ái quốc tư tưởng đều không có, thậm chí còn tự cho là mình phi thường có lý trí, phi thường tài trí hơn người, cho rằng loại này ái quốc nghĩ cách hoàn toàn tự là một loại nhược trí địa hành kính. Cái kia, hắn thật sự tự chưa tính là người. Ngài tiếng Trung Quốc coi như không tệ, ta xem không so đại sơn phải kém rồi, xem lên trước mặt cái này anh Tuấn Châu U người, Trần Húc vuốt vuốt chén trà trong tay, ý của ngươi là, các ngươi đem cái kia đảo nhỏ cho ta, sau đó trước khi sự tình tựu một bút xóa bỏ rồi hả? Cái này châu U người chính là ác ma, hắn tên thật gọi là tịch lạc, hắn hôm nay, đang ngồi ở Trần Húc trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, trước khi mệnh lệnh cũng không phải tổ chức hạ đạt, tổ chức cũng phi thường tức giận, hạ đạt mệnh lệnh muốn hành thích các hạ người đã bị xử tử, bởi vì hắn cho tổ chức chiêu trọc thiên đại địa phiền toái, tổ chức có thể tha thứ sai lầm, nhưng là không thể tha thứ ngu xuẩn, Trần Húc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nếu như không là bởi vì chính mình bề ngoài hiện ra thực lực cường đại, bọn hắn hội lại tới đây cùng chính mình thỏa hiệp. Giết một người mà nói, đối với bọn họ lại được coi là cái gì? Phát hiện không thể trêu vào sẽ tới hòa đàm, đánh chính là tốt bản tính. Một cái hòn đảo, nghỉ phép dùng sao, Trần Húc muốn hòn đảo, hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực tại biển Caribe mua một cái thuộc về mình hòn đảo. Nhưng là, Nam Cát, các người tổ chức là có ý gì, Ác ma mỉm cười, Nam cắt cái kia khối hòn đảo, hôm nay cũng không có xuất hiện tại bình thường thế giới trên bản đồ, coi như là vệ tinh cũng tìm không thấy cái kia hòn đảo vị trí cụ thể. Nam dương một mảnh, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, cũng không thể so với biển Caribe tranh lệch. Chẳng qua nếu như chỉ có những này, cái này tiểu lễ vật chúng ta cũng cầm không ra tay. Quan trọng nhất là cái kia ở trên đảo có tổ chức chúng ta khởi công xây dựng một cái trụ sở căn cứ, a à, kể cả cỡ lớn phòng thí nghiệp, quân sự trụ sở huấn luyện phòng ngự biện pháp nhất thể hóa một cái trụ sở, có chúng ta tại, bất kể là Philippines hay vẫn là Việt Nam hải quân, căn bản không dám tới gần hải đảo chung quanh 50 hải lý trong vòng. Trần Húc tâm niệm vừa động, các người đem cái chỗ này đưa cho ta là có ý gì? Ta chỉ là một đệ tử mà thôi, ác ma cười cười, phạm ta đại hán thiên uy người, mặc dù xa tất chu. Các hạ chẳng lẽ không muốn noi theo thoáng một phát năm đó hoặc khứ bệnh đại tướng quân, hoặc là cùng lệnh sư học tập thoáng một phát sao? Lần trước ngế ngóa đức địa võng lạc U Linh phân thân tìm một đám người công kích Trung Quốc đại lục mạng lưới, cuối cùng thậm chí tạo thành thượng hải thành phố mất điện, SMMS dưới sự giận dữ lần nữa ra tay, hướng thế nhân thể hiện rồi hắn đáng sợ hacker công kích năng lực. Lúc kia hắn ngay tại nước Mỹ địa Nhà Trắng trên website để lại câu này hoắc khứ bệnh địa danh nói, phạm ta đại hán thiên uy người, mặc dù xa tất chu. Cũng là bởi vì những lời này, ác ma lúc này mới phán định, SMS thầy trò đều là cái loại này tương đối cực đoan dân tộc chủ nghĩa người, bọn hắn đối với quốc gia, đối với dân tộc vinh quang cùng lợi ích xem rất trọng, mà cái này một đầu cũng là ác ma dùng để đả động Trần Húc phương pháp. Nghe cái này châu Âu người dùng phi thường thuần thục tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói câu này danh ngôn thời điểm, Trần Húc trong nội tâm sinh ra một tia vớ vẩn cảm giác, nhưng là hắn nháy mắt mấy cái, nói, có ý tứ gì? a à, Trần Tiên Sinh, ta không xa vạn giảm chuyên đến đây cùng ngài sẽ mặt cũng không phải là đến cùng ngài vòng quanh đấy. Ác ma mỉm cười nói, Nam Cát Quần Đảo địa tranh chấp từ xưa đến nay, đương nhiên, chúng ta đều thừa nhận, Nam Cát Quần Đảo là Trung Quốc lãnh thổ thần thánh không thể phân cách một bộ phận, người xem, ta là người Pháp. Chúng ta quốc gia từ lúc 1933 năm xuất bản thuộc địa thế giới trên tạp chí cũng đã đã viết, như Philippines, Việt Nam những cái kia tôm tép nhãi nhép, sở dĩ hiện tại dám kiêu ngạo như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn xem đã minh bạch quý quốc chính phủ chính sách, quý quốc chính phủ bây giờ là cùng với bình quật khởi. Sẽ không dễ dàng khơi màu chiến tranh, cho nên bọn hắn mới như vậy càn rỡ. Đương nhiên, cái này sau lưng cũng có người Mỹ cùng châu U một ít quốc gia ủng hộ. Trần Húc cười lạnh, hắn không phải ngu ngốc, Việt Nam đã từng tựu là nước Pháp thuộc địa, đến bây giờ người ZNV cùng người Pháp đi cũng rất gần, muốn nói bọn hắn dám kiêu ngạo như vậy sau lưng không có Sarkozy cái này vương bát đản ủng hộ, ai cũng không tin. Tất cả mọi người là người thông minh, đây cũng là không nói cái gì nhiều lời quý quốc chính phủ thái độ hiện tại quá mức ôn hòa đương nhiên quý quốc chính phủ sách lược chúng ta ngoại nhân không tốt vọng thêm đánh giá nhưng là nói thực ra a à, như vậy ẩn nhẫn xuống dưới cũng không phải là một cái biện pháp liên hiệp quốc hiện tại đang định một lần nữa chỉnh sửa thế giới địa đồ kể cả các quốc gia biên giới cái kia những này tiểu quốc tự tinh thần tỉnh táo muốn mượn lấy cơ hội này chính thức chiếm hữu những này hòn đảo ác ma cười cười chúng ta biết rõ Trần Tiên Sinh cùng vị kia mạng lưới chi thần SMMS đều là quý quốc nhiệt huyết trụ cột của quốc gia, tự nhiên là sẽ không nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, quý quốc đã ở dốc lòng chuẩn bị, nghe nói là chuẩn bị tạo hàng không mẫu hạm vậy sao, nhưng tại đây thì có một cái cơ hội, một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Cơ hội gì? Chúng ta biết rõ Trung Quốc người cổ đại nhất tôn trọng công tích tựu là khai thác danh giới, thủ vệ quốc gia, Trần Tiên Sinh, chúng ta cũng biết, Trung Quốc là một đầu đang tại quật khởi cự long, tuy nhiên hiện tại hay vẫn là tại quật khởi giai đoạn, nhưng như Indonesia, Việt Nam, Malaysia những này tiểu quốc, xa xa không thể nào là quý quốc đối thủ, quý quốc căn bản không cần chế tạo hàng không mẫu hạng, giải quyết những này nhảy, n, cái từ này nói như thế nào kia mà. A, gọi tôm tép nhãi nhép, quý quốc giải quyết những này tôm tép nhãi nhép chỉ có điều tựu là từng phút đồng hồ sự tình, nhưng quý quốc sở dĩ ẩn nhẫn, cũng là bởi vì cân nhắc đến trên quốc tế ảnh hưởng mà tạm thời không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Trần Húc mồm mép vỉnh lên, trong đó của ngài văn quả nhiên không tệ, trong mắt của ta, biện pháp tốt nhất tựu là tiến hành một hồi chiến tranh, trên cái thế giới này, nắm đấm lớn đúng là lão đại. Ngài nói không sai, ác ma cười nói, Việt Nam, Malaysia những quốc gia này, thêm đều không có Trung Quốc nắm đấm lớn, bọn hắn sở dĩ dám hung hăng càn quấy, a, à, cũng là bởi vì chúng ta cùng người Mỹ ở sau lưng ủng hộ bọn hắn. Ở chỗ này, ta phi thường nghiêm túc rất nghiêm túc nói, tổ chức của chúng ta phi thường hy vọng có thể cùng các hạ thầy trò trở thành bằng hữu, cho nên các hạ mặc kệ làm chuyện gì, liên minh châu Âu EU tuyệt đối sẽ không ngang ngược can thiệp. Trần Húc nghĩ mắt lựa chọn, hít vào một hơi, cái hứa hẹn này có thể thật là lớn đấy. Các ngươi làm được chủ sao? Ác ma tự tin địa cười cười, phảng phất đang nói một kiện lại tự nhiên bất quá sự tình, nếu như chúng ta không làm chủ được, vậy thì không ai có thể làm chủ rồi, hơn nữa. Dùng các hạ thầy trò mặt mũi cùng thực lực, chắc hẳn nước mỹ nhóm đám bọn họ cũng sẽ có điều thu liếm nếu như liên minh châu âu eu mỹ quốc đều không nói lời nào cái kia thu phục toàn bộ nam cát đối với các hạ xuống đây nói hẳn không phải là việc khó gì a à. cái này đích xác là cái phi thường mê người tư tưởng trần húc tuy nhiên không tham mộ cái gì hư danh nhưng hắn đối với quốc thổ nguyên vẹn còn là phi thường để ý hơn nữa coi trọng hắn đương nhiên biết rõ tại những cái kia tiểu quốc sau lưng chỗ dựa chính là ai nếu như không có những này chỗ dựa, cho hai người bọn họ gan bọn hắn dám làm như thế. Dám hiển nhiên đem thuộc về Trung Quốc địa Nam các quần đảo trực tiếp hoa tiến bọn hắn địa lãnh thổ. Mà trước mắt người này, lại cho mình một cái mỹ diệu tư tưởng. Liên minh châu Âu EU tại những vấn đề này tiến tới đi nhượng bộ, thậm chí âm thầm trợ giúp, nếu như lại lại để cho người Mỹ cũng làm cho bước, vậy hắn Trần Húc thật đúng là được hoa hạ anh hùng rồi. Như vậy anh hùng, hòa bình niên đại nghĩ ra một cái, sao mà khó khăn. Ác ma gặp Trần Húc động tâm, giỏi về dụ mê hoặc lòng người hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng nói: "Chúng ta với tư cách căn cứ chính là cái kia hòn đảo, trên danh nghĩa không thuộc về bất luận cái gì quốc tịch, bởi vì nên đảo tại Philippines cùng Malaysia chính giữa, vị trí xem như vùng biển quốc tế, đó là một cái vô chủ hòn đảo, cho nên ngài đã trở thành cái kia đảo chủ nhân về sau, theo quốc tế quan hệ đi lên nói, chỉ cần ngài không thăng quý quốc quốc kỳ, vậy thì không có nghĩa là bất kỳ một cái nào quốc gia cùng thế lực." Như vậy coi như là người mỹ cố tình bới móc bọn hắn cũng tìm không ra đến quan trọng hơn là quốc gia phương tây đối với trung quốc áp dụng kỹ thuật phong tỏa cùng với hạn chế quân nhu lối ra chờ chờ điều lệ tại cái đó ở trên đảo hoàn toàn không tồn tại loại này hạn chế trên cái đảo này phương tiện rất đầy đủ có sân bay còn có bến tàu nếu như ngài cần chúng ta có thể tiện nghi bán cho ngài mấy chiếc tuần dương hạm một loại ngoại trừ hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân mặt khác có lẽ đều không có vấn đề gì lớn tên gia hỏa này đến cùng là có ý gì? Bọn hắn muốn mượn lấy tay của mình khơi màu lần thứ ba thế chiến sao? Nhưng Trần Húc kế tiếp tựu bình thường trở lại, trong càng cũng không phải nói không có đánh qua, thế chiến. Làm sao có thể, tương lai chiến tranh trừ phi là đã đến không cách nào khống chế tình trạng, nếu không chỉ biết cực hạn tại một ít khu, hình thành bộ phận chiến tranh. Nói sau, mình bây giờ mặc dù có tiến, mua hắn mấy chiếc tuần dương hạm cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ bằng là hắn có thể khơi màu chiến tranh rồi làm sao có thể cái này cũng qua đánh giá cao Trần Húc Địa thực lực, phảng phất là đã sớm liệu đến Trần Húc băn khoăn. Ác Ma mỉm cười nói: đương nhiên chúng ta đều là hòa bình chủ nghĩa người, chiến tranh loại chuyện này cũng không là chúng ta hy vọng chứng kiến đấy. Đem cái này hòn đảo căn cứ tặng cho các hạ, chính yếu nhất địa nguyên nhân là hy vọng cùng lệnh sư tiến hành một hồi chặt chẽ địa hợp tác. Hợp tác, a à, các hạ không sẽ cho rằng chúng ta tự như vậy tùy tùy tiện tiện đem một cái bất kể là giá trị hay vẫn là chiến lược ý nghĩa đều trọng yếu phi thường hòn đảo tùy tùy tiện tiện sẽ đưa người đi à nha. Cái kia thật sự cũng quá phá ra chi tử rồi, ý của chúng ta là, cái này hòn đảo nhất định là thuộc về ngài, bất kể là quyền sở hữu hay vẫn là quyền sử dụng, nhưng là, ngài phải biết rằng, cái này hòn đảo lên, chúng ta nền tảng địa cùng rất nhiều công nghệ cao phòng thí nghiệm cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn, nếu như cứ như vậy hoang phế tại đâu đó chẳng phải là đáng tiếc. Cho nên, chúng ta có một nghĩ cách, tự là cái này khối hòn đảo chúng ta đưa cho ngài, nhưng là, tại kế tiếp địa trong 3 năm, chúng ta hướng ngài thuê ở trên đảo phòng thí nghiệm. Tiền thuê nha, hàng năm 1 tỷ đô la như thế nào? Trần Húc con mắt hít mắt, đem một cái hòn đảo căn cứ tiến đưa cho mình, sau đó vừa muốn thuê trở về. Chuyện này nếu truyền đi chỉ sợ là người đều cho rằng người này là điên rồi, nhưng Trần Húc lại nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Hòn đảo là ngươi, quyền sử dụng cái gì đều là của ngươi không giả, nhưng là, kế tiếp 3 năm thời gian, chúng ta hợp tác. Trần Húc bìa con mắt hít mắt, cái này tránh hợp hắn ý. Bởi vì hiện tại Trần Húc trọng yếu nhất địa vấn đề chính là tay của hắn dưới đáy không có người, ai đều cho rằng SMMS khẳng định không thể nào là một người, mà là một cái phi thường cường đại tổ chức, nhưng chỉ có Trần Húc biết rõ, kỳ thật SMMS chính là một cái người. Muốn binh không có binh, muốn đem không có đem, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái, không có vô số vượt lên đầu thời đại tư liệu nhưng lại không có cái nào năng lực đem hắn chế tạo ra đến. Mà bọn hắn cho Trần Húc chính là cái kia hòn đảo, nếu như không có người, những cái kia thí nghiệm thiết bị chẳng khác nào là giá trị đắt đỏ địa sắt vụn. Trần Húc đầu óc cấp tốc chuyển động, một đầu tuyến đường tại trong đầu dần dần trong sáng. Bọn hắn muốn cùng hợp tác với mình, hy vọng theo SMMS tại đây đạt được một bộ phận kỹ thuật ủng hộ, đem hòn đảo cho mình, ngoại trừ là cho mình yêu Việt bên ngoài còn có một ở bên trong tầng sâu hàm nghĩa, tự là cái này hòn đảo là của ngươi rồi, vậy ngươi cũng nên tận điểm tâm lực A có vật gì tốt đừng cất giấu nắm bắt, lấy ra mọi người cùng nhau phát tài. Bọn hắn muốn cùng hợp tác với mình, cái kia tại sao mình không tá trợ cái này khó được địa cơ hội, bồi dưỡng được đến lực lượng của mình đâu này. Hai người nhìn nhau cười cười, cười đều là như vậy dâm tiện. Như vậy một cái hợp tác quan hệ tựu đã đạt thành, ác mà muốn hơn là dùng trần húc thầy cho tính cách bên trên cái nhược điểm kia, đến lúc đó chế tạo mấy khởi xung đột sự kiện, không khỏi bọn hắn những này bao che khuyết điểm người không đúng Philippines chờ quốc gia dơ lên giao mổ. Đến lúc đó SMMS chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, hoặc là bạo lộ bọn hắn trong hiện thực thân phận, hoặc là tự thông qua cái trụ sở này để hoàn thành. Mà người phía trước, cơ hồ là không thể nào, bởi vì ai cũng biết, SMMS uy hiếp lớn nhất ở chỗ hắn cảm giác thần bí. Một khi hắn bộc lộ ra đến, vậy thì muốn xem hắn sự thật chính giữa thế lực có đủ hay không đính đến ở hắn được rồi. Mà Trần Húc lại là đang nghĩ, người có thể lợi dụng ta, ta đây cũng lợi dụng ngươi ngươi lợi dụng ta không ai qua được là muốn nghiên cứu có quan hệ thế kỷ đại âm mưu bày kế sự tình tốt như vậy a à, người muốn cái gì ta cho ngươi cái gì dù sao có hại chịu thiệt cũng không phải là ta nhưng là ngươi những này nhân viên nghiên cứu hư hư chỉ sợ tụ không thuộc về các ngươi đưa tới cửa thịt mỡ ăn chùa thì ngu sao mà không ăn ba ngày sau trần húc mang theo lang nha bọn người tại ác ma dẫn hạ leo lên cái này hòn đảo quả nhiên không hổ là nam hải bên trên minh châu à cái này không khí thật tốt Tuy nhiên đã đến 12 tháng, nhưng tại đây thì khí trời lại còn thật ấm áp, nghỉ đông thời điểm tới nơi này nghỉ phép là cái lựa chọn không sai. Đã nhưng cái này đảo là của ta rồi, cái kia mặc kệ cái này đảo trước kia tên gọi là gì, hiện tại ta tới cấp cho nó đặt tên A. Trần Húc nghĩ nghĩ, muốn nói ta bội phục nhất địa người, đem làm thuộc lộc đỉnh ký chính giữa địa vi tước ra rồi, cái này cái đảo, tự cho hắn đặt tên gọi ăn sạch đảo A. Quản hắn khỉ gió cái gì U Mỹ Cường Quốc, Việt Nam Philippines như vậy tôm tép nhãi nhép, Quản hắn khỉ gió là cái gì ít tổ chức hay vẫn là Rothschild gia tộc. Một mực ăn sạch. Ăn sạch đảo, được rồi, cái này xinh đẹp đảo nhỏ hiện tại danh từ tự kêu là ăn sạch đảo rồi. Ăn sạch đảo ở vào Philippines cùng Malaysia tầm đó, 53 km vuông lớn nhỏ không tính lớn cũng không thể tính toán nhỏ, nhưng là cái này đảo đầu nhập giá trị nhưng lại vô cùng đắt đỏ đấy. Đem một cái tự nhiên đảo phía trên cơ hồ đánh ngang, tu kiến sân bay, kiến trúc, bến tàu, còn có không chung đường hầm những này tự muốn bao nhiêu trước rồi. Huống chi trên đảo này có vô số dùng tiến cũng mua không được siêu mũi nhọn thí nghiệm thiết bị. Trần Húc bọn người là đang ngồi phi cơ trực thăng đến, theo sân bay trên không nhìn lại, đảo nhỏ ở giữa nghiên cứu căn cứ tứ phía núi vây quanh, giống như một cái thung lũng, mà bốn phía địa núi vây quanh tắc thì trở thành cái này đảo nhỏ tự nhiên bình chướng, duy nhất xuất nhập đường nhỏ phải dựa vào lấy cái kia không chung đường hầm, mà ở những này trên núi, liếc nhìn lại, Trần Húc tự thấy được mấy cái hỏa lực pháo điểm, quả nhiên, như vậy một cái trụ sở an toàn cũng không phải ác ma chỗ Taro tổ chức chỉ dựa vào thanh danh là có thể duy trì đấy. Hay vẫn là cần nắm đấm, Trần Húc cùng Taro đã thành hiệp nghị, đem ở trên đảo vốn có phòng vệ lực lượng toàn bộ bỏ, đổi thành hắn người của mình. Trước sau như một thờ phụng báng thương tử bên trong gia chính quyền Trần Húc tự nhiên sẽ không đem ở trên đảo mạch máu lực lượng giao cho người khác, mà cái này một đầu yêu cầu cũng nhất định là tại ác ma bọn hắn tính toán trong phạm vi cho nên rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa giao ra toàn bộ hòn đảo phòng vệ hệ thống. Chỉ là cái này một cái phòng vệ hệ thống, hắn giá trị phải mấy tỷ đô la đã ngoài rồi. Cái này bốn cái đỉnh núi cùng sở hữu 128 cái trọng điểm hỏa lực chỗ bắn phòng ngự cơ pháo đồng thời mở ra về sau, đủ để phá hủy tầng trời thấp phi hành sở hữu tất cả phi hành thiết bị, mặt khác còn có khổng lồ pháo 30 khung, tầm bắn vi 1 km, lui tới đội thuyền cũng có thể nhẹ nhóm phá hủy, hơn nữa tại căn cứ dưới nước còn có rất nhiều ngư lôi máy phát xạ, trên bầu trời có phòng vệ tháp canh. Quan trọng hơn là, trên cái đảo này lắp đặt có cường lực từ trường quấy nhiễu hệ thống. Hệ thống một khi mở ra, dùng đảo nhỏ làm trung tâm tại phương viên 20 km hình thành cường đại từ trường phòng ngự màng, bất luận cái gì tiến vào phòng ngự màng máy bay, cano, đem tại cường từ trường quấy nhiễu hạ tạo thành dụng cụ thiết bị phạm sai lầm. Nếu như là cano khá tốt, chung quanh nơi này mặc dù có đá ngầm, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn gặp chuyện không may, nhưng nếu như là máy bay như vậy thực xin lỗi, dùng một câu khái quát tự là, con chó, công nghệ cao à, không người điều khiển. Đối với Trần Húc đến, ở trên đảo nhân viên kỹ thuật rõ ràng cho thấy sớm bị chào hỏi, phản ứng rất là lãnh đạm ước hoặc là tại những này nghiên cứu cuồng nhân trong mắt, không có bất kỳ vật gì so khoa học nghiên cứu còn muốn trọng yếu, chỉ cần bọn hắn có sung túc tài chính tiến hành nghiên cứu, quản hắn khỉ gió lão bản là ai làm gì vậy. Tại đây nghiên cứu lâu không hề giống đất liền như vậy là độc lập tách ra, một tòa một tòa đại cao tầng, mà là cả liền tại một cái, từ bên ngoài xem hình như là một cái cỡ lớn sân vận động đồng dạng kiến trúc, đem sở hữu tất cả tinh vi thiết bị đều bao phủ tại chính giữa, mà càng làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này sở nghiên cứu có rất lớn một tầng là ở dưới nước, cách thủy tinh công nghiệp trong suốt thủy tinh, nhân viên nghiên cứu nhóm, đám bọn họ thậm chí có thể tại lúc nghiên cứu thưởng thức bơi qua bơi lại sinh vật biển. Trần Húc phi thường địa ngạc nhiên, cái này không sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn công tác sao? Ác ma cười cười, đương nhiên sẽ không, trái lại, loại hoàn cảnh này ngược lại dễ dàng lại để cho những này các khoa học gia bảo trì tâm tình vui sướng, do đó đề cao công tác hiệu suất. a à, tại ở trên đảo bên cạnh bờ, chúng ta chuyên môn vi ngài cũng chuẩn bị một tòa như vậy biệt thự, tại biệt thự bên trên có thể chứng kiến xinh đẹp địa hải cảnh, tại tầng hầm ngầm cũng có thể chứng kiến những này xinh đẹp hải ngư, rất thích hợp ngài cùng ngài cái kia mấy vị hồng nhan chi kỷ cùng nhau ở lại. Trần Húc nở nụ cười, ai nói ác ma tụ là hoàn toàn làm cho người ta chán ghét cùng sợ hãi địa phương tối thiểu bọn hắn đều có một điểm tính chung tựu là, bọn hắn biết rõ người thích gì, hội sớm an bài hảo hảo mà. Không vội mà nhìn biệt thự, Trần Húc vốn là đi thăm thoáng một phát cái này nghiên cứu căn cứ. Bằng tâm mà nói, Trần Húc là từ đến sẽ không có nhìn thấy qua lớn như vậy nghiên cứu căn cứ, rất nhiều dụng cụ đừng nói danh tự, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, một bên địa ác ma tựu ở bên cạnh đảm đương giải thích, cho Trần Húc giới thiệu cái gì dụng cụ có tác dụng gì, Tại đây địa dụng cụ thiết bị phần lớn là tiến hành tánh mạng khoa học nghiên cứu đấy, trong đó thậm chí có DNA phân tích nghiên cứu nghi, đối với cái này loại thí nghiệm, Trần Húc tại lý bác sĩ chỗ đó dạo qua một thời gian ngắn ngược lại là cũng không xa lạ gì, chỉ là căn bản là không cần ác ma giới thiệu, Trần Húc cũng biết tại đây dụng cụ so hợp hiệp đại học thí nghiệm lâu chính giữa những cái kia không biết trước vào bao nhiêu, rất nhiều dụng cụ căn vốn cũng không phải là nói dùng tiền có thể mua lấy được. Tánh mạng là yếu ớt, nhưng cũng là kiên cường là trọng yếu hơn là tánh mạng chính giữa có rất nhiều không biết cùng đợi chúng ta đi thăm dò, ác ma ở phương diện này rõ ràng cũng là có nghiên cứu đấy, cùng Trần Húc vừa đi vừa giới thiệu nói, nhân loại địa trí tuệ là vô cùng, nếu không chúng ta bây giờ nhân loại như vậy yếu ớt, nhưng lại sáng tạo ra như vậy một cái phát đạt văn minh. Trần Húc tâm niệm vừa động, hắn đã nghe được hiện tại nhân loại cái này mấu chốt từ. Tự chứng kiến ác ma đối với chính mình có phần có thâm ý cười cười, Trần Húc không nói chuyện, vẻ mặt phong khinh vân đạm chờ hắn nói tiếp xuống dưới ác ma cũng cười thoáng một phát trần tiên sinh không biết ngài đối với chúng ta phần lễ vật này còn thỏa mãn không không tệ trần húc nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu phi thường không tệ vậy là tốt rồi ác ma vỗ tay cười nói đã chúng ta làm có thể làm cho các hạ thỏa mãn ta đây cũng rất tiểu nhân nói một câu chúng ta lại để cho các hạ đã hài lòng tại đây một phương diện so sánh với keo kiệt ích tổ chức tổ chức chúng ta làm so với bọn hắn rất tốt như vậy cũng hy vọng trần tiên sinh có thể cùng tôn sư nói một chút chúng ta hy vọng chính mình có được đồ vật gì đó, không thể so với ích tổ chức lấy được muốn thiểu. Quả nhiên đủ tiểu nhân, bất quá ta ưa thích, Trần Húc cười nói, ích tổ chức vì nịnh nó chính mình, căn bản là không dám hiển nhiên đến tác muốn cái gì, đều là áp dụng quang co vòng vèo, nói bóng nói gió phương pháp cùng chính mình đi vòng vèo, mà cái này Taro tổ chức tự hoàn toàn không giống với, hắn cho ngươi cái gì đó, sau đó liền trực tiếp muốn hồi báo rồi. Loại này phong cách cũng là đích thật là gần sát tại châu U người cái loại này bụng dạ thẳng thắn, ít có cái gì biến báo cùng khách sáo xử lý phong cách không giống người châu á khiêm nhượng đã qua đầu nhưng loại này phong cách hiện tại trần húc cũng không bài xích bởi vì tính toán trần húc theo chân bọn họ căn bản không coi là là bằng hữu mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi nếu là lợi dụng lẫn nhau cái kia cũng đừng có đi trèo giao tình lôi kéo làm quen trực lai trực vãng rất tốt huống chi tuy nhiên ác ma luôn miệng nói hạ lệnh hành thích trần húc gia hỏa đã bị xử tử nhưng trần húc nào biết đâu rằng hắn nói thật hay giả hơn nữa coi như là thật sự thì sao chiếu trần húc đến xem tên kia cũng nên giết không phải nói bởi vì hắn muốn hành thích chính mình mà là vì hắn đã thất bại cuối cùng làm hại tổ chức tổn thất thảm trọng chỉ là cái này một đầu hắn tự nhất định phải chết rồi giết hắn đi lại đến nịnh nọt chính mình hắc thực đem làm trần húc là ngu ngốc sao cho nên trần húc cũng ước gì đem một vài nghiên cứu tư liệu cho ác ma cầm lấy đi các ngươi nghiên cứu a thế kỷ đại âm mưu bảy kế chính giữa lấy được thành quả càng cao trả giá cao cũng lại càng thảm trọng cho nên nghe được ác ma trần hút một chút cũng không ngoài ý cười nói cái này ăn sạch đảo hôm nay cũng là sản nghiệp của ta rồi ta đây tự nhiên là hy vọng có thể đem cái này hòn đảo kiến thiết quý phương yên tâm ta có thể thay lão sư ta đáp ứng cái hứa hẹn này lão sư ta có chút nghiên cứu lên có thể vì quý phương cung cấp đem bảo trì tự cấp ích tổ chức thứ đồ vật cao hơn một cái cấp bậc đã ngoài ác ma nở nụ cười cái kia vậy cảm ơn nhé, bất quá, vu khống. Trần Húc biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp từ trong túi tiền xuất ra một cái USB đưa tới, lý bác sĩ nghiên cứu thông minh dược cố nhiên là một loại đột phá, nhưng dù sao cũng không tính là cái gì rất khó khăn được bảo bối, tối thiểu. Dược vật có tác dụng trong thời gian hạn định tính sẽ làm cho nhân thể theo trên tinh thần đối với loại này dược vật sinh ra ỉ lại. Sư phụ của ta đối với phương diện này nghiên cứu rõ ràng nếu so với chư vị cao hơn minh một ít, lợi dụng dược vật cùng sóng điện kích thích đại não, do đó đột phá thượng đế cấm khu, hơn nữa là vĩnh cửu tính đấy, điểm ấy ngược lại là đã chiếm không ít ưu thế. Trần Húc có câu nói giấu ở trong bụng chưa nói, chỉ là trải qua kích thích về sau đại não hội dần dần biến thành điên cuồng, tinh thần xuất hiện dị thường, tế bào não cưỡng ép sử dụng hậu quả hội làm cho nhân thể giải yếu tốc độ nhanh hơn, rõ ràng nhất biểu hiện tựu là tại đầu, trước chờ tóc rơi sạch ha, à. sau đó, tế bào não khai phát càng nhiều, tuổi thọ sẽ càng ngắn, cưỡng ép khai phát đến 20% đã ngoài người, không có một cái nào có thể sống qua 45 tuổi, hơn nữa nhìn đều có phần giống như tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, niên kỳ càng lớn, tác dụng phụ càng lớn. Hơn nữa, còn có thể làm cho phương diện khác đủ loại vấn đề. Đối với thông minh dược tác dụng phụ, Taro tổ chức cao tầng đã kỹ càng thảo luận đã qua. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết loại này dược vật sẽ đối với người đại não tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhưng bọn hắn dù sao cùng lý bác sĩ loại này tinh khiết học thuật phái bất đồng, đối với cái này loại thông minh dược tính ỉ lại, đó là một loại không cách nào tránh khỏi đấy, nhân loại nhất nguyên thủy bản tính. Cái này là không cách nào tránh khỏi đấy, cái này cái, khai phát thượng đế cấm khu, so với ích tổ chức địa như thế nào đây? Căn cứ tình báo của chúng ta, ích tổ chức hôm nay đã có thể đem người thể đại não sử dụng suất đề cao đến 12% đến 13. 15%, Trần Húc cười vô cùng tự tin, chỉ chỉ chính mình địa đại não, của ta não vực khai phát là 27%, nếu như chúng ta hợp tác vui sướng, không ngại về sau tăng cường đối với phương diện này hợp tác. Ác ma địa con mắt bá địa thoáng một phát sáng, hắn nghe được ra trần húc địa lời ngầm, 27% đã thành công rồi, huống chi 15%. Phần này tư liệu cầm sau này trở về có thể trực tiếp sử dụng. Đối với nhân thể đại não thượng đế cấm khu khai phát, đến cùng hội sinh ra một loại gì dạng kết quả ai cũng không biết, nhưng là căn cứ trần húc tư liệu, đại học trước khi hắn bất quá thì ra là cái bình thường đệ tử. Tối đa so người bình thường muốn có chút tiểu thông minh, nhưng là đại nhất một năm hắn chẳng những tại hacker kỹ thuật phương diện đạt đến tương đương cao tiêu chuẩn, hơn nữa thân thể tố chất cũng có điên cuồng mà tăng lên. Tại Taro tổ chức xem ra, cái này rõ ràng tựu là SMMS địa công lao, nói không chừng hắn nhất định mở ra thượng đế cấm khu. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Trần Húc hiện tại trong lòng tại cười lạnh, khai a khai a, chờ các ngươi hao tổn tâm cơ về sau, tựu sẽ minh bạch, cái gì mới gọi là chính thức giết người không thấy máu. Audio điện tử võ tấn bền Trần Húc hiện tại tâm địa có thể so sánh trước kia muốn ngoan độc nhiều lắm rồi, bất quá cũng có tương đương một phương diện nguyên nhân là bởi vì hắn căn bản là không thích cái này Taro. Dù sao trước khi những cái thứ này muốn giết chính mình đấy. Nếu như không phải Trần Húc mệnh đại vận khí tốt, nhưng lại có đủ thực lực, hiện tại cái đó còn có tư cách theo chân bọn họ đàm phán lại để cho bọn hắn cho mình chỗ tốt. Hơn nữa, bọn hắn loại này vô cùng phải cụ thể cách làm, lại để cho Trần Húc trong lòng cũng là không khoái. Cái này rất mâu thuẫn. Trần Húc không muốn theo chân bọn họ làm nhiều dây dưa cho nên cũng hy vọng mọi người địa giao dịch Trần Trụi, chỉ có giao dịch, không có giao tình. Nhưng quá phận như vậy Trần Trụi, Trần Húc cũng khó chịu, dù sao đối mặt một cái chỉ có giao dịch, không có giao tình, nhưng lại một lần muốn giết người của mình, ai cũng sẽ không thoải mái đấy. Đối với ích tổ chức, Trần Húc là một loại mâu thuẫn tâm lý, bọn hắn một ít thủ pháp tuy nhiên Trần Húc không đồng ý, nhưng trong lòng cũng cho rằng bọn họ với tư cách tự không nhất định sai, cái này không nhất định sai, cũng rất vi diệu rồi, dù sao trên cái thế giới này cũng không phải ngoại trừ hắc tựu là bạch, cho nên đối với ích tổ chức, Trần hút một mực tại coi chừng khống chế, không để cho bọn hắn cái gì thứ tốt, bởi vì hắn biết rõ, cho đồ vật này nó càng tốt, diệt phong lại càng nhanh. Có câu nói không phải nói nha, thượng đế dục khiến người diệt phong, tất trước khiến người điên cuồng. Taro, điên cuồng A, dùng sức điên cuồng A, càng điên cuồng, các người khoảng cách diệt phong thời gian lại càng tới gần. Cái chỗ này ngươi đã tới không vậy? Trần Húc lấy cớ muốn đi nhà nhỏ WC Chi mở ác ma, hỏi cùng hắn đi theo Jimmy, cái này Jimmy, tại Trần Húc từng đợt rồi lại từng đợt bắt được sát thủ địa thời điểm cũng đã thần phục, Trần Húc tuy nhiên không thích thằng này, nhưng xem tại hắn tuy nhiên cũng không phải hảo tâm, nhưng đã làm kiện chuyện tốt phân thưởng cũng không có khó xử hắn, đối với Taro cái này cái tổ chức, Jimmy cũng là so sánh hiểu rõ, còn hữu dụng được lấy chỗ của hắn, cho nên lúc này đây, Trần Húc là nghênh ngang đem Jimmy mang đi qua. Ác ma cũng rất nể tình không nói gì, coi như thằng này là không khí. Kỳ thật ác ma có thể nói cái gì? Jimmy lại không phải của hắn trực hệ thủ hạ, lưng của hắn bạn đối với ác ma đến nói không có một điểm ảnh hưởng, nói sao cho dù có ảnh hưởng lại có thể thế nào, một chút tiểu ảnh tiếng nổ, nào có cả cái tổ chức đại kế trọng yếu. Jimmy trên địa đầu đeo một cái phi thường kỳ quái mũ bảo hiểm, Thân sắc của hắn rất cung kính, cung kính đã đến một loại gần như vu khiêm ti địa thần sắc. Thử nghĩ, Jimmy dù sao trước khi là 12 múi kim cây hoa cúc người, Trần Húc như thế nào có thể có sao yên tâm mang một mình hắn tới. Hắn làm như vậy, tự nhiên là có chỗ dựa, mà trên thực tế, hiện tại Jimmy, sớm đã không phải là trước khi cái kia Jimmy rồi, trí nhớ của hắn tuy nhiên còn bảo tồn lấy, nhưng là hắn địa tư tưởng lại bị khống chế. Cụ thể như thế nào khống chế, đây vẫn chỉ là một cái thí nghiệm. Một cái do thế kỷ đại âm mưu, bày kế trong lấy tới thí nghiệm, cái này thí nghiệm quả nhiên rất hữu hiệu, nhưng về phần hội tạo thành cái gì hậu quả, Trần Húc dùng được lấy cân nhắc những này sao? Jimmy cung kính, ta đã tới một lần, bất quá cái kia đã là 10 năm trước rồi, ta ở chỗ này tiến hành qua một lần huấn luyện, ở này cái hòn đảo phía đông, nơi đó là trại huấn luyện, tại đây đã từng là Á Châu sát thủ huấn luyện căn cứ, bất quá về sau căn cứ chuyển rời đến Myanmar rồi. À, tại sao phải chuyển di? Cái này ta không quá rõ ràng, bất quá cũng có thể đoán được một ít, như chúng ta những người này, phần lớn là Taro theo toàn bộ thế giới cô nhi viện chính giữa chọn lựa ra đến đấy có thậm chí là nhìn chúng hắn tiềm chất mà lừa gạt tới, từ nhỏ tục tiếp nhận bồi dưỡng, cái này trên biển căn cứ, có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ ngục giam, những hài tử kia vừa tới địa thời điểm, rất nhiều đều nhẫn nhịn không được cái kia gần như tàn khốc phương thức huấn luyện mà thoát đi, nhưng tại cái trụ sở này lên, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, về phần về sau vì cái gì đột nhiên cho chuyển di rồi, đại khái là bởi vì tổ chức hậu kỳ lúc sách lược đã xảy ra nhất định được biến hóa. Do sớm nhất kỳ chỉ cầu tuyệt đối tinh anh, biến thành hàng thấp một chút tiêu chuẩn, lại đổi lấy càng nhiều nữa số lượng loại này chính sách, cho nên đem trụ sở mới tu kiến tại Myanmar tam giác vàng phụ cận, lại để cho những hài tử kia từ nhỏ tự tiếp xúc gặp huyết, cho nên cái trụ sở này cũng tự thời gian dần trôi qua hoang phế đi. Nguyên lai like là như vậy, Trần Húc gật gật đầu, trêu chọc nói, vậy ngươi năm đó có thể theo nhiều người như vậy chính giữa chỗ hết tài năng, trình độ tương đối không sai mà. Bị Trần Húc như vậy khoa trương một câu, Jimmy trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi địa thần sắc, nói, không có có hay không, chỉ có điều, huấn luyện của ta là thiên hướng về văn trước đấy, thuộc về buôn bán gián điệp cái này một loại, cho nên đối với thân thủ yêu cầu cũng không có cao đến cái loại này đáng sợ tình trạng, mà những cái kia chính thức sát thủ, huấn luyện lên xác thực chỉ có thể dùng tàn khốc hai chữ này để hình dung. À, Jimmy trên mặt lộ ra một loại nghĩ mà sợ biểu lộ, do dự một chút mới nói, lúc ấy chúng ta một nhóm kia hài tử tổng cộng có hơn 300 người. Bị chọn chúng làm buôn bán gián điệp bồi dưỡng chỉ có 50 người, ngay lúc đó huấn luyện tuy nhiên tàn khốc, động một chút lại hội lần lượt dừng lại, một trầu roi không có cơm ăn, nhưng chúng ta thật sự rất thỏa mãn. Nhìn xem mặt khác hơn 200 tên sát thủ người được đề cử, chúng ta thật sự đã biết đủ. Như thế nào, bọn hắn trôi qua không tốt, đâu chỉ không tốt, Jimmy trên mặt biểu lộ đều có chút căng gân, bọn hắn sát thủ tổ tổng cộng 267 người, nửa năm sau cũng chỉ còn lại có 120 người. Chết trọn vẹn một nửa, Trần Húc sững sờ, cái này cũng quá tàn khốc đi à nha. Jimmy biểu tình cũng rất thống khổ, ta còn nhớ đến lúc ấy có một nữ hài, người da trắng, màu xanh da trời con mắt rất đẹp. Còn có nữ hài tử, đương nhiên, bởi vì rất nhiều nhiệm vụ nữ nhân ngược lại so nam nhân càng có ưu thế. Trần Húc biết rõ hắn nói ý tứ, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan à, nhưng hắn còn có một nghi vấn, dựa theo như lời ngươi nói, nữ hài tử kia cũng hẳn là thuộc về cùng các người đồng dạng buôn bán gián điệp một loại địa à. Như thế nào hội phân đến sát thủ tổ đâu này? Bởi vì vì bọn nàng bị giáo huấn luyện ra được tầm nhìn, chính là vì giết người. Jimmy hung hăng mà nói, mỗi một năm tổ chức đều tìm đến rất nhiều hài tử, những hài tử kia tuổi thọ đại khái là tại 6 tuổi đến 7 tuổi bộ dạng, mỗi một năm đều là, hơn nữa, đây chỉ là một căn cứ số lượng. Trần Húc thất kinh, cái này nhiều lắm thiểu hài tử mới đủ. Hơn nữa, những này hay vẫn là tại Á Châu, như châu Phi có chút rất nghèo khó quốc gia, cái đứa bé kia chẳng phải là thêm nữa. Có chút rất đẹp nữ hài tử, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra nàng ngày sau nhất định là cái mỹ nhân. Đối với những này nữ hài, tổ chức rất sốc lòng bồi dưỡng, đương nhiên, trừng phạt cũng không lưu tình một chút nào mặt. Người xem qua trần trụi đặc công cái kia bộ điện ảnh chưa? Kỳ thật lúc ấy tổ chức chúng ta hoàn cảnh cùng cái kia không sai biệt lắm, chỉ có điều nữ có nam có mà thôi. Kỳ thật, nữ hài tử muốn thảm hại hơn một ít các nàng chẳng những muốn học tập giết người kỹ xảo, tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, hơn nữa, theo các nàng bị mang vào ngày đó lên, muốn, muốn học tập hầu hạ nam nhân phương pháp. Trần Húc cả kinh, ta nhớ được người mới vừa nói, những hài tử kia bị mang đi vào lớn tuổi khái cũng chỉ có. 7 tuổi, Jimmy địa sắc mặt chết đồng dạng địa khó coi, chỉ có 7 tuổi. Cầm thú à, Trần Húc tuy nhiên một mực luôn miệng nói mình không phải là người tốt lành gì, cũng tự xưng là vì yêu thích tiểu Loli, nhưng hắn ưa thích tiểu Loli là vì người ta Loli đáng yêu, ngoài miệng nói Loli có ba tốt, thanh em mờ eo nhuyễn dễ dàng đẩy ngã, nhưng cái này đang nói chuyện chơi đùa mà thôi, làm sao có thể đối với một cái 78 tuổi địa tiểu nữ hài ra tay. Đám người này quả nhiên là một đám cầm thú à, tổ chức cái này mười mấy năm qua, mỗi ba năm tiến hành một cuộc tỉ thí, cuối cùng tổng cộng mới bồi dưỡng được hai cái sát thần, đều là trên cái thế giới này cường đại nhất sát thủ, chỉ cần bọn hắn ra tay, không có không giải quyết được sự tình cái này là dưỡng cổ. N, ngài biết rõ ta có một bộ phận Trung Quốc huyết thống, ta biết rõ Trung Quốc cổ đại miêu cương một mảnh kia có người dưỡng cổ, đem một đám côn trùng đặt ở một cái hộp ở bên trong, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng sống sót chính là cái kia, tựu là mạnh nhất đấy. Dùng dưỡng cổ phương pháp đến dưỡng những cái kia sát thủ, đã qua một năm hơn 300 người, mỗi ba giới làm một tổ, đến bọn hắn bình quân tuổi 19 tuổi thời điểm tiến hành một hồi chém giết, cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót người kia, tự là mạnh nhất sát thủ. Một ngàn tuyển một, Trần Húc hít một hơi lãnh khí, như vậy tàn khốc cạnh tranh chính giữa tuyển ra đến chỗ này người, chỉ sợ thật có thể có thể nói vi sát thần rồi. Chỉ là, Trần Húc cũng có thể hiểu được vì cái gì 12 múi kim cây hoa cúc hậu kỳ cải biến sách lược rồi. Cái này dưỡng cổ chi pháp, bồi dưỡng được đến sát thủ hoàn toàn chính xác đáng sợ, thậm chí cũng có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nhưng là, hiệu suất như vậy thật sự quá thấp, hơn nữa quá ngu xuẩn rồi. Tuy, loại phương pháp này có thể bồi dưỡng được thế giới cấp cao nhất sát thủ, nhưng là đồng dạng đấy, bọn hắn cũng tổn thất vô số nhất lưu sát thủ. Đối với một cái tổ chức sát thủ mà nói, người, là giết không hết, mà chỉ có hai người, thực lực tuy nhiên cao dọa người, nhưng nhân số dĩ nhiên là quá ít, ít đến đáng thương, bọn hắn nếu không cải biến phương pháp, vạn nhất một vị sát thần xảy ra vấn đề gì, thực lực kia thoáng cái tựu tổn thất hơn phân nửa. Vậy tại sao giết ta địa thời điểm bọn hắn không có xuất động hai người này? xiêm có chút xấu hổ địa nhìn xem trần húc vấn đề này hắn thực không tốt trả lời bất quá trần húc nhưng lại thoải mái cười đúng rồi ta một cái nho nhỏ đệ tử nào có tư cách thỉnh sát thần ra mặt bất quá về sau ta hủy trụ sở của bọn hắn cái kia ta râu cao tầng nhất định có nghĩ qua a à. bất quá bọn hắn cuối cùng hay vẫn là lựa chọn cùng ta giảng hòa sát thần chật chật hiện tại để cho ta gặp được bọn hắn ta chỉ sợ thật sự chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa nha a xem ra ta thật là nhân vật chính không sai câu nói sau cùng jimmy không biết là có ý gì chỉ có thể nhìn trần húc xấu hổ cười trần húc vui tươi hớn hở nói chẳng lẽ người bình thường không đọc tiểu thuyết kịch truyền hình các loại địa sao trong lúc này nhân vật phản diện cuối cùng nhất tại sao phải thất bại cũng là bởi vì bọn hắn tại sơ kỳ không có coi trọng nhân vật chính cho nhân vật chính phát triển không gian hừ nếu hiện tại đến hơn mấy cái sát thần ta chỉ sợ còn có thể kiêng kỵ thoáng một phát tám phần không Chín thành nửa khả năng thì phải chết tại trong tay bọn họ, nhưng 3 năm. Một lần nữa cho ta 3 năm thời gian, đừng nói sát thần rồi, coi như là chính thức thần, lại có thể làm khó dễ được ta. Trần Húc có lòng tin này, 3 năm thời gian, một tòa căn cứ, đầy đủ hắn làm rất nhiều mộng tưởng chính giữa sự tình. Taro, bọn hắn có lẽ đáng đánh tính toán, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, bọn hắn không nên cho mình như vậy một cái phát triển không gian, mà 3 năm sau, bọn hắn sở được đến đồ vật này nọ rất nhiều tác dụng phụ cũng nên biểu hiện ra ngoài rồi, này tiêu so sánh phía dưới, Trần Húc lại có gì sợ hãi. Jimmy, từ hôm nay trở đi, cái này ăn sạch đảo ta tự giao cho ngươi rồi. Tài chính ta sẽ liên tục không ngừng địa cung cấp cho ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ba năm sau, ta muốn cho toàn bộ thế giới cũng không dám khinh thị ta ăn sạch đảo. Trần Húc vì cái gì như vậy tín nhiệm Jimmy, bởi vì hiện tại Jimmy đã không phải là lấy trước kia cái Jimmy rồi. N, Người bình thường nói những lời này thời điểm, lời ngầm nói đúng là, người này đã thay đổi triệt để một lần nữa làm người rồi, giống như Phật ra theo như lời địa vừa vào không môn, tư đại giai không, trước kia đủ loại thị phi, đồng đều cùng hiện tại hòa thượng không quan hệ. Xin nhờ, điều này sao có thể? Giết người, cạo cái đầu sẽ không sự tình rồi hả? Bất quá lời nói cũng nói trở lại, cổ đại nếu là không có như vậy quy củ, cũng sẽ không có hậu đến lỗ trí sâu cùng võ nhị lan rồi. Jimmy hiện trên đầu mang chính là cái kia mũ bảo hiểm, nhưng thật ra là một cái sóng não máy kiểm soát. Loại này sóng não máy kiểm soát cũng không giống như thật là nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, điện ảnh chính giữa xuất hiện cái chủng loại kia, đeo tại người trên đầu về sau là có thể hoàn toàn đem người cho khống chế được, người lại để cho hắn hướng đông hắn không dám đi tây, lại để cho hắn đánh cho hắn không đi đuổi gà, thậm chí lại để cho hắn đi chết, hắn mày cũng không nhăn truy cập. Trần Húc sử dụng cái này sóng não máy kiểm soát nhưng thật ra là cái phi thường đơn sơ sản phẩm. Bởi vì hiện tại Trần Húc căn bản là không có biện pháp đi chế tạo công nghệ cao đồ vật, hắn bản thân hoàn toàn không có có năng lực như thế. Nhưng nếu như từ giản, ngược lại cũng chưa chắc hoàn toàn cái gì đó đều làm không được. Cũng tỉ như cái này mũ bảo hiểm, cái này mũ bảo hiểm hiện tại cùng hắn nói nó là sóng não máy kiểm soát, chẳng nói là một cái tiềm thức thôi miên khí, cái này mũ bảo hiểm là ở lý bác sĩ dưới sự trợ giúp chế tạo ra đến, đừng nhìn xấu như vậy bộ dáng, nhưng giá trị chế tạo lại không thấp. Thứ này nguyên lý kỳ thật nói rất đơn giản, tự là đem một bộ cao phối trí mini máy tính đặt ở mũ bảo hiểm chính giữa, cái này máy tính dĩ nhiên là có phải hay không bình thường chứng kiến đến địa cái loại này bộ dáng, nó địa chủ yếu cấu thành chính là một cái tính toán năng lực phi thường cường đại CPU, hơn nữa chứa đựng thiết bị. Những vật này dùng tiền có thể hoàn thành, mà sở dĩ có thể thôi miên, là vì Trần Húc đem chính mình địa cháu trai Trần Phỉ ở lại siêu cấp máy tính chính giữa chính là cái kia mô phỏng tánh mạng thả đi vào. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được Lý Bác sĩ trợ giúp, Lý Bác sĩ tuy nhiên không biết Trần Phỉ tồn tại, nhưng là hắn dù sao cũng là quốc tế số một địa đại não nghiên cứu chuyên gia, đối với não bộ tin tức trao đổi có cực kỳ cao siêu tiêu chuẩn, tại trợ giúp của hắn xuống, Trần Húc tại mũ bảo hiểm chính giữa gia nhập tiềm thức tín hiệu máy phát xạ sau đó lại để cho Trần Phỉ đối với tín hiệu tiến hành khống chế, do đó từng bước chậm chạp ảnh hưởng Jimmy tư duy. Loại này ảnh hưởng cũng không phải nói chẳng khác nào trực tiếp tại đầu óc của hắn chính giữa hạ mệnh lệnh, người nhất định phải nghe Trần Húc, mà là dùng một loại rất nhu hòa, thấy hiệu quả tuy nhiên tương đối chậm chạp, nhưng càng thêm an toàn có lợi phương pháp, lại để cho Trần Phỉ mỗi thời mỗi khắc đều tại trong đầu hắn nhắc nhở, Trần Húc người này rất tốt, hơn nữa hắn cũng tha ngươi một mạng, lại cho ta giúp cho trách nhiệm, sĩ là chi kỷ người chết, dù là ta liều mạng mạng nhỏ, cũng muốn hoàn thành hắn địa sở hữu tất cả yêu cầu. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi khi Jimmy nghĩ đến Trần Húc thời điểm đại não chính giữa sẽ có như vậy nhắc nhở, lâu dài xuống, hắn dĩ nhiên là sẽ đối với Trần Húc khăng khăng một mực rồi. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, vấn đề lớn nhất tựu là, nếu như người này đem mũ bảo hiểm cầm ra rồi. Tại thôi miên không có đạt tới trình độ nhất định thời điểm hắn còn có thể nhớ lại Trần Húc đối với hắn không tốt, nhưng điểm này hiện tại ngược lại là không sao, bởi vì ngoại trừ Trần phỉ tiểu tử kia mỗi ngày đều tại thôi miên trong gia nhập một câu như vậy, cái này mũ là Trần Húc Đại Nhân lấy vật tặng cho ta, dù là đầu đã đoạn mũ cũng không thể gỡ xuống. Hơn nữa, có Trần Phỉ cái này ngụy trí tuệ nhân tạo tại, ngược lại là cũng không sợ hắn lại đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa, trên cái đảo này lực lượng vũ trang đã hoàn toàn bị Trần Húc tiếp nhận rồi, thay thế đến đều là một đám tinh anh xuất ngũ quân nhân. Cái này, tự là loại cái gì bởi vì được cái gì quả rồi. Trần Húc địa hội ngân sách giúp rất nhiều xuất ngũ quân nhân, thành danh vậy rất tốt, có lang nhà bọn hắn triệu hoán thoáng một phát trước kia suốt ngũ bọn chiến hữu. Rất nhiều người trong nhà chính dỗi dãnh được rất đâu rồi. Nghe xong muốn tới Nam Cát, còn có thể làm Philippines quỷ. Nguyên một đám cao hứng bừng bừng đã tới rồi. Lại tới đây, đều là tinh anh, cái gọi là tinh anh. Tự là không chung diều hâu, lục địa bá vương, hơn nữa hay vẫn là. Trong nước Giao Long, không cần lo lắng những người này đánh không được thủy chiến. Bộ đội đặc trùng đi ra, nào có việc lên cạn đạo lý. Những người này số lượng tổng cộng có 400 bọn hắn cấu thành hiện tại ăn sạch đảo chủ lực lực lượng, mà về phần bọn hắn nghĩ muốn cái gì vũ khí, chỉ cần bọn hắn để được ra, Trần Húc tự bỏ tiền đến mua. Trần Húc đã dùng SMS địa danh nghĩa cho dịch thủy hàn bắt chuyện qua rồi, lại để cho hắn đem sở hữu tất cả lợi nhuận đều lấy ra, quăng kiến ăn sạch đảo. Nhóm đầu tiên tổng cộng 40 tỷ đô la tài chính, đem tại kế tiếp trong một tháng đúng chỗ. Nhưng là, cái này còn rõ ràng chưa đủ, cái này đảo, cho Trần Húc một cái cơ hội, cũng cho hắn một cái dã tâm. Đương nhiên, Trần Húc không muốn xưng vương xưng bá, không muốn nhất thống thế giới, nhưng là, từ khi đã nhận được tiểu mẫn cái này đài đến từ tương lai siêu cấp máy tính về sau, cho tới hôm nay cái này đã hơn một năm địa thời gian, lại để cho Trần Húc phát triển rất nhiều, hoặc là nói, theo một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, đã trở thành hiện tại mạng lưới tri thần, tiếp xúc đến trên cái thế giới này nhất thế lực cường đại. Những này, đều bị Trần Húc đã có mới đích giác ngộ, một người bình thường đệ tử giác ngộ đại khái tựu là nghĩ đến như thế nào đem thời gian trôi qua thoải mái một ít, tìm xinh đẹp bạn gái, có thể cùng hồ bằng cầu hữu cùng một chỗ rất vui vẻ chơi, hơn nữa không cần lo lắng trên sinh hoạt vấn đề. Nhưng là Trần Húc hiện tại giác ngộ, hắn nhất định phải tiến hành một lần cải biến, đã nhận được cái này đài siêu cấp máy tính, bất kể là bởi vì cái kia huyền diệu khó giải thích thiên đạo hay vẫn là Trần Húc bản thân mình, muốn ít xuất hiện xuống, muốn không có người đến tìm phiền toái, cái kia quả thực là như là chê cười đồng dạng câu chuyện mà đã có nhiều người như vậy đến tìm phiền toái, Trần Húc như không sử dụng một ít thủ đoạn, nói không chừng mạng nhỏ thật sự tự giữ không được. Mà Trần Húc, hắn cũng không muốn trốn đông trốn tây đi qua cả đời. Tòa đảo này tự, cái này tòa ăn sạch đảo, tự là Trần Húc cho mình kiến tạo thế lực. Hiện tại Trần Húc phát hiện, quang bản thân có nhất định địa thực lực vô dụng, bởi vì tại nơi này trên địa cầu, nhân loại tổng không có khả năng trở thành siêu nhân. Đương nhiên không có thực lực cũng không được, nước Mỹ Tổng thống đủ châu rồi a à tính tính toán toán có bao nhiêu vị nước Mỹ Tổng thống đã bị chết ở tại một viên đạn bên trên. Nhưng là coi như là thế giới chiến đấu quán quân lại có thể thế nào. Nhìn xem hiện tại Trần Húc đối thủ, một cái khống chế nước Mỹ, một cái khống chế toàn bộ châu Âu. Đại khái ngoại trừ Anh Quốc A, bất quá cũng không sao cả rồi, liên minh châu Âu EU cùng nước Mỹ, cái này lưỡng thế lực lớn sao mà cường hãn. Trần Húc địa mục nhãn hiệu, chính là muốn đem ăn sạch đảo, chế tạo thành một cái lại để cho cái này lưỡng thế lực lớn cũng không dám xem thường, thậm chí có thể địa vị ngang nhau mới thế lực. Nếu như Trần Húc bị cái gì ngoài ý muốn, bất kể là ai, đều muốn muốn tiếp thụ lấy ăn sạch đảo không chết không ngớt trả thù. Lời này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng làm sao có thể đem ăn sạch đảo chế tạo thành như vậy một cái thế lực. Một cái tiểu đảo nhỏ tự, diện tích bất quá một cái địa cấp thành phố, khả năng còn tới không được, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Như thế nào có thể trở thành cùng nước Mỹ cùng liên minh châu Âu EU chống lại mới thế lực. Đặt ở người khác mà nói, đây có lẽ là đầm rồng hang hổ, nhưng đối với Trần Húc mà nói, khó không có cơ hội. Hắn có được vượt lên đầu thời đại này nhất công nghệ cao, hơn nữa hiện tại cái này lưỡng tổ chức lớn đối với hắn đều áp dụng lôi kéo sách lược, hắn có tiền, cái thế giới này tiến tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng không có tiến nhưng lại tuyệt đối không thể, có tiền có thể mua được rất nhiều đồ vật, hơn nữa những vật này, có chút thậm chí là Trung Quốc đều không có đấy. Trong tay hắn đồ vật đã giảm bớt đi nghiên cứu phát minh thời gian, chỉ cần có tương ứng phần cứng có thể chế tạo ra đến. Điểm này, Trần Húc Địa ưu thế không người có thể so sánh. 40 tỷ đô la rất nhiều. Không sai, 30 tỷ nhân dân tệ xem lên xác thực không ít, nhưng là phải biết rằng nước Mỹ một năm quân phí địa chi tiêu tựu có bao nhiêu. Trần Húc hiện tại khẳng định không thể dùng lượng cùng người khác so, vậy thì nếu so với chất. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, rất nhiều thứ căn bản chế à. Một là không có thiết bị, thứ hai, không có người, thiết bị còn dễ nói, dù sao hiện tại Taro cùng ích đều có cầu ở Trần Húc, thông qua bọn hắn con đường mua được thời đại này mũi nhọn địa phần cứng thiết bị không phải việc khó gì. Trần Húc ngày hôm nay tự ném ra đi 1 tỷ, mua hai cái dây chuyển sản xuất trở lại. Đây chính là toàn bộ Trung Quốc đều không có thứ tốt, thuộc về tuyệt đối địa kỹ thuật phong tỏa bảo bối. Hơn nữa cái này còn là người quen giá. Về phần kỹ thuật phong tỏa, lưỡng tổ chức lớn dám phong tỏa Trung Quốc, nhưng không dám phong tỏa SMMS, bởi vì vì bọn họ còn dựa vào lấy Trần Húc cho bọn hắn cung cấp kỹ thuật đây này đem những này công nghệ cao đồ vật lấy ra, trọng yếu nhất địa một điểm tựu là thủ hạ người nhất định phải hoàn toàn địa chung với mình. Chỉ cần bọn hắn có một đinh điểm tư tâm, đem thứ này tiết lộ ra ngoài, tiết lộ một cái, Trần Húc tự tổn thất cực lớn. Nhưng là, muốn tìm đến như vậy trung tâm người nói dễ vậy sao? Có bản lĩnh ai hội bán người Trần Húc mặt mũi? Đương nhiên nếu như là cho SMMS thuần phục có lẽ sẽ ngoại lệ, không có bổn sự Trần Húc lại không muốn. Cho nên, Trần Húc liền đem cái kia điểm mưu ma trước quỷ đánh vào cái này hòn đảo bên trên các khoa học gia địa trên người. Những này nhà khoa học vốn chính là thuộc về SPO, muốn cho bọn hắn thuần phục Trần Húc, cái này độ khó không thể so với lại để cho Bin Laden cùng Bush thành anh em kết bái muốn dễ dàng, nhưng là nếu như là thông qua một ít đặc thù đích thủ đoạn đâu này. Jimmy, chính là một cái rất điển hình ví dụ, ách, phương pháp này tuy nhiên vô sỉ một chút, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao Taro cũng là mình địa địch nhân, không phải sao. Trần Húc nghĩ như vậy, ngược lại là có chút yên tâm thoải mái, nói sau hắn cũng sẽ không đối với những này các khoa học gia làm cái gì chuyện xấu, chỉ có điều dùng một ít tiềm thức đồ vật đến ảnh hưởng thoáng một phát ý nghĩ của bọn hắn cùng lập trường mà thôi. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường à, Trần Húc cũng không có gì có thể ái náy đấy, huống chi, như bọn hắn loại này nhà khoa học, bọn hắn lớn nhất yêu thích tự là làm nghiên cứu, có thể nghiên cứu đến thường người không thể nghiên cứu đồ vật, tham dò không biết lĩnh vực, đối với bọn hắn mà nói là thiên đại địa hấp dẫn. Thật giống như Lý Bác sĩ, hiện tại Lý Bác sĩ đã hoàn toàn thuần phục Trần Húc rồi, hắn tuy nhiên chưa nói, nhưng ý tứ mọi người đều biết. Bởi vì Lý Bác sĩ dù sao nếu không cho tại SPO rồi, xem tại Trần Húc hoặc là nói là SMMS trên mặt mũi, SPO không có đưa hắn giải quyết đã rất tốt. Điểm này Lý Bác sĩ bản thân tuy nhiên làm nghiên cứu khoa học khiến cho có chút chất phác, nhưng đạo lý lại hay vẫn là minh bạch hiện tại hắn chỉ có thể lưu ở trong nước, mà lúc này đây Trần Húc đại biểu SMMS hướng hắn ném đi cành ô lưu, tại đạt được Trần Húc cho hắn phần tài liệu kia lúc, Lý bác sĩ kích động được thiếu chút nữa trúng gió. Người não trao đổi, giả thuyết ảo cảnh, phần này văn bản tài liệu cũng không phải là thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa địa đồ chơi, đối với chính mình người, hơn nữa còn là mình hữu dụng địa người, Trần Húc không có khả năng hạ độc thủ, giả thuyết ảo cảnh Trần Húc đã thể nghiệm một năm nhiều thời giờ, hiệu quả phi thường mới tốt, hắn cho Lý bác sĩ phần này tư liệu, tự là giả thuyết ảo cảnh mới bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, giả thuyết ảo cảnh đối với một vị xâm dâm tại người não nghiên cứu đỉnh cấp chuyên gia mà nói ý vị như thế nào, đối với toàn bộ nhân loại mà nói lại ý vị như thế nào, cho nên vốn vẫn còn có chút phiền muộn Lý bác sĩ lập tức hào hứng bừng bừng vùi đầu vào nghiên cứu chính giữa. Cho Jimmy chính là cái kia mũ bảo hiểm địa xếp đặt thiết kế cũng là lý bác sĩ từ nơi này tư liệu đem làm ở bên trong lấy được dẫn dắt. Đương nhiên, chỉ bằng lý bác sĩ một người lực lượng cùng trí tuệ là không đủ, mà may mà chính là, hiện tại nơi này hòn đảo bên trên các khoa học gia, có 70% là theo lý bác sĩ đồng dạng, chủ công đại não ngành học nghiên cứu, bởi vì Taro tổ chức vốn cũng tự hy vọng mượn nhờ cơ hội này nghiên cứu phát minh thượng đế cấm khu địa bí mật. Chỉ có điều, thượng đế cấm khu là giả, giả thuyết ảo cảnh lại là thực, Trần Húc cố ý dùng tới đế cấm khu đến dụ dỗ bọn hắn tự là hy vọng có thể đạt được những này vạn kim khó cầu công nghệ cao nhân tài, hiệp trợ chính mình cùng nhau đem giả thuyết ảo cảnh chế tạo ra đến. Giả thuyết ảo cảnh tác dụng, lớn đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nhớ rõ Tiểu Mẫn vừa mới bắt đầu giới thiệu giả thuyết ảo cảnh thời điểm tựu đã từng nói qua, cái này là nhân loại kế máy chạy bằng hơi nước, điện lực sử dụng cùng máy vi tính về sau, vĩ đại nhất phát minh. Cơ tại nguyên nhân nào đó, ta địa vị kia lão sư không thể lộ diện, hắn có thể xuất ra những tài liệu này, nói thật đã là cực hạn. Trần Húc cùng Lý bác sĩ nói như vậy nói, ta có thể vững tin những tài liệu này tuyệt đối chính xác, nhưng là không có tư liệu vô dụng thôi, bên trong rất đa số theo chúng ta đều cần thí nghiệm, cái này công trình cũng là vô cùng cự đại mà. Tiến sĩ, vật này ý nghĩa, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, vật như vậy, tuyệt đối không thể rơi tại cái khác người trong tay. Lý bác sĩ liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ giả thuyết ảo cảnh ý nghĩa. Cái này chính là đủ để cải biến toàn bộ thế giới phát minh. Vật này, chúng ta nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra đến hơn nữa đầu nhập sử dụng về phần có cần hay không đến lợi nhuận cái này sau này hãy nói tiến sĩ người có thể nghĩ đến cái này thứ đồ vật đối với chúng ta tới nói lớn địa nhất tác dụng là cái gì không lý bác sĩ cái lúc này đã lâm vào hoàn toàn hóa đá cùng đại não kịp thời chính giữa hắn ở đâu còn có thể suy nghĩ trần húc nhìn xem hắn cái này giả thuyết ảo cảnh cho lập tức chúng ta lớn nhất chỗ tốt không phải tuyên bố đi ra ngoài kiếm tiền mà là dùng để làm vi chúng ta phòng thí nghiệm trần húc tràn đầy tự tin tiến sĩ Người cảm thấy bây giờ đối với chúng ta tới nói, tiến hành các loại thí nghiệm khó khăn nhất đấy, ngoại trừ nhân tài bên ngoài là cái gì? Lý bác sĩ cái lúc này mới phảng phất có chút ít hoàn hồn, suy nghĩ một chút nói, là hoàn cảnh, tài liệu, khí giới, thiết bị chờ chờ phần cứng điều kiện. Ta biết rõ cái trụ sở kia, ta đi qua, cái trụ sở kia kỳ thật không tính là pro nhất phi cao cấp địa phòng thí nghiệm, nhiều nhất cũng tự tương đương với Harvard tánh mạng khoa học viện nghiên cứu, nhưng tự chỉ là loại thiết bị này, cũng thật sự là tinh quý cùng bảo bối đồng dạng, đừng nói không cẩn thận va va chạm chạm, coi như là bình thường sử dụng, vì bảo đảm thiết bị chính xác độ, chúng ta cũng nhất định phải mỗi 3 tháng muốn tìm chuyên gia đến bảo hành sửa chữa một lần. Đây chính là muốn tuyệt bút tuyệt bút dùng tiền đấy, không riêng gì dùng tiền, hơn nữa chẳng khác nào mạch máu bị người khác véo trong tay rồi, hơn nữa, nói thật, tại đây địa thiết bị, làm một ít cao đoan thí nghiệm thật đúng là chưa hẳn tựu đủ làm địa, mặt khác còn có rất nhiều địa dược tề, tài liệu, ví dụ như dịch thể, tế bào đề thủ dịch chờ chờ đồ vật, những này thực tính toán, đều là giá trên trời. Đón lấy lý bác sĩ cười khổ một tiếng, hiện tại ngươi biết, chúng ta hàng năm một tỷ đô la đều là xài như thế nào đi ra ngoài đi à nha. Đón lấy hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh dị mà nói, ý của ngươi là, giả thuyết ảo cảnh. Đúng vậy, giả thuyết ảo cảnh chính giữa có thể mô phỏng ra cơ hồ cùng trong hiện thực giống như đúc hiệu quả. Chúng ta địa thí nghiệm thậm chí có thể kéo vào giả thuyết ảo cảnh chính giữa. Đương nhiên, cuối cùng thí nghiệm thành công hay vẫn là cần tại sự thật chính giữa tiến hành nghiệm chứng đấy. Thế nhưng mà tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa, chúng ta tự là thần, chúng ta muốn muốn cái gì tự có đồ vật gì đó, chỉ cần đem cái này số liệu mã hóa biên soạn ra đến là được rồi. Lý bác sĩ trong mắt hiện lên nhiệt liệt địa dị sắc, nhưng rất nhanh tự ảm đạm xuống, lắc đầu nói, làm sao có thể. Giả thuyết ảo cảnh có lẽ có thể làm cho người có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, nhưng là khoa học thí nghiệm là vô cùng nghiêm cẩn đấy, cái gọi là sai một ly, sai chi ngàn dặm, làm sao có thể hoàn toàn dùng số liệu biểu hiện xuất hiện thực chính giữa hết thảy tồn tại. Nghe được Lý bác sĩ nói như vậy, Trần Húc lập tức tự nở nụ cười, giả thuyết ảo cảnh đích thật là cùng sự thật thế giới có rất lớn sai biệt, quan trọng nhất là ảo cảnh chính giữa hết thảy đều là dùng số liệu mô phỏng đi ra, cái kia mô phỏng đồ vật khẳng định không thể cùng sự thật chính giữa so sánh với. Này đây ngày sau địa giả thuyết ảo cảnh hệ thống cũng đang không ngừng địa thăng cấp, càng là thăng cấp chân thật độ lại càng cao, cuối cùng nhất đạt tới thiệt giả không ai biện tình trạng. Nhưng là đương kim thời đại này hiểu rõ nhất giả thuyết ảo cảnh Trần Húc nói ra loại lời này, cũng không phải bởi vì hắn tiểu bạch. Nếu như nói, hoàn toàn là bịa đặt địa mới mở một cái thí nghiệm giả thuyết ảo cảnh rõ ràng không được, tại vi mô phương diện cho dù là 80 năm sau cũng không có khả năng đem chọn cái địa cầu vi mô toàn bộ thay vào đi vào. Nhưng là, Trần Húc muốn bọn hắn tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa làm những chuyện như vậy, chẳng qua là đối với tương lai địa khoa học kỹ thuật tiến hành một lần nghiệm chứng mà thôi. Tại tiểu mẫn chính giữa, cơ hồ mỗi hạng nhất khoa học kỹ thuật đều có được vô cùng tường tận trong đất cho cùng với bổ sung nghiên cứu tư liệu tổng số theo, giả thuyết ảo cảnh tuy nhiên không phải vạn năng đấy, nhưng là tại loại này đặc thù chế định chuyên nghiệp khuôn mô hình chính giữa, giả thuyết ảo cảnh vẫn có thể đủ đạt tới sự thật chính giữa hiệu quả. Mà trong tương lai, lợi dụng giả thuyết ảo cảnh tiến hành giai đoạn trước địa nghiên cứu, tại lấy được nhất định địa tiến triển về sau lại tiến vào sự thật chính giữa nghiệm chứng phương pháp đã đã trở thành khoa học nghiên cứu địa chủ lưu. Huống chi, Trần Húc bây giờ là đem đã xác định gần như hoàn mỹ tư liệu tiến hành một lần nghiệm chứng mà thôi. Chỉ cần đem giả thuyết ảo cảnh hệ thống nghiên phát ra tới, như vậy ăn sạch ở trên đảo các khoa học gia tại nghiên cứu lúc không hề bị đến phần cứng điều kiện chế ước. Bởi vì tại tiểu mẫn địa cơ sở dữ liệu chính giữa, chứa đựng rộng lượng nghiên cứu khoa học tin tức. Có lẽ có người muốn hỏi, không phải chế độ sở hữu tạo địa tư liệu cũng đã hoàn thiện sao, cái kia trực tiếp khởi công làm việc là được, làm gì vậy còn vẽ rắn thêm chân địa đi lại nghiệm chứng một lần khoa học nghiên cứu là không có đơn giản như vậy, tiểu mẫn tư liệu chính giữa mặc dù có rất nhiều đến từ tương lai địa siêu thời đại khoa học kỹ thuật, nhưng là phải chú ý, cái kia là đến từ tương lai. Siêu thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, có lẽ tại chế tác cách điều chế bên trên có thể trực tiếp thu hoạch, nhưng là tại chế tác công nghệ bên trên đâu này. Năm 2008 tiên tiến nhất địa cỗ máy cùng 1928 địa tướng so cao hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng tỉ như nói, có chút linh kiện gia công nhu cầu muốn chính xác đến bé nhỏ, nhưng hiện tại phần cứng điều kiện chỉ có thể làm ra đến cm thậm chí là dm đơn vị, cái kia nếu như trực tiếp copy, tư liệu là đã có, có thể thứ đổ vật vĩnh viễn đều làm không được. Cho nên có chút so sánh thú vị địa tiểu thuyết khi nhân vật chính trở lại cổ đại chế tạo súng đạn súng ống, giống như trong bụng có chút tương quan tri thức có thể làm đi ra. Làm sao có thể, tại phần cứng điều kiện không đạt được địa dưới tình huống, nòng súng, nòng súng, bộ đồ đồng. Thậm chí liên đạn lò xo so đều chế, cho nên những này các khoa học gia nhiệm vụ, tự là đem những này siêu thời đại địa sản phẩm tri thức tận lực hấp thu, nếu như có thể trực tiếp lấy ra sử dụng sinh sản, sản xuất vậy thì tự nhiên không cần cố sức khí, mà nếu như không thể dùng kiếp sau sản, hoặc là nói là hiện tại khoa học kỹ thuật không đạt được cái loại này trình độ, cũng chỉ có thể thông qua tư liệu, nhìn xem có thể hay không tận lực hiểu giảm xuống một ít sản phẩm tính năng, nhưng nhưng có thể lợi dụng hiện tại khoa học kỹ thuật chế tạo ra đến. Những này đến từ không tới tốt lắm thứ đồ vật, dù là đánh một cái đằng trước chiết khấu uy lực của nó cùng lực rung động cũng cũng không nhỏ rồi. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào sản phẩm sinh ra đời, hơn nữa đưa lên sử dụng, đều phải phải đi qua sự thật chính giữa nhiều lần nghiệm chứng mới được. Nói cách khác, giả thuyết ảo cảnh tuy nhiên có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận ăn sạch đảo đối ngoại bộ địa tính ỉ lại, thế nhưng thực sự không phải là toàn bộ. Tối thiểu, tạm thời còn không phải. Bất qua đối với những quân nhân kia mà nói, ngược lại là không có phức tạp như vậy rồi, giả thuyết ảo cảnh chính giữa tại chiến tranh cái này một khối thế nhưng mà mở vô số tư liệu, đừng nói là điều khiển người bình thường cả đời đều khó có khả năng đi điều khiển máy bay, cho dù đi khai đĩa bay đều không thành vấn đề gì. Chỉ là, Trần Húc hiện tại lại đang vì một vấn đề sầu muộn. Tiễn, nhìn Diêm Nghi sửa sang lại kiến thiết ăn sạch đảo kế hoạch báo cáo về sau, Trần Húc cái này mới phát hiện. Nguyên đến chính mình là nghèo như vậy à? Bốn người ức đô la muốn đem ăn sạch đảo kiến thiết thành một cái có thể cùng nước Mỹ liên minh châu Âu EU phân đình kháng nghị hòn đảo vậy cơ hồ là đầm rồng hang hổ, Trần Húc cũng không có trông cậy vào như vậy ít tiền có thể làm ra cái đại sự gì. Còn không sánh bằng nước Mỹ một cái cao cấp gia tộc xí nghiệp tài sản đây này. Nhưng là Trần Húc nghĩ đến, ba biệt tháp phiên dịch ra cái này nguyễn kiện như thế dễ bán, hơn nữa Taro hàng năm còn có thể hiếu kính chính mình một tỷ đô la, những số tiền này tuy nhiên không đủ hoa, nhưng đoán chừng cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nhìn xem Jimmy phần này tài vụ dự toán, cái này 40 tỷ đô la, chỉ sợ liền 3 tháng đều kiên trì không đến. Trần Húc muốn đem ăn sạch đảo chế tạo thành thế giới đệ nhất đảo, muốn có được tuyệt đối quyền uy, như vậy đầu tiên, cái này hòn đảo địa phòng vệ lực lượng nhất định phải cường. Cường tới trình độ nào, tối thiểu được có tư cách uy hiếp được quân Mỹ Thái Bình Dương hạm đội thứ 7. Phải biết rằng cái này hạm đội thứ 7 tại Thái Bình Dương bên trên sương bá bao nhiêu năm vậy cơ hồ là không thua gì đạn hạt nhân địa siêu cấp uy hiếp tính lực lượng chính là một cái đảo nhỏ nếu nói tại trong 3 năm là có thể đánh bại hạm đội thứ bảy cho dù là đã có được siêu cấp công nghệ cao trần húc cũng không dám nói lời này nhưng là uy hiếp không có nghĩa là muốn đem hắn phá hủy mà là nói nếu như trong tương lai ăn sạch đảo cùng thái bình dương hạm đội đã xảy ra xung đột như vậy cho dù ăn sạch đảo bị san thành bình địa cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hạm đội thứ bảy sống khá giả không nói có thể phá hủy hắn địa tàu chiến chỉ huy lam lĩnh số, nhưng là tối thiểu muốn cho bọn hắn tổn thất hơn phân nửa, chế tạo ra kế tiếp chân châu càng thảm án. Jimmy công tác năng lực không thể nghi ngờ là rất cường hãn, không hổ là chuyên môn huấn luyện ra đấy, trong trăm có một tinh anh nhân tài. Mà hắn căn cứ Trần Húc dặn dò, lại để cho hắn hoàn toàn buông tay buông chân đến kế hoạch, cũng làm cho người này gia nhập rất nhiều ý nghĩ hảo huyền tư tưởng. Nhìn kế hoạch của hắn, Trần Húc lẩm bẩm nói, điên rồi, thật là điên rồi không biết hắn theo như lời địa điên rồi, nói là Jimmy điên rồi, còn là mình điên rồi, hay vẫn là nói. Nếu như kế hoạch này sau khi hoàn thành, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Jimmy quả nhiên là rất có mới người, đừng nhìn hắn hiện tại chỉ có 20 tuổi, hắn đã lấy được một cái nước Mỹ nhiều đại học khoa học xã hội chuyên nghiệp thạc sĩ học vị, hơn nữa hiện tại đang tại gia sức học hành kiến trúc học thạc sĩ học vị. Dùng hắn mà nói, bọn hắn từ nhỏ tổ tiếp nhận đẳng cấp cao nhất hữu hiệu nhất suất giáo dục, hơn nữa không thể không đi chăm chú học tập, bởi vì nếu như thành tích học tập không quá quan, cái kia chờ đãi vận mệnh của bọn hắn tự là bị gạt bỏ. Cho nên bọn hắn mỗi người học tập đều rất chân thành khắc khổ, cái kia không phải là vì về sau có thể phát đạt huy hoàng, mà là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cho nên ở những người bạn cùng lứa tuổi, bọn hắn nhất định là ưu tú nhất một đám, cùng hiện tại rất nhiều đến trường chẳng khác nào không lý tưởng đệ tử so sánh với, hoàn toàn là một trời một vực phân bùn chi phân. Chúng ta cái này ăn sạch đảo diện tích quá nhỏ, cho nên chúng ta cần thông qua tu kiến nhân công đảo phương thức đem quanh thân mấy cái đảo đá ngầm san hô liên hệ. Dựa theo ý nghĩ của ta, chúng ta cái này ăn sạch đảo muốn phát triển, chỉ có thể thông qua hai cái phương diện, đầu tiên là du lịch, chúng ta nghĩ biện pháp đem hòn đảo khai phát một cái du lịch thắng địa, nếu như là như vậy, như vậy chúng ta liền buông tha sở hữu tất cả lực lượng vũ trang, nhưng cái này rõ ràng không phải ý nguyện của ngài, ngài lại ý định đem tòa đảo này kiến tạo thành một cái siêu nhiên tại trên thế giới thế lực, cái kia lực lượng vũ trang lại không thể thiếu như vậy, muốn thông qua thứ hai kế hoạch. Chúng ta đem cái này tòa ăn sạch đảo, kiến tạo thành thứ hai Atlantis. Atlantis là thượng cổ đại Tây Châu, thất lạc văn minh, 2000 năm trước Plato đã từng công bố sự hiện hữu của nó, cái này tòa thần bí trong truyền thuyết đại lục tại một vạn ngàn năm trước chìm nghỉm đến đáy biển. Tại chìm nghỉm trước khi, Á người Atlantis đã có được phi thường cao siêu văn minh, có đồn đãi nói Atlantis văn minh thậm chí so hiện tại văn minh cao hơn. Điểm này không có ai biết, nhưng atlantis truyền thuyết nhưng lại truyền lưu đến nay jimmy ý tứ tự là muốn lợi dụng trên tay khoa học kỹ thuật đem ăn sạch đảo chế tạo thành một cái cùng loại với atlantis đồng dạng cường đại tồn tại cái này tự là chúng ta đối với ăn sạch đảo định vị jimmy trên mặt vẻ mặt hưng phấn định vị là trọng yếu phi thường thật giống như kiến tạo một tòa cao ốc đầu tiên muốn định nghĩa nhà này cao ốc rốt cuộc là làm gì là văn phòng hay vẫn là bình thường nơi ở như vậy mới phải bản thiết kế án ta đây đối với ăn sạch đảo định nghĩa tự là, chúng ta muốn đem tòa đảo này tự kiến tạo thành toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật chi đô. Khiến nó trở thành toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh thánh địa. Hắn dám nói kiêu ngạo như vậy là vì Trần Húc rất hàm súc đã nói với hắn, SMMS trong tay kỹ thuật đủ để cho ích cùng pro cái này lưỡng đại thế giới dê đầu đàn khoa học kỹ thuật tổ chức cảm giác mình như một học sinh tiểu học. Cho nên đối với Trần Húc tin tưởng không nghi ngờ Jimmy kế tính toán một cái, nói ra cuồng vọng như vậy. Nhưng kỳ thật Trần Húc cũng không nói sai, cứ dựa theo tuổi đến cũng được a à, hiện tại khoa học kỹ thuật thời đại tương đương với vừa sinh ra hài nhi, cái kia cùng pro vượt lên đầu địa cầu khoa học kỹ thuật 10 năm, cũng tự tương đương với một cái vừa lên tiểu học tiểu thí hài. Trần Húc đều người đến 80 xưa nay hiếm rồi, mà phần này tư liệu có thể nói là có chút ý nghĩ hão huyền, bởi vì trong này rất nhiều đồ vật đều không có ở thời đại này xuất hiện, nhưng Trần Húc nhưng lại biết rõ, Jimmy có thể nghĩ đến loại vật này không phải bịa đặt, mà là Trần phí tên kia dùng tiềm thức đến dẫn đạo, tư liệu chính giữa rất nhiều siêu thời đại sản phẩm, đều là tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính chính giữa có ghi lại đấy. Chúng ta hòn đảo cần cường đại hơn phòng ngự biện pháp, nếu không chúng ta cái này khối đại bánh ngọt nhất định sẽ bị người khác toàn bộ nuốt vào, tại nơi này khoa học kỹ thuật tự là thực lực đích niên đại, chúng ta nếu như không chọn dùng phòng ngự, như vậy thật giống như ba tuổi tiểu hài tử ôm một đống lớn tiến dọc theo đường đồng dạng không an toàn. Đây là Jimmy Nguyên lời nói, nói như vậy, trên biển lực lượng phòng ngự chủ nếu không phải nguồn gốc từ tại trên cái đảo này lực lượng mà là chiến hạm. Nếu như là người bình thường, hiện tại là tối trọng yếu nhất chỉ sợ sẽ là tranh thủ thời gian mua sắm một đám chiến hạm, tăng cường vùng biển lực lượng. Nhưng chúng ta không được, chúng ta cái này ăn sạch đảo vị trí quá mức mẫn cảm, một khi chúng ta mở rộng chính mình lực lượng quân sự, ví dụ như phát triển hạm đội, như vậy đầu tiên làm khó dễ đúng là tới gần Philippines cùng Malaysia hai nước, bởi vì giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Cho nên, chúng ta muốn phát triển chính mình lực lượng vũ trang, cũng không cần chọn dùng thông thường đích thủ đoạn. Hơn nữa, chúng ta cùng Taro hợp tác, tám đích thị là 3 năm, lúc này nhất định là có hơi nước, bởi vì ta biết một chút, Taro hiện tại giống như tại nghiên cứu một loại có thể trực tiếp đem nhân loại văn minh nhảy lên đến lần thứ tư cách mạng công nghiệp phát minh vĩ đại, một khi bọn hắn thành công. Bọn hắn tương đối với ở hiện tại khoa học kỹ thuật văn minh mà nói thì có bay vọt về chất, lúc kia bọn hắn còn có thể hay không cùng chúng ta hợp tác tự là cái vấn đề lớn rồi, nhưng là tối thiểu, tại dưới mắt một hai năm trong thời gian. Bọn hắn còn không đến mức cùng chúng ta trở mặt, mà đã có bọn hắn, còn có ngài cùng ích tổ chức quan hệ, có cái này lưỡng tổ chức lớn tại bảo đảm, cho nên lúc chúng ta là an toàn, không cần gì cường đại loại hình phòng ngự lực lượng. Nhưng là tại trong khoảng thời gian này ở trong, chúng ta nhất định phải đem loại này lực lượng phòng ngự cho phát triển. Thông thường lộ tuyến chúng ta là không thể đi, vũ khí hạt nhân chúng ta cũng là không thể tùy tiện làm, bởi vì vũ khí hạt nhân quá mức mẫn cảm, đây là lôi khu, tuy nhiên có thể phát ra nổi rất tốt chấn nhiếp tính hiệu quả nhưng là rất dễ dàng khiến cho cường đại bắn ngược. Ta trước kia theo ích tổ chức lấy được một phần về SMMS tư liệu, bên trong biểu hiện SMMS giống như nắm giữ tương đương công nghệ cao vệ tinh vũ khí. Ta cho rằng, chúng ta chung cực nhiệm vụ, tự là đem cái này khỏa vệ tinh vũ khí đưa lên vũ trụ. Trần Húc đương nhiên biết rõ Jimmy theo như lời vệ tinh vũ khí là cái gì. Đây chính là nhân loại tiến nhập vũ trụ thời đại vốn có cường đại uy hiếp tính lực lượng. Chỉ cần 20 phút thêm nhiệt có thể phá hủy một cái triều tiên bán đảo lớn nhỏ lãnh thổ. Cái đồ chơi này phóng ra tốc độ quá nhanh, đương kim trên thế giới bất luận cái gì phòng ngự tính vũ khí đều nó mà nói đều hoàn toàn không có tác dụng. Kỳ thật cho dù là trong tương lai, đều không có gì có thể khắc chế loại này vệ tinh vũ khí, trừ phi là phóng ra vệ tinh đạn đạo đem hắn phá hủy. Mặc dù nói Mâu cùng Thuấn vẫn luôn là tại hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không thể không nói chính là mâu uy lực vĩnh viễn đều so thuẫn muốn đại loại này vệ tinh vũ khí tư liệu trần húc trong máy vi tính có nhưng là muốn chế tạo ra đến cũng không phải là tùy tiện nói nói là có thể giải quyết chỉ là trần húc đương nhiên biết rõ có như vậy một cái vệ tinh vũ khí treo trên trời vậy có người còn bới móc vậy thì không gọi là tìm mảnh vụn gốc là muốn chết hiện tại phóng ra vệ tinh cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn rồi tại vệ tinh phóng ra bên trên trước khi đi có lẽ không có người hội như thế nào chú ý nhưng là trên tóc đi về sau chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn điên cuồng. Đương nhiên, ăn sạch đảo thật sự kiến thiết, có thể làm cho toàn bộ thế giới nổi giận đồ vật thật sự nhiều lắm. Vệ tinh vũ khí, giả thuyết ảo cảnh chờ các loại, đều chẳng qua chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhưng những vật này đều rất cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, Jimmy cười khổ, ta cũng chỉ là đem trong đầu nghĩ cách toàn bộ phân loại mà thôi, thật sự muốn dựa theo ta loại phương thức này đến kiến thiết, chỉ sợ cần hơn một ngàn ước đô la bất kỳ một cái nào tập đoàn đều khó có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy đấy. Hơn một ngàn ức, Trần Húc biết rõ cái này hay vẫn là đã giảm bớt đi quá nhiều nghiên cứu khai phát quá trình sau đích con số, tại đạt được siêu cấp máy tính về sau Trần Húc cho tới bây giờ sẽ không tiến phát qua buồn, nhưng lúc này đây hắn thật sự bắt đầu buồn rồi. Hơn nữa buồn cực kỳ khủng khiếp, có thể tại trong vòng mấy tháng cuồng ôm vài tỷ đô la, điểm này không dám nói hậu vô lai giả, tối thiểu là chưa từng có ai rồi hiện tại Pháp trên bảng xếp hạng cho S công ty định giá là 80 tỷ đô la. Không vì cái gì khác, tự vi cái kia khoản ba biệt tháp phiên dịch ra. Nhưng vấn đề là, cái này phiên dịch ra lúc nào mới có thể bán được 80 tỷ. Trần Húc tính toán một cái chính mình tài sản, tổng số cũng cũng chỉ có 55 ức đô la tả hữu đối với người khác xem ra điều này thật sự là tuyệt đối thiên giới, nhưng hiện tại rõ ràng cho thấy không đủ đấy. Xem phần này kế hoạch, ăn sạch đảo sớm nhất cần thành lập một đám có thể chống lại hạm đội thứ bảy lực lượng phòng ngự chính là muốn dùng nhiều tiền trước đối với hòn đảo kiến tạo một cái cường đại hệ thống phòng ngự cái dạng gì loại hình phòng ngự lực lượng mới có thể có tư cách khiên chế trụ hạm đội thứ bảy loại này cường đại hải quân tồn tại hơn nữa hay vẫn là tại không thể đánh tạo thuộc về mình hải quân dưới tình huống kỳ thật cho dù trần húc đi buông tay chế tạo hải quân lại có thể thế nào một người tài lực làm sao có thể đủ cùng đương thời đệ nhất siêu cấp quân sự đại quốc so sánh với cái này một khối hoàn toàn tựu là cái không đáy nện bao nhiêu tiền tiến đi đều không được có thể jimmy lại sử dụng một loại lại để cho người quả thực không cách nào tưởng tượng thậm chí là văn sở vị văn phương pháp khống chế động vật phương pháp này rõ ràng cho thấy trần phỉ thông qua tiềm thức tin tức nói cho hắn biết bởi vì mà ngay cả trần húc cũng không biết loại phương pháp này tồn tại động vật tuy nhiên không giống như là nhân loại như vậy có được hệ thống ngôn ngữ như động vật có thể nói lời nói loại tình huống này chỉ có thể xuất hiện tại phim hoạt hình ở bên trong mà không phải phim khoa học viễn tưởng chính giữa, bởi vì bình thường động vật là căn bản cũng không có chính mình ngôn ngữ đấy. Nhưng không có ngôn ngữ, cũng không có nghĩa là chúng tự không cách nào bị điều động. Sử dụng đặc thù đạo cụ phóng thích đặc biệt nhiều lần đoạn sóng điện, có thể đối với một ít đặc biệt động vật hạ đạt mệnh lệnh. Thậm chí là hẳn phải chết mệnh lệnh, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như hòn đảo trên không có một đoàn hải Âu tại bảo hộ, như vậy bất luận cái gì máy bay cũng không dám từ nơi này trên không đến trải qua. Bởi vì nhất đạo lý đơn giản, tốc độ là tương đối với, một khung cao tốc chạy máy bay máy bay đánh lên một chú chim nhỏ, kết quả kia sẽ như thế nào? Vậy cũng thương chim con tuyệt đối sẽ bị đụng phấn thân toái cốt, nhưng là, máy bay cũng đồng dạng sẽ không sống khá giả. Mà nếu như thông qua sinh vật công trình chế tạo ra một đám đặc thù loài chim loài cá, tại trên người của bọn nó cột lên quả bum. Cái này mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng là, đây thật là một chi lại để cho người căn bản không cách nào bỏ qua không quân, hải quân lực lượng. Càng vấn đề trọng yếu là, dùng hiện tại pro ở lại ở trên đảo những này nhà khoa học trí thức kỹ thuật, loại nghĩ cách tuyệt đối là có thể tại trong thời gian ngắn thực hiện đấy. Hơn nữa, trừ lần đó ra, còn có mặt khác cường đại hệ thống phòng ngự, ở chỗ này tựu không đồng nhất một hàng cử động, nhưng là muốn những vật này xuất hiện trên thế giới này, trước mắt lửa xém lông mày một cái nhiệm vụ là được. Tiễn, nhất định phải có đầy đủ tiễn, Trần Húc chằm chằm vào phần này tư liệu cả buổi, rốt cuộc hung hăng đập bàn một cái, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm. Thiếu tiền tới tìm ta, lão tử đi kiếm. Kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Trần Húc ngồi phi cơ thời điểm đầy trong đầu đều là hai chữ này, hiện tại Trần Húc cảm giác mình đều muốn điên rồi, muốn nói kiếm lại cái hơn 10 vạn mấy ngàn vạn, hiện tại Trần Húc cũng là có thể vỗ bộ ngực rất nhiều bức nói đây là chút lòng thành. Nhưng thoáng cái lợi nhuận 100 tỷ, hơn nữa hay vẫn là 3 năm ở trong, càng nhanh càng tốt đừng nói là Trần Húc rồi, phóng nhãn toàn bộ thế giới ai dám nói lời này. Cái kia dù sao cũng là 100 tỷ đô la à, Trần Húc thật muốn tại trên thân thể treo cái nhãn hiệu, bán mình, cầu bao dưỡng. Có lẽ có người đối với cái số này không quá mẫn cảm, như vậy cử động một ít số liệu đến xem a. À. 2006 năm nước Mỹ quân phí là 5.000 ức đô la, nước Mỹ GDP là 11.000 tỷ đô la. Nói cách khác, Trần Húc muốn tại trong 3 năm kiếm được tiền nước Mỹ hơn 2 tháng quân phí, kiếm được một tháng toàn bộ nước Mỹ sinh sản, sản xuất tổng giá trị. 06 năm Trung Quốc nhà giàu nhất ánh sáng màu vàng dụ tài sản là 180. 9 ức nhân dân tệ, không đủ Trần Húc muốn tiền kiếm được số lẻ. Mà nếu như đem Bill Gates 560 ức đô la cùng cổ thần Buffett 520 ức đô la thêm, ngược lại là đã đủ rồi. Trần Húc đang tại bày ra lấy như thế nào đem hai người bọn họ cho bắt cóc rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trần Húc ở này loại xoắn suýt chính giữa về tới phòng ngủ, mà hắn tiến phòng ngủ, Tần Tiểu Ngạn tựu khóc quỷ lấy chụp một cái đi lên. "Lão Tam, ngươi rốt cục trở lại rồi, ngươi làm gì thế, Trần Húc hiện tại hạng gì thực lực, sao có thể bị hắn bổ nhào vào, dễ dàng tiểu tránh tới?" Tần Tiểu Ngạn trực tiếp một đầu đâm vào muôn lên, đau đến ngao ngao quỷ kêu. "Thằng này động kinh rồi hả?" Trần Húc kỳ quái hỏi tại trong phòng ngủ lên mạng lão đại. Ngô Nguyên liếc mắt, nói, "Lão nhị không có trước rồi, ý định tới tìm ngươi vay tiền đấy." Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, hiện tại nhắc tới tiền chữ hắn tựu đau đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu ngạn, mượn bao nhiêu, Trần Húc quả thực sợ hắn mở miệng nói mượn cái vài tỷ đô la lấy ra hoa hoa. 200, tần tiểu ngạn vẻ mặt cầu xin, yên tâm chờ ta học kỳ sau sau khi trở về khẳng định trả lại ngươi. Bao nhiêu, Trần Húc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cũng khó trách, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là 100 tỷ đô la, tần tiểu ngạn đột nhiên nói 200, hắn vô ý thức hỏi một câu, 200 vạn đô la sao? Đổ mồ hôi, lão tam ngươi gần đây làm súng ống đạn được sinh ý à? Mở miệng tự là nhiều như vậy, Ngô Nguyên Khoa Trương kêu lên, hắn nào biết được hắn còn không nhỏ tâm đoán đúng rồi. Trần Húc đối với mình tại chuyện bên ngoài, chưa bao giờ nói cho người khác biết, mà ngay cả quản dịch các nàng cũng không nói, không là vì tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là loại chuyện này thật sự không phải một đệ tử làm đấy. Một đệ tử có thể lợi nhuận hơn mười mấy trăm vạn cũng là thì thôi, nhưng thoáng cái hơn mười mấy trăm mấy trăm tỷ, hay vẫn là đô la. Cái này là tại rất có thể đả kích người rồi. 200 nhân dân tệ, tần tiểu ngạn một đầu hắc tuyến, lão tam người cố ý chơi của ta đúng không? N, bất quá ngươi như vậy có tiền, ta đây là hơn mượn điểm tốt rồi, a à. Tần tiểu ngạn muốn à muốn à muốn à muốn, sau đó giống như quyết định đồng dạng nói, vậy thì mượn 500, nghỉ trở lại khẳng định trả lại ngươi. Trần Húc liếc mắt, trực tiếp đem trong ví tiền tất cả mọi người dân tệ đều cho hắn. Trần Húc trong ví tiền không thế nào trang tiền mặt, tối đa cũng sẽ không vượt qua một ngàn, dù sao hắn có vài trương thẻ tín dụng, hiện tại trong ví tiền còn có hơn 700 khối tiền, trực tiếp mượn cho tiểu ngạn, dù sao Trần Húc hiện tại tuy nhiên thiếu tiền. Nhưng chút tiền ấy sớm đã không phải là hắn có thể vừa ý được rồi. Đã biết rõ lão tam ngươi nhất đủ nghĩa khí, yên tâm học kỳ sau trở lại ta nhất định trả lại ngươi. Trần Húc cười nói, lão nhị, ngươi vay tiền làm gì vậy à, gần đây cô gái em em tiêu dùng đại. Cái rắm rồi, tần tiểu ngạn chẳng thèm mó tới, Ta cô gái em em trước sau như một đều là người ta bỏ tiền đấy. Đây không phải muốn thả giả nha, cùng bạn gái chia tay rồi, cũng không có trước rồi, tìm ngươi mượn điểm. Trần hú cả một tiếng, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Muốn thả nghỉ đông rồi, Trần Húc đại nhị đại học năm 2, nửa năm này thời gian cũng không có như thế nào đi thể nghiệm đại học sinh sống, hiện tại bọn hắn cũng đã là bị gọi học trưởng người, nhưng Trần Húc nửa năm này rất hít hồi tới trường học làm cho rất nhiều đại nhất tiểu hài tử kính đã lâu trần húc đại danh, nhưng đối với cái này học trưởng là từ đến tựu chưa từng gặp qua. Hiện tại đã đến tháng một trung hạ tuần, mắt thấy cũng sắp bước sang năm mới rồi, còn có vài ngày cũng muốn nghỉ rồi, cái lúc này, trong đại học nam sinh hầu bao đều là quát quát đấy. Nam nhân mà, dùng tiền có rất ít tính toán tỉ mỉ, đại học nam sinh đều là như thế này, vừa lấy được tiến cái kia hai ngày là nhất phú, hoa khởi tiến đến A à tay chân to, ăn cơm không đi tin xếp hàng đánh đồ ăn, mà là đến bên cạnh tiểu tiệm cơm xào bàn đồ ăn khai cái tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo sau đó mua lưỡng bộ y phục các loại. Trên cơ bản tiến tựu đã làm, cho nên đến cuối tháng thời điểm, đều là mọi người nghèo nhất thời gian, mấy người tiến đến một khối đánh hai phần đồ ăn, sau đó mua một ít túi mấy mao tiền cải bẹ, cứ như vậy gom góp được thông qua hợp nhanh căng thẳng vượt qua cuối cùng vài ngày khổ thời gian. Loại khổ này thời gian Trần Húc không có qua qua, hắn ngược lại là cảm thấy có chút tiếc nuối, đều là nam sinh, hơn nữa hiện tại Trần Húc có thể so người bình thường tiêu tiền như nước nhiều hơn, nói thật hắn thật đúng là vô cùng hâm mộ loại cuộc sống này. Đây mới là đại học sinh hoạt, có đôi khi nhìn xem bên cạnh phòng ngủ mấy cái gia súc đến cuối tháng không có trước rồi, mấy người tiến đến cùng một chỗ ăn một chén mì tôm, cái này giao tình là làm sao tới hay sao? Còn không phải như vậy đến hay sao? Hơn nữa phóng nhãn rất nhiều năm về sau, những chuyện này hồi muốn, vậy cũng đều là vô cùng chân quý trí nhớ. Đáng tiếc Trần Húc nhận thức không đến loại này nhớ, Bất quá Trần Húc các học sinh tuy nhiên cũng cũng biết Trần Húc có tiền, có thể lại có rất ít người không nể mặt tìm hắn vay tiền đấy. Cũng không phải nói Trần Húc đích nhân duyên cùng thanh danh bất hảo, mà là Trần Húc ngày bình thường thật sự quá lớn phương rồi, trong ví tiền có 200 không mượn 100, chưa bao giờ tìm người còn, có ra súc cười xưng tìm Trần Húc vay tiền rất dễ dàng hình thành ỷ lại rồi, mượn tiền tổng là phải trả, hiện tại mượn nhiều lắm đến lúc đó dùng tiền sinh hoạt còn hay vẫn là còn không dậy nổi, cho nên có thể không tìm Trần Húc mượn, tự không tìm hắn. Trần Húc đi công chúa bánh ngọt điếm, cái lúc này là buổi chiều, thời gian trước không dính sau không dựa vào, cho nên Bích Hiên so sánh thanh nhàn, nhưng lại không phát hiện cao hiểu tiết cùng quản dịch các nàng. Một gọi điện thoại mới biết được chạm tinh tại đồ thư quán bế quan, khổ tâm nghiên cứu Hán Nữ nói mà cao hiểu tiết cùng quản dịch cái này hai cái không cầu phát triển là quy tắc đang tại lắp đặt thiết bị biệt thự. Nói đến biệt thự Trần Húc cũng rất hậm hực, lúc ấy một hơi mua hai bộ, trong đó một bộ cho Lý Bác sĩ một bộ lưu cho mình kết quả hiện tại lý bác sĩ đến ăn sạch đảo đi cái kia biệt thự này tự lãng phí vài trăm vạn à xa xỉ quá xa xỉ quả thực là xa xỉ về đến nhà rồi bất quá nhà này lắp đặt thiết bị tốt biệt thự hiện tại trước tiên có thể ở dù sao bên trong cái gì đồ dùng trong nhà lắp đặt thiết bị đều là hảo hảo phải biết rằng lắp đặt thiết bị một tòa phòng ở thế nhưng mà rất mệt a à. hơn nữa như quản dịch cùng cao hiểu tiết như vậy đều có loại hoang tưởng cảm giác, các nàng rất dụng tâm bày ra vô số phương án để chứa đựng thu thuộc tại gian phòng của mình cùng với cả gian phòng ốc. Đương nhiên, hai người bọn họ không có khả năng tự mình đến lắp đặt thiết bị, có thể chuyên môn tìm lắp đặt thiết bị công ty cũng là muốn chằm chằm vào điểm. Hơn nữa, biệt thự bên này cách cách trường học thật sự quá xa rồi, cho nên gặp được ngày hôm sau buổi sáng không có lớp thời điểm, mấy người đi ra biệt thự này đến ở, hơn nữa dùng cao hiểu tiết mà nói, nếu như cái kia tòa nhà phòng ở trang tốt rồi, có thể sẽ đem nhà này bán đi nha, nghe nói tháng gần nhất giá phòng lại bắt đầu muốn dâng đi lên rồi. Dù sao ổn lợi nhuận không bồi thường đấy, chứng kiến Trần Húc về sau quản dịch khó tránh khỏi muốn trên tóc vài câu bực tức, người cái tên này hiện tại cánh cứng cáp rồi đúng không? Lại phi chạy đi đâu rồi hả? Cả ngày chạy loạn tìm đều tìm không thấy người người, ai, hiểu tiết, người cảm thấy cái này WC Toilet gạch men xứ chỉ dùng để màu xanh nhạt hay vẫn là màu trắng hay sao? Cao hiểu tiết thừa dịp quản dịch không chú ý vụng trộm đối với Trần Húc nhổ ra nhà đáng yêu đầu lưỡi, sau đó cùng quản dịch cùng đi nghiên cứu lắp đặt thiết bị rồi, nhìn xem các nàng một mảnh hài hòa bộ dạng Trần Húc trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nói thực ra hắn thực sợ hãi quản dịch nhìn ra hắn cùng cao hiểu tiết tầm đó có cái gì không ổn đây này. Bất quá Trần Húc trong nội tâm cũng rất tội ác, như quản dịch cùng cao hiểu tiết cô gái như vậy, có thể có được các nàng thân lãi chỉ sợ là mỗi người đàn ông đều cầu còn không được hạnh phúc, có thể chính mình hết lần này tới lần khác còn ăn lấy trong chén nhìn trong nồi, cầm thú. Trần Húc cảm giác mình thật sự quá cầm thú rồi, nhìn xem Cao Hiểu Tiết cúi đầu một bên ứng phó lấy quản dịch, một bên lại nhịn không được lén lút xem bộ dáng của mình, Trần Húc nhịn không được ngón trỏ đại động, phải biết rằng thanh niên nam nữ thân mật về sau, đối với cái loại cảm giác này thế nhưng mà khắc cốt minh tâm, Trần Húc hiện tại liền không nhịn được muốn hôn nàng một ngủ. nhưng là quản dịch vẫn còn, hắn không thể không đem tạc đảm cho thu, xoắn suýt à, quản dịch ngược lại là một lòng mê ăn mặc tu, nếu không, nàng như vậy khôn khéo nữ nhân, sao có thể nhìn không ra hiện tại Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết ở giữa không bình thường. Xem quản dịch nhanh nghiên cứu đã xong, đang tại cùng Trần Húc giúp nhau tiến đưa trời thu rau cải sôi Cao Hiểu Tiết vội vàng tìm cái lấy cớ ly khai, nàng hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nói cái kia chính là mặt mũi tràn đầy xuân tâm nhộn nhạo, cái này cũng bị quản dịch thấy được tất phải làm được. Quản dịch không có chú ý tới bọn hắn mở ám, đắc ý phủi tay nói, Phòng khách cùng phòng bếp buồn vệ sinh tạm thời cứ như vậy kế hoạch, lắp đặt thiết bị đi ra khẳng định so biệt thự này còn phải đẹp. N, bất quá căn phòng này tử cũng khá tốt rồi. Lễ mừng năm mới tại đây dạng một tòa trong phòng cũng không tệ. Lễ mừng năm mới, quản dịch nhìn về phía Trần Húc, đi tới nói, "Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, người năm nay nghỉ đông trở về sao?" "A, à, vấn đề này không có lẽ vấn an a, à. nghỉ đông cùng nghỉ hè không giống với, có lẽ rất nhiều đệ tử nghỉ hè đều không quay về." nhưng là nghỉ đông trên cơ bản không có lưu ở trường học được rồi đầu tiên là bởi vì trời rất là lạnh không tốt đi ra ngoài đi đi lại lại thứ hai cũng là trọng yếu nhất nghỉ đông ý nghĩa lễ mừng năm mới tuy nhiên hiện tại lễ mừng năm mới hào khí là một năm không bằng một năm căn bản không giống khi còn bé mỗi đến lễ mừng năm mới lúc cao hứng bừng bừng mặc bộ đồ mới đốt pháo pháo thường thường kết quả cuối cùng tựu là quần áo mới bên trên bị yên hoa bạo thêu cho nổ mấy cái lỗ thùng về nhà về sau bị phụ mẫu dừng lại, một trầu tốt mắng. Bây giờ là rất nhiều địa phương pháo hoa không để cho thả, tiết mục cuối năm cũng một năm sau so một năm kém, ăn cơm tất nhiên đều lưu hành đến tiệm cơm mà không phải ở nhà rồi, mà ngay cả lễ mừng năm mới ăn sủi cảo cũng không phải mình bao mà là mua nhanh chóng đông lạnh được rồi. Nhưng, cái kia dù sao cũng là lễ mừng năm mới à. Lễ mừng năm mới lễ mừng năm mới, một nhà đoàn viên. Đây là người châu Á, phải nói là thế giới người Hoa là tối trọng yếu nhất ngày lễ. Sao có thể không quay về đâu này? Nhưng nhìn xem quản dịch biểu lộ, Trần Húc thăm dò mà hỏi, như thế nào, người lễ mừng năm mới không quay về rồi hả? Quản dịch lắc đầu, không được, cha ta muốn đi ra bên ngoài nói chuyện làm ăn, về phần những người khác, ta không muốn gặp, hay vẫn là ở tại chỗ này thanh tĩnh, tối thiểu không có người biết rõ ta tại đây, không có người tới quấy rầy. Trần Húc nghe ngữ khí của nàng là lạ, sau đó nhìn nữ nhân này nhìn chính mình, mang theo vài phần khát vọng ánh mắt. Trần Húc có ngốc cũng biết nên làm như thế nào rồi, hơn nữa, hắn bây giờ đối với quản dịch rất là ái náy. Trần Húc gái gái đầu nói, một mình ngươi tại đây. Cái kia có thể hay không rất không an toàn à, cái kia như vậy đi, ta gọi điện thoại cùng cha ta nói một chút. Ta lưu lại a, à, dù sao ta Nam hài tử cũng không lưu luyến gia đình, một mình ngươi tại đây ta lo lắng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đang muốn quay số điện thoại, quản dịch đột nhiên đã ngừng lại hắn, cười nhạt một tiếng nụ cười kia giống như trời đông giá rét mai vàng đồng rạc hay vẫn là không đã muốn ngươi trở về đi ngươi cũng có đã hơn một năm không có về nhà a à. ta không sao cả ngươi đừng làm cho cha mẹ ngươi lo lắng cái gì gọi là cô gái tốt cái này là cô gái tốt tha rằng muốn chính mình thụ ủy khuất cũng không muốn nam nhân khó xử trần húc vốn tự đối với nàng rất là ái náy cái lúc này ở đâu còn có thể nghĩ nhiều như vậy hắn ý nghĩ nóng lên tự nói không có việc gì lưu lại ngươi một cái ở chỗ này ta lo lắng không nói, gần sang năm mới một mình ngươi sao được, ta lưu lại a. À. Sau đó Trần Húc tự bấm phụ thân điện thoại, gầy thời điểm Trần Húc còn cười nói, nói không chừng ta khi đó phụ mẫu năm nay lễ mừng năm mới lại không ở trong nhà ở lại đó, lại đi Australia, Hawaii nghỉ phép đi đây này. Quản dịch xem hắn ý chí kiên quyết, muốn ngăn cản cuối cùng hay vẫn là không nói ra miệng, bởi vì nàng biết rõ, ở đây thời điểm chính mình lại từ chối cái kia cũng không phải là hiểu chuyện, là làm kiêu. Điện thoại đả thông Trần Húc lão ba thanh âm tựu truyền đến, nhi tử, nghĩ như thế nào cùng cha người ta gọi điện thoại hay sao? Có phải hay không trong túi áo không có tiến mua trở lại vé xe rồi hả? Trần Húc liếc mắt, con của người hiện tại còn buồn mua không được một chương vé xe. Bất quá không có tiến, ngược lại thật sự không có trước rồi, Trần Húc trong mắt đi dạo, cái này đã qua một năm phụ thân bán cái kia khoản chó dại khác tinh dược giống như cũng buôn bán lời không ít hả? N, vấn đề này đến lúc đó nói sau, Trần Húc cẩn thận từng ly từng tí đối thoại đồng nói, phụ thân à, ta là muốn nói với ngươi một tiếng, năm nay lễ mừng năm mới, ta tự không quay về rồi. À, sẽ không trở lại, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trần Húc mặt đỏ lên, hắn cái đó không biết xấu hổ nói mình là vì quản dịch không trở lại hay sao? Bất quá Trần Húc cái ót chuyển cực nhanh, lập tức nói, dù sao trở về cũng không có chuyện gì nha, ngươi cùng mẹ thân thể như vậy bồng, ta trở về không phải quấy rầy các ngươi hai người thế giới à? ta lưu ở trường học bên này, ta vì kia lão sư SMMS còn có một số việc cần ta đến xử lý thoáng một phát. Như vậy à, Trần Húc phụ thân cười mắng một câu danh con, sau đó nói, được rồi, không trở lại cũng tự không trở lại a à. dù sao ta với người mẹ hiện tại đang do dự đâu rồi, muốn đi năm sẽ tha cho ngươi một lần bổ câu rồi, năm nay Hawaii hành trình còn muốn không cần tiếp tục tiến hành, hiện tại tốt rồi, ta với người mẹ cũng không có chịu tội cảm giác rồi, ngày mai sẽ đi đính vé máy bay đi, oa wow, tạch 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 nghe được phụ thân như vậy dâm đãng tiếng cười trần húc liếc mắt quả nhiên à chính mình mệnh khổ gặp được như vậy một đôi không đứng đắn phụ mẫu có thể oán ai chỉ sợ chỉ có thể oán trên mình cuộc đời nghiệp trướng quá nhiều a à? cúp điện thoại trần húc chứng kiến quản dịch vẻ mặt vui vẻ có loại muốn cười lại không có ý tứ cười bộ dạng trần húc kỳ quái hỏi ngươi làm sao vậy quản dịch khóe miệng nhếch lên nói cha ngươi thật biết điều ta tự chưa bao giờ dám như vậy cùng cha ta nói chuyện Trần Húc nhớ tới lần trước nhìn thấy quản dịch lão ba lúc tình hình, giống như quản dịch đối với nàng lão ba là rất sợ, bất quá đây là chuyện nhà của nàng, chính mình không tiện mở miệng, xem ra quản dịch cũng không muốn nói. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết đi tới, vẫy vẫy trên tay đường nước chảy, các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? a à, Trần Húc vội vàng nói, quản dịch lễ mừng năm mới không quay về rồi, ta vừa gọi điện thoại về nhà nói ta cũng không quay về rồi, người thì sao? Quản dịch cũng liền vội nói, hiểu tiết, nếu như ngươi có thể không quay về không ngại cũng lưu lại a à, chúng ta đi theo năm đồng dạng tốt hảo kế hoạch thoáng một phát cái này năm mới như thế nào đi theo năm đồng dạng lời này rất là mập mờ rồi năm trước trần húc quản dịch cao hiểu tiết ba người cùng một chỗ qua năm mới ngày đầu tiên buổi tối cũng không đủ giường kết quả ba người ngủ ở trên một cái giường cái kia phong quang kiểu diễm muốn tựu hơn nữa tại quản dịch trước khi đến đây chính là trần húc cùng cao hiểu tiết lần thứ nhất tiếp xúc thân mật cũng làm cho bọn hắn vốn rất thuần khiết đồng học quan hệ bắt đầu thời gian dần qua có chút biến chất rồi. Quản dịch tuy nhiên là thốt ra, nhưng nàng rất nhanh cũng nghĩ đến năm trước lễ mừng năm mới lúc một màn kia, trong nội tâm nhịn không được một hồi điềm mật, ngọt ngào và có chút hốt hoảng, vội vàng nói tránh đi, hiểu tiết, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Cao hiểu tiết lắc lắc đầu nói, cái này chỉ sợ không được, năm trước bởi vì phụ mẫu muốn đi một cái ta rất không thích thân thích ra, bây giờ là không cần nói sau ta cũng đã hơn một năm không có đi trở về năm nay lễ mừng năm mới lại không quay về có chút không thể nào nói nổi hơn nữa ta cũng nhớ nhà đón lấy nàng cười cười đem quản dịch hướng trần húc bên kia đẩy các ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ hai người này sinh hoạt a hiện tại không ai có thể đảm đương các ngươi bóng đèn à một câu nói kia nói hai người đều xấu hổ muốn chết nếu như là bằng hiếu bình thường như vậy chỉ đùa một chút một điểm vấn đề đều không có trần húc khẳng định còn có thể không chút do dự phản kích trở về nhưng hiện tại hắn cùng quản dịch là bằng hữu bình thường sao chẳng những không phải hơn nữa nói lời này khai cái này chơi người cười cùng trần húc quan hệ cũng không trần húc có thể không xấu hổ sao mà ngay cả quản dịch cái này rất mê hoặc lẳng lơ tinh nữ nhân cũng chịu không được bởi vì ở đây mỗi người cũng biết những lời này căn bản không phải vui đùa hào khí hơi chút xấu hổ thoáng một phát cao hiểu tiết hé miệng cười trộm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác gai nhỏ kích thoáng một phát cũng dễ làm thôi không thể luôn đem loại này xấu hổ động ở ngoài miệng, nhưng là nàng lại vụng trộm cho Trần Húc một cái ám chỉ ánh mắt, cái kia ánh mắt ý tứ Trần Húc xem đã minh bạch. Ừ, cô nam quả nữ rồi, tiểu tử ngươi lần này cần phụ trách cầm xuống à. Trần Húc biết rõ lại để cho một cái yêu lấy cô gái của mình cổ vũ chính mình theo đuổi cái khác nữ sinh cần làm ra bao nhiêu nhượng bộ cùng thụ bao nhiêu ủy khuất. Tại điểm này lên, hắn thật sự cảm giác mình rất thẹn với cao hiểu tiết cùng quản dịch. Còn có, chạm tinh. Đối với tình cảm của các nàng cùng trả giá, trần húc cảm giác mình ngoại trừ lấy thân báo đáp bên ngoài không cho rằng báo mà trong lòng của hắn cũng đã quyết định cái gì cho má mấy đời tình duyên đều là vô nghĩa đời trước cùng kiếp sau sửa tình hiện tại sao có thể quan tâm nhiều như vậy mà hắn duy nhất có thể quan tâm cái kia chính là đời này đời này còn thừa lại cuối cùng vài thập niên hắn muốn dùng chính mình hết thảy lực lược thỏa mãn các nàng sở hữu tất cả nhu cầu không riêng gì vật chất bên trên còn có trên tinh thần đấy đây là trần húc duy nhất có thể làm đền bù rồi như vậy hiện tại, Trần Húc tự phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, tối thiểu, muốn cho chính mình cường đại, chỉ có chính mình cường đại đi lên mới có thể thực hiện cái này lời hứa. Như thế nào kiếm tiền đâu này? Không, phải nói, như thế nào đoạt tiền đâu này? Trước khi đã dơ 100 tỷ đô la giá trị, đương nhiên, Trần Húc cảm thấy nếu như mình bất cứ giá nào, trong 3 năm kiếm được tiền 100 tỷ tuyệt đối là không có vấn đề đấy. Đơn giản nhất một điểm, bán khoa học kỹ thuật chỉ cần hắn nguyện ý đem tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính chính giữa rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, nhất là quân sự loại phương diện đồ vật xuất ra đi bán, đừng nói 100 tỷ đô la, coi như là 1.000 tỷ. Ách, à, 1.000 tỷ có chút khoa trương, nhưng là trên cơ bản 100 tỷ là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Nhưng vấn đề là Trần Húc có thể đem những vật này lấy ra sao? Nếu để cho toàn bộ thế giới các khoa học gia biết có như vậy một đài tràn đầy tương lai công nghệ cao tư liệu máy tính tại Trần Húc trong tay, hơn nữa hắn lại cất dấu nắm bắt không chịu lấy ra gặp người, chỉ sợ bọn họ một người một miếng nước bọt có thể chết đuối Trần Húc. Có câu nói gọi là khoa học không biên giới, thờ phụng lấy những lời này có hai loại người, loại thứ nhất là những cái kia siêu cường quốc chính khách hoặc là một ít phát triển Trung Quốc gia có thực lực nhưng là không có giác ngộ nghiên cứu viên, bọn hắn dùng những lời này để lừa gạt người khác cùng chính mình buông tha cho tổ quốc của mình, tiến về trước phát đạt quốc gia vì nhân loại làm cống hiến, mà còn có một loại tựu là chân chính trên ý nghĩa, đại sư cấp nhà khoa học nhưng là còn có một câu là, nhà khoa học là có biên giới đấy. Rất nhiều siêu thời đại đồ vật xuất hiện trên thế giới này, thực tế bị vốn cũng đã không công bằng phát đạt đại quốc sở được đến, sẽ mang đến cái gì hậu quả ai cũng không biết. Thôi động nhân loại tiến trình, giữ gìn thế giới hòa bình. Hắc, hiện tại Trần Húc đã không còn là trước kia thằng ngốc kia núp ních tiểu đần điểu rồi, thân phận của hắn bây giờ địa vị, cùng rất nhiều người liên hệ đến xem, đúng vậy, đứng tại người Mỹ góc độ đến xem, bọn hắn loại này thuyết pháp là hoàn toàn không có sai, thế giới đệ nhất đại quốc, thực lực của bọn hắn tại đâu đó, bọn hắn đứng đầu, bọn hắn công dân là hoàn toàn có tư cách có được loại này kiêu ngạo đấy. Khi bọn hắn xem ra, trên thế giới này rất nhiều quốc gia tồn tại là ảnh hưởng nhân loại tiến bộ, nếu như đem toàn bộ thế giới nhân loại thống một, như vậy nhân loại phát triển đem tiến vào một cái giai đoạn mới. Kỳ thật loại ý nghĩ này, đúng vậy, một chút cũng đúng vậy. Giống như chiến quốc thất hùng phân tranh náo động đồng dạng, nhất định phải trước thống nhất thành một cái có nguyên vẹn chủ quyền địa đại quốc mới tốt tiếp tục phát triển. Hiện tại thế giới tuy nhiên hòa bình, nhưng tất cả cái thế lực tầm đó lũng đoạn cạnh tranh quá mức lợi hại, nếu như có thể đem thế giới chỉnh hợp làm một cái chỉnh thể. Sau đó cộng đồng dùng một mục tiêu phát triển, cái kia thế giới địa khoa học kỹ thuật phát triển tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, cái này nghĩ cách cố nhiên là tốt rồi, có thể đến cùng dùng ai thành chủ đạo đâu này. Ai cũng không muốn chính mình địa quốc gia cùng văn minh thành vì người khác địa phụ thuộc thậm chí là tiêu vong, tối thiểu Trần Húc là tuyệt đối không muốn đấy, cho nên hắn sẽ không đem những vật này lấy ra. Hiện tại Trần Húc so sánh phiền muộn, bởi vì hắn máy tính chính giữa có thể kiếm tiền đồ vật này nọ thật sự rất nhiều, nhưng là bây giờ có thể lấy ra đích xác là thật sự không nhiều lắm. Kiếm nhanh tiến, không cần dườm ra địa công nghệ chế tạo, hiện tại có thể lấy ra địa phương. Trần Húc đầu tiên nhắm chúng lên một thứ gì, game online, tại tiểu mẫn tư liệu chính giữa, có một cái tung hoành thiên hạ, là 2031 năm phát hành đi ra PC bình đài game online, là mấy cái công ty dốc sức chế tạo, bất kể là hình ảnh, thao tác, nội dung trò chơi đều là tuyệt đối thượng phẩm, xuất phẩm về sau, thịnh hành toàn cầu, sáng tạo ra cao nhất 1.8 tỷ người đăng ký, cao nhất 100 triệu 5 nghìn vạn người đồng thời online, toàn cầu ổn định người sử dụng 4 ngàn vạn huy hoàng kỷ lục. Cái này trò chơi huy hoàng 10 năm, đây cơ hồ đã là một cái trò chơi cực hạn, hơn nữa nhất đáng giá khen chính là cái này tung hoành thiên hạ không giống với bất đồng game online, động một chút lại khai một cái vùng mới giải phóng mới server đến hấp dẫn người, làm cho người chơi trên phạm vi lớn phân tán. Cái này trò chơi theo bắt đầu đến chấm dứt, hoàn toàn chỉ có một cỡ lớn server. Không thể tin được sao, kỳ thật hiện tại rất nhiều game online không ngừng khai vùng mới giải phóng cũng là không có cách nào. Nội dung trò chơi tự nhiều như vậy, một cái trò chơi đi ra về sau tối đa mấy tháng một năm đã bị người chơi cho thăm dò đã xong nhưng mà này còn phải là thần tác cho nên hiện tại rất nhiều đứng đầu game online tựu là dùng phim tư liệu cùng miếng vá bao hình thức thăng cấp cho người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đám bọn họ càng nhiều nữa không biết thăm dò bởi vì người chơi đến hậu kỳ tất nhiên gặp phải lấy đối với trò chơi toàn bộ sở thấu do đó đánh mất hứng thú trò chơi công ty nhất định phải cung cấp mới đích nội dung trò chơi cho các người chơi kích thích nhưng là tung hoành thiên hạ sáng tạo ra một cái đáng sợ ghi chép thẳng đến giả thuyết ảo cảnh sau khi đi ra BC Bình Đài thay thế PC Bình Đài thời điểm, tung hoành thiên hạ nội dung trò chơi cũng mới bị các người chơi khai quật 90% mà thôi. Thử nghĩ một chút đi, 1.8 tỷ người đăng ký trò chơi là cỡ nào khủng bố. Bình thường một cái game online có thể có cái mấy ngàn người đồng thời online tự là bạo hỏa được rồi, mà cái này tung hoành thiên hạ tổng cộng chỉ có một toàn cầu cỡ lớn server, có thể chi chỉ cao nhất mấy tỷ người đồng thời trò chơi. Cái kia không riêng gì trò chơi server cường đại đến nghịch thiên, càng có thể nghĩ trò chơi nội dung có bao nhiêu. Hiện tại game online, cho dù là thống nhất toàn bộ thế giới game online nữa bầu trời World of Warcraft, một cái server chính giữa địa đồ mới có thể chứa nạp bao nhiêu người. Hơn trăm triệu người đồng thời dũng mãnh vào, cái kia địa đồ bên trong cũng đừng đứng người rồi, dậm dạp chẳng chịt lộ đều đi không được, chớ nói chi là đánh quái các loại. Tung hoành thiên hạ sở dĩ 10 năm đều không có đem trò chơi nội dung khai quật xong, là vì vậy trò chơi địa đồ làm được thật sự quá lớn. Toàn bộ trò chơi đại lục, tự là dùng địa cầu đại lục sở thiết định, bên trong thu nhận sử dụng đông tây phương sở hữu tất cả trong truyền thuyết kỹ năng. Tiên thuật, ma pháp, thần thuật chờ các loại, nếu không như thế nào có thể chi trì mấy tỷ người chơi đồng thời tại một cái server chính giữa tiến hành trò chơi. Mà trò chơi hạn mức cao nhất được xưng là có thể cung cấp 5 tỷ người chơi đồng thời trò chơi, điều này cũng làm cho có thể nghĩ, trò chơi này đến cỡ nào hùng vĩ rồi. 10 năm mài một kiếm, căn cứ báo cáo, tung hoành thiên hạ trò chơi thiết lập là ở 2021 năm mà bắt đầu chuẩn bị, bỏ ra suốt 10 năm thời gian, thậm chí còn lợi dụng một đài siêu cấp máy vi tính này đêm không ngừng tiến hành tính toán theo công thức mô phỏng mới rốt cuộc làm đi ra. Mà bây giờ, cái này trò chơi liền đem trở thành Trần Húc dùng để kiếm tiền trọng yếu nhất công cụ. Có lẽ có người muốn hỏi, hiện tại trò chơi, trọng yếu phi thường một điểm ngoại trừ trò chơi tính bên ngoài, tự là hình ảnh. Mà đối với rất nhiều các người chơi mà nói, trò chơi hình ảnh càng là bọn hắn lựa chọn cái này trò chơi hàng đầu khảo sát nhân tố. Năm đó World of Warcraft thịnh hành toàn cầu thời điểm, rất lớn một bộ phận công lao chính là bọn họ trò chơi hình ảnh phi thường tinh xảo. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thấy World of Warcraft hình ảnh làm cố dù không sai, nhưng khi trong đích nhân vật, quái vật mô hình quá mức thiên hướng về Tây Phương đặc sắc, cũng không thế nào phù hợp người phương đông khẩu vị. Nhưng dù là như thế, World of Warcraft người chơi y nguyên phần đông, mà World of Warcraft thịnh hành đối với Trung Quốc game online giới lớn nhất ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là làm cho Trung Quốc tiệm Internet đổi mới chính mình phá máy tính, thay đổi càng cao cấp phối trí, nhất là các màn hình. Nếu không, trước kia chơi cái truyền kỳ đều có thể tạp mất nét máy móc dùng để chơi Warcraft, đây không phải là muốn chết mà 2031 năm trò chơi, cái kia tinh mỹ họa chất, hiện tại các màn hình làm sao có thể mang được. Hiện tại chủ lưu bộ nhớ thì như thế nào đủ, phải biết rằng, XP32 vị hệ thống cao nhất chỉ ủng hộ 325 dây bộ nhớ, mà bây giờ chủ lưu nội 4G tuy nhiên chơi bất luận cái gì trò chơi đều đã đủ rồi, nhưng là đối với cái này khoản đến từ tương lai trò chơi, chẳng lẽ cũng đủ sao? Bất quá những này cũng không phải vấn đề gì, còn nhớ rõ võ đạo ra sao? Đây cũng là một cái đến từ tương lai trò chơi, nhưng là cái này trò chơi hiện tại thịnh hành toàn cầu, thậm chí có người khảo nghiệm qua thấp nhất phối trí phần cứng cực hạn, khiến cho dùng trong truyền thuyết 586 xử lý khí tăng thêm 128 bộ nhớ, tổng thể các màn hình, đồng dạng có thể vận hành trò chơi, chỉ có điều tại loại này phần cứng dưới điều kiện vận hành trò chơi, bao nhiêu sẽ có một điểm tạp cơ, hơn nữa trên tấm hình so về cao phối trí máy tính phải kém nhiều lắm. Xong đinh ốc dây truyền kết cấu chương trình, xong đinh ốc dây truyền kết cấu được vinh dự máy vi tính phát minh sau đích một đại sự kiện quan trọng, những lời này cũng không phải là nói nói mà thôi đấy loại này kết cấu lớn nhất chỗ tốt tựu là có thể so với hiện tại chỉ một chương trình hình thức càng hữu hiệu, càng hệ thống, hơn nữa càng thêm cực hạn phát huy ra phần cứng công năng. Hiện tại chương trình biên soạn trình độ cấp độ không đồng đều, rất nhiều chương trình căn bản cũng không có phát huy ra máy vi tính phần cứng năng lực, ngược lại thật lớn lãng phí hệ thống tài nguyên. Đơn giản đơn cử ví dụ, cây gậy trò chơi vĩnh hằng chi tháp cùng Blizzard World of Warcraft cái này lưỡng khoản game online, đương nhiên, tại rất nhiều người chơi cảm nhận chính giữa, Vĩnh Hằng Chi Tháp là một cái rác rưởi đồ chua trò chơi, vô luận theo phương diện nào cũng không sánh bằng World of Warcraft. Vấn đề này cũng không cần thảo luận, đây là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự tình, tại đây nói cho đúng là lưỡng khoản trò chơi chương trình. Tại chương trình phương diện, cây gậy trình độ rõ ràng so Blizzard phải kém rất nhiều. Lẽ ra lưỡng khoản trò chơi cần có phần cứng là một cái cấp bậc, nhưng là đồng nhất máy tính lên, World of Warcraft nếu so với Vĩnh Hằng Chi Tháp vận hành trôi chảy nhiều lắm, hệ thống tài nguyên chiếm dụng cũng không lớn lắm, cái này là trò chơi chương trình biên soạn vấn đề. Một cái tốt chương trình, có thể thật lớn phát huy ra phần cứng tiềm lực, nhưng là hiện tại rất nhiều nguyễn kiện, trò chơi khai phát thương cũng không chú trọng cái này, bởi vì hiện tại máy vi tính phần cứng tiêu chuẩn phổ biến đã rất cao, thật lãng phí một chút như vậy tài nguyên cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Song đinh ốc kết cấu, nhưng lại có thể tự động điều chỉnh tài nguyên phát ra cùng lợi dụng, cố gắng phát huy đến phần cứng lớn nhất trình độ cùng hiệu quả, đơn giản đơn cử ví dụ mà nói, World of Warcraft cái này trò chơi, đối với các màn hình yêu cầu thật là cao, tuy nhiên hệ thống phối trí nhu cầu chỉ cần 32MB lộ ra tồn các màn hình, nhưng người dùng 32MB các màn hình chơi thử xem. Đừng nói khai hiệu quả, có thể chơi hay không được đều lưỡng nói. Nhưng là coi như là Blizzard thực lực, ở phương diện này kỹ thuật cũng xa xa không có khả năng cùng song đinh ốc kết cấu so sánh với, nếu như sử dụng song đinh ốc dây chuyển kết cấu đến biên soạn World of Warcraft, như vậy 32 MB lộ ra tồn các màn hình trên cơ bản là có thể trôi chảy vận hành World of Warcraft trung cấp hiệu quả hộ khách đầu. Cho nên hiện tại tất cả đại phần cứng nhà máy hiệu buôn cũng dần dần đem ánh mắt tập trung vào võ đạo ra cái này trò chơi bên trên. Bởi vì rất nhiều trò chơi say mê công việc nhóm, đám bọn họ bức thiết muốn biết võ đạo ra cái này trò chơi hỏa chất cực hạn ở địa phương nào. Bởi vì không ngừng có người chơi tại võ đạo gia diễn đàn bên trên phát bài viết, thanh tú ra bọn hắn máy tính chính giữa đối với võ đạo ra trò chơi screenshot, cái này trò chơi sáng tạo ra một cái kỳ tích tựu là, cơ hội hiện tại máy vi tính đều có thể chơi cái này trò chơi, thế nhưng mà cho tới bây giờ không thấy được ai có thể đủ đạt tới cái này trò chơi hỏa chất cực hạn đấy. Thậm chí có chút ít chuyên nghiệp xử lý trò chơi anime, 3D mô hình các người chơi, dùng bọn hắn siêu cao phối trí các màn hình đến vận hành võ đạo ra, một chương trò chơi screenshot 30 nhiều MB, phóng đại về sau nhân vật một cái con mắt đều có mặt bàn lớn như vậy rồi, nhưng lại hay vẫn là mảy may tất hiện. Mà vốn những này người chơi cho rằng đây đã là cực hạn, bởi vì không có trò chơi công ty hội uổng phí khí lực làm như vậy siêu thời đại hệ thống phối trí, mà khi bọn hắn đem phần cứng thăng cấp về sau, lại phát hiện võ đạo ra screenshot càng lớn rõ ràng hơn tích rồi, lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được, hiện tại phần cứng, xa xa không phải cái này trò chơi cực hạn. Trần Húc hối hận à, Lúc trước đem võ đạo ra làm ra đến bất quá chỉ là vì thú vị, kết quả là theo ích tổ chức chỗ đó buôn bán lời 1 tỷ đô la. Số này nói rất nhiều, nhưng trên thực tế chính thức so về cái này trò chơi giá trị chỉ, chỉ sợ còn ít đi không ít. Chỉ là vấn đề này thật sự cũng không nên đi tính toán, bởi vì mấy giờ trò chơi dù sao không giống với game online, muốn cho các người chơi đều đến bỏ tiền hoàn toàn chính xác không phải kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là game online, cái kia có thể hiển nhiên bán điểm tạp rồi. Trần Húc thô sơ giản lược kế tính toán một cái, hắn không dám yêu cầu xa vời cái này trò chơi bây giờ có thể có đủ vài tỷ người online, nhưng chỉ cần toàn bộ thế giới có một nghìn vạn người chịu bỏ tiền, mỗi người 100 cái kia chính mình tự buôn bán lời 1 tỷ rồi. Còn có cái gì so cái này kiếm tiền tốc độ nhanh hơn hay sao? Đương nhiên, một cái game online muốn đem bán, phương diện này phương diện nào chuẩn bị là át không thể thiếu. Trần Húc cũng biết cái gì gọi là hăng quá hóa dở, cho nên trong ngắn hạn chính mình khẳng định hay là muốn nện tiền tiến đi bất quá nền tiến tựu nền tiến A, tay của mình đầu tốt xấu còn có chút, thật sự không được, tự lại để cho dịch thủy hàn đi ngân hàng mượn. Dùng S công ty hôm nay danh tiếng, đảm bảo cái vài tỷ hay vẫn là không có vấn đề A, những số tiền này đầy đủ ủng hộ đến cái này tung hoành thiên hạ lợi nhuận thu phí đấy. Kiếm tiền đồ vật, Trần Húc tự nhiên tốt hơn theo tay ném cho dịch thủy hàn, hắn có thể tìm đến chuyên nghiệp nhân viên công tác, cái này tổng số khá giả chính mình một cái người ngoài nghề đi lục lọi. Về phần kiếm được tiến như thế nào phân phối, Trần Húc cũng hoàn toàn giao cho hắn. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc cần dùng gấp tiến, nhưng hắn cũng biết không có thể chỉ thấy lợi trước mắt. Dịch thủy hàn cố nhiên là đối với chính mình trung thành và tận tâm, nhưng mình cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không để cho hắn A. À. Cái trò chơi này muốn phát hành, server mắc khung, quảng cáo, đưa vào hoạt động, giữ gìn. Cái này nhưng đều là đòi tiền, những vật này Trần Húc đều giao cho dịch thủy hàn, lại để cho hắn đến phụ trách tính toán, dù sao giúp mình làm việc người, Trần Húc là tuyệt đối sẽ không bạc đái, hắn cũng biết, trò chơi này một khi thành công vận tác, cái kia kiếm được tiến cũng không phải là nửa lần hay một lần, chỉ có cho nhân viên công tác đầy đủ thù lao, bọn hắn mới sẽ cố gắng giúp mình làm việc. Hơn nữa, phân cho tiền của bọn hắn cũng không quá đáng tựu là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đương nhiên, Trần Húc cái này lòng tham gia hỏa tự nhiên sẽ không muốn lấy có một cái trò chơi tự có thể giải quyết chính mình dưới mắt khủng hoảng kinh tế, hắn tiếp tục tại tiểu mẫn máy tính chính giữa tìm kiếm có thể kiếm tiền phương pháp, Tuy nhiên tiểu mẫn tư liệu chính giữa còn có những thứ khác game online, nhưng là Trần Húc cảm thấy, đồng nhất loại hình đồ vật, một cái là đủ rồi, làm cho khá hơn rồi, ngược lại sẽ tạo thành tài chính phân tán. Ngay tại Trần Húc khắp không mục đích là tìm tư liệu thời điểm, đột nhiên tiểu mẫn bắn ra một đầu tin tức lại để cho hắn chấn kinh rồi. 08 đầu năm, Tết âm lịch trước giờ, tuyết rơi nhiều đầy trời. Năm 2008 đầu năm, từ trên trời giáng xuống không gặp chi Blizzard, theo tháng 1 ngày 10 phát ra nổi tháng 2 ngày 2, tiếp tục hơn 20 ngày đại học khiến cho Trung Quốc hơn phân nửa thành thị gặp tai họa, chính gặp lễ mừng năm mới, mấy chục vạn lao công bị nhốt tại nhà ga không cách nào về nhà. Nếu như chỉ là có quan hệ tuyết rơi nhiều báo cáo, Trần Húc ngược lại cũng sẽ không biết khiếp sợ, bởi vì hiện tại tuyết đã bắt đầu rơi xuống, chính phủ cũng công khai tương ứng chính sách. Trần Húc hiện tại tuy nhiên sớm biết rõ cái này tuyết rơi nhiều sẽ ở tháng 2 ngày 2 chấm dứt, nhưng là chắc hẳn khí tượng các chuyên gia cũng đều đã có kết luận, do đó lại dẫn phát ra một vòng đối với địa cầu hiện trạng suy nghĩ. Hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng, toàn cầu biến ấm, nhân loại gặp phải nghiêm trọng sinh tồn nguy cơ. Thật giống như nước Mỹ khoa học viễn tưởng mảng lớn hậu thiên chính giữa đồng dạng, toàn cầu biến ấm chỗ làm cho chưa hẳn tựu là nhiệt độ bay lên, điểm này bên trên nhiều người đều có chỗ nhầm lẫn, cho rằng toàn cầu biến ấm không có gì lớn, về phần sông băng muốn hòa tan cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sự tình từ nay về sau lo lắng loại chuyện này hoàn toàn không cần phải. Nhưng loại ý nghĩ này là sai lầm, toàn cầu biến ấm chưa hẳn tựu là nhất định sẽ mang đến nóng bức, mà là có thể mang đến cực đoan khí hậu. Hậu thiên cái này bộ điện ảnh chính giữa, tự dùng người Mỹ trước sau như một khoa trương thủ pháp công bố rồi hiệu ứng nhà kính sẽ mang đáng sợ hơn hậu quả, danh tự vi hậu thiên, ý tứ tự là cái này tai nạn có lẽ tự vào ngày mai ngày mai, khả năng đều không cần đợi đến lúc chúng ta tử tôn lớn lên thậm chí là sinh ra. Trần Húc đối với điện ảnh vẫn tương đối ưa thích, nhất là Hollywood buôn bán mảng lớn, cho dù nhìn xem người Mỹ một lần lại một lần cứu vớt thế giới tổng khó tránh khỏi có chút buồn cười, nhưng là phim nhựa chính giữa chủ nghĩa anh hùng cá nhân hay vẫn là Trần Húc rất ưa thích. Đương nhiên, càng ưa thích chính là bọn hắn thiên kỳ bách quái cho nhân loại chế tạo sắp sửa diệt thế tai nạn, theo sao trổi đụng địa cầu đến tương lai nước thế giới, theo địa tâm biến hóa đến hiệu ứng nhà kính, thậm chí còn có người ngoài hành tinh. Hollywood đạo diễn nhóm, đám bọn họ trong tay địa cầu, Quả nhiên là nhiều tai nạn à. Nếu như không thấy được tiểu mẫn những lời này, Trần Húc có lẽ thật sự hội cho rằng, lần này tuyết tai chỉ là hiệu ứng nhà kính chỗ mang đến một lần địa cầu cảnh cáo, cảnh cáo nhân loại không nếu tùy ý phá hư cái tinh cầu này. Nhưng là tiểu mẫn một câu, lại làm cho Trần Húc cảm thấy được hơi có chút không bất thường hương vị. Đầu năm cái kia tràng tuyết rơi nhiều, mở ra cái thế giới này trong bóng ma đế quốc loạn thế mở màn. Những lời này là có ý gì? Bóng mở chính giữa đế quốc Trần Húc hiểu rõ cái này chỉ hẳn là ích cùng PA không, hoặc là nói là nước Mỹ tứ đại tập đoàn cùng châu U thần bí Taro cái này lưỡng đại đế quốc. Nhưng là tại sao phải nói, đầu năm tuyết rơi nhiều, mở ra cái này lưỡng đại đế quốc loạn thế mở màn đâu này. Chẳng lẽ nói, trận này 50 năm khó gặp tuyết rơi nhiều, có thâm ý gì hay sao? Trần Húc hỏi thăm Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn trả lời là trong kho tài liệu không này đáp án, mà bắn ra tin tức này, thì là tự động thiết lập tốt, đến thời đại ngày thời điểm tự động bắn ra tương lai chính mình muốn nói cho mình bây giờ cái gì vì cái gì đem lời nói một nửa rồi lại không muốn nói thêm gì đi nữa rồi hả bởi vì không thể nói hay vẫn là trần phỉ giải đáp vấn đề này trần phỉ ở lại máy vì tính chính giữa giả thuyết hình ảnh hắn nói ra ra ta trước khi cùng ngài nói về bởi vì thời không quy tắc chúng ta không thể đem một ít có thể ảnh hưởng đến lịch sử đại sự kiện sự tình sớm nói cho ngài bởi vì đây là vi phạm thời không pháp tắc chỉ có thể thông qua một ít ám chỉ tính câu nói nhưng lại không thể kỹ càng vạch nhân vật, thời gian, địa điểm còn có chuyện cụ thể, những điều này đều là vi phạm quy tắc đấy. Cái kia tương lai ta đây ở thời điểm này nói cho ta biết chuyện này là vì cái gì? Cố ý để cho ta một ngạt, đây là một cái tỉnh ngủ, còn nhớ rõ ngài tại mở ra tầng thứ nhất quyền hạn thời điểm ta tự hỏi ngài ấy ư, ừ, hiện tại thời gian là năm 2010 Tết Nguyên đán trước khi còn là lúc sau, ngài trả lời nói trước khi, cho nên ngài mới có hiện tại đây hết thảy. Nếu như ngài trả lời nói là tại lúc kia về sau, như vậy, cái này đài siêu cấp máy tính chính giữa sở hữu tất cả tư liệu liền đem bị xóa bỏ, chỉ cấp ngài lưu lại một có thể kiếm được tiền một ít món tiền nhỏ, bằng ngài ý nghĩ đại khái có thể lợi nhuận cái mấy ngàn vạn đồ vật, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài lợi nhuận nhiều. Như vậy, ngài nửa đời sau có thể thanh thản ổn định hợp lý một cái tại người bình thường chính giữa coi như là có tiền tiểu phú, vội ưu vô, vô lự qua hết nửa đời sau. Trần Húc sững sờ, nhảy, tại sao phải làm như vậy, mất đi siêu cấp máy tính, làm một cái hoàn toàn người bình thường điểm này hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, thật giống như cái kia thông minh dược, thông minh dược chính thức trên ý nghĩa tác dụng phụ, tự là khiến cho chỉ số thông minh giảm xuống, cuối cùng hội đại lượng phá hư tế bào não. Nhưng loại này tác dụng phụ là loại này dược vật sử dụng lâu mới bị phát hiện đấy. Nhưng là thông minh dược tự sinh ra đời về sau tranh luận tự không ngừng, cũng là bởi vì cái kia chưa tính là tác dụng phụ tác dụng phụ. Tinh thần tính ỉ lại, hay vẫn là câu nói kia, một người đột nhiên đã có được lực lượng cường đại, như vậy tại dưới bình thường tình huống, hắn nguyện ý buông tha cho loại lực lượng này sao? Einstein nguyện ý biến thành một người ngu ngốc sao? 100 triệu vạn phú hào đột nhiên trong vòng một đêm nghèo rất mồng tơi. Những cái kia đầu tư cổ phiếu thất bại nhảy lầu, có tương đương một bộ phận cũng không phải bởi vì vì bọn họ thua táng ra bại sản mắc nợ buồn thiêu, ngược lại có chút đầu tư cổ phiếu thất bại người, bọn hắn còn thừa lại tài sản thêm đều so người bình thường ra muốn phong phú nhiều. Vì cái gì nghĩ không ra đi nhảy lầu bởi vì vì bọn họ không cách nào tiếp nhận như vậy tranh lệch. Trần Húc là người bình thường, hắn vẫn luôn là, bất kể là thân thể của hắn, hay vẫn là tư tưởng của hắn, hoàn toàn một người bình thường. Cho nên hắn không cách nào tiếp nhận, mất đi siêu cấp máy tính hậu quả. Trần phỉ thở dài, ra ra, năm 2010 Tết Nguyên đán là một cái cự đại khảm, ngày nào đó, một quyển sách tên là Thông Thiên Chi Lộ Luận Văn Trấn Kinh rồi toàn bộ học thuật giới, cái này quyển sách luận văn chỗ tạo thành cường đại lực ảnh hưởng là ngài hiện tại căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. A, à, khoa học, ta nói như vậy, nhà khoa học mới được là nhất mê tín đấy. Aristotle đã từng nói qua chúng ta thích thầy của ta, ta càng yêu chân lý, nhưng nhìn xem hiện tại những này các khoa học gia, bọn họ đều là cho là như vậy hay sao? Bọn hắn chính giữa phần lớn người, đều cực đoan mê tín, chủ lưu quyền uy, thanh âm. Một loại hoàn toàn mới hệ thống xuất hiện, trừ phi đem bọn họ đánh chính là không có chút nào mặt nếu không bọn họ là sẽ không thừa nhận đấy. Cái này là năm đó Einstein phát biểu thuyết tương đối thời điểm, cơ hồ bị toàn bộ thế giới nhà khoa học đều giễu cợt vì tên điên nguyên nhân. Huống chi, phát biểu cái này quyển sách luận văn chính là N, tên của hắn không thể nói, nhưng là ngài ngẫm lại hôm nay ít cùng PA không địa vị sẽ biết, hơn nữa, cái này quyển sách luận văn tại ngay lúc đó khoa học kỹ thuật lý niệm cùng kỹ thuật nghiệm chứng nhìn lại, không chê vào đâu được. Thông thiên chi lộ dẫn đạo đối với thần học nghiên cứu, đem hắn cầu thả, hơn nữa tại trong thời gian ngắn lấy được cực lớn thành quả, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới nghiên cứu khoa học cơ cấu nhấc lên một hồi thần học nghiên cứu điên cuồng dậy sóng. Thật sự không cách nào tưởng tượng thời đại kia, thật giống như ra ra các người thời đại này người không thể tưởng tượng thời trung cổ lúc theo đạo hội thống trị ở dưới châu u, ngày trong lòng tự nhủ bị khiển trách vi dị đoan, Nicolaus Copernicus đến chết trước mới dám đem nghiên cứu của mình kết quả công bố ra ngoài, đáng thương Bruno tươi sống bị chết cháy tại hình phạt thiêu sống bên trên. Đợi một chút, nghe đến đó Trần Húc cảm thấy có chút không đúng rồi, người nói trong tương lai, có người phản đối đối với thần học nghiên cứu, bị chết cháy. Cái này thật không có, Trần Phỉ nói, nhưng là có một ít kiên duy trì ý kiến của mình nhà khoa học, cho rằng loại này đối với thần nghiên cứu cuối cùng không có khả năng thành công hoặc là sẽ gặp báo lại ứng. Bọn họ là ở đằng kia phiến chiều dân chính giữa vi số không nhiều một ít có thể gắng giữ tỉnh táo học giả, nhưng là những người này kết cục cũng hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Phải biết rằng, tại một người điên quốc gia chính giữa, một gã người bình thường thì không cách nào sinh tồn được, những cái kia nhà khoa học tụ là, quan điểm của bọn hắn căn bản không bị nhận đồng, bị toàn bộ thế giới hai đại siêu cấp tổ nghiên cứu khoa học dệt, ít cùng PA không khống chế sở hữu tất cả khoa học truyền thông cự tuyệt đăng báo bọn hắn phản đối ý kiến, bất luận cái gì tập đoàn cự tuyệt vì bọn họ cung cấp tài chính ủng hộ, thậm chí chính phủ đều dùng các loại tội danh đối với bọn họ tiến hành giám sát và điều khiển cùng hãm hại. Muốn một chút đi, như vậy bọn hắn còn có thể làm cái gì? sẽ không phát triển đến điên cuồng như vậy tình trạng A. Đó là một cái điên cuồng thời đại, hồi muốn, nếu như trên thế giới chỉ có một quốc gia, hoặc là nói chỉ có một thanh âm, như vậy loại này phát triển có lẽ sẽ không thay đổi điên cuồng như vậy, tối thiểu mọi người còn có thể bảo trì ở nhất định được lý trí. Trần Húc nhíu mày, có nhiều như vậy quốc gia tại cạnh tranh, phát triển phương hướng bao nhiêu có chút bất đồng, đều như vậy cuồng nhiệt, nếu như chỉ có một thanh âm, yêu cầu sở hữu tất cả nhà khoa học đều tại nghiên cứu thần. À, Trần Húc con mắt sáng ngời, hắn hiểu được rồi. Trần Phỉ nói, đúng vậy, tự là ra ra ngài nghĩ như vậy, bởi vì cạnh tranh. Tại loại này rất lại phía sau một bước tất cả mất hết dưới tình huống, điên cuồng cạnh tranh khiến cho ngay lúc đó chính khách, tập đoàn, các khoa học gia toàn bộ đều đánh mất lý trí. Tự cùng chiến tranh lạnh thời kỳ Mỹ và Liên Xô hai đại siêu cấp đế quốc cạnh tranh là giống nhau. Lúc ấy người Mỹ Star Wars như vậy một cái hư cấu kế hoạch tươi sống kéo suy sụp Soviet người, hai cái siêu cường quốc dốc sức liều mạng gia tăng lực lượng quân sự. Làm cho Xô Viết kinh tế phát triển nghiêm trọng mất cân đối, cuối cùng nhịn không được rồi. Hiện ở thế giới nhiều sự phân cực phát triển, nhiều thế lực đều không cam lòng rơi người về sau, thế kỷ đại âm mưu, bày kế, nó cho nhân loại mang đến hy vọng là mỹ hảo, bị mọi người xưng là lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Đương nhiên, đời sau chúng ta xưng là một hồi buồn cười cách mạng công nghiệp, thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa rất nhiều thứ đổ vật, theo trên lý luận đến xem, một khi nghiên cứu thành công, cho nhân loại mang tới tốt lắm chỗ chính là cực lớn. Đương nhiên, cả nhân loại này chỉ cũng không phải toàn bộ nhân loại, mà là là một loại thế lực. Thật giống như năm đó Mỹ và Liên Xô hai đại quốc dốc sức liều mạng phát triển quân sự cùng hạch thi đua đồng dạng. Tương lai bất kỳ một cái nào thế lực đều không muốn chính mình bị rất xa vùng ở phía sau. Như vậy, cũng đã mất đi lý trí. Bất kỳ một cái nào thế lực, kể cả chúng ta Trung Quốc, đương nhiên, trần phỉ trên mặt treo rồi một tia khinh thường. Đang ở trong cục, khá có thể ngoại lệ. Năm 2010 Tết Nguyên đán, trên cơ bản đại biểu cuối cùng cực hạn, cái lúc này nỗ đem lực, có lẽ ra ra ngài còn có thể làm cho thẳng trận này thế kỷ đại âm mưu, bày kế, mà nếu như đã qua lúc này, như vậy, cái này tranh vào vũng nước đục ra ra ngài hay vẫn là đừng trộn rộn rồi, lạm dụng siêu cấp máy tính chính giữa tin tức mà ngài cũng không phải nhân vật chính, thiên đạo quy tắc là vô cùng đáng sợ, chờ đợi ngài kết cục chỉ có một, bị triệt để gạt bỏ. Lúc này... Thái Bình Dương trung tâm một cái không biết tên hòn đảo bên trên. Cái này hòn đảo nhỏ từ khi bị phát hiện khởi tựu chưa từng có bị ghi lại nhập bất luận cái gì chính thức địa đồ chính giữa, mặc dù nhưng cái này hòn đảo diện tích đã không thua gì Hawaii đảo rồi. Nếu như là Trần Húc thấy được tòa đảo này tự, hắn nhất định sẽ kích động kêu to. Đây chính là ta muốn ăn sạch đảo. Tòa đảo này tự là ở 17 thế kỷ, châu Âu đại hàng hải thời đại thời kỳ cuối, bị một cái không biết tên đội tàu phát ra hiện đấy. Sở dĩ không biết tên, cũng không phải vì vậy hòn đảo không có ý nghĩa, tại thời đại kia, vô số mới hòn đảo bị phát hiện, kéo toàn bộ châu U thực dân thời đại cùng cướp đoạt thời đại. Mà tại thời đại kia, nhất có ý nghĩa đại lục mới không ai qua được hai chủng, một loại là có cổ văn minh đấy. Đương nhiên những cái kia tàn bạo thực dân người mới sẽ không quản các người cổ đại văn minh mạnh cỡ bao nhiêu, cỡ nào có nghiên cứu giá trị. Bọn hắn muốn chính là Hoàng Kim, bị hiện tại sở hữu tất cả nghiên cứu cổ đại nền văn minh Maya nhà lịch sử học nhóm, đám bọn họ căm thù đến tận xương tủy, tự là Tây Ban Nha đệ nhất đảm nhiệm giáo chủ Landa. Cũng là bởi vì hắn, cái này thần quyền phần tử kiêm vạn ác thực dân kẻ thống trị, bởi vì hắn một câu, xương chi nền văn minh Maya là ma quỷ làm việc, một mồi lửa đem chọn cái nền văn minh Maya sở hữu tất cả điển tịch đốt quách cho rồi. Hắn làm vô cùng triệt để, đến nỗi tại hiện trên thế giới này chỉ để lại ba quyển Maya điển tịch, còn có một chút tấm bia đá cùng bích họa. Mà càng làm cho người khiếp sợ cùng phẫn nộ chính là, Mọi người về sau phát hiện một khối maya trên tấm bia đá ghi lại một bộ biên niên sử, cái này bộ biên niên sử sớm nhất ghi lại phát sinh ở 900.000 năm trước khi, thậm chí bốn tuyệt đối năm trước khi. Là bốn tuyệt đối thì ra là 400 triệu năm trước. Mà 400 triệu năm trước, địa cầu vẫn còn trong sinh đời thay, không có nhân loại dấu vết. Đương nhiên, hiện tại Trần Húc biết rõ. Không riêng gì Trần Húc, những cái kia chỗ ở cái thế giới này kim tự tháp tối đỉnh phong một nhóm người biết rõ tại chúng ta thế hệ này nhân loại trước khi đã sớm từng có phát đạt văn minh. Chỉ có điều loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, mà trước khi văn minh lại quá mức cường đại, rất dễ dàng khiến cho dân chúng khủng hoảng cùng giã tâm ra âm mưu, cho nên những chuyện này, đừng nói là hiện tại rồi, tựu là 80 năm về sau cũng đều không có bỏ niêm phong. Mà ở Vatican trước mắt bảo tồn, một bộ do nền văn minh Maya trích lục của bản sao chính giữa nâng lên, trên địa cầu đã từng trước sau xuất hiện qua bốn đời nhân loại, đời thứ nhất nhân loại là cự nhân bọn hắn hủy diệt tại đói khát đời thứ hai nhân loại hủy diệt tại cực lớn hỏa hoạn đời thứ ba nhân loại tựu là người vượt bọn hắn hủy diệt tại tự giết lẫn nhau về sau lại xuất hiện đời thứ tư nhân loại tức ở vào mặt trời cùng nước giai đoạn nhân loại cái này nhất giai đoạn nhân loại văn minh hủy diệt tại sóng lớn ngập trời đại hồng tai chúng ta là đời thứ năm nhân loại cho nên cũng có người đem những này của văn minh xưng là hoàng kim bạch ngân thanh đồng cùng hắc thiết cái này bốn cái thời đại, cái kia chúng ta là cái gì thời đại, nhựa plastic thời đại, khai cái tiểu vui đùa, nói nhiều như vậy, là vì, cái này hòn đảo địa ý nghĩa cũng không giống tầm thường. Cái này hòn đảo tên chữ rất kỳ quái, chỉ có một âm tiết mu mẫu, công nguyên 1682 năm, một chiếc bồ đào nha đội thám hiểm theo châu Phi tốt nhìn qua rác góc xuất phát. Một đường hướng đông, đến Nam Dương, cũng ngay tại lúc này Singapore, sau đó lại đến Philippines xuất phát tiếp tục hướng đông hành chạy nhanh, cái lúc này đại hàng hải thời đại đã tiến nhập trung hậu kỳ. Rất nhiều hòn đảo đều bị phát hiện, hơn nữa mạch chiết luân cũng đã xác nhận địa cầu là tròn địa phương. Châu Mỹ đại lục lúc này cũng đã có người ở, cho nên cái này chi đội tàu tựu muốn tiếp tục hướng đông, chạy đến châu Mỹ đại lục về sau quấn hồi Bồ Đào Nha, hoàn thành hoàn du thế giới một chu địa hành động vĩ đại. Mặc dù nhưng cái này hành động vĩ đại sớm đã có người đã làm rồi. Mà ở trong lúc vô ý bọn hắn đã tìm được cái này đảo nhỏ lúc ấy cái này trên đảo nhỏ màu xanh hoa cỏ nhân nhân thổ địa phì nhiêu có một đám thổ dân rất nhiều không biết động vật còn có thuộc về mình nước ngọt hồ cùng với một ngọn núi lửa nếu như chỉ là những này cũng thì thôi tại đây có lẽ sẽ trở thành kế tiếp hawaii nhưng chi hạm đội này thuyền viên đoàn tại trên tòa đảo này phát hiện hoàng kim hằng hà hoàng kim ở trên đảo thổ dân sùng bái thái dương thần đương nhiên không phải hy lạp thần thoại chính giữa anh tuấn apollo Hy Lạp chư thần ánh sáng chói lọi còn xa xa chiếu không tới cái này Thái Bình Dương trung tâm hòn đảo bên trên. Bọn hắn sùng bái chính là mặt trời chi mẫu, bọn hắn quốc vương được gọi là Lạp Mố. Kéo tựu là mặt trời, mẫu tựu là mẫu thân, mà ở trên đảo cung điện, tế đàn, toàn bộ đều là truy nã hoàng kim cùng bảo thạch. Như vậy một cái phát hiện, tự nhiên là vô cùng kinh người, dù là cái này hòn đảo không lớn, không sánh bằng Columbus phát hiện châu Mỹ đại lục, nhưng là có nhiều như vậy hoàng kim, cũng đầy đủ những thuyền này viên trở về trắng trợn tiêu dùng cả đời. Châu U đại hàng hải thời đại là thế giới địa lý khai thác nhất cường thịnh thời đại, nhưng đồng thời cũng là thế giới văn minh nhất hắc ám thời đại. Vô số cổ xưa văn minh bị diệt vong, vô số chân quý điển tịch bị thiêu hủy, vô số thổ dân cư dân bị giết chết hoặc là mua đi làm nô lệ. Mà những cái kia cao lớn thô kịch thuyền viên đoàn cũng sẽ không biết một khối hoàng kim cùng một cái hoàng kim pho tượng ở giữa khác biệt, đối với bọn hắn mà nói, những vật này đều là đồng dạng, Bọn hắn sẽ không đi quản cái gì là tác phẩm nghệ thuật, cái gì là cổ đồng. Mà ở 1682 năm thời điểm, sớm nhất một đám theo đại hàng hải thời đại đại lục mới chính giữa lợi nhuận đầy bụng ruột ra, một đêm phất nhanh người hôm nay đã rất khó gặp được, cũng đã thật lâu không có nghe nói phát hiện một cái đại lục ở bên trên có rất nhiều hoàng kim rồi. Cho nên, cái này hạm đội người phi thường điên cuồng chu diệt ở trên đảo thổ dân. Bởi vì những này thổ dân không cho bọn hắn tiến vào tràn đầy hoàng kim thái dương thần điện những người này tự điên cuồng, sau đó làm ra vô cùng biên cuồng sự tình. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng nhất cũng bị báo ứng. Bởi vì ở trên đảo Hoàng Kim quá nhiều, bọn hắn một lần không có khả năng vận xong, cho nên những người này tự mang đi một bộ phận Hoàng Kim trước trở lại, ý định sau khi trở về mua càng lớn thuyền, lại đi vận Hoàng Kim. Thế nhưng mà, tự khi bọn hắn đường trở về lên, gặp bão tố, cuối cùng nhất trầm xuống, thẳng đến hơn 100 năm sau, cái này chiếc thuyền đắm bị bảo vật thợ săn phát hiện, mà những này bảo vật thợ săn là thuộc về Rothschild gia tộc đấy. Rất nhiều người cũng biết Rothschild gia tộc là cường đại tài chính thế gia, nhưng là có rất ít người biết rõ Rothschild gia tộc thành viên chính giữa đối với tiền tài dục vọng cao bao nhiêu. Mà ở 1803 thâm niên, có một Rothschild đời thứ ba gia tộc thành viên tên là Ngoã Đức. Cái này Ngoã Đức Rothschild là gia tộc chính giữa dị loại. Đơn giản đánh cho cách khác, muốn học tốt tài chính, hàng đầu toán học muốn tốt, nhất là làm ngân hàng sinh ý, cho vay, tỷ suất hối đoái, những này nhất định phải làm tốt. Nhưng này cái ngõ đức tựu là trời sinh đối số chữ không có hứng thú, hắn ưa thích văn học, nhiệt tình yêu thơ ca, nhiệt tình yêu khảo cổ. Bất quá, hắn hay vẫn là kế thừa Rothschild gia tộc đối với tiền tài khát vọng. Mà ở một ít tư liệu trong biển tịch, hắn hiểu rõ đến 15 đến 17 thế kỷ châu U đại hàng hải thời đại lúc, không biết có bao nhiêu bảo tàng giấu chôn ở biển cả xuống những này bảo tàng có rất nhiều kéo đầy hoàng kim châu báu đội thuyền tại trên biển bị bất chắc chìm vào đáy biển, có thì còn lại là hải tặc bảo tàng. Mà những này thất lạc hoàng kim bảo tàng số lượng thêm là đáng sợ thiên văn sổ tự. Cho nên, trước sau như một bị gia tộc trưởng bối chỗ không thích ngóa đức tự tổ kiến một cái tầm bảo đội, từ mọi phương diện đến tìm bảo tàng hạ lạc, hạ xuống. Hắn dù sao cũng là Rothschild gia tộc một thành viên, mà Rothschild làm làm một cái tài chính thế gia, rất chú ý khảo sát tiếp theo bối kinh tế năng lực, này đây đều cho bọn hắn một ít mới bắt đầu tài chính, lại để cho bọn hắn tiến hành đầu tư, xem cuối cùng ai tiền kiếm được nhiều. Đây cũng là với tư cách một loại khảo sát tiêu chuẩn. Đối với tương lai gia tộc tộc trưởng khảo sát tiêu chuẩn, vốn ngõ đức điểm này mới bắt đầu quỹ ngân sách nhất định là không đủ, nhưng là hắn tự dùng điểm ấy quỹ ngân sách, đầu tiên đã tìm được một cái Tây Ban Nha Hải tạc bảo tàng. Lại kế tiếp, tự không có có vấn đề gì rồi. Tầm bảo vốn chính là một loại tỷ lệ tính rất lớn trò chơi, đương nhiên cũng tồn tại nguy hiểm. Có người có lẽ cả đời đều tìm không thấy cái gì đó, có người nói không chừng theo vách núi bên trên té xuống chẳng những đại nạn không chết nhưng lại có thể tìm được một cái bảo tàng. Cái đồ chơi này tương đương trình độ bên trên là xem nhân phẩm đấy. Cái này một chi phát hiện vô danh hòn đảo nhưng cuối cùng rất không may trầm mặc tại đáy biển hạm đội đã bị ngóa đức thủ hạ phát hiện. Mà phát hiện cái này đảo về sau. Rothschild gia tộc sẽ đem cái hòn đảo chiếm cứ, với tư cách một cái trụ sở bí mật. Vốn dựa theo tiền tài đến tính toán, cái kia thế hệ này người rõ ràng cho thấy ngõa đức lợi nhuận tối đa, nhưng là ngõa đức cuối cùng nhất không có trở thành kế tiếp nhiệm Rothschild gia tộc tộc trưởng. Nhưng hắn vẫn phụ trách quản lý tòa đảo này, mà ngày sau, mỗi một vị Rothschild gia tộc thuận vị người thừa kế thứ nhất, đều muốn đi tới nơi này ở trên đảo thực tập một năm. Bởi vì Rothschild gia huấn chính giữa có một đầu ngoại nhân căn bản xem không hiểu, mẫu tầm quan trọng, vượt xa trước mắt gia tộc hết thảy sản nghiệp. Cho dù gia tộc diệt phong, chỉ cần mẫu tồn tại, gia tộc sẽ lại một lần nữa hướng đi cường thịnh. Cho tới bây giờ, Rothschild gia tộc kiến tạo giữ gìn tòa đảo này tự đã đem gần 200 năm rồi. 200 năm, vì kiến tạo tòa đảo này Rothschild gia tộc không biết hao tốn bao nhiêu tiền tài, cũng sớm đã đem ở trên đảo Hoàng Kim cho tiêu diệt sạch rồi, không biết có bao nhiêu hắc nô bị vận đến nơi đây tiến hành kiến tạo, sau đó chết ở chỗ này bị tiện tay ném vào biển cả. Mà ở đệ nhị thế chiến, may mắn mà có tòa đảo này tự, mới khiến cho Rothschild gia tộc các tinh anh đã tránh được Hitler liêm đào Mỹ quốc người âm mưu. Đương nhiên, nhị chiến World War II trong lúc, Rothschild lực lượng của gia tộc tổn thất hơn phân nửa, lại đã trải qua một loạt sự tình. Hiện tại, Rothschild gia tộc chỉ là tòa đảo này tự chủ nhân một trong. Mà hòn đảo chính thức chủ nhân là Taro Đại An R cái kia. Rothschild gia tộc dùng cái này hòn đảo đổi lấy gia tộc kéo dài cùng lần nữa huy hoàng cơ hội, mà ở trong đó tự là taro đại anke r cái kia chính thức hạch tâm mẫu có thể leo lên cái này hòn đảo nhỏ thậm chí nói có thể biết rõ cái này hòn đảo nhỏ phải là taro đại anke r cái kia thành viên trung tâm mà coi như là dưới chướng đỉnh cấp tổ nghiên cứu khoa học dệt pro cũng chỉ có một nhóm người biết rõ cái này hòn đảo tồn tại mà ngay cả lý bác sĩ cũng chỉ là mơ hồ biết rõ tổ chức có một cái cao nhất giữ bí mật cấp bậc nghiên cứu căn cứ nhưng là không biết cụ thể ở địa phương nào cái này đảo nhỏ đã sớm sử dụng tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem chọn cái hòn đảo theo trên địa cầu che đậy rồi cái này che đậy chỉ chính là bất luận cái gì tiên tiến vệ tinh đều khó có khả năng theo trong vũ trụ phát hiện cái này hòn đảo tại đặc thù từ che đậy thủ đoạn xuống chứng kiến chỉ có thể là một mảnh biển rộng mênh mông mà ngẫu nhiên có thuyền con qua lại trong lúc vô tình phát hiện cái này hòn đảo thời gian như vậy bọn hắn cũng sẽ thấy cũng trở về không được cái này hòn đảo nhỏ phòng ngự hệ thống đủ để cho toàn bộ thế giới chịu xấu hổ so sánh dưới, Trần hút cái kia ăn sạch ở trên đảo hiện hữu phối trí thật giống như nhà trẻ học sinh tiểu học đồng dạng. Mẫu trên đảo, chỉ là đạn đạo phóng ra tháp thì có 8 tòa, thậm chí còn có một đạn hạt nhân phóng ra tỉnh cùng nhà máy năng lượng nguyên tử. 200 năm Rothschild gia tộc cố gắng, cũng không phải một câu lời nói suông Nhưng là hiện tại, mẫu ở trên đảo một mảnh hỗn loạn. Hòn đảo vô cùng nhiều địa phương mạo hiểm khói đen, trói tai tiếng cảnh báo thỉnh thoảng vang lên, lại để cho người cảm thấy phảng phất cái này đảo bị một hồi chiến tranh. Cái này hòn đảo phía dưới là một cái cùng loại với hầm trú ẩn đồng dạng tồn tại, chỗ đó mới được là cái này mẫu đảo là tối trọng yếu nhất chỗ. Căn cứ tại đây kiến tạo, dù là có đạn hạt nhân oanh xuống, tại đây cũng sẽ biết bình yên vô sự. Tại đây, là mẫu trái tim, nhưng ở này trái tim chính giữa, ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được một tia chấn động. Hoàng đế các hạ, năng lượng đã nghiêm trọng vượt qua phụ tải, sắp đạt tới cảnh giới tuyến rồi, thí nghiệm hiện tại không thể lại tiến hành xuống dưới, xin ngài hạ lệnh tạm dừng a. Hoàng đế trước mặt là vô số màn hình, trên màn hình rất nhiều hình ảnh đều là đang tại thiêu đốt lên sôi trào nham thạch nóng chảy. Hoàng đế trên mặt đeo kim sắc mặt nạ, nhìn không tới biểu lộ, nhưng lại có thể chứng kiến quả đấm của hắn nắm chặt, khớp xương đã trắng bệch. Chẳng lẽ lại đã thất bại sao? Chuẩn bị thời gian dài như vậy, tại sao lại hội thất bại hay sao? Hoàng đế trùng trùng điệp điệp vỗ bàn, hiện tại còn làm thành như vậy. Phía dưới một đám mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên nhóm đám bọn họ sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài, bọn hắn đều rất rõ ràng thượng diện cái này đeo kim sắc mặt nạ nam nhân. Người nam nhân này bình thường thời điểm đối với bọn họ là phi thường phi thường khách khí, thậm chí xưng là cung kính cũng một chút cũng không đủ. Nhưng là một khi bọn hắn chưa xong thành hoàng đế nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ rất trọng yếu, như vậy người này tự lập tức thay đổi khuôn mặt. Hoàng đế sẽ không giết bọn hắn, bởi vì vì bọn họ còn có có thể sử dụng được lấy địa phương, nhưng lại sẽ cho bọn hắn trừng phạt, cái loại này trừng phạt một muốn, những này các khoa học gia tựu không rét mà run. Bọn hắn duy nhất có thể xác định chính là, thượng diện người này là cái đổ biến thái, tên điên. Cầm đầu cái kia tên nhà khoa học, nếu như ngoại nhân chứng kiến hắn nhất định sẽ chấn động. Lý Cha Scolari tiến sĩ, Nobel vật lý học thường người đoạt giải, đồng thời hắn cũng là đương thời vĩ đại nhất nhà khoa học một trong, hắn tại vật lý học giới địa vị không người có thể bị dung chuyển. Chỉ có điều tại 10 năm trước, Scolari tiến sĩ bởi vì bệnh tim đột phát cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình. Nhưng đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà hắn 10 năm này đều lưu tại trên cái đảo này, tiến hành nhân loại trong lịch sử, nhất vĩ đại nghiên cứu. Scolari bình tĩnh nhìn trước mắt cái này mang kim sắc mặt nạ người, 10 năm rồi, hắn bị bắt cóc đến trên cái đảo này 10 năm rồi, hắn cũng đã mất đi chính mình ba nền móng chỉ, không ngại lại mất đi một căn. Hắn biết rõ người này là không thể nào giết chính mình, cho nên hắn bình tĩnh nói, nghiên cứu của chúng ta là vi phạm với thượng đế ý nguyện, chỗ lấy thượng đế cho chúng ta trừng phạt cũng rất bình thường. Cái kia là địa cầu nhất bổn nguyên lực lượng, tràn đầy cuồng bạo khí tức, chúng ta bây giờ kỹ thuật trình độ hay vẫn là không đủ để khống chế được nó. Càng không khả năng đem cổ lực lượng này chuyển hóa, chúng ta cần phải thời gian. Scolari tiến sĩ, ta đã cho các ngươi chọn vẹn 10 năm. Người hôm nay muốn mất đi thứ tư nền móng chỉ sao? Ta đương nhiên không muốn scolari cười khổ nói các hạ nếu như có thể thành công hấp thu cổ năng lượng này cái kia đối với nhân loại tiến bộ mà nói chính là vô cùng cực lớn đấy đương nhiên chủ yếu hay là muốn thấy thế nào sử dụng cho nên đối với cái này cái nghiên cứu dùng cá nhân ta mà nói ta cũng là rất hy vọng hắn có thể thành công đấy nhưng là rất rõ ràng hiện tại chúng ta cũng không có lực lượng đủ mức đến ổn định lại cổ năng lượng này chúng ta hay vẫn là cần phải thời gian nhưng ta đã cho các ngươi đã rất lâu rồi Mười năm, rất dài sao? Scolari khinh thường cười nói, chúng ta dưới chân cái này văn minh, xuất hiện tại hơn một vạn năm trước, bọn hắn văn minh so chúng ta bây giờ cao hơn siêu rất nhiều. Bọn hắn đều đã thất bại, người dựa vào cái gì tự nhận thức vì chúng ta có thể thành công. Hơn nữa cũng chỉ là mười năm thời gian, mặt khác các khoa học gia đều dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn xem Scolari, dám như vậy cùng người nam nhân kia nói chuyện, hắn không muốn sống trang sao. Nhưng là Scolari nghiêm nghị không sợ, phàm là liên lụy tới hắn chuyên nghiệp địa phương lão giả này không ý kỵ bất luận kẻ nào hoàng đế quả nhiên bị chọc giận tay của hắn trùng trùng điệp điệp nâng lên muốn chụp được nhưng là do dự một chút cuối cùng hay vẫn là nhẹ nhàng rơi xuống hắn cố gắng lại để cho thanh âm của mình nhu hòa một ít nói scolari tiến sĩ được rồi lúc này đây là chúng ta chuẩn bị chưa đủ hiện tại ta tuyên